128 chương 128, dấu giếm kế sách. Trọng lâu trở về. Liêu Tản Dương bọn người rời đi không đủ ba ngày, chỉ sợ Trọng lâu chưa bước ra vô lượng môn lĩnh vực, liền tao ngộ cự biến cố lớn, vội vàng chạy về thất thập nhị phong. Trọng lâu sau khi hạ xuống, hỏi: "Sư tôn thương thế như thế nào?" Liêu Tản Dương khoát tay một cái nói: "Thương thế không tính nghiêm trọng. Đến là người phương nào làm chủ thương tổn sư tôn?" Giờ phút này Trọng lâu một thân sắc khí, chỉ cần Liêu Tản Dương nói ra một cái tên, hắn liền sẽ xông tới giết, vô luận đối mặt hạng gì cường địch. "Phong chủ, ngươi liền nói cho chúng ta biết đi, đến là ai thương tổn ngươi?" thất thập nhị phong đệ tử của hắn mở miệng hỏi một mặt lo lắng chi tình liêu tản dương đem thích khách áo đen nguyên anh từ lôi công trong tháp phóng xuất ra mọi người thấy qua lộ ra oán giận chi tình lộ ra lại chính là cái này tên thích khách đánh giết phong chủ thế nhưng là trong thiên hạ lại có môn phái nào có thể bồi dưỡng được nguyên anh cảnh giới thích khách mọi người ở lần đoán được đáp án suy nghĩ sâu xa về sau đáp án miêu tả sinh động vô lượng môn trong thiên hạ chỉ có vô lượng môn có như thế bá lực có tư chất cỡ này bồi dưỡng được nguyên anh cảnh giới thích khách tử sĩ phong hầu các loại trưởng lão trong lòng hoang mang vô lượng môn giờ phút này chính gặp đại kiếp làm sao lại cùng thất thập nhị phong là địch đủ loại nghi vấn xoay quanh tại trong đầu của bọn họ liêu Tản dương thấy gió hầu bọn người lộ ra không hiểu thần sắc mở miệng nói cái này tên thích khách vốn là nguyên anh tu sĩ bị cưỡng ép xóa đi bộ phận thần trí về sau một lần nữa giao phó tinh thần lý trí quán thâu thứ khách chi đạo đem bồi dưỡng thành trong tay dao nhọn liêu Tản dương giải thích về sau thất thập nhị phong mọi người cảm giác được kinh dị nguyên anh tu sĩ lại bị luyện thành khôi lỗi vô lượng môn truyền thừa mấy ngàn năm kinh lịch mấy đời phong chủ cũng chỉ có vô lượng môn có sức mạnh khống chế nguyên anh tu sĩ như đoán không sai, Vô Lượng Môn cũng muốn mượn cơ hội này gây dựng lại sân môn, đem trôi này lưỡi dao sắc bén hoàn toàn giữ tại bàn tay mình bên trong. Hiện tại cục thế cũng không rõ ràng, Vô Lượng Môn chuyển thế mấy ngàn năm, ngật đứng không ngã, tuyệt đối hắn chỗ hơn người. Mặc dù có phản loạn, chỉ sợ cũng nhào lộn Vô Lượng Môn tích xúc, chúng môn đồ tạm thời tán đi, tu dưỡng mấy ngày, đợi cục thế sáng tỏ làm tiếp quyết đoán. Liêu Tản Dương phát ra hiệu lệnh, đông đảo môn đồ tự hành tán đi, vừa rồi tuyên bố rời núi cứu Vô Lượng Môn đệ tử cũng không cần phải nhiều lời nữa. Giờ phút này Vô Lượng Môn đã chiến làm một đoàn, phái anh kỳ tu sĩ liền liền xuất thủ, đệ nhất phong môn đồ thương vòng thảm trọng thất thập nhị phong lĩnh vực cũng bắt đầu xuất hiện kinh biến khi thì có chú pháp chiếu nghiêng mà đến đánh vào hộ sơn đại trận phía trên dẫn tới đại trận dung chuyển không thôi phong hầu bọn người cảm thụ được chú pháp cường đại uy lực nhao nhao kinh hãi toái anh cảnh giới chỉnh một chút cao hơn bọn họ mấy cái cảnh giới tấn cấp toái anh cảnh giới chi nạ tốt so với lên trời đại bộ thờ hờ ở nguyên anh đại thừa kỳ tu sĩ cuối cùng cả đời cũng vô pháp bước vào toái anh kỳ liêu tàn dương cũng tại nguyên anh kỳ đỉnh trệ mấy ngàn năm nếu không phải quan sát hóa thần quyết nộ gia thuộc về mình nói bản tôn giờ phút này còn tại nguyên anh đại thừa kỳ bồi hồi phong chủ làm sao bây giờ phong hầu các loại trưởng lão gặp chúng đệ tử đã tán đi mở miệng hỏi xem chừng liêu tản dương nói xong câu đó về sau tế ra lôi công tháp tòa này hỏa hồng sắc cự tháp lớn lên theo gió sấm xét màu tím xoay quanh trong nháy mắt lại tăng đến ngàn hàng dặm liêu tản dương linh lực suýt nữa bị rút sạch một tòa cự đại lôi công tháp rơi xuống đem thất thập nhị phong chỗ toàn bộ bao phủ ở bên trong hộ sơn đại trận ngăn cản không nổi toái anh tu sĩ thuật pháp công kích vì cam đoàn sơn môn an toàn liêu tản dương không thể không tế ra lôi công tháp che chở một phương thất thập nhị phong trong lĩnh vực một tòa thông thiên tháp cao đứng sừng sững ở này đỉnh thiên lập địa tử sắc lôi quang lượn lở phóng thích ra vô thượng thiên uy. Vô lượng môn trăm vạn cương vực, toàn bộ lâm vào trong hỗn loạn, chiến đấu tràn ngập giữa thiên địa, đệ nhất phong người trường Mai Xuyên, tay cầm một thanh trường kiếm, không người là đối thủ, khiến cho người hoảng sợ là, không chỉ một trường Mai Xuyên xuất hiện, mà chính là ba cái trường Mai Xuyên đứng tại một chỗ, thực lực cứng mạnh, chính là toại anh, kỳ tu sĩ cũng phải tránh lui. Vô lượng môn trong lĩnh vực, một tòa không đang chú ý hậu sơn chỗ sâu, một tòa trong độc phủ. Một tên hòa thượng trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, đánh đi, đánh cho càng hung ác càng tốt, đánh vô lượng môn hủy diệt mới ta ngoài ý muốn. Trong tay hắn bưng lấy một bộ thư tịch, trang sách chính là giấy vàng, bịa viết hóa thần quyết ba chữ phía sau cùng có một hàng chữ vàng phá lệ dễ thấy luân hồi lao nhân sách hòa thượng này rõ ràng cũng là vân cư tự quy ẩn phương trượng đã từng cũng là tại hắn chủ trì dưới phong ấn liêu tàng hàn dương về sau tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản hắn lựa chọn quy ẩn đem vị trí nhường cho thân truyền đại đệ tử cũng không lâu lắm đại đệ tử chết tại phi ngư đạo nhân tự bạo nguyên anh phía dưới rơi cái thịt nát xương tan người thấy sao đây chính là ngươi vô lượng môn dưới mắt đã muốn vong hòa thượng tiếng nói kết thúc động phủ chỗ sâu một thanh âm vang lên đây chỉ là một lần tiểu tiểu khảo nghiệm mà thôi sau cùng lưu lại nhân tải là vô lượng môn tinh nguyện chỗ có cái gì cảm lộ sao đây là luân hồi lão nhân hóa thần quyết cùng ta hóa thần quyết có khác biệt gì cái thanh âm kia từ trong động phủ truyền ra hòa thượng cười nói ngươi so luân hồi lão nhân còn kém rất nhiều ngươi hóa thần quyết hao phí bao nhiêu thời gian hao phí bao nhiêu tinh lực to như vậy một cái thông đạo tất cả đều là hóa thần quyết nội dung mà luân hồi lão nhân hóa thần quyết chỉ là một bộ sách có thể tùy thân mang theo lập tức phân cao thấp liêu tàn dương đã đột phá toái anh kỳ ngươi muốn tìm hắn để gây sự khó động phủ chỗ sâu thanh âm vang lên lần nữa hòa thượng cười cười đến càng thêm dữ tợn hắn chỗ ỉ lại bất quá là tiền quốc mà thôi mấy năm sau ta muốn để thiên hạ tu sĩ đối với hắn hợp nhau tấn công trong động phủ thanh em biến mất hiển nhiên không định lại để ý tới việc khác vụ dưới mắt hắn công pháp chạy tới thời điểm mấu chốc nhất dùng không được bất luận cái gì sai lầm liêu Tản dương chấn an đệ tử trong môn phái lại bố trí xuống nhất trọng bảo hộ về sau lựa chọn bế quan đại chiến buông xuống hắn muốn hoàn toàn đem chính mình chiến lược để bạt một cái cấp bậc động phủ bên trong liêu Tản dương nhìn lấy ma đế cùng thích khách áo đen nguyên ảnh, giờ phút này ma đế đã mất đi đã từng ngã cốt bị liêu tàn dương cầm tù mấy năm tâm hắn tính đã bị sa bằng đã từng hắn cũng là ma vực bên trong hoành hành không sợ phía tây ma chủ dưới mắt lại trở thành tù nhân ma đế nhìn lấy liêu tàn dương nói ra ngươi rốt cuộc quyết định luyện hóa ta sao liêu tàn dương lẳng lặng nhìn lấy hắn ánh mắt ấy khiến ma đế cảm giác hoảng sợ nếu như ngươi thả qua ta ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa vì ngươi chinh chiến tư phương chỉ cần ngươi thả ta ta có thể cấp tốc khôi phục nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đến lúc đó chính là ngươi trợ lực lớn nhất ma đế ham sống hắn tử chí đã tiêu diệt vì cái gì vì cái gì ngươi nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết ngươi nhất định phải làm cho ta biến thành hắn đồng dạng không có độc lập tư tưởng khôi lỗi sao ma đế chỉ thu hoạch được tân sinh trần ngốc thiếu nói ra trần ngốc thiếu nghe được ma đế đề cập chính mình mở miệng nói sư đệ chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn thấu sao giống như ta vậy có cái gì không tốt mỗi ngày tu hành tâm vô bằng vụ không biết có bao nhiêu người muốn thu hoạch được dạng này sinh hoạt ma đế hung tận chừng trần ngốc thiếu liếc một chút ta có một cái càng hảo kế hoạch muốn đối ngươi áp dụng liêu tàn dương mở miệng nói ra ma đế cảm giác phía sau rét run nhìn lấy liêu tàn dương lạnh lùng ánh mắt tâm hắn biết rõ mình tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế kế hoạch gì ma đế hỏi một cái dấu giếm kế sách liêu tản dương đem chính mình như đồ cùng bàn mang sang ma đế nghe được kinh hãi sau cùng cả kinh trận mắt hốc mồm kế hoạch này không bình thường điên cuồng xin một chín mươi chỉ một s thôi ạ à. cảm ơn mọi người xin nguyện phiếu ạ một trăm hai mươi chín chương một trăm hai mươi chín chờ đợi thời cơ chiến đấu hai cái lạ lẫm nguyên anh tu sĩ đi ra thất thập nhị phong trực tiếp bay về phía chiến hỏa kịch liệt nhất địa phương bọn họ thình lình chính là ma đế cùng chân ngốc cứu chỉ bất quá đám bọn hắn đã không phải là năm đó cuồng vọng bộ dáng bọn họ đem đi hoàn thành liễu tàn dương bố trí điên cuồng kế hoạch Liêu Tản Dương khôi phục tu vi, đem lôi công tháp bao phủ thất thập nhị phong tiêu hao đại lượng linh lực. Cho dù hắn linh lực là hắn nguyên anh tu sĩ gấp trăm lần, bố trí khổng lộ như thế công trình, cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. huống hồ còn muốn bố trí các loại trận pháp. Vô lượng môn bên trong chiến hỏa đã lan tràn đến thất thập nhị phong lĩnh vực, nếu không phải Song Phương giao chiến còn cố kỵ thất thập nhị phong lực lượng, chỉ sợ sớm đã đem đến đây xem như chiến trường. Liêu Tản Dương đem thích khách áo đen nguyên anh thả ở trước mắt, bị thực hiện siêu hồn đại pháp thích khách áo đen đã hoàn toàn mất đi thần trí. Liêu Tàn Dương nhìn lấy thích khách áo đen lâm vào trầm tư, hắn là vô lượng môn bồi dưỡng tử sĩ không giả nhưng là sai sử người khác lại cũng không là vô lượng môn tu sĩ mà chính là một cái chính mình chưa bao giờ thấy qua nam tử có cực kỳ cường đại lực lượng loại lực lượng kia là mình vô pháp thăm dò hóa thần cảnh giới vô lượng môn bên trong còn có một cỗ tiềm tàng lực lượng tại đảo loạn thời cuộc đây là tam phương lực lượng đánh cược cùng hắn phong môn lĩnh vực hỗn loạn so sánh thất thập nhị phong xem như so sánh yên tĩnh tường hòa cự đại lôi công tháp đem thất thập nhị phong bao phủ ở bên trong đông đảo đệ tử ngẩng đầu nhìn lại không gặp được thương cung căn bản chính là đưa thân vào cự đại ốc xá bên trong tại liêu tản dương bế quan bên trong hồng liên trở về chỉ có một mình nàng lôi hổ cũng không đi theo nàng trở về thất thập nhị phong về sau không nói một lời lựa chọn bế quan nếu không có liêu tàn dương chủ trì thất thập nhị phong chúng môn đồ thuận tiện giống như năm bẹ bảy mảng không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực một ngày này chiến hỏa rốt cục đốt tới thất thập nhị phong mấy tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ truy truy, truy trốn trốn đi vào thất thập nhị phong chỗ một cái cự đại kim bắt đánh xuống hung hăng đụng vào lôi công tháp bên trên bế quan bên trong liêu tàn dương mở hai mắt ra đông đảo đệ tử trong môn phái cũng cảm giác được lôi công tháp chấn động nhao nhao từ ốc xá bên trong đi ra trọng lâu cầm trong tay trọng kiếm căm tức nhìn tại thất thập nhị phong trên không giao chiến mấy tên nguyên anh tu sĩ trong giao chiến nguyên anh tu sĩ đã đánh đến bỏ mắt đã sớm mất đi cố kỵ các loại chú pháp phát bảo hành kích phía dưới lại có một nửa công kích rơi vào lôi công tháp bên trên điều này cũng tại không đến bọn hắn lúc này lôi công tháp quá khổng lồ như kình tiền chi trụ mấy tên nguyên anh tu sĩ phảng phất là vây quanh đại thụ che trời du tàu chim sẻ liêu tản dương đi ra lôi công tháp ra thất thập nhị phong sơn môn đứng tại giữa không trung mấy tên kịch chiến nguyên anh tu sĩ tựa như không có nhìn thấy liêu tản dương vẫn như cũ điên cuồng công kích lẫn nhau lấy thế muốn liều ra cái ngươi chết ta sống bọn họ phảng phất đã quên trước đây không lâu bọn họ chính là là đồng môn Nơi đây là thất thập nhị phong lĩnh vực. Liêu Tản Dương mở miệng nói ra, âm thanh giống như trùng lớn, chuyển đến trong lúc kịch chiến nguyên anh tu sĩ trong hai, nhưng là bọn họ, nhưng không, có dừng tay, đối Liêu Tản Dương lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Cút ra khỏi nơi đây, nếu không. Liêu Tản Dương giơ lên cùng kỳ ma kiếm, trong nháy mắt, vạn kiếm triều tông kiếm ý ngưng tụ, kiếm ảnh đầy trời xuất hiện tại mấy tên nguyên anh tu sĩ trước mặt, hiện ra sắc cơ, lạnh thấu xương kiếm ý phía dưới, trong lúc kịch chiến nguyên anh tu sĩ vô ý thức thu hồi pháp bảo, không hẹn mà cùng hướng chỗ hắn bay đi. Liêu Tản Dương cầm trong tay cùng kỳ ma kiếm tại thất thập nhị phong xác định cương vực phất tay mấy cái ánh vàng rực rỡ chữ lớn ở giữa không chúng xuất hiện chính là linh lực ngưng tụ không thể xóa nhòa nơi đây chính là thất thập nhị phong lĩnh vực người xông vào hết thể đánh giết một hàng chữ lớn hoành đặt trên đường chân trời gấp đôi dễ thấy liêu tản dương đem mấy tên tu sĩ cưỡng chế di rời về sau lần nữa trở về phong bên trong trọng lâu chào đón mở miệng nói sư tôn chúng ta khi nào xuất thủ ta đã kìm nén không được loại chuyện này gấp không được lại lại xem chừng mấy ngày liêu tản dương đối trọng lâu mở miệng nói ra vô lượng môn hoàn toàn lâm vào hỗn loạn tu tiên giới đã tin đồn lên vô lượng môn bên trong phát sinh biến cố chuyện này do so ma vực bị tiêu diệt càng thêm rung động thiên hạ đệ nhất đại tu tiên môn phái nội đấu có thoái anh tu sĩ xuất thủ chiến hỏa đã lan tràn cả tòa vô lượng môn bảy mươi hai tòa phong môn toàn bộ bị thai họa tu tiên giới đối vô lượng môn hỗn loạn nghị luận ở mỹ càng nhiều tu sĩ làm theo cảm giác hạo kiếp sắp tới vô lượng môn dạng này đại phái đều hỗn loạn nếu là không có nó chấn áp tu tiên giới chỉ sợ tái khởi phân tranh bình tĩnh ba ngàn năm tu tiên giới lần nữa lâm vào hỗn loạn quả nhiên là thời buổi rối loạn tiên quốc của thời, thú triều tiếp tục mấy năm đông đảo tu tiên gia tộc ở ẩn trong vòng một đêm ma vực không còn sót lại chút gì lúc này vô lượng môn lại lâm vào hỗn loạn thiên hạ này loạn liêu tản dương tu vi cấp tốc khôi phục dù là hắn đang bế quan cũng có dư lực chú ý thất thập nhị phong đại chiến đệ nhất phong người thực lực cực mạnh một hóa thành ba cùng công cùng thủ tuy nhiên bọn họ tu vi chỉ là nguyên anh đại thừa cảnh giới nhưng lại phát huy ra toái anh kỳ chiến đấu lực cả người khoác lân giáp đại hán cầm trong tay tam xoa kích có thể dẫn phong lôi phương thức chiến đấu hiếm thấy ở giữa có thể ngăn cản được toái anh tu sĩ công kích vô lượng môn đã hiển lộ phía sau hắn tích xúc đệ nhất phong đột nhiên nổi lên một nửa phong môn phản chiến nhưng là ba tên thoái anh cảnh giới nội điện trưởng lao xuất thủ ngăn cản được đệ nhất phong thế công tụ lại dư đệ tử cùng lưu phản vô lượng môn phong môn địa vị ngang nhau đây tuyệt đối không phải vô lượng môn toàn bộ lực lượng Liêu tản dương âm thầm suy nghĩ hắn hiện tại lực lượng xa xa yếu hơn thoái anh tu sĩ nếu là gặp được nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hắn còn có thể đấu một trận như vận dụng hồng liên hòa diễm có rất lớn tỷ lệ đem nguyên anh hậu kỳ tu sĩ diệt sát nhưng là hắn lực lượng tuyệt đối vô pháp chống lại nguyên anh đại thừa kỳ tu sĩ tuy nhiên nguyên anh đại thừa kỳ tu sĩ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ phạm chủ nhưng là lực lượng không thể so sánh nổi, Nguyên Anh đại thừa cảnh giới là một chân đã bước vào. Toái Anh kỳ, chính là Nguyên Anh hậu kỳ đình phong. Về phần Toái Anh cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ bản tôn đến, cũng chỉ có thể đánh một cái ngang tay, đây là Liêu Tản Dương lựa chọn xem chừng nguyên nhân chủ yếu nhất, thất thập nhị phong lực lượng mạnh nhất chỉ có Nguyên Anh trung kỳ, đại bộ Đờ hờ ở sư huynh đệ vừa vừa bước vào Nguyên Anh kỳ, khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm, tùy tiện hiện thân, chỉ có thể là phong hủy người vong, tuyệt đối không có cái thứ hai kết quả. Bất quá, Liêu Tản Dương cũng bố trí xuống chuẩn bị ở sau, hai cái cây đinh đã bị hắn phân biệt đinh tiến vô lượng môn cùng đệ nhất phong hắn không sợ ma đế làm phản bởi vì hắn đã tại ma đế thể bên trong mai phục xuống hẳn giống chỉ cần hắn hơi có di động liêu tản dương thần thức ý nghĩ trợt lóe lên ma đế liền sẽ phải gánh chịu hồng liên nghiệp hỏa thốt vệ trần ngốc cứu càng sẽ không phản loạn hắn sớm không phải lúc trước cái kia trần ngốc cứu liêu tản dương đã cho hắn giao phó tân sinh lúc này liêu tản dương đang chờ đợi một cái cơ hội một cái có thể hoàn toàn tiêu diệt mấy cái phe thế lực chính mình một mình độc lên chiếm lĩnh vô lượng môn thời cơ phong chủ phong hầu thanh em đang bế quan động phủ vang lên đệ nhất phong phái người đến đây có chuyện quan trọng cùng phong chủ nói chuyện Liêu Tản Dương thất thập nhị phong là một cỗ không thể để cho người coi nhẹ lực lượng, nhưng là nếu muốn mượn dùng thất thập nhị phong thanh này, lưỡi dao sắc bén, muôn vàn khó khăn, bởi vì Liêu Tản Dương tọa trấn nơi này. Xin một 910. Chỉ một S thôi ạ, à, cảm ơn mọi người. Xin nguyện phiếu ạ. À. 130 chương 130, bản nguyên hòa diễm. Liêu Tản Dương thu hồi thần thức, thình lình nhìn thấy đỉnh tiên lập địa lôi công ngoài tháp đứng đấy một người, toàn thân che đậy tại hắc bảo bên trong, thấy không rõ dung mạo, Liêu Tản Dương mày nhăn lại, không phải là bởi vì người này nguyên anh hậu kỳ tu vi, mà là bởi vì chính mình vừa ý mà cảm giác không thấy hắn tồn tại liêu tản dương từ trong túi chữ vật lấy ra tấm gương thần bí chính mình trong lúc vô tình đạt được cái này pháp bảo cũng có che đậy thần thức công hiệu chẳng lẽ tu sĩ này cũng có như vậy một kiện pháp bảo hay sao người tới ô quyền một tiếng cao giọng nói phong chủ còn mời mở ra trận pháp hãy cho ta đi vào trao đổi chuyện quan trọng người là người phương nào liêu tản dương thanh em xông ra lôi công tháp thẳng lên vân tiêu hắc bảo nhân này nhặt vừa nói nói đã ngươi không thả ta đi vào ngươi ra gặp một lần chẳng phải sẽ biết giờ phút này liêu tản dương tu vi đã hoàn toàn khôi phục thất thập nhị phong lĩnh vực bên ngoài vô lượng môn chiến đấu hừng hực khí thế đệ nhất phong đệ tử liên tục bại lui mắt thấy vô lượng môn sắp lần nữa nắm giữ lại thế cái này thay đổi biến hoàn toàn là bởi vì ba vị toái anh tu sĩ xuất thủ cứu vãn vô lượng môn tại trong nước lửa lôi công tháp đại môn chậm rãi mở ra liếu tản dương từ lôi công trong tháp đi ra một thân ánh vàng rực rỡ pháp tướng cùng trong tay ma kiếm thượng ngọn lửa màu đen hình thành rõ ràng đặc sắc Dấu đầu lộ đôi bọn chuột nhắt một tên liêu tản dương đi ra lôi công tháp về sau cùng người áo đen đối mặt hắc bảo nhân này trên hai gò má mang theo một kiện mặt nạ đem khuôn mặt che kín liêu tản dương đã phát hiện hắn không phải đệ nhất phong môn nhân thất thập nhị phong phong chủ ngươi có biết đại họa lâm đầu ngươi cho rằng vô lượng môn hội dung hạ ngươi dạng này một chi lực lượng khổng lồ khoảng trừng vô lượng môn vận mệnh người áo đen mở miệng nói ra châm ngòi lấy liêu tàn dương nhìn ý hắn có ý mời liêu tàn dương xuất thủ cùng nhau đối kháng vô lượng môn lúc trước liêu tàn dương đã phát hiện vô lượng môn ba cỗ thực lực đệ nhất phong là một cỗ phản nghịch lực lượng vô lượng môn nội điện là một cỗ lực lượng còn có một cỗ lực lượng tiềm tàng tại vô lượng môn bên trong cỗ lực lượng này từng phái tu sĩ nguyên anh tử sĩ đánh giết chính mình mà hắc bào nhân này lộ ra lại chính là đến từ tối thần bí này một cỗ lực lượng ngươi nếu có thành ý lời nói trước đem dung mạo của mình lộ ra liêu tản dương giơ tay lên bên trong cùng kỳ ma kiếm tới nói thị phi người tất vì là phi nhân huống hồ cái thế lực này người có tập sát chính mình tiền lệ người áo đen gặp liêu tản dương dùng ma kiếm chỉ hướng mình âm vũ cười tiểu bằng hữu này một ngàn năm qua còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng kiếm chỉ hướng ta ngươi là người thứ nhất người bớt nói nhiều lời cút ra khỏi nơi đây liêu tản dương gặp người áo đen liền dung mạo cũng không chịu hiện lộ biết hắn lại tới đây cũng không có mười phần thành ý người trẻ tuổi ngươi hỏa khí quá lớn dễ dàng chết ở chỗ này người áo đen nói xong khi thế bảng bạc hiện lộ ra rõ ràng là nguyên anh hậu kỳ tu vi chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào nguyên anh đại thừa cảnh giới liêu tàn dương nhìn lấy dấu đầu lộ đuôi người áo đen cả giận nói nói ra ngươi ý đổ đến không muốn quanh coi lòng vòng ta biết ngươi là ai liêu Tản dương vừa mới nói xong người áo đen rốt cục hiện lộ ra sắc cơ ngươi đem nguyên anh tử sĩ giao ra ta liền bỏ qua cho các ngươi nếu ngươi không giao ta diệt các ngươi thất thập nhị phong người áo đen nói xong trong lòng bàn tay lại dần hiện ra hồng liên hòa diễm a à, hắn là hỏa diễm hư ma thất thập nhị phong bên trong mọi người lên tiếng kinh hô người áo đen trong lòng bàn tay hồng liên hỏa diễm thiêu đốt lên đem hắn quỷ kiểm diện cụ phản chiếu tinh hồng ngươi đoán được thân phận ta sao liêu tàn dương nhìn lấy người áo đen trong lòng bàn tay hồng liên hỏa diễm toát ra vẻ khinh miệt hắc bảo nhân này trong tay hồng liên hỏa diễm cũng không phải là chân phẩm mà chính là phòng theo chính mình hồng liên hỏa diễm mà đến chân thực thương tổn không đủ tránh thức hồng liên hỏa diễm một phần trăm giao ra nguyên anh tử sĩ tha cho ngươi nhất mệnh người áo đen nói xong trong lòng bàn tay hỏa diễm thiêu đốt tràn đầy lại bay kín toàn thân phản phất trên trời rơi xuống hỏa thần đồng dạng thất thập nhị phong bên trong mọi người kinh hãi chuẩn bị mở ra hộ sơn đại trận sát tướng đi ra hắn lần này đến đây chính là vì truy muốn bị liêu tản dương bắt được nguyên anh tử sĩ nguyên anh đã hắn dám đến này liền đại biểu bọn họ quyết ý cùng thất thập nhị phong vạch mặt bọn họ cũng không e ngại liêu tản dương nếu không cũng sẽ không phái tử sĩ đánh giết với hắn liêu tản dương vung cùng kỳ ma kiếm quát ai cũng không cho phép đi ra hôm nay ta muốn đem cái này không dám lấy bộ mặt thật sự gặp người ta băng đánh giết ở đây liêu tản dương hiện lộ ra bừng bừng sắc khí cự đại lôi công tác trước hai tòa kim thân va chạm tại một chỗ một phương vì ánh vàng rực rỡ hòa diễm một phương là hỏa hồng hòa diễm Người áo đen lộ ra nhẹ răng cười, ngươi cũng đã biết tại chỗ là ai giết mười mấy tên nguyên anh tu sĩ sao? Thân phận ta chính là Tiên Quốc hỏa Diễm Hung Ma đại đệ tử." Liêu Tản Dương cười, trong tay cùng kỳ ma kiếm đã hiển lộ ra thao thiên ma uy, "Nếu ngươi không nói như vậy, ta cũng có thể tha cho ngươi nhất mệnh, hiện tại ngươi nói ra lời này, ngươi không chết không thể." Trọng lâu nắm chặt huyền thiết trọng kiếm, bước ra lôi công tháp, vì Liêu Tản Dương lực trận. "Để ta nhìn ngươi dưới mặt nạ có cái gì dạng một bộ gương mặt." Liêu Tản Dương giơ lên cùng kỳ ma kiếm. "Liệt Thiên!" Một đạo quang mang tựa như ngôi sao đồng dạng từ phía chân trời rơi xuống, chém về phía người áo đen khắp nơi run rẩy kịch liệt đã từng liệt thiên kiếm kỹ vì liêu tản dương lập xuống bất hủ công vân theo cảnh giới đề bạn liệt thiên kiếm dần dần trở nên giật gấu và vai nhưng mà một kiếm này uy lực nhưng không có yếu bớt mà chính là theo liêu tản dương cảnh giới đề bạn mà đạt tới trước đó chưa từng có độ cao một kiếm rơi xuống thiên địa làm tối tăm người áo đen đối thất thập nhị phong phong chủ tự cao hiểu biết lúc ấy khi thật sự liệt thiên kiếm rơi xuống hắn cũng vì thế mà cho váng một loại phát ra từ trái tim băng giá lạnh tự nhiên sinh ra người áo đen nói thầm một tiếng không tốt hai cánh tay vỡ toang ra hát sắc quang mang, tựa như hai thanh yêu ma móng vuốt hướng về chạm hướng mình liệt thiên kiếm ngăn trở. ông chém xuống liệt thiên kiếm cùng ngăn trở hát sắc móng vuốt đụng phải một chỗ, khuấy động lên một mảnh linh khí vân sóng. đạo này khí chập trùng dao động ra qua, đông đảo cây cối bị nổ tận gốc. người áo đen rung động trong lòng, cái này nhân tu sĩ chỉ có nguyên anh trung kỳ, nhưng là hắn kiếm kỹ ơ im mà mạnh mẽ đến tình trạng như thế. liệt thiên kiếm dư vi tán đi, người áo đen đứng tại liễu tản dương đối diện, trên mặt quỷ kiểm diện cụ ba một tiếng vỡ vụn. liệt thiên kiếm kỹ, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, ta chờ mong ngươi thành danh kiếm kỹ, vạn kiếm triều tông người áo đen trên mặt cố hoàn toàn vỡ vụn lộ ra hắn chân dung liêu tàn dương nhìn lấy người áo đen khuôn mặt cái này giấu đầu lộ đuôi người chính mình chẳng những quen thuộc mà lại đã từng cùng hắn gợi lên xung đột liêu tàn dương mở miệng nói ngươi còn nhớ rõ chính mình sao ngươi gặp qua ta người áo đen lộ ra nghi hoặc xem ra ngươi trí nhớ đã biến mất thật sự là bi hay ngươi đã từng gọi là vạn hải tuyển là vô lượng môn đệ ngũ phong phong chủ liêu tàn dương mở miệng nói ra người áo đen nhìn lấy liêu tàn dương cười ngươi nói vậy ta bế quan hơn một ngàn năm chưa từng trên thế gian hành tẩu qua ngươi khi nào có thể nhìn thấy ta hắc bảo nhân này mặt nạ hủy đi lộ ra hắn chân dùng chính là tại đỉnh phong chi chiến lúc bị liêu tản dương hủy đi thân thể vạn hải tuyển về sau nghe đồn hắn chết nghị không ra giờ phút này lại xuất hiện ở đây chỉ bất quá tu vi phóng đại đã tiến vào nguyên anh hậu kỳ nhưng là thuộc về vạn hải tuyển trí nhớ lại biến mất cái này cô thần bí lực lượng chẳng những tiêu diệt vạn hải tuyển trí nhớ còn đem hắn lực lượng để bạn một cảnh giới chỉ sợ vạn hải tuyển căn bản không biết chính mình cũng là này cô thực lực một con cờ bất quá vô luận ngươi là vạn hải tuyển cũng tốt không phải cũng được đã đến cũng đừng nghĩ đi liêu tản dương nói xong cùng kỳ ma kiếm đã vung ra một đầu cùng kỳ gào thét mà ra hướng về Vạn Hải Tuyền bả vai ta tới, lớn mật nghiêm xúc. Vạn Hải Tuyền trên thân hỏa diễm bay lên, một đám lửa đốt hướng cùng kỳ. Kiếm. Vạn kiếm Triều Tông, vô cùng tận kiếm ảnh xuất hiện tại trên đường chân trời, vô tận kiếm uy truyền ra, nghiền ép hướng Vạn Hải Tuyền, Vạn Hải Tuyền vận hành hỏa diễm ngăn cản cùng kỳ hung thú, giờ phút này Vạn kiếm Triều Tông kiếm ý đè xuống, hắn cảm giác được một loại quen thuộc hoảng sợ, sự sợ hãi ấy phảng phất bẩm sinh, tựa như hắn từ chỗ nào được chứng kiến Vạn kiếm Triều Tông uy lực. Kiếm ý lồng giam đem Vạn Hải Tuyền tụ khốn, kiếm ý lồng giam đã từng đem ma đế vây khốn, giờ phút này lại đem Vạn Hải Tuyền vây ở chính giữa. Ngươi biết Hồng Liên Nghiệp hòa sao? Hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức hồng Liên Nghiệp Hỏa Thần uy." Vạn Hải Tuyền nói xong, nhắm hai mắt, lại không để ý tới cắn lấy hắn đầu vai cùng kỳ hung thú. Cực nhiệt hỏa diễm dâng lên, Vạn Hải Tuyền hoàn toàn hóa thành một đầu hỏa diễm cự nhân, Vạn Kiếm Triều tông kiếm ý lồng giam vẫn như cũ tụ cuốn lấy hắn, nhưng là tại nhiệt độ cực cao hỏa diễm tiêu đốt dưới, đã hiển lộ bề bài. Thất thập nhị phong trong lĩnh vực viễn cổ hỏa thần, tựa như hầu tử đồng dạng trên nhảy dưới tránh, hai mắt nhìn về phía Vạn Hải Tuyền vào đầu bất hai. "Hỏa! Hỏa! Bản nguyên chi hỏa, ta muốn nó." Đầu hung thú này chính là viễn cổ hỏa thần, cùng hỏa kết duyên. Giờ phút này nhìn thấy Vạn Hải Tuyền hóa thành một đầu hỏa diễm cự nhân, tâm dâng lên tham lam chi ý, muốn đoạt chi cho thông khoái, chỉ là hắn tu vi chỉ là kim đan hậu kỳ, căn bản là không có cách tới gần Vạn Hải Tuyền. Liêu Tản Dương nhìn lấy Vạn Hải Tuyền, đối với hắn hỏa diễm khịt mũi coi thường, vờ y mà bắt chước chính mình hỏa diễm, còn muốn mưu toan dùng bắt chước chính mình hỏa diễm đem chính mình đánh giết, cái này là bực nào ngu xuẩn. Vạn Hải Tuyền hóa thân thành hỏa diễm cự nhân, vung vẩy quyền đầu, đem Vạn kiếm triều tổng kiếm ý lồng giam đánh vỡ, hắn ánh mắt tâm trầm, nhìn về phía Liêu Tản Dương về sau, quắc, thất thập nhị phòng, hôm nay, diệt vong hung thú cùng kỳ lần nữa hóa thành một thanh ma kiếm bị liêu tản dương cầm trong tay vạn hải tuyền ngươi thật dựa vào dạng này hỏa diễm liền có thể diệt sát ta ha ha ta ngọn lửa này chính là hồng liên nghiệp hỏa thiên hạ trí hung trí cường hỏa diễm vạn hải tuyền nói xong trên thân hỏa diễm bước lên phản phất sắc minh hắn lời nói dưới chân hắn nham thạch lạng yên hòa tan giữa thiên địa tràn ngập nóng rực khí tức liêu tản dương sau lưng trọng lâu cảm nhận được đập vào mặt nóng dực khí tức dạng này một cái toàn thân nhuộm dần tại hỏa diễm bên trong người như thế đánh bại nhưng là dù là đánh không lại cũng phải tấn công đi lên trọng lâu khoa trương lên mái tóc màu đỏ Liêu tàn dương phất tay ngăn cản nhìn về phía toàn thân nhuộm dần hỏa diễm vạn hải tuyền nói ra ngươi biết cái gì gọi là hồng liên nghiệp hỏa sao hồng liên nghiệp hỏa tùy tâm sinh chính là băng lãnh hỏa diễm hôm nay là ngươi tử kỳ Liêu tàn dương nói xong trong mắt dần hiện ra hai cái tiểu ngọn lửa nhỏ thất thập nhị phong bên trong hỏa hầu tử vội vàng hô to lưu miệng hỏa khí nhất định phải lưu cho ta khó chịu khí đầu này bị hồng thiên tôn đánh bại viễn cổ hỏa thần vội vàng cần bản nguyên hỏa diễm mà vạn hải tuyền có được hỏa diễm chính là bản nguyên hỏa diễm mà không phải hồng liên nghiệp hỏa xin một chín mười. chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người xin nguyện phiếu ạ. À. 131 chương 131, thu phục nguyên anh tu sĩ. Thao thiên hỏa diễm thiêu đốt lên, vạn hải tuyền đã hóa thân thành hỏa diễm cử nhân, ở trước mặt hắn đứng sừng sững lấy một tòa kình thiên lôi công tháp, lôi công tháp dưới, một cái kim quang lập loại pháp tướng cầm trong tay cùng kỳ ma kiếm cùng vạn hải tuyền địa vị ngang nhau. Giết. Vạn hải tuyền từ bỏ chú pháp, hỏa hồng quyền đầu hướng về liêu tàn dương rơi xuống, trên trời rơi xuống lưu hỏa, to lớn quả đấm to tựa như giống như sao băng hướng về liễu tản dương đánh tới, thiêu đốt hỏa diễm rơi xuống, tựa như dẫn đốt thiên địa thất thập nhị phong bên trong đông đảo môn đồ cảm nhận được đập vào mặt nóng rực nhưng là bọn họ cũng không có e ngại một thân ảnh ngăn tại quyền đầu trước mặt vì bọn họ chống đỡ lấy thiên địa ma kiếm hung y thao thiên một cái cùng kỳ hung nhận không tránh không cần hướng về quyền đầu đánh tới vạn hải tuyển cười gằn, hắn tự cao hỏa diễm có thể đốt vạn vật vừa rồi hỏa diễm thiêu đốt phá giải để tâm hắn kinh hãi vạn kiếm triều tông cũng là chứng cứ rõ ràng thất thập nhị phong mọi người nhắm mắt lại phong chủ lại dây vào đụng cái kia hỏa diễm cự nhân loại kia khủng bố hỏa diễm phong chủ có thể tiếp nhận sao vê hỏa diễm lượn lờ quyền đầu rốt cục đâm vào ma trên thân kiếm trôi này ma kiếm xuyên qua hỏa diễm chạm tại vạn hải tuyển trên cánh tay không có bất kỳ cái gì trở ngại khí thế thao thiên hung diễm căn bản không có đối liêu tản dương tạo thành bất cứ thương tuần gì cực nhiệt hỏa diễm rơi tại liêu tản dương thân thể trong nháy mắt dập tắt cánh, cánh, tay rơi trên mặt đất hỏa diễm như trước đang điên cuồng thiêu đốt lên không có bởi vì rời đi vạn hải tuyển thân thể mà dập tắt hỏa hầu tử cũng lại kìm nén không được tâm xúc động xông ra lôi công tháp hướng về kia chỉ đốt hỏa diễm thiêu đốt cánh tay đánh tới lại một cái hỏa diễm cự nhân từ thất thập nhị phong bên trong sông ra giữa thiên địa xuất hiện hai cái hỏa diễm cự nhân chỉ bất quá từ lôi công trong tháp sông ra hỏa diễm cự nhân kích cỡ hơi nhỏ hơn trên thân hỏa diễm cũng không có vạn hải tuyển nóng rực hắn bổ nhào vào chi kia cánh tay trước mặt cướp đoạt đồng dạng đem cánh tay kia ôm vào trong lực, hòa tan vào trong cơ thể hắn trong chốc lát hỏa hầu tử trên thân hỏa diễm nổ bắn ra sâu sắc qua mang hỏa diễm phun ra ngoài thân hình hắn lại tăng vọt hơn hai lần kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng có đột phá dấu hiệu làm sao có thể tại sao có thể như vậy ta hồng liên nghiệp hỏa vạn hải tuyền cảm nhận được đau đớn ma khí xông vào trong cơ thể hắn quấy nhiều hắn thần trí giờ phút này lại có viễn cổ hỏa thần cướp đoạt cánh tay mình vừa vội vừa giận liêu tản dương cầm trong tay cùng kỳ ma kiếm Hướng về Vạn Hải Tuyền đi đến, Vạn Hải Tuyền hóa thân hỏa diễm cự nhân lại lui về phía sau, vừa rồi một đao kia đã đối với hắn sinh ra cường lực chấn nhiếp. Ngươi không muốn chọc giận ta? Vạn Hải Tuyền thân thể hướng lui về phía sau lấy, nhưng là trên thân hỏa diễm nhưng không có tiêu diệt. Giờ phút này Vạn Hải Tuyền kinh hại không thôi, hắn vốn cho rằng hỏa diễm vừa ra, thất thập nhị phong phong chủ tất nhiên vô pháp tới, thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, người này vừa ở y mà không e ngại hỏa diễm, chính mình hỏa diễm rơi ở trên người hắn về sau, hội bị hấp thu. Đại sự không ổn. Vạn Hải Tuyền nghĩ tới đây, sinh lòng phẫn ý, tự hỏi như thế nào đào thoát. đã dám đến liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Cung khí ma kiếm thượng ngọn lửa màu đen càng thêm tràn đầy. Liêu Tàn Dương sát cơ đã đem Vạn Hải Tuyền khóa chặt, như là đã cùng hắn thế lực sau lưng vạch mặt, liền nhất định phải nổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể bỏ qua Vạn Hải Tuyền. Liêu Tàn Dương sau lưng hỏa hầu tự nhìn lấy Vạn Hải Tuyền, lộ ra tham lam thần sắc. Trong mắt hắn, Vạn Hải Tuyền đã làm món ăn ngon, chỉ là cái này thực vật lực lượng quá mạnh, chính mình ăn không vô. Hỏa. Vạn Hải Tuyền gặp Liêu Tàn Dương lưới đao sắc bén, không sợ hỏa diễm, lập tức cải biến chiến thuật, một đạo chú pháp thi triển mà ra, cự đại hỏa hoàn hướng về liễu Tàn Dương bao phủ tới. Này hỏa hoàn một khi xuất thủ, trong nháy mắt bánh trướng hoàn toàn có linh lực ngưng tụ mà thành bám vào bản nguyên hỏa diễm về sau lực sát thương mười phần càng có trận pháp có thể đem đối phương khống chế lại cho chính mình bước ra đào thoát hỏa liêu tàn dương như bắt trước vạn hải tuyển đánh ra một đạo đồng dạng chú pháp một cái hỏa hoàn rời khỏi tay cùng vạn hải tuyển hỏa hoàn so sánh liêu tàn dương hỏa hoàn chính là lóng lánh kim sắc hỏa diễm càng không nóng rực đập vào mặt khí tước hai cái hỏa hoàn đều chiếm một phương chân trời đụng vào nhau phía dưới hỏa diễm rơi xuống dẫn đốt trên mặt đất và vật, vật vạn kiếm triều tông liêu tàn dương lần nữa thi triển kiếm kỹ kiếm kỹ vừa ra vạn hải trận mắt mổm, kiếm ý ngưng tụ phía dưới hắn vừa ơ im mà hoàng tay chân giờ phút này vạn kiếm triều tông đã không phải là vừa rồi này một thước. đó là đầy trời hỏa kiếm mỗi một thanh kiếm thượng đều có kim sắc hỏa diễm đó là ùn đùn kéo đến kiếm giờ phút này kiếm uy so với vừa nãy cường thịnh gấp mười lần có thừa sóng vạn hải tuyền hỏa hoàn vỡ tan giữa thiên địa chỉ còn lại có một đạo kim sắc hỏa hoàn hướng về vạn hải tuyền trùng tới tựa như dây thừng đồng dạng trong nháy mắt đem trói buộc làm vô pháp tránh thoát thất thập nhị phong chúng môn đồ gặp phong chủ đem đối thủ trói buộc chặt về sau khẩn trương thần sắc thoáng hỏa hoãn bọn họ nhìn lấy tràn ngập với thiên tế kim kiếm chấn động không gì sánh nổi đó là vô số thanh kiếm toàn bộ chỉ hướng mất đi một tay hỏa diễm cự nhân phản phất có vô số hai tay nắm chỗ kiếm kiếm ý càng phát ra cùng bạo liêu tàn dương lộ ra nụ cười dữ tợn kiếm ý đem vạn hải tuyển khóa chặt trong chốc lát vạn kiếm tẩy phát một thanh kiếm mặc thể mà qua mười trôi kiếm mặc thể mà qua ngàn thanh kiếm mặc thể mà qua hòa hoàn trói buộc dưới vạn hải tuyển tựa như trở thành điểm đắm từng trôi gặp xuyên thấu thân thể của hắn mang theo ra một tia nóng rực hòa diễm tiêu tán nửa ngày vạn hải tuyển thần sắc mất đi hào quang chậm rãi túi đầu xuống thân thể của hắn đã tại vạn kiếm triều tông phía dưới hoàn toàn tiêu diệt chỉ còn lại có hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành hư ảnh chính là nguyên anh cũng lại vạn kiếm triều tông phía dưới phai mở hắn nhìn về phía liêu tàn dương ánh mắt minh lãng hắn nhớ tới đến đó là đỉnh phong chi chiến chính mình là dưới một kiếm này sụp đổ thân thể sau đó mình bị người xóa đi thần trí vạn hải tuyến chết lưu lại hỏa diễm vẫn như cũ cháy hương hực, ngọn lửa này vốn không thuộc về hắn không lại bởi vì hắn chết tiêu tán hỏa hầu từ sông lên trước miệng rộng mở ra lưu lại nơi này bản nguyên chi hỏa đều quy về trong cơ thể hắn thất thập nhị phong lần nữa khôi phục lại bình tĩnh chỉ là cháy đen mặt đất vẫn như cũ lưu lại đánh nhau dấu vết liêu tản dương quay người tiến vào thất thập nhị phong lôi công trong tháp hắn lần nữa bế quan lần này đại chiến hắn lại tiêu hao đại lượng linh lực sau cùng một cái vạn kiếm triều tổng chính là dung hợp hồng liên hòa diễm mới nhất cử đem vạn hải tuyền đánh giết mình nếu là không có hồng liên hòa diễm lần này sợ rằng sẽ là một cuộc các chiến hòa hầu tử tương tản mát tại thất thập nhị phong lĩnh vực bản nguyên tri hỏa toàn bộ nuốt vào thể nội thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa hắn rốt cục đột phá tiến vào nguyên anh kỳ hắn chính là tàn khuyết viễn cổ hòa thần vô pháp linh hoạt khống chế hòa diễm chiến đấu thời điểm hòa diễm trải rộng toàn thân nhưng là giờ phút này hắn đã có thể linh hoạt khống chế hòa diễm cũng không tiếp tục là bộ kia hỏa diễm cự nhân hình tượng hắn nửa ngồi lấy hành tẩu nếu không phải phóng thích ra thao thiên hung uy rõ ràng cũng là một con khỉ hống thiên tôn ngươi đi ra ta muốn cùng ngươi đại chiến một trận hỏa hầu tử gọi tiếng động lớn lấy từ khi hống thiên tôn sau khi đột phá hắn liền một mực bị ép một đầu giờ phút này hắn đã đột phá chuẩn bị khiêu chiến một chút hống thiên tôn quyền uy hoàng kim cung bên trong hống thiên tôn hoảng động thân thể một thân lớp vẩy màu vàng nóng dựng thẳng gầm lên giận dữ phía dưới xông ra lôi công tháp hướng về viễn cổ hỏa thần đánh tới hai đầu man hoang hung thú đọ sức tại một chỗ đi chỗ xa đánh Lôi công trong tháp, chuyển ra một tiếng hô quát, thống thiên tôn cùng viễn cổ hỏa thần đều dừng lại thế công, hướng về nơi xa bay khỏi mà đi, lần này bọn họ nhất định phải phân ra cái thắng bại tới. Thất thập nhị phong chúng môn đồ lại một lần nữa tự mình cảm nhận được phong chủ cường đại, này hỏa diễm cự nhân thịnh thế dọa người, còn có nguyên anh hậu kỳ tu vi, có thể nói, trong môn không người có thể chống lại, nhưng là phong chủ xuất thủ, này đầy trời kìm kiếm mười phần tùy ý đem giết sát, theo môn đồ, phong chủ tựa như chưa đem hết toàn lực. Phong chủ thực lực càng thêm thâm bất khả chắc, tuy nhiên phong chủ tu vi chỉ có nguyên anh trung kỳ. Bế quan bên trong, Liễu Tản Dương tự hỏi vô lượng môn biến hóa vô lượng môn phản loạn sắp tắt thất thập nhị cái phong môn hủy diệt một nửa còn lại tu sĩ không đủ vạn nhân có thể nói tại môn đồ phương diện thất thập nhị phong đã đối vô lượng môn có được gáp chế tính lực lượng ba cái toái anh tu sĩ thập phần cường đại dù cho là đệ nhất phong người trương mai xuyên cũng vô pháp đem đánh giết lần này phản loạn để vô lượng môn nguyên khí đại thường trong thời gian ngắn chỉ sợ vô pháp ra mặt sư tôn trọng lâu tại liêu tản dương nơi bế quan đứng vững cấp bộ trọng lâu ngươi có chuyện gì liêu tản dương mở miệng hỏi trọng lâu giơ lên huyền thiết trọng kiếm nói sư tôn mời giúp hắn tái tạo thân thể tốt ném vào đi Liêu Tản Dương nói xong, thạch cửa mở ra, trọng lâu đem Huyền Thiết Trọng Kiếm đưa vào sau cửa đá, quay người rời đi, không, có nhìn nhiều, Liêu Tản Dương một lần nữa phong bế cửa đá, trọng kiếm khí linh xuất hiện tại Liêu Tản Dương trước mặt. Mười năm trước, Liêu Tản Dương vẫn chỉ là cái kim đan tu sĩ, giờ phút này, đã tiến vào nguyên anh Trung kỳ, trọng kiếm khí linh tự nhiên biết Liêu Tản Dương một nhất định có đông đảo bí mật, thế nhưng là hắn không nên hỏi đến, tại Liêu Tản Dương trước mặt, hắn không nên bày ra nguyên anh tu sĩ tư thái, ngay tại vừa rồi, cái này hung nhân vừa mới chém giết một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Liêu Tản Dương nhìn lấy trọng kiếm khí linh, mở miệng nói, người đã quyết định trong kiếm khí linh nhìn lấy liêu tàn dương thật sâu quỳ xuống ta một linh tử nguyện bái tại vô lượng môn thất thập nhị phong giới trướng mời phong chủ thu lưu nói một chút ngươi sâu xa đi liêu tàn dương mở miệng một linh tử một năm một mười đem thân phận của mình toàn bộ cáo chi hắn vốn là tán tu tu luyện sáu ngàn cái tuyến nguyện chính là cùng liêu tàn dương cùng một thời đại người chỉ bất quá hắn uy danh không hiện bước vào nguyên anh trung kỳ về sau cảnh giới ngừng bước không tiến cuối cùng thọ nguyên khô kiệt lúc vô vọng tiến vào nguyên anh hậu kỳ dưới vạn bất đắc dĩ đem chính mình nguyên anh luyện thành khí linh liêu tàn dương nghe xong một linh tử thân thế về sau mở miệng nói ngươi dự định muốn một bộ cái dạng gì thân thể một linh tử nghe liễu tàn dương đáp ứng vì chính mình tạo nên kim thân vui mừng quá đỗi mở miệng nói mặc cho phong chủ lựa chọn không nên phản kháng ta điều tra dưới ngươi linh lực thuộc tính liễu tàn dương thủ trưởng đặt ở một linh tử thiên linh sau đó hắn đưa tay thu hồi trong đầu xuất hiện một cái kế hoạch ngươi đan dược chuẩn bị đến như thế nào liễu tàn dương nói xong một linh tử mở miệng nói sở hữu đan dược đều chuẩn bị đầy đủ vợ ở thì tốt ta vì ngươi mưu đồ một cỗ nhục thân như ngươi chăm chỉ tu luyện mấy năm bên trong liền có thể hoàn toàn đem cỗ thân thể này trưởng không tự nhiên liêu tàn dương nói xong một linh tử đại hỷ bái tạ liêu tàn dương ánh mắt rơi vào phong thần tháp bên trong nơi đó có một bộ có săn thân thể có thể sử dụng đã ngươi mưu tính tại ta vậy cũng đừng trách ta mượn dùng thân thể ngươi xin một chín mười. chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người 132 chương 132, trăm ba chinh chiến ban đầu thất thập nhị phong phong chủ nguyên thần sớm đã rời đi kim thân bị liêu tàn dương giấu ở phong thần tháp bên trong tiềm tàng tại vô lượng môn ý đồ làm đục nước thế lực chính là đã từng thất thập nhị phong phong chủ cái kêu bách thế luân hồi đại tu sĩ hắn còn có một cái thân phận là ma vực chi chủ có qua vài lần sai người đánh giết liêu tản dương ghi chép ba cỗ thế lực dây dưa tại một chỗ vô lượng môn nội điện đệ nhất phong phản nghịch thế lực cùng chui vào vô lượng môn ma vực chi chủ liêu tản dương đứng dậy tiến về phong thần tháp liêu tản dương vận dụng ma vực chi chủ kim thân còn có một cái khác trọng mục đích hắn muốn mượn dùng một linh tử chi thủ đem ma vực chi chủ dẫn ra liêu tản dương không tin tại hắn kim thân bị đoạt phía dưới hắn còn có thể ngồi được vững phong thần tháp bên trong liêu tản dương đem một linh tử nguyên anh chi khí dung nhập ma vực chi chủ kim trong thân thể đem kim thân cải tạo thành thích hợp một linh tử dung hợp thân thể bất quá ngươi bây giờ còn không thể dung hợp thân thể ngươi bây giờ là trọng lâu vũ khí trong tay Một linh tử nghe vậy hóa thành khí linh lần nữa tiến vào huyền tiết trọng kiếm bên trong mặc cho trọng lâu cầm lấy đi liêu tản dương lần nữa ngưng tụ thần thức xem chừng lên chiến trường giờ phút này đệ nhất phong đại thế đã mất mắt thấy liền muốn bại vong liêu tản dương mau trốn một thanh âm đột nhiên tại liêu tản dương tâm vang lên rõ ràng là bản tôn thần thức truyền âm vì sao liêu tản dương hỏi người có đại họa sát thân nay bách thế luân hồi đại tu sĩ chính là luân hồi lão nhân đã là hóa thần tu vi đại tu sĩ ngươi chỗ đứng trước cường địch không chỉ là vô lượng môn ngươi bây giờ tránh thức đại địch là luân hồi lão nhân ta nhìn trộm thiên tế tu sĩ này chính là ma lợi ngươi vài ngàn năm trước đã bố trí nhằm vào ngươi quỷ kế làm ngươi trưởng thành đến nhất định cảnh giới hắn đem mượn ngươi chi thân chuyển thế đến lúc đó ngươi hẳn phải chết bản tôn thanh âm rất gấp gáp chuyện rất quan trọng hắn cũng cố kỵ không bao nhiêu liêu tản dương trong lòng đã có quyết đoán cũng sẽ không bởi vì vì bản tôn cảnh cáo có thay đổi hiện tại mặt ngươi gặp không chỉ là luân hồi lão nhân vô lượng môn nội điện cũng sẽ ra tay với ngươi bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép thất thập nhị phong độc lưu giữ ngươi bây giờ đứng trước đối thủ là hai phe đại thế lực bọn họ đều là ngươi thủ địch liêu tàn dương đáp lại nói bản tôn ngươi đem tiên quốc sự tỉnh quản lý thích đáng thuận tiện vô lượng môn đến đây không cần lo lắng nếu ngươi đánh không lại nhất định phải trốn tuyệt đối không thể xúc động đối thủ của ngươi không chỉ có là toái anh kỳ còn có hóa thần tu sĩ bản tôn nói xong liêu tàn dương trong lòng hồng liên nghiệp hỏa càng thêm tràn đầy hiển nhiên bản tôn đã đem lực lượng quán tâu đến liêu tàn dương thể nội liêu tàn dương hiện tại cảnh giới chỉ có nguyên anh trung kỳ chính là bản tôn cũng không cho rằng hắn có thể đối kháng toai anh cảnh giới tu sĩ chớ đừng nói chi là luân hồi lão nhân cái này hóa thần tu sĩ tình huống trước mắt đến xem duy nhất có thể trở thành đồng minh mình người chỉ có đệ nhất phong trương mai xuyên Tốt. liêu tàn dương bước ra nơi bế quan rơi lên cùng kỳ ma kiếm một tiếng gầm thét chuyển khắp thất thập nhị phong lĩnh vực thất thập nhị phong chúng đệ tử nghe lệnh vô lượng môn lần ta nhục ta muốn giết diệt thất thập nhị phong chúng đệ tử theo ta trợ quyền đệ nhất phong hủy diệt vô lượng môn liêu tàn dương thanh em rơi xuống thất thập nhị phong chúng đệ tử nhao nhao hưởng ứng phong chủ lọt vào vô lượng môn tập sát đã gây nên bọn họ lựa giận mấy ngày trước lại có hay không lượng môn nguyên anh tu sĩ đến đây khiêu khích bọn họ trong lòng sớm đã kìm nén một cô hòa diễm bọn họ tại vô lượng môn nhận hết bắt chẹt ước hiếp nếu không phải phong chủ bọn họ căn bản tìm không trở về thuộc về kìm đan tu sĩ uy nghiêm là phong chủ giao phó chính mình uy nghiêm sinh vì phong chủ mà chiến chết cũng là phong chủ mà chiến 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 chiến, chiến. thất thập nhị phong chúng đệ tử lựa giận hoàn toàn bị dẫn đốt hơn vạn kim đan tu sĩ phóng xuất ra sắc ý quấy một phương thiên cơ liêu tàn dương ngóc thu lôi công tháp Hống thiên tôn đứng ở liễu tàn dương bên cạnh thân đông đảo man hoang hung thú gào thét chiến ý chính đồng giết 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 liễu tàn dương tới lên Hống thiên tôn một cái cùng kỳ ma kiếm hiển lộ ma huy sau lưng hắn phong hầu các loại trưởng lão kim cương trận mắt cầm trong tay các loại pháp khí ai dám ngăn trở thất thập nhị phong cấp bộ chỉ có một con đường chết đông đảo man hoang hung thú gào thét sau cùng đi theo hoàng kim cung ba ngàn đệ tử cùng gần vạn kim đan tu sĩ bọn họ đều là nội môn đệ tử liễu tàn dương nhìn chăm chú đại chiến chỗ mặc kệ là vô lượng môn nội điện vẫn là luân hồi lão nhân ta xem ai dám cản ta phong mang ta thất thập nhị phong đại thế đã thành liêu tàn dương thẳng hướng chiến trường sau lưng đi theo tu sĩ ùn ùn kéo đến vô lượng môn nội điện cùng đệ nhất phong quyết chiến chỗ khoảng cách thất thập nhị phong ba mươi và dặm. ba cái chương mãi xuyên ngăn cản hai tên toái anh sơ kỳ tu sĩ đã kiệt lực từng bước lui lại cái này hai tên toái anh sơ kỳ tu sĩ riêng phần mình nắm lấy đao kiếm như lấp lóe đồng dạng liên tiếp xuất hiện sau lưng trương mai xuyên phát ra nhất kích trí mệnh cái này ba cái trương mãi xuyên chính là tam thi biến thành thực lực mạnh vừa xa đồng dạng nguyên anh đại thừa tu sĩ nhưng là bọn họ đối mặt toái anh tu sĩ không có sức chống cự một người mặc thanh lân áo giáp tráng hán cầm trong tay tam xoa kích điên cuồng cùng một tên toái anh tu sĩ đối công một bước cũng không đường cùng bạo va chạm dẫn tới thiên lôi lan xuống rõ ràng cũng là phong bên trong thần trì độc giao, tuy nhiên hắn cảnh giới thấp hơn toái anh cảnh giới nhưng là cùng toái anh tu sĩ va chạm lại ẩn ẩn chiếm thượng phong đệ nhất phong đông đảo môn đồ tại mấy lần chính mình tu sĩ vây công phía dưới liên tục bại lui theo trương mai xuyên phản lịch phong chủ thương vong hơn phân nửa mặt khác có một bộ phận phong chủ gặp tình thế không đúng đã phản chiến trương mai xuyên cái này mưu phản vô lượng môn lực lượng đã gần như diệt vong trương mai xuyên đau thấu tim gan đi theo chính mình mưu phản vô lượng môn đệ tử chỉ còn lại có bốn trăm người chiến tử kim đan tu sĩ trọn vẹn hơn hai ngàn người như tính cả hắn phong môn tu sĩ trận này đại chiến thuộc về mình một phương kim đan tu sĩ tổn thương qua bốn ngàn người ba thanh kiếm ba cái trương mai xuyên chống cự lại hai tên bái anh tu sĩ mặc dù hắn hưu tâm giải cứu bị vây công đệ tử cũng là hưu tâm vô lực chẳng lẽ trời muốn gì ta bên trong một người mở miệng nói ra sinh lòng vẻ bi thương tại dưới chân hắn một cây cờ xí đã quẳng ở trong bùn đất mơ hồ có thể thấy được thương tiên di tử thiên hạ đại các chữ người nói viện thủ đâu người lưu lại phục bút đâu độc giao ngăn trở thoái anh tu sĩ công kích giống giận như trương mại xuyên chết ở chỗ này chính mình chỉ sợ cũng khó mà thoát thân miễn không rơi một cái gân cốt được luyện chế thành dụng cụ kết quả bi thảm ta từng trong lúc vô tình phát hiện luân hồi lão nhân đối thất thập nhị phong phong chủ có dự mưu ta đã nhiều lần nhắc nhở qua hắn hiện tại xem ra hắn không có ngộ ra ta vốn cho là hắn là hung hoài thiên hạ bá chủ không có mướn cái này trương mãi xuyên chính là đánh giết nhiều tên nội điện trưởng lão này một bộ phân thân ngươi trông cậy vào lại là một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ hồ đồ hồ đồ nha độc giao gầm thét liên tục phân thân phía dưới Toái anh tu sĩ kiếm đã đâm vào độc giao lồng ngực, rút ra lúc mang ra máu tươi. Các người dù ai cũng không cách nào trông cậy vào. Hôm nay, các người tất toàn diệt nơi này." Một tên toái anh tu sĩ mở miệng nói ra, thân thể lặng yên lui ra phía sau, lại lấy tay bố trí xuống khốn địch đại trận. Ba cái trương mãi xuyên đã thế nhỏ, ba người liên thủ khó khăn lắm ngăn trở một tên toái anh kỳ tu sĩ, độc giao đã dâng lên thoái ý, càng bị toái anh tu sĩ đánh cho liên tục bại lui. Đầu hàng! Đầu hàng! Hơn ngàn tên kim đàn tu sĩ xúm lại đệ nhất phong sau cùng lực lượng, cái này phản nghịch lực lượng, không còn có đường lui, đệ nhất phong tu sĩ dâng lên đầu hàng chi tâm. Đông đảo Kim Đan tu sĩ đem tu sĩ tụ lại tại mảnh nhỏ địa vực, quả nhiên là bốn bề thọ địch. Một tên phái anh tu sĩ đã đem đại trận bố trí xuống, ánh mắt nhìn về phía Trương Mai Xuyên, tức giận thao thiên, vô lượng môn nguyên khí đại thương, Kim Đan tu vi đệ tử chỉ còn lại có cái này hơn 2000 người, phong môn càng là hủy diệt một nửa, hết thảy đều bởi vì cái này nửa đồ. Vì cái gì? Các ngươi tại sao phải làm phản vô lượng môn? Hắn gầm lên. Trương Mai Xuyên tam thi ngăn cản toái anh tu sĩ tiến công, đã bất lực mở miệng trả lời, hơi có phân thần tất chết thảm ở này, độc giao tìm kiếm khắp nơi đại trận lỗ hổng, bốn phía đi loạn, hắn đã lộ ra điên cuồng nhưng là đại trận phòng thủ kiên cố dung không được hắn tìm kiếm đột phá khẩu xong xong trương ngãi xuyên sinh ra bi thương nay một thanh thương thiên dĩ từ đại kỳ đã hoàn toàn bị bụi đất bao trùm đông nhiên thiên địa làm tối tăm khống chế đại trận vai anh tu sĩ thông suốt quanh người mi đầu được khởi nhau cặp mắt lại đó là một đầu man hoang hung thú bước trên mây mà đến một người tu sĩ đứng tại hung thú phía trên cầm trong tay thao thiên ma kiếm như sắt thần hàng lâm sau lưng hắn là vô cùng vô tận tu sĩ như như cuồng phong càn quét mà đến trương ngãi xuyên vui mừng quá đỗi độc dao gặp liêu tàn dương khí thế hung hung đánh tới chạy trốn dục vọng tái khởi. Trong chớp mắt, Liêu Tản Dương đã xuất linh thiên quân vạn mã buôn đằng mà đến, mang theo thiên uy, nhìn xuống ba tên thoái anh tu sĩ. Vô Lượng Môn còn sót lại Kim Đan đệ tử nhìn thấy Liêu Tản Dương sau lưng vô biên vô hạn Kim Đan tu sĩ, chiến ý biến mất, sinh ra hoảng sợ, vừa mới dâng lên vui sướng bị thiên quân vạn mã thực sự đến vỡ nát. Liêu Tản Dương đến trước đại trận, vung vậy lên cùng kỳ ma kiếm, rơi xuống, đại trận bị sinh sinh bổ ra, ba tên thoái anh tu sĩ tại cùng chương mãi xuyên cùng độc giao đại chiến bên trong bị thương nặng, giờ phút này nhìn thấy Liêu Tản Dương xuất linh đông đảo sinh lực quân chiến trường, ngưng tụ tại một chỗ rốt cục liễu tản dương xuất lĩnh nhân mã hàng lâm đến chiến trường chỗ tùy ý nhìn trương mai xuyên cùng độc giao liếc một chút ba tên trương mai xuyên nhau nhau đi đến liễu tản dương sau lưng diên phần mình cầm ra đang dược khôi phục tu vi độc giao nhìn lấy liễu tản dương hình dạng lâm vào trong hồi ức lúc trước tại phong thần trì người này yếu đến tựa như côn trùng chính mình tiện tay có thể lấy người chết nhưng là bây giờ hắn lại đem chính mình từ trong khốn cảnh giải quyết nếu không phải hắn xuất lĩnh nhân mà đến chính mình tất vong nơi này chỗ phong thủy luân lưu chuyển nghị không ra hắn đã cường đại đến mức độ này Đệ nhất phong còn xuất lại Kim Đan tu sĩ nhao nhao đến Liễu Tản Dương sau lưng, tan vào trong đệ tử nội môn, riêng phần mình điều chỉnh tương thế. Liễu Tản Dương cầm trong tay ma kiếm, nhìn về phía ba tên toái anh tu sĩ. Ba tên toại trấn vô lượng môn nội điện toái anh kỳ trưởng lão lướt nhau. Một người dậm chân mà ra mở miệng nói, "Thất thập nhị phong phong chủ, ta xin ngươi đừng nhúng tay việc này." Tuy nhiên Liễu Tản Dương chỉ là nguyên anh trung kỳ, nhưng là cái này toái anh kỳ trưởng lão nhưng không có xem thường với hắn, Liễu Tản Dương cùng Trương Mại Xuyên hợp lực, đã không phải là bọn họ có thể khống chế tình thế. Trương Mại Xuyên cùng độc giao đứng sau lưng Liễu Tản Dương mở miệng nói, "Đa tạo phong chủ cứu!" đã từng cao cao tại thượng Trương nai xuyên cùng độc dao, rốt cục tại liêu tản dương trước mặt thấp cao quý đầu lâu, đã từng trong mắt bọn hắn không đáng chú ý thất thập nhị phong đã trưởng thành là che trời cự thú, hình thành một cỗ không tha cho bọn họ coi nhẹ lực lượng của lỗ. Xin một chín mười, chỉ một s thôi ạ, à, cảm ơn mọi người. 133 trăm ba chương một trăm ba khốn địch trong trận, liêu tản dương đã xuất thủ giải cứu ra trương mai xuyên cùng độc dao, giờ phút này hoàn toàn cùng vô lượng môn nội điện quyết liệt, không còn có hòa hoạn chỗ trống, giờ phút này như nệ mặt chính là lưu lại cho mình vô cùng tai họa ba tên toái anh tu sĩ gặp liêu tàn dương cầm ma kiếm tre trở ở sau lưng độc dao cùng trương mai xuyên cũng không ngựa bộ phẫn nộ cùng cực phong chủ chúng ta chính là vô lượng môn nội điện thập nhị trưởng lão vị này là lòng trưởng lão vị này là hổ trưởng lão ta là mã trưởng lão như ngươi bây giờ thối lui lưu lại phản lịch trương mai xuyên cùng độc dao chúng ta sẽ không cùng ngươi so đo nếu ngươi khư khư cố chấp, chúng ta thập nhị trưởng lão đều xuất hiện không phải thất thập nhị phong có thể chống cự mã trưởng lão khuyên nhủ đồng thời cũng không quên mất đe dọa man hoang hung thu gào thét thất thập nhị phong đệ tử cùng chung mối thủ trong tay lưỡi dao sắc bén chỉ hướng về phía trước kết kiếm trận liêu tản dương thua tay cùng kỳ ma kiếm hống thiên tôn thân hình tăng vọt liêu tản dương cũng hiện ra kim thân pháp tướng hống thiên tôn thân hình thiên trượng liêu tản dương kim thân thừa cưới tại hống thiên tôn trên lưng tựa như chinh chiến sa trường thiên thần một thanh ma kiếm hung diễm sôi trào hống thiên tôn gầm lên giận dữ ba tên nội điện trưởng lão che chở kim đan tu sĩ sợ vỡ mật mặc dù có trưởng lão bảo hộ tại trước mặt bọn hắn cũng miễn không tâm sinh sợ hãi kiếm liêu tản dương sau lưng hơn vạn kim đan tu sĩ tê ra phi kiếm một tòa cự đại kiếm trận xuất hiện tại giữa không trung vạn thanh cực phẩm phi kiếm như dao long tại trên đường chân trời trường Lạnh thấu xương kiếm ý tràn ngập giữa thiên địa liêu tàn dương mới sẽ không tin tưởng bọn họ lời nói dối giờ phút này vô lượng môn thụ trọng thương trừ thất thập nhị phong hoàn hảo không chút tổn hại hắn phong môn cơ hồ toàn hủy môn hạ đệ tử thương vong hầu như không còn vô lượng môn nội điện tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn lấy thất thập nhị phong làm lớn khi phản loạn hoàn toàn đắng diệt thất thập nhị phong tận thế liền hàng lâm chia cắt thất thập nhị phong đệ tử đây là vô lượng môn khôi phục nguyên khí mau lẹ nhất tính trương mai xuyên cùng độc giao thừa cơ nuốt tiên đan đã khôi phục điên phong thời kỳ bốn phần mười tu vi mình đã trực diện vô lượng môn nội điện như vậy là nút trong bóng tối luân hồi lão người ở nơi nào? chi này ẩn tàng lực lượng chỉ sợ cũng tại vô lượng môn nội điện bên trong có lẽ mười hai nội điện trưởng lão bên trong liền có luân hồi lão nhân thế lực ẩn nút liêu tàn dương âm thầm tự hỏi một trận phản loạn càng quét vô lượng môn bên ngoài lực lượng mà vô lượng môn ẩn tàng lực lượng hiện hiện làm cho tất cả mọi người làm chú mục một lần xuất thủ chính là ba tên toái anh sơ kỳ tu sĩ không có người biết vô lượng môn ẩn tàng lực lượng còn có bao nhiêu vô lượng môn nước sâu bao nhiêu thất thập nhị phong các ngươi quá càn rỡ trung thổ phỉ hôm nay ngươi hẳn phải chết nơi này mã trưởng lão vung vẩy lên trường kiếm trong tay làm cho kiếm trận quái động chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi hổ trưởng lão cùng long trưởng lão đồng thời bước ra đón lấy kiếm trận riêng phần mình hiện lộ ra kim thân sau lưng bọn họ riêng phần mình hiện hóa một con rồng cùng một con mánh hổ trước một khắc liêu tàn dương còn bị bọn họ gọi là phong chủ giờ khắc này đã trở thành trùm thổ phỉ ba tên toái anh tu sĩ hướng về kiếm trận khởi sướng trúng kích đối mặt mạng thiên kiếm vũ bọn họ không có e ngại theo bọn hắn nghĩ kim đan tu sĩ cũng là giống như con kiến không có ý nghĩa ba người như bộ phong lướt sóng tại kiếm vũ bên trong phân ra ba con đường đường bị bọn họ đánh rất phi kiếm nhau nhau mất đi linh khí rơi xuống hạt bụi vạn kiếm triều tông cùng khí ma kiếm dâng lên như vương giả, gây nên vạn kiếm triều bái. Trên đường chân trời vạn thanh phi kiếm nhất thời từ cùng kỳ ma kiếm không chế, Long trưởng lao thình lình phát hiện, chính mình tế luyện phi kiếm vậy mà bắt đầu không nhận chính mình không chế, bị ma kiếm hấp dẫn. Chấn! Long trưởng lao giận quát một tiếng, kiếm trong tay an ổn xuống, lập tức trưởng lao trong tay trưởng kiếm cũng tao nộ loại tình huống này, không có có chịu ảnh hưởng chỉ có hổ trưởng lao trong tay ma đao. Mạn thiên phi kiếm hướng về cùng kỳ ma kiếm tụ lại, tại trên đường chân trời hình thành bắt quái trận đồ. Long hổ mã tam vị trưởng lão bị vây ở vạn kiếm triều tông kiếm trận bên trong. Lần này không chỉ là kiếm ý, càng có vạn thanh tránh thức phi kiếm, cho đến hôm nay vạn kiếm triều tông mới có thể được xưng là tránh thức vạn kiếm triều tông không phải một thanh kiếm mà chính là vạn thanh thần binh vạn kiếm triều tông thần uy hiện hiện kiếm trận đem ba tên thoái ảnh tu sĩ vây ở bên trong bốn phía hình như có cương phong gào thét lạnh thấu xương kiếm mang lấp lóe đoạn tuyệt ba người con đường phía trước cùng đường lui chỉ là trong nháy mắt ba tên nội điện trưởng lão phảng phất theo ma kiếm biến mất chính là này đẩy trời kiếm ý cũng tiêu tán trong không liêu tản dương đối trương ngãi xuyên cùng độc giao nói ra các ngươi có thể đối phó mấy người trương Ngãi xuyên tam thi lẫn nhau liếc mắt một cái mở miệng nói chúng ta có thể chống cự một tên phái anh tu sĩ vẹn vẹn chống cự vô pháp chiến bại hắn độc dao mở miệng nói ta có thể ngăn cản một người tốt vậy các ngươi riêng phần mình tìm kiếm đối thủ liêu tàn dương thoại âm rơi xuống mở ra hai cái lối đi bốn bóng người bắn vào vạn kiếm triều tông kiếm trận nội bộ trương mãi xuyên tam thi tìm được lòng trưởng lão đối chiến đứng lên độc dao tìm tới hổ trưởng lão đại trận bên trong mã trưởng lão ngưng tụ thần thức chú ý liêu tàn dương cái này thất thập nhị phong phong chủ mang đến cho hắn quá nhiều rung động không chỉ là hắn quật khởi càng bởi vì hắn khủng bố kiếm kỹ hắn cảm nhận được vạn kiếm triều tông bá đạo kiếm ý bực này kiếm kỹ chỉ sợ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể chống cự mà thi triển ra bực này kiếm kỹ người vờ mà chỉ có nguyên anh trùng kỳ tu vi thật không thể tin mã trưởng lão xem trường bốn phía vạn kiếm triều tông kiếm trận đem chính mình vây khốn tại một chỗ nhỏ hẹp địa vực dưới chân là bắt quái trận đồ phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đúng là sáng trói tinh không kiếm này trận phảng phất làm chính mình đưa thân vào thiên tế bên trong mã trưởng lão cầm trong tay phi kiếm đề phòng hắn thần thức bị kiếm trận giam cầm vô pháp ngoại phóng loại cảm giác này tựa như mất đi hai mắt vạn mã băng đẳng mã trưởng lão sau lưng hiện hóa một con tuấn mã Trường kiếm trong tay của hắn vung đi, trong lúc nhất thời phảng phất có vạn thất tuấn mã hí giải, khắp nơi vì đó run dậy mơ hồ trong đó, phảng phất có mấy vạn tuấn mã buôn đằng mà ra, tuấn mã vọt tới sáng chói thiên tế. kiếm ảnh lấp lóe, mã trưởng lao thân thể run dày kịch liệt, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh đem mã trưởng lao hiển hóa tuấn mã chém giết, linh lực tiêu tán, Mặt khác hai nơi chiến trường, long trưởng lao đột nhiên phát hiện trước mắt cảnh vật chuyển biến, vừa rồi vẫn là dày đặc kiếm ảnh, trong chốc lát liền trở thành vô tận tinh không, chính mình dưới chân giẫm lên bắt quái trận đồ, đỉnh đầu vô tận thương cung hắn ý thức được chính mình lâm vào trong trận pháp, chính muốn tìm trận pháp sơ hở, ba bóng người xé rách tinh không đông dương xuất hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là trường mãi xuyên tam thi hổ trưởng lão cầm trong tay ma đao đối chiến độc dao độc dao chính là man hoang dị thú trời sinh lực lớn vô cùng đôi chiến vai anh tu sĩ không rơi vào thế hạ phong thất thập nhị phong hơn vạn đệ tử hướng về vô lượng môn còn xuất lại kim đan tu sĩ tụ lại đi qua trước mắt kim đan tu sĩ đã là vô lượng môn sau cùng lực lượng ngoại viện những luyện khí đó đệ tử trúc cơ đệ tử không có thành tựu trong vòng trăm năm vô pháp trở thành vô lượng môn đệ trụ liêu tản dương không chế vạn kiếm triều tông kiếm trận lần này thu nạp đông đảo đệ tử phi kiếm linh lực vạn kiếm triều tông hiện lộ ra tránh thức thần uy Vạn kiếm triều tông hiển hóa chính là thiên địa thương không biến hóa, có thể xưng biến hóa khó lường, chính là toái anh tu sĩ thần thức cũng vô pháp phóng thích mà ra. Xin chín Chỉ một S thôi ạ, à, cảm ơn mọi người. 134 chương 134, phá phong mà ra, hóa thân thành ma. Liêu Tản Dương đem ba tên toái anh tu sĩ vây ở Vạn kiếm triều tông kiếm trận bên trong. Vô Lượng môn còn sót lại kim đan tu sĩ tâm như cho tàn, theo bọn hắn nghĩ, có thể bảo vệ bọn hắn bình chướng sụp đổ. giờ phút này bọn họ hoàn toàn bại lộ tại đồ đao trước mặt. hàng hoặc là chết thất thập nhị phong môn đồ đem vô lượng môn sau cùng kim đan tu sĩ xuống lại tại một chỗ chờ đợi lấy bọn hắn trả lời liễu tản dương sớm đặt quyết đánh đến cùng quyết tâm lần này xuất chiến cùng vô lượng môn trở mặt hắn liền quyết định đuổi tận giết tuyệt chủ ý nếu là có tu sĩ không hàng giết dám để cho thiên địa dây lên gì máu nhuộm thương cung đem thiên hạ quấy một cái long trời lở đất vạn kiếm triều tông kiếm trận bên trong mã trưởng lao đã hiển hóa công pháp hắn đã đem phi linh kiếm thu hồi tại kiếm trận bên trong phi linh kiếm nhận uy áp vô pháp phát huy tránh thức lực lượng một cái kim thương giữ tại lập tức trường lao trong tay kim thương một điểm vạn đạo hàn quang va đập vào tòa này làm hắn kinh hãi kiếm trận hắn thần thức vô pháp phóng thích mà ra giờ phút này hắn cảm giác cũng là vô tận cô đơn phảng phất ở vào kiềm chế cùng trong bóng tối hắn căn bản không biết loại này hắc cám cùng kiểm chế phong ấn liêu tàn dương ba ngàn năm chỉ một chút ba ngàn năm hắc cám cô độc cùng kiềm chế liêu tàn dương không chế kiếm trận cảm thụ được mã trưởng lão lực lượng này cán kim thương bên trên chuyển đến lực lượng phi thường cường hãn mấy lần làm cho kiếm trận khuấy động lấy cậy mạnh phá giải lại trận đây cũng là mã trưởng lão dự định bằng vào toại anh cảnh giới đem kiếm trận đánh vỡ xem ra ta muốn cho ngươi thêm cái thú vị đối thủ liêu tàn dương đối kiếm trận thêm chút cải biến trong chốc lát kiếm trận ẩn chứa linh lực biến mất 3 phần kiếm trận bên trong mã trưởng lão dừng lại công kích hắn nhìn thấy một cái hình người xuất hiện ở trước mặt mình trong tay nắm lấy một thanh kim thương dung mạo hiện lộ về sau mã trưởng lão giận dữ hô trướng ngươi là nhục nhã tại ta sao mã trưởng lão giống giận ở trước mặt hắn xuất hiện người không là người khác chính là chính hắn cử động lời nói và việc làm đều không có gì khác nhau thậm chí hắn cũng theo mã trưởng lão cùng nhau nổ hống Hôn trướng ngươi là nhục nhã tại ta sao mã trưởng lão lựa giận hoàn toàn bộ phát ra mình bị một cái nguyên anh trùng kỳ tu sĩ tù khốn tại trong kiếm trận đã làm mất mặt sự tình giờ phút này lại ra phát hiện mình bộ dáng đối thủ bị một cái nguyên anh trùng kỳ tu sĩ làm lục như vậy hắn có thể nào không giận rết 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 nhìn ta rời núi lớp biển mã trưởng lão vung vẩy trong tay kim thương bàng bạc lực lượng ngược hải khiếu đồng dạng đánh tới thủy thiên diệt địa cái này chính là mã trưởng lão thành danh tuyệt kỹ bị hắn nghiên cứu mấy trăm năm đã tiếp cận đại thừa nhưng mà hắn ánh mắt nhìn đối diện chính mình sau ngốc trệ bởi vì đối diện chính mình cũng thi triển ra thương kỹ liền âm thanh đều không có gì khác nhau giết 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 nhìn ta rời núi lấp biển, hai cố bảng bạc lực lượng đụng vào nhau, lại cân sức năng tài, mã trưởng lão mau lui, trên mặt toát ra kinh sợ thần sắc, làm sao có thể, hắn làm sao có thể sử dụng chính mình thành danh tuyệt kỹ, trong lúc nhất thời, mã trưởng lão lại không lại ra tay, nhưng mà về sau xuất hiện mã trưởng lão phục chế thể lại đắc thế không tha người, giết giết giết, nhìn ta rời núi lấp biển, côn bạo lực lượng trùng kích tới, mã trưởng lao thân thể hướng về, sau rút lui, khó khăn lắm đem kim thương phong bạo chống đỡ đỡ được, tiên quốc, bản tôn đứng ở trong viện, diện mạo bên trong lại toát ra điên cuồng thần sắc, liêu tàn dương ngươi cũng đã biết ngươi đối mặt địch nhân là dạng gì đối thủ, chẳng lẽ ngươi cũng quên chẳng nhiều ba ngàn năm hắc cám sao? bản tôn hai mắt nhắm lại, phản phất lại trở lại cái kia tối tâm không mặt trời trong phong ấn, đó là vĩnh hằng hắc cám cùng cô độc, bị phong ấn chỉnh một chút ba ngàn năm, vô số đế quốc hủy diệt của thời, sông núi cải biến, dòng sông biến đạo ba ngàn năm nay, người bên ngoài hưởng thụ sinh hoạt thời điểm, chính mình lại trong bóng đêm đấu tranh, người bên ngoài hưởng thụ niềm vui gia đình lúc, mình tại cô độc bên trong chờ đợi giải thoát, người bên ngoài du lãm danh sơn đại xuyên, tràn đầy hoàn thanh tiểu ngữ lúc, mình tại trong phong ấn vô pháp quay người, cái này là bậc nào khó mà phai mở gặp chắc trở cùng hận luân hồi lao nhân mưu tính tại ta vô lượng lao tổ phong ấn tại ta vân cư tự khi nhục tại ta ta hội trả thù các ngươi để cho các ngươi hối hận cái này ba ngàn năm phong ấn nỗi khổ cuối cùng sẽ có một ngày phá phong mà ra hóa thân thành ma dùng máu tươi rửa sạch ba ngàn năm phong ấn nỗi khổ chiến. chiến 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 liêu tàn dương vô luận ngươi xông ra hạng gì họa lớn ngập trời ta cùng ngươi đứng chung một chỗ đồng can sinh chung sinh tử ngươi như vong ta không thể độc lưu giữ bản tôn thân hình thông suốt cao lớn đỉnh thiên lập địa hừng hực hồng liên nghiệp hỏa hừng hực dâng lên hắn mới thật sự là hỏa diễm hung ma tiên quốc sở Hưu yêu ma tu sĩ cảm nhận được này cô bi thương đó là một loại khuất nhục ba ngàn năm phẫn nộ bản tôn nắm lại quyền đầu ánh mắt nhìn về phía vô lượng môn người như chiến ta đi theo dám để cho thiên địa gen gì máu nhuộm thương cung đem thiên hạ quấy một cái long trời lở đất bản tôn dâng lên điên cuồng chiến ý tóc đen phấn khởi trong ánh mắt tràn ngập vẻ điên cuồng liêu tàn dương không chế vạn kiếm triều tông kiếm trận vô lượng môn còn sót lại kìm đan tu sĩ đã có một nửa đầu hàng ký thác bảo mệnh giờ phút này liêu tàn dương căn bản không dám khinh thường hắn cảm giác được lực lượng khổng lồ chính đang chậm rãi thất tình một tiếng gầm thét giống như truyền lại từ thiên tế thất thập nhị phong các ngươi quá cản rỡ liêu tàn dương thần thức thả ra cảm giác được một tên toái anh tu sĩ thần thức vô tình hướng mình đè xuống ngay tại lúc đó còn có vài chục đường nguyên anh tu sĩ khí tức xuất hiện giết gần ngàn vô lượng môn kim đan tu sĩ chưa đầu hàng giờ phút này gặp vô lượng môn nội điện trưởng lao xuất thủ lần nữa trên mặt lộ ra nét mừng nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ tới kịp cao hứng vạn đạo pháp bảo đã hướng bọn họ đánh tới mang theo hủy diệt khí tức bọn họ điên cuồng tế ra pháp bảo ngăn cản nhưng là tại vạn đạo pháp bảo đã kích xuống bọn họ đã bất lực phản kháng huống hồ bọn họ đã đại chiến mấy ngày đã sớm thụ thương. Rầm rầm rầm. Đại lượng pháp bảo rơi trong đám người, khoé động lên huyết vụ đầy trời, mấy tên vô lượng môn kim đan tu sĩ gặp khó có thể sống sót, Dứt khoát tự bạo kim đan, không thể tầm thường so sánh lực lượng nổ tung, tới gần bọn họ vô lượng môn tu sĩ bị tạc đến thịt nát xương tan, nhưng là kim đan tự bạo lại không cách nào đột phá kiếm trận trói buộc. Từ nơi xa chạy đến toái anh tu sĩ lửa giận ngút trời, vô lượng môn sau cùng lực lượng cũng hủy. Vô lượng môn đứng sừng sững tu tiên giới mấy ngàn năm, một mực là tu tiên giới thái đấu, ngắn ngủi mấy ngày, lại hoàn toàn hủy diệt, mấy ngàn năm tích lũy tích xúc cho một mùi lửa. Ta giết các ngươi. Phái Anh tu sĩ rốt cục đổi tới chiến trường, sau lưng hắn có vài chục tên Nguyên Anh tu sĩ, phần lớn có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. Bọn họ rốt cục vẫn là đến chậm một bước, vô lượng môn chưa đầu hàng hơn ngàn kim đan tu sĩ đã bị pháp bảo đánh cho vỡ nát. Đây chính là vô lượng môn tránh thức lực lượng, mười mấy tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, như vô lượng môn không có tao ngộ phản loạn, có được Nguyên Anh tu sĩ hơn 200 người, bực này lực lượng cường đại, không hổ là tu tiên giới đệ nhất đại phái. Thất thập nhị phong chúng đệ tử đứng sau lưng Liễu Tàng Dương, kết thành trận pháp, đối đối ở đây mười mấy tên Nguyên Anh tu sĩ cũng không e ngại, phong chủ không lùi, bọn họ cũng sẽ không lùi lại nửa bước liêu tản dương đứng tại hống thiên tôn trên lưng cùng đổi ở đây thoái anh tu sĩ rằng co ánh mắt quét về phía phía sau hắn mười mấy tên nguyên anh tu sĩ cũng không e ngại xin một chín mươi chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người một trăm ba mươi lăm chương một trăm ba mươi lăm nâng lên thiên địa dưới bầu trời lớn nhất lực lượng khổng lồ lộ, lộ ra giang nành đó là thoái anh tu sĩ xuất lĩnh lấy mấy chục nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hàn lâm đạo bao phi vũ bàng bạc khí tức khủng bố lan tràn ra khủng bố thiên uy áp bách xuống thất thập nhị phong chúng đệ tử khống chế lại trận chống cự lại nguyên anh tu sĩ khí tức khủng bố đoạn ta vô lượng môn căn cơ đáng chém này toái anh tu sĩ thông suốt mở miệng diện mạo dữ tợn giống như hung thần lại đến nhân gian linh lực bao phủ chu tự vừa ra thương thiên biến sắc xanh biết thiên tế nhuộm hết hồng hà như máu tươi che đậy thiên không một cái to như vậy chu tự hiện hiện tại thương khung bút họa bên trong ngưng tụ vô pháp chống cự sắc cơ chu tự hàng lâm tinh hồng như máu chu tự chậm rãi rơi xuống vô pháp lực lượng để kháng tràn ngập ra khắp nơi run rẩy kịch liệt băng liệt từng đạo từng đạo cái khe to lớn xuất hiện giống như mạng nện hướng tứ phương chậm rãi lan tràn ra chu tự đè xuống biểu thị hủy diệt cùng tử vong trận hoàng kim cung chúng đệ tử nhấc tay kinh thiên phía sau bọn họ gần vạn kim đan tu sĩ giơ cánh tay lên đem hết khả năng thi triển riêng phần mình thủ đoạn từng đạo từng đạo linh lực tụ tập thành bờ sông tan vào đại trận bên trong đại trận ngược quang che đậy lưu quang chất động chu tự chậm rãi hàng lâm đại trận bắt đầu và mẹo biến hình chu tự phía dưới đại trận bắt đầu lo mở xuống dưới từng vết nước dày đặc tại phía trên đại trận đông đảo đệ tử trên trán toát ra mồ hôi hai chân rừng không ngừng run dày linh lực như gào thét giang hà đồng dạng đổ xuống mà ra trận phong hầu các loại trưởng lao xuất thủ đại trận lần nữa bị vững chắc cái viên kia chu tự giống như rượu dương đồng dạng rơi xuống thế bất khả đáng hùng hậu lực lượng phá hủy lấy hết thảy thế nghiền ép ngăn tại trước mặt hết thảy phong hầu bọn người đem hết toàn lực nhưng là đại trận lần nữa run dày kịch liệt chu tự đã rơi xuống chậm rãi chen vào quang cháo bên trong đông đảo man hoang hung thú hoảng sợ gào thét hướng lui về phía sau lại chúng nó cảm thụ này cố hủy diệt lực lượng này không cách nào chống cự vô pháp chống lại lực lượng phong hầu các loại trưởng lao phía sau lưng thẩm thấu mồ hôi thân thể bọn họ run dày rõ ràng đã đến cực hạn đây mới là toái anh tu sĩ lực lượng thông thiên triệt địa chi năng hủy thiên diệt địa chi lực Vài anh tu sĩ sau lưng Đông Đảo Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ gặp đại trận lại có thể cùng Chu Tiên quyết địa vị ngang nhau, lộ ra kinh ngạc thần sắc, bọn họ môn tự vấn lòng, chính là pháp bảo ra hết cũng vô pháp tới Chu Tiên quyết, bọn này yếu giống như sâu kiến tu sĩ lại có thể tại Chu Tiên quyết dưới tới đến loại trình độ này. Này toại anh tu sĩ chậm rãi dâng lên hai tay, nâng lên phía trên, linh lực càng hơn phong bạo, bao phủ thiên địa, sau đó lại bị phía trên đại trận Chu tự hấp thu, trong khoảnh khắc, trong vòng nghìn dặm linh lực bị thôn phệ đến sạch sẽ, này khuôn mặt dữ tợn càng thêm rõ người, linh lực ngưng tụ tới cực điểm. Toại anh tu sĩ nâng hai cánh tay lên phảng phất nâng lên lấy thiên địa, trừ thiên Chu địa, chu thần chu thiên địa sinh linh mỗi một cái chu tự lối ra phía trên đại trận chu tự thần uy cường thịnh một bậc chu thiên địa sinh linh một câu rơi xuống giữa thiên địa ánh sáng làm tiêu tán giữa thiên địa chỉ còn lại có phía trên đại trận một cái chu tự tinh hồng rõ ràng nhất thiên địa tinh hoa chấn dưới bầu trời hết thể sinh linh hoàng kim cung các loại hơn vạn kim đan đệ tử trước hết nhất sụp đổ linh lực tán loạn to lớn thiên uy hàn lâm bọn họ sủi lơ nga xuống chu tự rơi xuống chấn nhất thần hồn phong hầu các loại trưởng lao tại thiên uy áp bách dưới miệng phun màu tươi nguyên anh bất ổn thân thể chậm rãi rơi xuống ông chu tự thượng quang mang đại thắng Phái anh tu sĩ gầm thét, âm thanh giống như truyền lại từ cựu thiên chi thượng, trên đầu châm cài sụp đổ, mái tóc màu đen phấn khởi, phía trên đại trận chu tự bộc phát ra hào quang lóa mắt, đâm vào trong đại trận bộ, thủy thiên diệt thế uy lực rốt cục bạo phát, quang mang đem hắc ám xua tan, giữa thiên địa bộc phát ra cuồng bạo nhất, lớn nhất chói mắt quang mang. Phái anh tu sĩ sau lưng nguyên anh tu sĩ không tự chủ được hướng về, sau lui về, vươn tay cánh tay tới chu tiên quyết trùng kích tới dư ba. Hô. phái anh tu sĩ thở dài ra một hơi, thân thức một trận bề ngoài, hắn thi triển ra chu tiên quyết cũng không phải mái. Cự đại chu tự điên cùng rơi xuống, thất thập nhị phong môn đồ không chịu được hai mắt nhắm lại chờ đợi lấy dịp vòng, mặc dù bọn họ không có cam lòng một thân ảnh tại chu tự dưới đứng ra hắn giang hai cánh tay kim sát hỏa diễm điên cùng tiêu đốt hắn thân thể tại chu tự phía dưới lộ ra gầy yếu nhưng là hắn không lùi không tránh nâng hai cánh tay lên che chở ở dưới thân thất thập nhị phong chúng môn đồ nam nhân phải dùng bả vai nâng lên thiên địa không sợ gian hiểm dùng ngươi cánh tay qua vì yêu ngươi ngươi người yêu chống đỡ lấy thiên địa không sợ không hối hận liêu tản dương thân ảnh tại chu tự áp bách dưới có chút không người khoe miệng của hắn chạy xuống máu tươi nhưng là hắn sẽ không xuống bởi vì hắn cánh tay dưới có hắn phải bảo vệ người cuối cùng nay trời sập xuống đồng dạng chu tự rơi vào liêu tàn dương trên bờ vai thật sâu lâm vào hắn ra thịt bên trong nhưng là thân hình hắn lại càng thêm thẳng tắp như như núi lớn quan hậu thiên tháp liêu tàn dương đỉnh ở nơi đó dựa vào tranh tranh thiết cốt trọng lâu tại chu tự thiên vi dưới quỳ một chân trên đất trụ lấy trọng kiếm hắn chống đỡ lấy đầu lâu nhìn về phía chống đỡ lấy thiên địa liêu tàn dương hai cánh tay nắm vào trong thịt hai mắt chảy ra máu tươi tâm hắn tại đau nhức hắn gào thét gầm thét lấy sư tôn trọng lâu mái tóc màu đỏ phấn khởi trên thân băng liệt máu tươi và áo nhiễm lên tinh hồng huyết dịch mỗi một người nam nhân tổng gặp được đáng giá người dùng sinh mệnh qua thủ hộ nhân dùng sinh mệnh qua vì hắn chống đỡ lấy thương cung chu tự khảm nạm tiến liêu tàn dương gân cốt bên trong kim sắc hỏa diễm đằng đốt cùng tinh hồng chu tự buộc phát ra đặc biệt sát thái đây là hủy diệt nhan sắc phong hầu các loại trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía liêu tàn dương mắt chứa nhiệt lệ giống to lên tiếng phong chủ côn bạo lực lượng điên cuồng hiện lên lấy vài anh tu sĩ thỉnh lình mở hai mắt ra hắn nhìn thấy tu luyện mấy ngàn năm chấn động nhất một màn đó là một cái thân hình khổng lồ hắn dùng thân thể của mình khiêng cự lại giết này chu tự đại biểu thiên uy đại biểu sát phạt nhưng là thân thể này lại dùng bả vai đem hết thể nâng lên kim sát quang mang lập lòe cái kia vai kháng thiên uy thân ảnh tại toái anh tu sĩ trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa ẩn ký nam nhân cũng là đem gánh nặng thả ở trên lưng một vai gánh vác liêu tản dương không người thân thể dần dần thẳng tắp áp bách xuống chu tự bị hắn nâng lên từ từ đi lên toái anh tu sĩ rung động phía sau hắn đông đảo nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đồng dạng bị trước mắt một màn chấn động nam nhân này dùng bả vai hắn nâng lên thiên địa bảo hộ lấy dưới thân người sư tôn phong chủ thất thập nhị phong bọn họ đổ áp lực giảm nhiều trọng lâu chống huyền thiết trọng kiếm đứng lên Đấm máu hồng phát phấn khởi trong ánh mắt toát ra kiên quyết thần sắc trọng kiếm vung lên chỉ hướng pai anh tu sĩ sát khí tăng vọt phong hầu các loại trưởng lão cũng đứng người lên hình tại liêu tàn dương che chở cho bọn họ lần nữa đứng ngực hồng liên nhìn lấy nâng lên hết thẻ liêu tàn dương dần hiện ra chịu chết thần sắc nếu ngươi chết ở chỗ này ta khi cùng ngươi cùng huyện một người đứng lên trăm người đứng lên vạn nhân đứng lên liêu tàn dương khiêng thiên nhất thật lớn chú tự che chở lấy dưới thân thất thập nhị phong môn đồ Toái Anh tu sĩ lui lại một bước, hắn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhìn lấy kim sắc hỏa diễm thiêu đốt thất thập nhị phong phong chủ, dần hiện ra kính trọng thần sắc, hắn mới xứng đáng tu tiên giả ba chữ. Oen, vâng Chu tự nổ tung, điên cuồng linh lực bọc lấy hủy diệt khí tức nghiêng tiết ra, một người nhược phong sóng bên trong đá ngầm ngăn tại hủy diệt chi lực trước mặt, che chở lấy dưới thân người. Đông đảo nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hướng về sau rút lui, Liễu Tản Dương thân thể tại hủy diệt khí tức hiện lên về sau, một cỗ ngọn lửa màu đỏ cùng kim sắc hỏa diễm dung hợp, vây quanh liếu Tản Dương thân thể bảy biện ra thất thải chi quang. Hủy diệt phong bạo tiếp tục một lát, thiên địa linh lực làm hỗn loạn khi phong bạo dần dần dừng xuống tới cỗ kia thân thể đã trở thành phong hóa nham thạch vẫn như cũ duy trì che chở mọi người tư thế vô lượng môn nội điện mọi người phản hồi trở lại nhìn lấy tòa kia nham thạch đồng dạng cự nhân vậy mà tại trong lòng toát ra buồn nản bọn họ thậm chí hy vọng người này còn sống thất thập nhị phong mọi người tại hủy diện phong bạo bên trong bình yên vô sự liêu tản dương vì bọn họ ngăn cản hết thảy giết một cái trọng kiếm đã xuất thủ trọng lâu liều lĩnh hướng về toái anh tu sĩ chém tới tựa hồ hắn căn bản không biết mình cảnh giới chỉ có nguyên anh sơ kỳ toái anh tu sĩ gặp một cái trọng kiếm hướng mình chém tới theo tay nhẹ vẫy trọng lâu thân thể hướng về sau ngã bay ra ngoài, tại tại anh tu sĩ trước mặt, hắn vẫn là quá yếu ớt. Chờ chút, phong chủ không chết, vạn kiếm triều tông đại trận chưa phá. Phong hầu đột nhiên mở miệng, trọng lâu lần nữa phóng đi thân ảnh dừng lại, thông suốt quay người, đi vào phong hầu bên người, điên cuồng thần sắc thu liễm. Không chết. Còn không có một cái nào tu sĩ có thể hoàn toàn tiếp nhận Chu Tiên quyết thiên uy. Toại anh tu sĩ lộ ra chế rêu thần sắc. Thất thập nhị phong đông đảo môn đồ nghe được phong hầu lời nói về sau, an tĩnh lại, nhìn lấy Liêu Tản Dương vai khiêng thiên địa thạch tượng, toát ra chờ đợi thần sắc. Toàn này thạch tượng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Toái anh tu sĩ cũng đem tâm thần thả tại thạch tượng phía trên bỗng nhiên hắn như mày tại tất cả mọi người trong ánh mắt thạch tượng vỡ tan một cái thân thể hiện lộ ra lần này toái anh tu sĩ hoàn toàn rung động làm sao có thể làm sao có thể có người tại chu tiên quyết bạo phát toàn bộ uy năng sống sót cuối cùng thạch tượng hoàn toàn vỡ vụn liêu tàn dương xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trước mặt vờ ơ y mà vậy mà tại chu tiên quyết thần uy dưới hoàn hảo không chút tổn hại cái này sao có thể toái anh tu sĩ toát ra không thể tin thần sắc trăm vạn rằng bên ngoài tiên quốc bản tôn đứng ở trong viện, trên lưng có một đạo vết máu Hắn chậm rãi mở bàn tay, nơi lòng bàn tay là cấn lấy một cái chú tự. Tại Liêu Tản Dương thân thể không thể thừa nhận Chu Tiên quyết thời khắc, thể nội bản tôn lực lượng đại bạo phát, Chu Tiên quyết hung uy hoàn toàn bị bản tôn tiếp nhận. Liêu Tản Dương lần nữa đứng tại tòa anh tu sĩ trước mặt, lần này, thân hình hắn tại Vô Lượng môn nội điện trong lòng mọi người cao lớn hơn nhiều. "Tốt, không hổ là thất thập nhị phong phong chủ, không thẹn với ngươi uy danh, ngươi có tư cách biết tên của ta, ta gọi thư thánh trưởng quản Vô Lượng môn sinh thiếu điện." Cái này toái anh tu sĩ nói xong, Liêu Tản Dương nhưng trong lòng có mặt khác một phen suy nghĩ, vừa rồi cái kia Chu tự truyền đến ý niệm, lại cùng vạn ma độ giống nhau có lẽ cái này thư thánh cũng là luân hồi lao nhân chuyển nhân một trong vạn kiếm triều tông kiếm trận cũng rốt cục sụp đổ mã trưởng lao trật vật té ra đại trận y phục trên người đã vỡ vụn không chịu nổi trên mặt có từng đạo từng đạo vết máu hắn nhìn về phía liêu tàng dương dâng lên hoảng sợ nhìn thấy thư thánh về sau trực tiếp tránh trong đám người vạn kiếm triều tông kiếm trận bên trong hắn tao nội chính mình phục chế thể khiêu chiến tu vi kia đồng đẳng với chính mình tốn sức tâm lực phía dưới mới đưa phục chế thể đánh bại phá trận mà ra nếu là lần nữa tiến vào chỉ sợ khó mà chạy thoát xin một chín mười. chỉ một s thôi ạ à. cảm ơn mọi người 136 chương 136, phong chủ thân phận. Mã trưởng lão, ngươi làm sao chật vật như thế? Dù là gặp được độc giao cũng không trở thành như thế đi. Thư Thánh quay người đối thần thái hoảng sợ Mã trưởng lão nói ra. Thư Thánh đại nhân, ngươi có chỗ không biết, đại trận kia lại có thể hiện hóa ta tu vi cùng công pháp, cực kỳ cổ quái, cực kỳ kinh khủng à nếu không phải ta liệu pháp bảo khí linh, giờ phút này định vô pháp thoát thân. Mã trưởng lão đối Liêu Tản Dương bố trí xuống vạn kiếm triều tông đại trận còn có sợ hãi, bực này kiếm trận thật là khiến người không thể tưởng tượng. Vừa rồi Thư Thánh đã kiến thức Liêu Tản Dương cường hãn, Tại Chu Tiên quyết giới hoàn hảo không chút tổn hại người, Tu Vi thật chỉ là Nguyên Anh Trung kỳ sao? Vạn Kiếm triều tông kiếm trận đã phá, là chủ kiếm cùng kỳ ma kiếm lần nữa hiện hiện, bay đến liếu tàn dương trong tay, mà làm phụ trợ chi kiếm gần vạn thanh phi kiếm đều tổn hại, không một may mắn thoát khỏi. Long trưởng lão cùng Hổ trưởng lão từ trong đại trận này ra, thần sắc cảm đạm, Tu Vi đúng là giảm nhiều, vết thương chồng chất bộ dáng lại so mã trưởng lão còn thê thảm hơn. Bọn họ nhìn thấy thư thánh về sau, vui mừng quá đỗi vội vàng trở về thư thánh sau lưng, lấy ra đan dược khôi phục Tu Vi. Trương Ai xuyên cùng độc giao chậm rãi bước ra đại trận, thần sắc hơi có vẻ tái nhợt, bất quá so long hổ trưởng lão lại muốn mạnh hơn một bậc rất lợi hại hiển nhiên tại đại chiến tri chi trung bọn họ chiếm hết thượng phong hai phe thế lực lần nữa rằng co trương mãi xuyên cùng độc dao đứng sau lưng liễu Tàn dương bọn họ đối thư thánh có qua vài lần đối mặt bất quá khi đó thư thánh cao cao tại thượng đối bọn hắn cầm lãnh đạm thái độ hắn chưa từng gặp qua liễu tàn dương đối liễu tàn dương sự tích cũng là chưa từng nghe thấy tại hắn bê quan bên trong liễu tàn dương lặng lẽ vùng lên giờ phút này vừa vừa xuất quan liền gặp được hủy diệt sơn môn tình huống vội vã không nén nổi chạy đến cuối cùng vẫn chậm một bước vô lượng môn sau cùng đan tu sĩ thương vong hầu như không còn thư thánh nhìn lấy liêu tàn dương mở miệng nói phong chủ phía sau ngươi hai người xông ra gì thiên đại họa nếu là ngươi đem hai người này giao cho trong tay của ta ngươi tàn sát vô lượng môn đệ tử sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu là không giao lần này ta coi như không lưu tình. liêu tàn dương có thể tại chu tiên quyết sống sót đã dẫn tới thư thánh tỉnh táo giờ phút này hắn đã không tin liêu tàn dương là một cái vô cùng đơn giản nguyên anh trung kỳ tu sĩ có lẽ hắn là đại năng chuyển thế vợ ơ ý thì tốt ta không giao liêu tàn dương mở miệng nói ra nếu là ngươi không giao ta tất sát ngươi mặc kệ ngươi đứng sau lưng người nào thư thánh nói xong trong ánh mắt bộc lộ trùng điệp sắc cơ liễu tàn dương một bước cũng không nhường ánh mắt sáng rực cùng nàng đối mặt một trận đại chiến sắp lần nữa bạo phát một thanh âm đột nhiên từ đằng xa vang lên thư thánh đại nhân chớ muốn xuất thủ có thiên đại ẩn tình một đạo lưu quang phong tới liễu tàn dương ngưng thần nhìn lại lại là trông coi hóa thần quyết trong động phủ điện trưởng lão người trưởng lão này đến về sau gặp liễu tàn dương chưa nhận tổn hao nhiều hại yên lòng hắn đi vào thư thánh trước mặt nói nhỏ thư thánh đại nhân kẻ này chính là lão tổ chuyển thế chi thân có lao tổ phân thần phù hộ không thể nói được trăm năm về sau lao tổ liền sẽ mượn hắn chi thân lại đến nhân gian cái này nội điện trưởng lao nói xong thư thánh bừng tỉnh đại ngộ lần này lại nhìn về phía liêu tàng dương đem hắn tới chu tiên quyết tình huống liên tưởng một phen về sau đố nộ nguyên lai không phải hắn ngăn cản được chu tiên quyết mà chính là vô lượng lao tổ ngăn trở chu tiên quyết như thế liền có thể giải thích hắn không phải bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ hắn chính là hóa thần đại tu sĩ chuyển thế chi thân thư thánh nghĩ tới đây trong lòng lại nổi lên hắn hoang mang như hắn quả nhiên là lao tổ phân thần làm sao có thể hủy diệt chính mình căn cơ sở tại cổ cái a trong coi hóa thần quyết trong động phủ điện trưởng lão nhìn về phía liêu tàn dương tràn ngập vẻ cung kính nhưng lại lại không dám tiến lên nhận nhau hắn thấy liêu tàn dương giờ phút này chỉ là lao tổ chuyển thế chi thân chưa thành là chân chính lao tổ mình nếu là tùy tiện nhận quen sợ rằng sẽ nhiễu loạn lao tổ kế hoạch đã hắn là lao tổ chuyển thế chi thân vô lượng môn náo thành cái dạng gì cùng chính mình có liên can gì chính mình chỉ là cái ngoại nhân mà thôi thư thánh muốn đến nơi này lưu ý đã quyết thư thánh không phải vô lượng môn trường lão thân phận của hắn tương đương với khách khanh nếu không phải vô lượng môn tao nộ sinh tử chi kiếp hắn cũng sẽ không xuất hiện đầu muốn đến nơi này thư thánh cũng không có dừng lại lâu thân thể tan biến tại thiên tế bên trong sau lưng hắn đông đảo nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng nghe đến hóa thần quyết động phụ trưởng lao chi ngôn đã lưu ở chỗ này vô dụng không bằng sớm rời đi thư thánh sau khi rời đi đông đảo nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng nhao nhao rời đi cuối cùng chỉ còn lại có mã trưởng lão cùng hóa thần quyết động phụ trưởng lão bọn bốn người mã trưởng lão nhìn về phía liêu tàn dương ánh mắt cũng không có vừa rồi cựu hận tại có được liêu tàn dương là lao tổ chuyển thế chi thân về sau càng cảm giác vinh hạnh có thể bị lao tổ kiếm trận vây khốn đây cũng là một loại trước đó chưa từng có kỳ ngộ trương xuyên cùng độc giao thấy rõ ràng cái kia nội điện trưởng lão nói với thư thánh mấy câu về sau thư thánh liền thất bại tan tắc mà quay trở về về phần nói cái gì bọn họ không thể nào biết được thất thập nhị phong chúng đệ tử càng là nghi hoặc không hiểu bọn họ nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì sao rời đi theo bọn hắn nghĩ đối phương căn bản không có rời đi lý do mã trưởng lão bọn người hướng liêu tản dương ôm quyền nói phong chủ thần uy cái thế ta đợi bội phục tri cực đợi ngay sau như phong chủ có bằng giao chỉ cần một câu ta đợi tất chạy đến trợ quyền tại mã trưởng lão bọn người xem ra liêu tản dương thân phận đã xác nhận không sai hắn cũng là lao tổ truyền thế nếu không có như thế trong thiên hạ nào có nguyên anh trùng kỳ tu sĩ vây khốn toái anh tu sĩ nói lý mã trưởng lão bọn người nói xong cũng không đợi liêu tản dương đáp lời quay người rời đi Trông coi hóa thần quyết trong động phủ điện trưởng lão đi đến liêu tản dương trước mặt mở miệng nói phong chủ chân kinh hắn nói xong lời này nhìn về phía liêu tản dương sau lưng trương mai xuyên cùng độc dao diện mạo bên trong hiện lộ lấy sắc cơ đối với liêu tản dương hắn sẽ không sinh ra phẫn nộ nhưng là đối với hủy diệt vô lượng môn trương mai xuyên cùng độc dao hắn lại là phẫn nộ dị thường chỉ là giờ phút này hắn không phát tác được cho dù phát tác chỉ sợ cũng rơi không xuống kết quả gì tốt hắn đánh không lại trương mai xuyên cùng độc dao cái này điện trưởng lão truyền âm nói lao tổ yên tâm phong chủ chính là lao tổ chuyển thế sự tình ta chưa bao giờ hướng người bên ngoài nhắc qua lần này là vạn bất đắc dĩ mong rằng lao tổ khoan dung liêu tản dương nghe nội điện trưởng lão lời nói thầm nghĩ các ngươi lão tổ đã bị ta luyện hóa đáng tiếc đáng tiếc à. cái này điện trưởng lão lại mở miệng nói phong chủ vô lượng môn gây dựng lại sắp đến ta sau khi trở về sẽ cùng hắn trưởng lão tiến hành thương nghị mong rằng phong chủ đến lúc đó đến đây an bài một phen trưởng lão lại nói vài lời về sau gặp liêu tản dương cũng không trả lời thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ lao tổ có an bài khác nghĩ tới đây cái này điện trưởng lão cũng không cần phải nhiều lời nữa cáo từ rời đi bao phủ vô lượng môn phong bạo cuối cùng kết thúc vô lượng môn bảy mươi hai tòa phong môn chỉ còn lại có một tòa thất thập nhị phong lại loi trơ trọi đứng sừng sững ở hắn hắn phong môn toàn hàn diệt liêu tản dương thần thức ngoại phóng phương viên trăm vạn dặm vô lượng môn lĩnh vực khắp nơi là đổ nát thê lương thây ngang khắp đồng cao sơn đại xuyên bị dẹp yên nước biển chảy ngược trận này đại chiến tiếp tục thời gian mặc dù ngắn nhưng là thảm liệt trình độ lại rất tại tiêu diệt ma vực thương vong chi thảm trọng vượt qua ma vực chi chiến đệ nhất phong người bốc lên phản loạn phá hủy vô lượng môn sinh cơ bảy mươi hai vị phong chủ thương vong hơn phân nửa môn hạ đệ tử gắt gao trốn trốn mở đầu tại đệ nhất phong hạo kiếp oanh oanh liệt liệt đáng diệt vô lượng môn Liếu tàn dương nhìn về phía trương mai xuyên cùng độc dao giờ phút này trong lòng của hắn còn có đông đảo nghi vấn muốn hỏi thăm bọn họ cái này đệ nhất cái nghi vấn cũng là trương mai xuyên vì sao mưu phản vô lượng môn hắn chính là vô lượng môn đệ nhất phong người xin một chín mười, chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người một trăm ba mươi bảy chương một trăm ba mươi bảy chu tiên quyết một trận oanh oanh liệt liệt đại, đại chiến hạ màn kết thúc thư thánh nhóm cường giả rời đi về sau trương mai xuyên cùng độc dao thở dài ra một hơi thư thánh cùng đông đảo nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cho bọn hắn mang đến áp lực thật lớn bực này lực lượng là bọn họ vô pháp chống lại riêng là thư thánh hắn tu luyện chu tiên quyết không người dám cản chính là cùng thời kỳ toái anh cảnh giới tu sĩ cũng khó có thể tới bực này thần thông thư thánh trở về sinh tiếu điện về sau không kịp chờ đợi bế quan tu hành cửa đá vừa mới quan bế thư thánh cũng nhịn không được nữa quần quần khí huyết phun ra một ngụm máu hắt vẫy ở trên vách tường vừa rồi thi triển chu tiên quyết phá trận hao phí tâm hắn lực sau cùng chu tự bạo phát một cố cường đại lực phản mãnh liệt mà đến phản phất một quyền của mình đánh vào phía trên ngọn núi lớn chính mình cũng thụ trọng thương vô lượng lao tổ lực lượng quả nhiên tương đại vừa ý mà đem chu tiên quyết lực lượng phản chấn trở về thư thánh lao khỏe miệng máu tươi về sau tiếp tục tiềm tu Tiết quốc bản tôn trở về ốc xá chu tiên quyết uy lực cực lớn bị hắn hoàn toàn tiếp nhận xuống tới mặc dù không có gì đáng ngại nhưng cũng thụ một chút thương tổn trở về ốc xá về sau bản tôn mở bàn tay nhìn lấy lòng bàn tay chu tự tâm tư linh động chậm rãi nâng lên cái tay còn lại cách không hư họa trong hư vô một cái chu tự hiện hiện trong chốc lát thiên uy lại hiện ra một cái cự đại chu tự lóe ra hồng liên nghiệp hỏa ở chân trời bên trong hiện hiện có thể diệt toái anh tu sĩ si chu tiên quyết lại bị bản tôn thôi diễn mà ra vô lượng môn phế tích phía trên phong chủ sư tôn thất thập nhị phong môn chúng tụ lại tới vừa rồi này cỗ hủy thiên diệt địa hung uy đẻ xuống bọn họ cảm giác được đến từ run sợ túc thậm chí đã muốn đến tử vong là phong chủ mở ra cánh tay vì bọn họ che đậy tai nạn liêu tản dương vai khiêng chu tự tiên uy tình cảnh lạc ấn tại bọn họ sâu trong linh hồn cũng không còn cách nào mà diệt trương mai xuyên cùng độc dao cảm giác giữa thiên địa hỗn loạn khí tức quá sợ hãi độc dao thần sắc lộ ra mười phần mất tự nhiên nhìn về phía liêu tàn dương chậm rãi mở miệng nói phong chủ chán nở dê lẽ lại thư thánh đã xuất thủ đúng hắn thi triển ra chu tiên quyết quả nhiên là uy lực quảng đại thần thông liêu tàn dương khen bản tôn đã đem thôi diễn mà ra chu tiên quyết cáo chi liêu tàn dương cùng hồng liên nghiệp Hóa kết hợp chu tiên quyết thần ủy tăng gấp bội t trương mãi xuyên cùng độc giao lướt nhau hít một hơi lấy khí cái này liêu tàn dương vậy mà tại chu tiên quyết thần ủy sống sót đây quả thực là kỳ tích một mặt tà khí trương mãi xuyên trực diện liêu tàn dương mở miệng nói ta là tức giận hóa thân trương mãi xuyên hôm nay lên ta đi theo ngươi trương mãi xuyên tham niệm hóa thân cùng si niệm hóa thân liếc nhau sông liếu tàn dương ôm quyền nói chúng ta còn có chuyện quan trọng đi trước một bước phong chủ bảo trọng hai bóng người bay lên đường ai nấy đi Liếu tản dương nhìn lấy tức giận hóa thân trong lòng đã phân biệt mà ra hắn cũng là đánh giết mấy tên vô lượng môn nội điện trưởng lao tam thi hóa thân độc giao nắm chặt tam xoa kích vết thương trên người đã bị thanh lân bao trùm thương thế đã không có trở ngại tuy nhiên độc giao tu vi là nguyên anh đại thừa cảnh giới nhưng là cùng vai anh tu sĩ đối chọi không hề rơi xuống hạ phong một chút nào chiến lực mười phần phong chủ người thất thập nhị phong nhưng có thủy chỉ cung cấp ta ở lại độc Giao một câu đã cho thấy tâm hắn mà tính nếu là tiến về nơi khác Hắn lo lắng sẽ gặp phải thư thánh bao vây, tuy nhiên hắn tin tưởng mình có thể chạy ra thăng thiên, nhưng là hắn không nguyện ý trêu chọc qua phần lớn là không phải, bị bao vây chặt đánh cũng không phải một kiện vui sướng sự tình. Trước mắt vô lượng môn sinh tiếu điện bởi vì thất thập nhị phong lôi bước, có thể nhìn ra cái này thất thập nhị phong là một chỗ không tệ chỗ tránh nạn. Liêu Tản Dương cảm thụ được bản tôn thôi diễn đi ra chu tiên quyết, bực này thần thông không tầm thường, chỉ sợ là luân hồi lão nhân bực này hóa thần tu sĩ công pháp, chính mình may mắn học được, quả nhiên là trên trời rơi xuống phúc duyên. Bất quá, sách này thánh thực lực khi thật là mạnh mẽ, toái anh tu sĩ lực lượng căn bản không phải mình có thể chống lại nếu không phải bản tôn kịp thời xuất thủ chính mình chết sớm đã lâu tuy nhiên dưới mắt bọn họ đem chính mình ngộ nhận là vô lượng lao tổ chuyển thế chi thân nhưng là hoang nôn luôn cũng có vạch trần một ngày liêu tản dương thu hồi lĩnh hội chu tiên quyết tâm tư như thân phận của mình bị vạch trần toái anh tu sĩ xuất lĩnh đông đảo nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đến công chính mình lấy cái gì tới liêu tản dương nhìn xem độc dao cùng giận chi hóa thân trương lại xuyên hai người bọn họ tuy mạnh nhưng lại không phải cùng chính mình một lòng vô pháp mật lực chỉ có chính mình trưởng thành đến miệt thị toái anh tu sĩ cảnh giới mới có thể chính thức có được sức tự vệ về núi môn liêu tản dương nói một tiếng thất thập nhị phong đệ tử trùng trùng điệp điệp trở về thất thập nhị phong lần này liêu tản dương đem vô lượng môn kim đan đệ tử thu sạch biên không có bị thu nhập phong bên trong kim đan tu sĩ toàn bộ chiến tử thất thập nhị phong xuất hiện ở trước mắt mọi người liêu tản dương thần thức ngoại phóng thình lình phát hiện có vài chục tên nguyên anh tu sĩ tụ lại tại thất thập nhị phong cương vực vẻ ngoài nhìn mật thiết chú ý vô lượng môn tình thế cái này mấy chục tên nguyên anh tu sĩ đều là hắn phong môn lao tổ đối vô lượng môn nội chiến gấp đôi chú ý chính khi bọn hắn hết sức chăm chú xem chừng thời khắc dày đặc nhân ma đến hô cái này mấy chục tên nguyên anh tu sĩ hít một hơi lanh khí tại bọn họ suy đoán bên trong vô lượng môn phản loạn lại là một trận diện thế chi chiến sau cùng chính là hái thành quả thắng lợi cũng là thẳng thắng nhưng là hiện tại ra hiện tại bọn hắn trước mặt hơn vạn kim đan tu sĩ lật đổ trong lòng bọn họ ý nghĩ liêu tàn dương xuất lĩnh chúng môn đồ hàng lâm đến những nguyên anh này tu sĩ trước mặt những này ngoại giới tu sĩ cũng là một phương lao tổ nhưng là giờ phút này đối mặt to lớn vô lượng môn trong lòng bọn họ chỉ có e ngại tại bọn họ xem chừng dưới cái này hơn vạn tu sĩ bên trong có nguyên anh tu sĩ gần hơn mười người bên trong một cái cầm trong tay tam xoa kích tu sĩ càng là đạt tới nguyên anh đại thừa cảnh giới nhưng mà người này lại cùng một cái cưới hung thú tu sĩ dịch ra một bước biểu hiện cung kính chi ý thất thập nhị phong phong chủ có tu sĩ nhận ra thừa cưới hung thú tu sĩ mấy năm trước cũng là hắn xuất linh thiên hạ tu sĩ dẹp viên ma vực uy danh hiển hách trấn áp thiên hạ liêu tản dương xuất lĩnh trên vạn người lập tức trở về thất thập nhị phong đứng ở thiên tế mở miệng nói chư vị đã đến sao không đến ta sơn môn tiểu tọa một lát thanh âm truyền ra về sau mấy chục tên nguyên anh tu sĩ nhao nhao hiện thân đi vào liêu tản dương trước mặt chắp tay nói đã phong chủ có này ý đẹp chúng ta từ chối thì bất kính thất thập nhị phong môn đồ riêng phần mình trở về chỗ ở phong hầu các loại trưởng lão đem quy hàng tại thất thập nhị phong kim đan tu sĩ tụ lại tại một chỗ tiến hành dạy bảo liễu tàn dương làm theo đem mười mấy tên nguyên anh tu sĩ mời lên thất thập nhị phong chủ điện mệnh thanh phong minh nguyện phụng dân trả thơm cái này mười mấy tên nguyên anh tu sĩ ngồi xuống về sau một người mở miệng nói phong chủ vô lượng môn phát sinh kỳ biến chúng ta có nghe thấy lập tức chạy đến như phong chủ có cần lời nói cứ mở miệng chúng ta khi tận tâm hiệu lực ta nguyên anh tu sĩ nhao nhao phụ họa bọn họ chỗ môn phái phần lớn chỉ có một tên nguyên anh tu sĩ cùng to lớn thất thập nhị phong so sánh như cô phong gỗ mục khó mà đến được nơi thanh nhã giờ phút này bọn họ mượn cơ hội bên trên tìm kiếm thất thập nhị phong cái này khỏa đại thụ che trời leo lên xin chín mươi chỉ một S thôi ạ, à. cảm ơn mọi người. 138 chương 138, công tâm người thể biến. Đi vào thất thập nhị phong chủ điện Đông Đảo Nguyên Anh tu sĩ, đều ôm lấy giới đại thụ tốt hóng mát tâm tư. Đại điện bên trong chỉ còn lại có Liêu Tản Dương cùng đứng tại sau lưng của hắn thanh Phong Minh nguyện, Phong hầu trọng lâu bọn người tiến đến răn dạy quy hàng tới tu sĩ, Trương Mai Xuyên cùng độc giao riêng phần mình tại thất thập nhị phong lĩnh vực tìm kiếm chỗ ở, một trận đại chiến qua đi, Trương Mai Xuyên mất đi đệ nhất phong người như thế, độc giao thì bị thư thánh các loại tu sĩ chấn nhiếp, trong lòng hai người ngũ vị trở tạc. Liêu Tản Dương ngồi ngay ngắn về sau, trong đại điện đông đảo tu sĩ bắt đầu biểu trung tâm như thể đi theo phong chủ đi theo làm tùy tùng phong chủ lời nói chính là hiệu lệnh nhất định tuân theo các loại từ đám người này lời nói bên trong liễu tàn dương biết được bọn họ toàn bộ là phụ cận nghìn vạn giảm cương vực nội môn phái tổ sư môn hạ có môn đồ hơn vạn có lẽ có kim đan đệ tử mấy trăm người đám người này đối với người khác trước mặt được cho nhất phương bá chủ nhưng là tại thất thập nhị phong tại liễu tàn dương trước mặt bọn họ không dám chút nào khinh thường những tu sĩ này đã xác nhận vô lượng môn hủy dưới mắt thất thập nhị phong chính là vô lượng môn cũng không biết vô lượng môn ẩn tàng lực lượng còn có bao nhiêu tuy nhiên vô lượng môn uy thế lại giảm nhưng vẫn tại tu tiên giới vẫn như cũ số một bọn họ đem tình huống đánh tra rõ ràng về sau cáo đường rời bỏ vô lượng môn phản loạn kinh hai truyền thiên hạ tại tu tiên giới gây nên động đất đường đường vô lượng môn vở ơ y mà tao nộ như thế trọng thường, khiến cho người khó có thể tưởng tượng ngoại giới liên quan tới vô lượng môn tin đồn không thôi thất thập nhị phong liếu tản dương lựa chọn bế quan hắn nhắm chặt hai mắt trong đầu đáp lại chu tiên quyết thần thông vận hành phát tác này thần thông có câu thông tiên địa chi uy chính là hóa thần tu sĩ đắc ý thuật pháp so với liêu tản dương chỗ tu luyện công pháp thuật pháp đều cường đại hơn chu tự vừa ra hủy thiên gì thế sách này thánh cũng không có đem chu tiên quyết tu luyện tới đại thừa cảnh giới nếu không chính là bản tôn cũng vô pháp hoàn toàn chịu được lấy nó thần uy dần dần một cái chu tự tiên bảng xuất hiện ở giữa không trùng hiện lộ ra bạo ngược chi khí liêu tản dương thể nội linh lực điên cuồng biến mất dần dần liêu tản dương không chịu nổi linh lực tiêu hao thuật pháp sụp đổ chu tiên quyết quả nhiên khó mà tu luyện liêu tản dương ám đạo thất thập nhị phong ban đầu hoàng kim cung địa điểm cũ đã hình thành một vùng biển mênh mông hai mươi năm trước đến đây vẫn là cao sơn trùng điệp liêu tàn dương cùng hống thiên tôn đại chiến cải biến hình dạng mặt đất sông lớn chi thủy tụ tập ở này trong nước có bảy cá du chơi đùa. Hơn 10 ngày trước, đến đây nước còn thanh tịnh gặp, gần đây thấy một lần, lại là trở thành màu xanh biếc, sâu không thấy. Một tên đeo kiếm tu sĩ đi tới, đứng tại mép nước, nhìn chăm chú vùng nước này. Động nhiên, bọn nước lăn lộn, quần cuộn từ trung ương phân liệt ra đến, một cái thanh lân đại hán từ trong nước đi ra. Trương mai Xuyên, ngươi tìm ta chuyện gì? Cái này thanh lân đại hán rõ ràng cũng là nguyên anh đại thừa cảnh giới độc giao, hắn mở miệng hỏi. Đeo kiếm tu sĩ đương nhiên đó là giận chi hóa thân Trương mai Xuyên giờ phút này trên mặt hắn hiện lộ lấy bình thản thân sắc, hắn tiện tay bố trí xuống cách lâm đại trận, gặp độc giao hiện thân sau mở miệng nói: hai người chúng ta tuy nhiên hủy diệt vô lượng môn đông đảo phong môn, nhưng là vô lượng môn căn cơ chưa hủy, luôn có một ngày, vô lượng môn đem lần nữa quật thời, đến lúc đó, người ta tất vong. Người có ý nghĩ gì nói thẳng, không muốn ấp phá ấp đúng. độc giao nói chuyện trực lai trực khứ, trương mãi xuyên ánh mắt nhìn ra xa, nay phương thế giới còn có một cái tiểu mới đại thế lực thời, cũng không yếu tại vô lượng môn, người ta khi bước lên hắn cùng vô lượng môn đại chiến, thì kế mượn đao giết người. độc giao suy nghĩ một chút nói: ngươi nói thế nhưng là tiên quốc thế nhưng là ngọn lửa kia hung ma trương mãi xuyên gật gật đầu không tệ ta nói liền là ở đó giờ phút này tiên quốc lĩnh vực yêu ma tụ tập nguyên anh kỳ yêu ma gần trăm có thể xưng vô lượng môn giới lớn nhất thế lực to lớn nếu là cả hai va chạm tất thảm liệt vô cùng chỉ sợ lúc này vô lượng môn cũng khó có thể chịu đựng mặt khác hai cố hóa thân đã rời đi gây dựng lại thế lực như tiên quốc cùng vô lượng môn đánh cho lưỡng bại câu thương lúc hai người chúng ta xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ bị tiêu diệt đến lúc đó phương thế giới này không còn có lực lượng có thể ngăn cản người ta trương ngãi xuyên nói đến điên cuồng trong ánh mắt toát ra cự đại gia tâm Độc Giao nhìn lấy Trương ngãi Xuyên, trong mày, mở miệng nói, ngươi nhận vì cái này thất thập nhị phong phong chủ như thế nào? Rất mạnh, mười phần mạnh, ta từng bói toán qua hắn, hắn không phải chuyển thế chi thân, nhưng lại bị luân hồi lão nhân nhớ thương, không ra 500 năm, hắn đem bị luân hồi lão nhân chiếm cứ thân thể, trước lúc này, hắn đem cùng hỏa diễm hung ma đại chiến, quẻ tượng biểu hiện, bọn họ rõ ràng chính là sinh tử địch tướng, không có nửa phân chỗ tương tự, chính là nhất âm nhất dương. Trương Ngai Xuyên nói xong, Độc Giao nhíu mày vẫn không có làm dịu, vẫn là có hoang mang, như hắn thật bị luân hồi lão người mưu hại, vì sao vô lượng môn nội điện lại bởi vì hắn mà tối lui? ta suy đoán thân phận của hắn sẽ không như thế đơn giản độc giao nói nói muốn cho hắn cùng tiên quốc đại chiến lấy hắn khúc kéo, cái này rất khó đạt thành không sao ta sẽ vận dụng một chút thủ đoạn để liêu tàn đông nhiên trương mãi xuyên hai mắt nổ bắn ra qua mang hắn nghiến răng nghiến lợi nói liêu tàn dương độc giao gặp trương mãi xuyên thần sắc lộ ra dữ tợn trương mãi xuyên đem mọi chuyện trong đầu vớt thuận về sau trong lòng lâm vào trong rung động hắn nhìn về phía độc giao chậm rãi mở miệng có lẽ người ta đều bị tính kế như đoán không sai cái này thất thập nhị phong phong chủ chính là hỏa diễm hung ma tiên quốc hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt một cái ngụy trang mà thôi hắn mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là thành lập cái gì tiên quốc mà chính là kiếm chỉ vô lượng môn cái gì độc dao cũng là quá sợ hãi người ta bị hắn che đậy hắn cũng là hỏa diễm hung ma ngắn ngủi thời gian hai mươi năm hắn đã chiếm đoạt vô lượng môn trương mãi xuyên ánh mắt toát ra gặp đả kích thần sắc này là ai tỏa trấn tiên quốc một cái khôi lỗi mà thôi che đậy thế nhân khôi lỗi trương mãi xuyên cùng độc dao tự cao đem hết thảy trưởng khống tại trong lòng bàn tay giờ phút này lại phát hiện bọn họ bị hỏa diễm hung ma đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa bọn họ làm ra hết thảy cuối cùng liền hỏa diễm hung ma liễu tàng dương ta sớm cái kia nghĩ đến sớm cái kia tính kế đến hắn thậm chí ngay cả tên đều không làm cả biến là thành công đem ta mê hoặc thần sắc vẻ vải trương nãi xuyên đột nhiên biến hóa thần sắc mặt mày hớn hở đứng lên nếu như nói đến hết thảy đều tại hắn trong tính toán vô lượng môn hủy ta đại thù cũng báo độc dao nhìn lấy trương nãi xuyên tâm tư biến hóa trên mặt không có phức tạp thần sắc cùng ngươi cái này hay thay đổi người làm bạn ta cảm giác không thấy an ổn chúng ta về sau vẫn là không muốn tới lui độc dao nói xong lời này lại chui vào trong nước biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại giận chi trương nãi xuyên tại trên bờ vừa rồi còn vui vẻ ra mặt bộ dáng lần nữa chuyển đổi về vải chi tình hiện lộ mà ra nửa ngày hắn thần thức khôi phục thư thái chậm rãi mở miệng tam thi loạn tâm thần nên chém sau 3 tháng liêu tản dương phá quan mà ra chu tiên quyết không bình thường khó mà tu luyện 3 tháng này liêu tản dương thất bại vô số lần cuối cùng vẫn là không có tập được loại này thuộc về hóa thần tu sĩ đại thần thông vô lượng môn nội điện truyền đến tin tức mời liêu tản dương tiến về nội điện thương nghị vô lượng môn gây dựng lại công việc thất thập nhị phong sở hữu môn đồ riêng phần mình bế quan tu hành trận này đại chiến mặc dù không có chiến đấu kịch liệt nhưng là bọn họ chính diện chống cự chu tiên quyết uy lực to lớn cũng nhận được không nhỏ thương tổn càng làm bọn hắn hơn đấu trí mười phần nguyên nhân là bọn họ nhìn thấy địch nhân cường đại cường đại đối thủ khích lệ bọn họ xin một chín mươi chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người một trăm ba mươi chín chương một trăm ba mươi chín di sơn tạo hải liêu tản dương bước ra thất thập nhị phong phong hầu đi vào liêu tản dương trước mặt mở miệng nói phong chủ đến đây tìm nơi nương tựa hàng phục kim đàn tu sĩ cùng sở hữu hai ba người toàn bộ biên nhập trong nội môn đệ tử liêu tản dương mở miệng nói phong hầu nghe vậy gật đầu nhìn lấy liêu tản dương muốn nói lại thôi liêu tản dương đối phong hầu mở miệng nói có lời gì nói thẳng phong chủ lần này đại chiến đệ tử trong môn phái phi kiếm hủy hết mà vô lượng môn bên trong hắn phong môn tán lạc một chút linh bảo phi kiếm chúng ta có hay không có thể thăm dò một phen tiếp tế một chút huyết tổn pháp bảo cùng phi kiếm phong hầu nói ra vô lượng môn phong môn hủy hết tuy nhiên liêu tản dương chướng mắt những cái kia giải rác bảo vật nhưng là những vật này đối với hắn tu sĩ tới nói lại chạm tay có thể bỏng tốt các ngươi đi thôi liêu tản dương nói xong phong hầu đại hỉ lập tức rời đi thu thập nhân mã bắt đầu đối với hắn phong môn tiến hành thảm thức trận này đại chiến thương vong người đông đảo rất nhiều tu sĩ túi chữ vật khắp nơi thất lạc hắn phong môn càng có đông đảo vô chủ động phủ đối xử mọi người mở ra phong hầu xuất lĩnh đông đảo tu sĩ càn quét hắn phong môn cướp bóc tư nguyên liêu tản dương nhìn về phía hoàng kim cung mở miệng nói hống thiên tôn ngươi xuất lĩnh lấy hắn hộ sơn trưởng lão qua thu phục những cái kia chạy ra phong thần trì hung thú hống thiên tôn từ hoàng kim cung bên trong đi ra đến nổi giận gầm lên một tiếng đông đảo man hoang hung thú nhao nhao hiện thân đi theo sau lưng hống thiên tôn rời đi độc dao cùng trương mãi xuyên hủy đi phong thần trì đông đảo hung thú chạy tứ tán bên trong không thiếu kim đan hậu kỳ man hoang hung thú đây là một cỗ cường đại chiến đấu lực ở trong mắt liêu tản dương đám hung thú này chân quy trình độ muốn vượt xa những linh kiếm đó cùng pháp bảo hồng tiên tôn lĩnh mệnh tiến đến tìm kiếm hung thú trọng lâu liêu tản dương thanh em rơi xuống máu me đầy đầu phát trọng lâu xuất hiện tại liêu tản dương trước mặt sư tôn phong thần chi hủy đông đảo tiên linh chi dịch tản mát tại đệ nhất phong phụ cận ta muốn ngươi đem đệ nhất phong đào đến trọng lâu nghe vậy thần sắc khẽ giật mình đoán luyện tâm trí ma luyện ý chí liêu tản dương phất tay tại thất thập nhị phong lĩnh vực trên không bố trí xuống trận pháp sau đó hai mắt nhắm lại thần thức xuất thể mặt khác 71 tòa phong môn phong thần tháp bị liêu tản dương hút tới trong chốc lát thất thập nhị phong trong lĩnh vực đứng sừng sững lên 72 tòa phong thần tháp trên đường chân trời xuất hiện rộng lớn bằng phẳng địa vực vùng lĩnh vực này chân bóng như hà vô lượng lao tổ sáng tạo phong thần trì lập tại cựu thiên tri thượng liêu tản dương hiện tại vô pháp làm đến loại tình trạng này hắn chỉ có thể ở vạn trượng cao không bố trí xuống một mảnh lĩnh vực trọng lâu đem đệ nhất phong chuyển đến nơi đây di sơn tạo hải liêu tản dương nói xong trọng lâu trọng trọng gật đầu phi thần hướng vô lượng môn đệ nhất phong bay đi phong bên trong thần trì tiên linh dịch đại bộ tờ hờ ân nở tản mát tại đệ nhất phong ngắn ngủi mấy tháng ở giữa đệ nhất phong nội sinh mọc ra đông đảo tiên linh thảo mục cẳng có một đầu tiên linh dịch bờ sông tại đệ nhất phong trong lĩnh vực liêu tàn dương muốn đem những vật này đem đến thất thập nhị phong đây là người thắng lợi chiến quả người khác không dung nhung chạm vô lượng môn nội điện bên trong đông đảo nội điện trưởng lao trầm mặc không nói vô lượng môn bảy mươi hai tòa phong môn trong tay bọn hắn trôn vùi đây là đối bọn hắn tâm linh tàn phá giờ phút này làm vô lượng môn cấp tốc của khởi thành vì bọn họ sứ mệnh trong khoảng thời gian này bọn họ thương nghị chúng nhiều phương pháp ý kiến phổ biến nhất chính là gây dựng lại bảy mươi hai tòa phong môn nhưng mà vết xe đổ đang ở trước mắt phong môn đệ tử không đủ đồng lòng phong môn ở giữa cảng có lục đục với nhau sự tình nếu là sinh ra phản địch chỉ sợ lại là một trận bị tiêu diệt vẫn là chờ thất thập nhị phong phong chủ đến lại thương nghị đi một tên nội điện trưởng lao nói xong người khác cũng im lặng giờ phút này thất thập nhị phong đã là vô lượng môn toàn bộ lực lượng tuy nhiên nội điện có được đỉnh cấp chiến lực, nhưng là đông đảo kim đan tu sĩ đã quy thuận tại thất thập nhị phong môn hạ trong nội điện có một cái tu sĩ túi đầu giữ im lặng tu vi cũng chỉ có nguyên anh sơ kỳ hắn rõ ràng là trần ngốc cứu liêu tàn dương đánh vào vô lượng môn cây đình giờ phút này hắn đã thật sâu đánh vào vô lượng môn nội điện liêu tàn dương bước ra thất thập nhị phong lĩnh vực thân thức ngoại phóng trận này vô lượng môn nội loạn tác động đến phạm vi đạt tới trăm vạn dặm cẳng có một ít tới gần phong môn lĩnh vực phạm nhân thế lực gặp nạn nguyên anh tu sĩ chiến đấu theo bọn hắn nghĩ chính là thần tiên đánh nhau trên trời rơi xuống lưu hỏa băng bạc các loại cự đại tai nạn bọn họ chỉ có thể yên lặng tiếp nhận vô lượng môn nội điện ở vào bảy mươi hai tòa phong chính giữa cửa văn xin ngày bình thường khó mà tìm kiếm tiến vào bên trong điện biện pháp chỉ có thể tiến về đệ nhất phong thông qua truyền tống môn đến đây lần này vô lượng môn nội điện mở ra sở hữu ngăn cản thần thức mê vụ hoàn toàn tán đi vô lượng môn nội điện chính là vô lượng môn tránh thức chi phối đến đây trưởng lão phần lớn là thoái ẩn phong chủ tu vi mạnh mẽ liêu tàn dương tìm được phương hướng hướng về vô lượng môn nội điện tiến đến vô lượng môn một tòa ẩn nấp trong sân động vân tư tự hòa thượng mở hai mắt ra tu vi tăng vọt điên cuồng linh lực lần nữa ngưng tụ hắn tu vi đã đạt tới toại anh hậu kỳ hỏa diễm hung ma người tận thế không xa đợi ta có thể chống cự hồng liên nghiệp hỏa chính là ngươi tử kỳ hòa thượng này trong ánh mắt lộ ra ác độc chi sắc nơi nào có nửa phần lòng dạ từ bi tâm niệm Ta vô lượng môn lại luân lạc tới tình trạng như thế, trương xuyên, độc giao, các ngươi dám phản bội ta, nhìn ta thành công truyền thế, không đem các ngươi rút gần lột ra. Động phủ chỗ sâu, một thanh âm truyền ra, chỉ là khí tức yếu ớt, rõ ràng là ở vào đèn cạn dầu trạng thái vô lượng lao tổ. Vô lượng lao tổ, ngươi muốn thua, sau cùng có thể thắng người là ta. Hòa thượng trong tay hóa thần quyết đột nhiên lóe ra một cái hư huyễn thân ảnh kim chói, hắn nhìn về phía động phủ chỗ sâu, mở miệng nói ra. Luân hồi lão quỷ, ngươi đừng nằm mơ, lần này nhất định là ta trước bước ra một bước cuối cùng. Động phủ chỗ sâu, vô lượng lao tổ thanh âm vang lên lần nữa bọn họ bị vây ở hóa thần kỳ ngàn vạn năm thẳng đến thọ nguyên kết thúc cũng vô pháp bước ra hóa thần cảnh giới hai người riêng phần mình tìm kiếm lấy chính mình phương pháp tiến hành đột phá ta một mực đang nhìn lấy ngươi hy vọng ngươi khác sớm chết mất luân hồi lao nhân kim thân lần nữa tiến vào hóa thần quyết bên trong thanh âm cũng hoàn toàn biến mất trong đậu phủ khôi phục kiến tĩnh thất thập nhị phong đệ tử hướng về khắp nơi quyết tán tiến đến hắn phong môn tìm kiếm tại phú liêu tản dương nhanh chóng đi về phía trước đợi lại vô lượng môn sự tình liền thẳng hướng vân cư tự liêu tản dương làm ra quyết đoán diệt vong vân cư tự cũng không phải là điểm cuối còn có rất nhiều nỗi băn khoăn tồn tại những này nỗi băn khoăn cần chính mình đạt tới toái anh cảnh giới tài năng giải khai càng mạnh hơn chiến đấu thuật pháp cũng phải đi vào toái anh kỳ tài năng thi triển liêu Tàn dương rốt cục đi vào vô lượng môn nội điện vô lượng môn nội điện lộ ra phá lệ tinh xảo một tòa núi lớn bị lấy hết cả ngọn núi bị điêu thành lỗ cát đã từng liêu tàn dương tới qua một lần chỉ bất quá một lần kia chỉ thấy được nội điện một góc chỉ có tiến nhập hóa thần quyết độc phủ lần này vô lượng môn nội điện đối liêu tản dương hoàn toàn rộng mở hiện lộ ra chân dung thủ hộ nội điện đại trận bởi vì liêu tản dương đến hoàn toàn triệt hồi xin một chín chỉ một s tôi ạ à cảm ơn mọi người tháng một năm bốn mươi chương một trăm bốn mươi chấn nhiếp kẻ xấu liêu tàn dương đến nội điện về sau tên là mặc lao hổ nội điện trưởng lao chính thủ ở nơi đó nhìn thấy liêu tàn dương đến hắn cùng một người trưởng lao khác nên đón mặc lao hổ lần trước nhìn thấy liêu tàn dương thời điểm hữu tâm thăm dò đối thái độ lãnh đạo lần này nhìn thấy liêu tàn dương lại là trên mặt nụ cười cùng lấy lòng loại sửa đổi này không chỉ là bởi vì liêu tàn dương chính là vô lượng lao tổ chuyển thế chi thân càng bởi vì giờ phút này liêu tàn dương có được mặc đại thế lực thất thập nhị phong thực lực mạnh không dung hắn khinh thường chỉ là loại này bản thân cảm thụ chỉ có hắn trải nghiệm xấu nhất liêu phong chủ chúng ta xin đợi đã lâu mặc lão hổ tiến lên nói với liêu tàn dương đem để vào bên trong điện đại trận bên trong lần này liêu tàn dương mới chính thức nhìn thấy hoàn thành vô lượng môn nội điện đây là cự ngọn núi lớn đồng dạng cung điện các loại trận pháp bảo vệ lấy nội điện cự ngọn núi lớn bốn phía có linh tuyển phun trào tiên khí tràn ngập tuy nhiên chỉnh thể thượng xem ra không bằng hắn phong môn hùng trắng nhưng là lại có một loại khó mà miêu tả thần bí lực lượng đem đại điện kiện hàng liêu tàn dương đi theo sau lưng mặc lão hổ tiến vào trong núi cung điện giờ phút này trong nội điện chính tụ tập bốn năm mươi vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lần này vô lượng môn đại loạn trương mai xuyên cùng độc giao đại khai sát giới bọn họ tìm kiếm các loại lý do bế quan không ra giờ phút này nguy nan đã tiêu tan bọn họ mới đi ra khỏi đến chủ trì sự vụ trương mai xuyên cùng độc giao lực lượng quá mạnh giết nguyên anh hậu kỳ tu sĩ như giết gà mổ châu vô lượng môn nội điện trưởng lão vì tự vệ vờ ơ y mà lựa chọn làm như không thấy cuối cùng thuộc về khách khanh trưởng lão điện sinh tiếu điện xuất thủ cứu vô lượng môn tại trong nước lửa bên trong một nửa nội điện trưởng lão xem chừng lấy liêu tàng dương tâm lý treo lên tính toán bọn họ phần lớn từng có phong chủ kinh lịch thoái ẩn về sau nhất tâm tu luyện tuy nhiên tu vi có đột phá nhưng là mấy ngàn năm qua tích lũy cũng tiêu hao sạch sẽ giờ phút này thất thập nhị phong đã hoàn toàn đại biểu vô lượng môn nếu là có thể cầm xuống thất thập nhị phong phong chủ chi vị bọn họ sở dĩ ẩn lui không phải là bởi vì bọn họ công thành lui thân mà là bởi vì vô lượng môn quy củ đã là như thế chấp trưởng phong chủ chi vị một ngàn năm bên trong nếu vô pháp đột phá nguyên anh hậu kỳ nhất định phải thoái ẩn giờ phút này bọn họ nhìn thấy nguyên anh trung kỳ liễu tàng dương trong lòng có sinh ra các loại ý nghĩ tuy nhiên trong truyền thuyết liêu tàn dương xuất lịnh thiên hạ tu sĩ dẹp viên ma vực giờ phút này lại đem cầm đại chiến thành quả thắng lợi uy danh hiền hách nhưng là theo bọn hắn nghĩ liêu tàn dương tu vi bất quá là nguyên anh trung kỳ hắn có thể hoàn thành cái này một hệ liệt hành động vĩ đại là bởi vì phía sau hắn có cường đại dị thường thất thập nhị phong cùng sau Lương đông đảo hết sức giúp đỡ sư huynh đệ hắn có thể ngăn cản được chu tiên quyết cũng là bởi vì lao tổ phân thần căn bản cũng không phải là hắn công lao lần này từ thất thập nhị phong kiếm một chén canh uống một tên nội điện trưởng lão thầm nghĩ vô lượng môn phản loạn bọn họ đều lựa chọn tránh né nhưng là hái thành quả thắng lợi thời điểm bọn họ tuyệt đối sẽ không tránh lui liêu tản dương đi theo mặc lão hổ đi qua tối tăm thông đạo cuối hành lang có một điểm ánh sáng liêu tản dương một chân bước ra thông đạo đông nhiên thiên địa làm khoáng đạn liêu tản dương thần thức thả ra nhìn chăm chú cái này sơn trung thiên địa phương thế giới này trường vật lý từ bên ngoài nhìn tòa đại điện này là đem sơn phong lấy hết nhưng là tiến vào bên trong bộ về sau mới phát hiện vô lượng môn nội điện rõ ràng cũng là độc lập khai mở cự đại không gian bên trong lĩnh vực phi thường bao la Minh mông thành trì nối thành một mảnh có đủ loại phạm nhân hành cầu sinh hoạt vô lượng môn nội điện thế giới đã sinh sôi ra nhân loại đế quốc liêu tàn dương nhìn lấy bận rộn phạm nhân thầm nghĩ có lẽ bọn họ căn bản không biết mình sinh hoạt tại một tòa núi lớn bên trong mặc lão hổ phất tay một tòa cự đại cung điện hiện lộ tại giữa không chúng đây mới là vô lượng môn nội điện tránh thức chỗ đông đảo nội điện trưởng lão nhìn thấy liêu tàn dương cái này chính chủ đến nhao nhao dùng thần thức gió xét tới một chút nội điện trưởng lão mặt thượng hiện lộ ra nghi hoặc thần sắc thầm nghĩ hắn thật sự là lao tổ chuyển thế chi thân làm sao cảm giác không thấy lao tổ khí tức mấy tên trông coi nội điện hóa thần quyết trưởng lao chào đón nao nhao cùng liêu tàn dương chào hỏi Tòa này nội điện cung điện chính là kiến tạo vân đoan phía trên, to lớn hùng vĩ, những này nội điện trưởng lao ở chỗ này phạm trong mắt người đến thật sự là giống như thần tiên tồn tại, phương thế giới này chi phối. Liêu Tản Dương vừa muốn mở miệng khách khí hơn mấy câu, một tên thân hình cao lớn nội điện trưởng lao đi đến Liêu Tản Dương trước mặt, mở miệng nói, ngươi chính là đương nhiệm thất thập nhị phong phong chủ. Rất không tệ người trẻ tuổi, ta chuẩn bị tại ngươi phong môn khai mở một chỗ đạo tràng, ngươi mỗi ngày cho ta đưa trước một vạn khối cực phẩm linh thạch. Cái này nội điện trưởng lao nói xong, hắn tính kế thất thập nhị phong trưởng lao tiến lên, nhao nhao mở miệng, không khỏi là mượn cơ hội bắt chẹt liêu tàn dương dương mắt nhìn một chút tụ lại ở trước mặt mình đông đảo nội điện trưởng lão bọn họ phần lớn có được nguyên anh hậu kỳ tu vi nhưng hành sự ngang ngược lại giống như vô lại chính mình đến đây thương lượng vô lượng môn gây dựng lại đúng là tao nộ loại tình huống này tràn n dê lẽ lại vô lượng môn gây dựng lại cũng là đem chính mình thịt cắt bỏ nhường cho bọn họ nếu thật sự là như thế liêu tàn dương dò xét một phen phương này núi bên trong thế giới đã làm ra một phen cân nhắc chư vị liêu phong chủ chính là lão tổ chuyển thế tri thân các ngươi liền không sợ đắc tội lão tổ sao có chuyện gì một hồi có thể trong địa giảng mặc lão hổ mở miệng giữ gìn Liêu tàn dương cái này vừa nói bị lợi ích choáng váng đầu góc đông đảo nội điện trưởng lão mới tỉnh táo lại vẫn là mời liễu phong chủ tiến điện về sau rồi nói sau mặc lão hổ nói xong hắn phong chủ gật đầu đồng ý chia cắt thất thập nhị phong sự tình ngược lại là có thể tạm thời trì hoãn xem trước một chút hắn đến có phải hay không lão tổ chuyển thế chi thân rồi nói sau cái thứ nhất ngoi đầu lên tu sĩ nhìn nói với liêu tàng dương đã ngươi là lão tổ chuyển thế chi thân vậy trước tiên đi với ta lão tổ thạch tự trước chắc thí một phen liễu tàng dương nhìn lấy cái này đối với mình cũng không cung kính nội điện trưởng lão mở miệng hỏi ngươi là ai ta gọi mạnh phu không muốn trì hoãn thời gian dò xét thân phận của ngươi về sau chúng ta liền thương nghị vô lượng môn thất thập nhị phòng gây dựng lại công việc cái này tên là mạnh phu nội điện trưởng lão vội vã không nhịn nổi thuốc dùng nói liêu tàn dương vẫn nhìn xuống lại chính mình nội điện tu sĩ chính mình đến nội điện thương nghị gây dựng lại công việc là tôn trọng bọn họ có thể là mình vừa tới nơi này lại gặp phải loại cục diện này chính mình tôn trọng để bọn hắn cho là mình mềm yếu có thể bắt nạt sao tại liêu tàn dương trong lòng vô lượng môn nội điện đã là tất quốc thế lực lần này đến đây chỉ làm thăm dò bất quá nếu là loại tình huống này chính mình liền không cần thiết tiến hành thăm dò làm sao không đi mạnh phu gặp liêu tản dương cũng không bước động bước chân quay người hỏi chính các ngươi thương lượng đi ta phong bên trong còn có chuyện quan trọng xử lý liêu tản dương nói xong lời này quay người quay trở lại thông đạo liền muốn rời khỏi đông đảo nội điện trưởng lão căn bản không nghĩ tới liêu tản dương sẽ làm ra dạng này cử động vô ý thức ngăn tại liêu tản dương trước mặt lần này vô lượng môn gây dựng lại thất thập nhị phong là trọng đầu hí nếu không có thất thập nhị phong vô lượng môn gây dựng lại căn bản không thể nào nói đến mạnh phu nổi giận đùng đùng quát ngươi trêu đùa chúng ta không thành liêu tản dương nhìn lấy mạnh phu nhìn lấy ngăn lại đường đi đông đảo nội điện trưởng lão vô lượng môn gây dựng lại là các ngươi sự tình ta tuyệt đối sẽ không lại tham dự bên trong ngươi muốn chết không muốn dựa vào ngươi là lão tổ chuyển thế chi thân liền như thế cùng vọng lão tổ chuyển thế chi thân ngàn ngàn vạn vạn ngươi không phải duy nhất mạnh phu phẫn nộ quát một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng dám ở trước mặt mình cường thế như vậy hắn thấy đây là một loại nhục nhã là lớn lao xỉ nhục chừng ai xuyên phản loạn thời điểm không gặp bọn họ hiện thân giờ phút này gặp liêu tản dương một mình đến lại là nguyên anh trung kỳ vô lượng môn gây dựng lại chấm dứt hệ đến bản thân lợi ích bọn họ không kịp chờ đợi nhảy ra liêu tản dương nhìn lấy mạnh phu mở miệng nói ngươi tránh ra sao không cho mạnh phu lửa giận dâng lên bị nguyên anh trung kỳ tu sĩ khiêu khích tư vị không bình thường không tốt không cho liền chết liêu tản dương ánh mắt hiện lộ ra nồng đậm sắc ý lấy ra ma kiếm một đạo liệt thiên kiếm kỹ đánh tới một đạo quang mang hiện lên phương thế giới này run dày kịch liệt liệt thiên một kiếm ngang ngược đánh về phía liêu tản dương ngay phía trước hắn không nhìn bất luận kẻ nào dám can đảm ngăn trở chính mình được người giết mạnh phu thủ đường sông liêu tản dương không có dấu hiệu nào xuất thủ để hắn ngăn cản được có chút chật vật hắn tuy nhiên ngăn lại một kiếm này nhưng là tay áo cũng bị chém xuống liêu tàn dương xuất thủ trong lúc khiếp sợ điện trưởng lão bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng liêu tàn dương vờ ơ y mà thật dám động thủ hắn chỉ là nguyên anh trung kỳ mà ở trong đó tu sĩ phần lớn có được nguyên anh hậu kỳ tu vi cùng kỳ ma kiếm ma uy rất rõ ràng mạnh phu lui lại một bước liệt thiên một kiếm mặc dù không có làm bị thương hắn nhưng là hắn cảm giác được này cố cùng bạo kiếm ý thất thập nhị phong phong chủ ngươi không nên quá cản rỡ lại một tên nội điện trưởng lão trận mắt nhìn liêu tàn dương không lưu tình chút nào một kiếm đồng dạng chọc giận hắn liêu tàn dương nhìn lấy đối với mình trận mắt nhìn đông đảo nội điện trưởng lão các ngươi muốn cùng một chỗ động thủ sao tới đi liêu tàn dương một tiếng gầm thét hiển hóa kim thân đã các ngươi không nguyện ý tiếp nhận thiện ý vậy ta liền cho ác nghiệm một đám bọn chuột nhắt. liêu tàn dương đối đông đảo nội điện trưởng lao mắng trương Ngải xuyên phản loạn không thấy các ngươi xuất thủ bây giờ lại vội vã không nén nổi xuất hiện nói cho các ngươi biết ta đã dám cứu trương Ngải xuyên dám giết vô lượng môn đông đảo kim đan đệ tử không có ý định cùng các ngươi kết cái gì thiện duyên hôn trướng ngươi vỡ ơ ý mà nhục nhã tại ta ta giết ngươi mạnh phu luôn luôn tự phụ mới vừa rồi bị liêu tàn dương một kiếm chém xuống tay áo đã sớm giận không kèm được giờ phút này lại nghe được liêu tàn dương nhục nhã bắt trước bà bối liền muốn xuất thủ đông nhiên hắn thân thể lui về phía sau trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ một cỗ sát khí nhất thời tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi chỉ gặp liêu tản dương từ lôi công trong tháp bóp ra một bộ nguyên anh rõ ràng là đã từng bị liêu tản dương đánh giết một tên nguyên anh tu sĩ vô lượng môn nội điện đông đảo trưởng lão quá sợ hãi hắn lấy ra cỗ này nguyên anh là dụng ý gì chẳng lẽ là liêu phong chủ không nên vọng động mặc lão hổ nhìn thấy tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản mở miệng hô đông đảo trưởng lão lui về phía sau bọn họ đã nhìn ra liêu tản dương dụng ý hắn rõ ràng là muốn dẫn bạo cỗ này nguyên anh dẫn bạo nguyên anh hội có hậu quả gì không bọn họ hết sức rõ ràng cho dù là bọn họ là nguyên anh hậu kỳ trực diện nguyên anh tự bạo cũng sẽ thụ thương tổn liêu tàn dương hướng đi thông đạo lần này không có nội điện trưởng lão dám tới gần liêu tàn dương tất cả mọi người đưa mắt nhìn liêu tàn dương rời đi thông đạo một đám tham sống sợ chết bọn chuột nhất liêu tàn dương đi ra phương này núi bên trong thế giới thu hồi nguyên anh mở miệng lần nữa chào phúng chỉ là lần này không còn có nội điện trưởng lão lao ra mời đấu sinh tử xin một chín chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người một trăm bốn mươi chương một trăm bốn mươi đại họa lâm đầu liêu tàn dương đi ra nội điện mặc lão hổ đi theo mà ra ngăn trở liêu tàn dương đường đi mở miệng nói ra liêu phong chủ chớ nổi giận hơn không đợi mặc lão hổ thoại âm rơi xuống một bóng người đã nhảy ra vô lượng môn nội điện trong tay mang theo một cái huyết ma đao chỉ hướng liêu tàn dương quát vừa rồi ta sợ thương tổn này phương thiên địa hiện tại ra nội điện ta liền muốn tiêu diệt đi ngươi để ngươi biết đến ai mới là bọn chỗ nhất mạnh phu trưởng lão ngươi làm cái gì vậy hắn là thất thập nhị phong phong chủ lão tổ chuyển thế chi thân mặc lão hổ ngăn tại liêu tàn dương trước mặt đối khí thế hừng hực mạnh phu nói ra mạnh phu đã quyết định suy nghĩ, căn bản sẽ không bởi vì mặc lão hổ lời nói mà có thay đổi trương mai xuyên phản loạn không quan hệ chính mình lợi ích phản loạn liền phản loạn bọn họ ước gì vô lượng môn tao nộ một trận đại nạn chính mình mượn cơ hội đúng tay phong môn sự vụ giờ phút này vô lượng môn gây dựng lại thất thập nhị phong liên quan đến chính mình lợi ích mạnh phu cũng không còn cách nào ngồi yên không lý đến huống hồ hắn gặp liêu tản dương cảnh giới nông cạn có thể ước hiếp một phen về phần hắn sau lưng thất thập nhị phong người này vừa chết hắn tin tưởng thất thập nhị phong không có cái gì đại thành cựu mặc lão hổ người cái gì cũng không cần nói hôm nay người này có đến mà không có về mạnh phu giơ lên huyết ma đao chỉ hướng liêu tàn dương hiện hóa kim thân pháp tướng một đầu ác hổ sau lưng hắn hiện thân hướng về phía liêu tàn dương gào thét phế tích phía trên liêu tàn dương cùng mạnh phu thân hình cất cao một trận đại chiến sắp triển khai liêu tàn dương xuất binh trợ giúp trương mãi xuyên chính là cùng vô lượng môn nội điện quyết liệt nếu không phải vô lượng môn nội điện trưởng lao đem hắn nhìn thành vô lượng lao tổ chuyển thế chi thân trận đại chiến này sớm đã không cách nào tránh khỏi một cái cùng kỳ ma kiếm một cái huyết ma đao tại giữa không trung đụng chạm tinh hồng tiên lửa hà nội điện trưởng lão cũng từ trong trong điện đi ra Bọn họ cũng không có xuất thủ ngăn cản ý tứ, đánh lấy xem kịch vui chủ ý, Liêu Tản Dương một câu bọn chuột nhắt đã đem bọn họ chọc giận, dù là không có Mạnh Phu ra mặt, bọn họ cũng sẽ ra tay. Hôm nay, ngươi cũng không cần muốn chạy trốn thoát, tự sát ở đây, ta thay ngươi quản lý thất thập nhị phong. Mạnh Phu tạo nên nguyên anh hậu kỳ tu vi áp lực, hướng về Liêu Tản Dương bao phủ tới. Liêu Tản Dương nhìn lấy Mạnh Phu, trên mặt toát ra lanh khốc đủ cười, ta gần nhất con đường tu luyện thuật pháp chưa đại thừa, cần hướng ngươi linh giáo một hai. Mạnh Phu gặp Liêu Tản Dương hoàn toàn không e ngại chính mình linh hồn uy áp, đã thu hồi lòng kinh thị, dù sao Liêu Tản Dương xông ra uy danh hiển hách. Hà nội điện trưởng lão nghe được liễu tàn dương lời này, trong lòng cũng là nổi lên linh hoạt tâm tư, hắn tu luyện thuật pháp. Một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thuật pháp mạnh hơn lại có thể cường ở đâu? Bất quá bọn hắn trong lòng cũng có chút chờ mong. Ở bên trong điện trường lão sau lưng có một đám vô lượng môn nguyên anh tu sĩ, những tu sĩ này không thiếu đã từng phong chủ, các phong trong môn quát tháo phong vân đại sư mình, bọn họ tu vi phần lớn là nguyên anh sơ kỳ cùng nguyên anh trung kỳ, giờ phút này bọn họ hoàn toàn thất thế, chỉ có thể trốn ở nội điện trường lão sau lưng, chân chạy làm việc là vặt, đã từng hô quát một phương uy phong không hề, trần ngốc thiếu liền trong đám người cũng không thấy được. Đại chiến bắt đầu trần ngốc thiếu trở về chiến trường chỉ bất quá hắn không cùng theo các sư huynh đệ phản địch mà chính là vô lượng môn chống lại phản loạn về sau lẫn vào vô lượng môn nội điện xem đao mạnh phu luyện thành một thân đao thuật huyết ma đao vung đi tại thiên không lưu lại một phiến huyết ảnh lạnh thấu xương đao mang nhiếp tâm hồn người đông nhiên giữa thiên địa linh khí ngưng tụ liễu tản dương gian nàn chỗ sâu ngón tay trên không trung điểm một chút chỉ là điều này mạnh phu liền cảm giác được khó có thể chịu đựng vô cùng thần uy a à, chu tiên quyết mạnh phu bay ngược về đằng sau vung ra nhất đao bị hắn cưỡng ép thu hồi thể nội linh lực di chuyển sinh ra cảm giác khó chịu nhưng là hắn căn bản không dám dừng lại tại nguyên chỗ bỗng nhiên trên đường chân trời xuất hiện một cái cự đại chu tự nhưng là cái này chu tự chỉ có thứ nhất bút cái điểm kia hiện lộ lấy hung uy chu tiên quyết hắn nội điện tu sĩ cũng cảm giác được vô cùng hoảng sợ cái này đạo thần thông chính là thư thánh tuyệt học giờ phút này bị liêu tàn dương thi triển mà ra cho bọn hắn mang đến là khiếp sợ không gì sánh nổi hắn làm sao lại bực này thần thông liễu tản dương âm thầm thở dài chu tiên quyết tuy nhiên lực sát thương mười phần nhưng là mình hiện tại vô pháp đem mục tiêu khóa chặt chính là một cái nguyên anh trung kỳ cũng có thể nhẹ nhõm tại chu tiên quyết dưới đào thoát như toan vận dụng chu tiên quyết giết người cần đối phương giam cầm tại một nơi vô pháp đào thoát mới thành chu tiên quyết uy lực rốt cuộc hiển lộ giữa thiên địa linh lực làm dung chuyển loại kia thiên uy truyền lại từ thiên tế bình thường nguyên anh tu sĩ căn bản là không có cách chống lại đạo này chu tiên quyết tại thư thánh trong tay từng đánh lui đếm rõ số lượng tên thoái anh tu sĩ giết chết nguyên anh tu sĩ cũng có mười người nhiều ngươi từ chỗ nào học được chu tiên quyết mạnh phu đã rời xa nơi đây diện mạo hiển lộ lấy vẻ sợ hãi chu tiên quyết là hắn không thể đối kháng huống hồ hắn e ngại thư thánh còn hơn nhiều vô lượng lao tổ bởi vì đã từng hắn suýt nữa chết tại thư thánh trong tay chiến liên chiến ít nói lời vô ích chu tiên quyết uy thế đã tiêu tan nhưng là liêu tản dương thân ảnh tại đông đảo nội điện trưởng lao trong lòng đã vô hạn cất cao trong mắt bọn hắn liêu tàn dương không còn là một cái phong chủ hắn đã được đến thư thánh ủng hộ sau lưng hắn đứng đấy vô lượng môn khách khanh trưởng lão sinh tiếu điện đám kia lão lao quái vật sinh tiếu điện bên trong có được thập tam tên toái anh tu sĩ đó là so vô lượng môn nội điện cường đại vô số lần lực lượng một chút nội điện trưởng lão trong lòng sinh ra hoang mang mấy tháng trước, liêu Tàn dương không phải cùng sinh tiếu điện đại chiến A, làm sao lại học được điện chủ tuyệt học, chu tiên quyết, liêu Tàn dương gặp chu tiên quyết đã đem đông đảo nội điện trưởng lao Trấn nhiếp, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn hướng về thất thập nhị phong rời đi, lần này không còn có người dám ra tay ngăn cản, đông đảo nội điện trưởng lao trơ mắt nhìn lấy liêu Tàn dương rời đi, giấu ở đông đảo nội điện trưởng lao đằng sau trần ngốc thiếu lộ ra không sai thần sắc, đem bọn hắn lời nói lặng lẽ trí nhớ xuống tới, liêu tản dương rời đi nội điện lĩnh vực về sau, cảm thụ được trần ngốc thiếu trí nhớ, lần này hắn đến đây vô lượng môn nội điện cũng là có mưu đồ, vô lượng môn hủy diệt bên trong còn có một bộ phận nội điện trưởng lão không có xuất thủ bọn họ đều giấu co tâm tư liêu tàn dương lần này đến trong lòng còn có lung lạc nhưng lung lạc tuyệt đối không phải thỏa hiệp liêu tàn dương đang mưu đồ trước nhất định phải chấn nhiếp tại bọn hắn nếu không phía dưới mưu đồ khó mà khai triển thất thập nhị phong đông đảo đệ tử du tẩu cùng hắn phong môn càn quét hắn phong môn bên trong tài phú hống thiên tôn các loại hung thú thì là truy tìm tại phong bên trong thần trì đào thoát hung thú cấp bộ liêu tàn dương sau khi đi vô lượng môn nội điện trưởng lao trở về bọn họ ở lại này phương thế giới gây dựng lại vô lượng môn sự tỉnh cần bàn bạc kỹ hơn tại liêu tàn dương vừa mới trở về thất thập nhị phong một người xuất hiện tại liễu tàn dương trước mặt tựa như chờ đợi hồi lâu hắn gặp liễu tàn dương đến mở miệng nói phong chủ ngươi có biết đại họa lâm đầu xin một chín mươi chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người một trăm bốn mươi hai chương một trăm bốn mươi hai binh phát vân cư tự liễu tàn dương người trước mặt rõ ràng là trương ngại xuyên hắn ngôn ngữ cực kỳ đe dọa chi ý rất nhiều không nghe hắn chi ngôn liền có đại nạn vào đầu ý vị ngươi ngược lại là nói một chút ta có cái gì thai họa liễu tàn dương mở miệng hỏi trương ngại xuyên khoảng chừng dò xét liếp một chút về sau nói ra nơi đây không phải nói chuyện chi địa còn cần tìm một thiên lạc chỗ hai người từ thất thập nhị phong lĩnh vực bên ngoài tiến vào trong đại điện trương mãi xuyên lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra vô lượng môn chính là vô lượng lao tổ căn cơ ta tuy nhiên hủy diệt bảy mươi hai tòa phong môn nhưng vô lượng môn bên trong còn có nội điện tồn tại còn có sinh tiếu điện tồn tại đối với thất thập nhị phong là thật to bất lợi trương mãi xuyên vừa dứt lời liễu tản dương ngăn cản hắn nói tiếp hỏi ngươi bất quá muốn gây ra thất thập nhị phong cùng nội điện đại chiến lấy đạt tới ngươi mục đích hiện tại ta còn có một số nghi vấn muốn để ngươi giải đáp ngươi vì sao mưu phản vô lượng môn trương xuyên thần sắc khẽ biến cuối cùng vẫn toàn bộ cáo chi liễu tản dương bảy ngàn năm trước vô lượng lao tổ sáng tạo vô lượng môn khi đó hắn cũng đã là toái anh kỳ tu sĩ trước người sau người đi theo hơn 10 vị sư đệ cẳng có hắn sư tôn đi theo ở bên cạnh hắn vì hắn hộ giá hộ tống về sau vô lượng lao tổ tu luyện một loại huyết thần kinh ma công thần trí điên cuồng giết chết sư tôn cùng đông đạo sư huynh đệ sống sót chỉ có trương mai xuyên đông đạo sư đệ bên trong tu vi yếu nhất cái kia vì báo thủ trương mai xuyên tối tự tu luyện tam thi quyết tại vô lượng lao tổ chuyển thế thời điểm hiển hóa tam thi trương mai xuyên bản tôn đèn cạn dầu chỉ lưu lại một bộ không sát thân thể tam thi đồng đều không biết qua hắn đi nơi nào bất quá tam thi chưa từng có quên qua trương mãi xuyên lợi thể lật đổ vô lượng môn chu sát nhiệt đồ những năm gần đây bọn họ cũng là án lấy cái mục tiêu này mưu đồ mà đi dưới mắt tiếp cận nhất thành công vô lượng môn bảy mươi hai tòa phong môn đều hủy diệt dưới mắt chỉ cần đem dẹp viên nội điện khu trục sinh thiếu điện phá hư vô lượng lao tổ chuyển thế kế hoạch bọn họ mưu đồ liền viên mãn hoàn thành trương mãi xuyên đứng ở trong đại điện nhìn về phía liêu tản dương ánh mắt tràn ngập chờ mong hiện tại hắn đối liêu tản dương thân phận càng phát ra khẳng định hắn cũng là hỏa diễm hung ma nếu là thuyết phục hắn bước lên tiên quốc cùng nội điện đại chiến vô lượng môn tòa cao ốc này át gặp luân hãm trương mai xuyên rời đi đại điện liêu tản dương nhìn lấy trương mai xuyên bóng lưng thầm nghĩ trương mai xuyên có tâm thi hai người khác tiến về nơi nào giống Gầm lên giận dữ tại thất thập nhị phong bên trong vang lên liêu tản dương thông suốt đứng dậy bay ra đại điện liêu tản dương nhìn thấy một cái đại thủ như khai thiên tích địa, hướng phía dưới tìm kiếm ẩn thân tại thất thập nhị phong độc giao hiện hiện nguyên hình đó là một đầu dài đến trăm trượng thanh long trên thân lân giáp lóe ra thanh sắc quang mang liêu tản dương phẫn nộ lại trấn kinh nay một cái đại thủ phá không mà đến có thể cùng tay anh sơ kỳ tu sĩ chống lại độc dao tại dưới cái bàn tay này đấu tranh giống độc dao giống giận thân thể của hắn đã bị bắt được giữa không trung cái kia to lớn bàn tay giống như lồng giam đồng dạng đem độc dao vây khốn liêu tàn dương thần thức ngoại phóng giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại cái kia to lớn bàn tay bực này lực lượng là thoái anh hậu kỳ độc dao thân thể tại trong lòng bàn tay lộ ra thống khổ khó nhịn trên thân lân giáp tràn ra máu tươi đúng vào lúc này lại một tay nắm xuất hiện đem độc dao cầm lên phản phất là cầm lên một con côn trùng thất thập nhị phong đông đảo môn đồ nhìn kỹ bàn tay lớn kia lại rút ra độc dao long gân độc dao dãy rủa lấy kịch liệt dãy rủa lấy nhưng là đứng trước sức mạnh tuyệt đối hắn phản kháng không liêu tản dương nhìn lấy cái này hai bàn tay to giận từ trong lòng lên vân cư tự quy ẩn hòa thượng thần thông liêu tản dương đối cái này đạo thần thông trí nhớ rất sâu quy ẩn liêu tản dương căm tức nhìn này hai bàn tay to một kiếm chém tới ma kiếm va chạm tại cự thủ phía trên không công mà lui này hai bàn tay to thuận vung tay lên bàng bạc lực lượng quét tới thất thập nhị phong chủ điện ứng thanh sụp đổ thất thập nhị phong đông đảo môn nhân hướng lui về phía sau tán liêu tản dương nghiến răng nghiến lợi nhưng là giờ phút này hắn bất lực đối kháng quy ẩn hắn tu vi chỉ có nguyên anh trung kỳ hiện tại đối mặt địch nhân là toái anh hậu kỳ tu sĩ cái này căn bản không phải hắn hiện tại có thể đối kháng được nhân quy ẩn đem một đầu gân rồng bản tại trong tay này long gân phía trên mơ hồ có thể thấy được một chi tam xoa kích bộ dáng quy ẩn cự thủ tiêu tán độc dao bị quăng rơi trên mặt đất hấp hối độc dao đã hiển hóa hình người rõ ràng là một đầu tràng hán hắn miệng lớn địa thở phì phò trên trán toát mồ hôi lạnh thân thể cấm không ngừng run dày liêu tàn dương đổi tới độc dao trước mặt từ trong túi láo lấy ra mấy hạt đan dược lấp nhập độc dao trong miệng hắn là vân cư tự quy ẩn độc dao nghe vậy hai mắt phun ra cựu hận hóa diễm nửa ngày về sau độc dao lảo đảo đứng người lên Hắn Tu Vi đã từ nguyên anh đại thừa cảnh giới rơi xuống đến nguyên anh trung kỳ, có thể xưng nguyên khí đại thương, cảnh giới cỡ này rơi xuống quả đáng là khó có thể chịu đựng. Độc Giao Tinh thần chán nản rời đi, Liễu Tàn Dương ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, dưới mắt tình huống với hắn mà nói cực kỳ không ổn, nhưng là trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười dữ tợn. Bên trên có luân hồi lão nhân cùng vô lượng lao tổ áp bách chính mình, ngưu tính chính mình, dưới có vô lượng môn sinh tiếu điện cùng vân cư tự cường đại áp lực. Mặc dù mình chiếm cứ thất thập nhị phong, nhưng là mình khuyết thiếu đỉnh phong chiến lực, thậm chí quy ẩn hòa thượng đều không cần xuất thủ, một cái thư thánh liền có thể diệt sát đi chính mình chính mình nếu vô pháp đột phá đến thoái anh cảnh giới liền căn bản không có lực lượng cùng vân cư tự quy ẩn chống lại cùng vô lượng môn sinh tiếu điện đối địch đan bằng mình đã một cây chẳng chống vững nhà nhưng là thì tính sao chính mình không phải vô cùng đơn giản nguyên anh tu sĩ quy ẩn ngươi như không xuất thủ ta còn thực sự không nên động nếu biết ngươi tu vi như vậy bị tiêu diệt vân cư tự kế hoạch đem oanh oanh liệt liệt triển khai liêu Tàn dương đứng người lên nhìn về phía tiên quốc bản tôn ta và ngươi nên liên thủ báo thủ tiên quốc bên trong bản tôn ngẩng đầu nhìn về phía vô lượng môn thời cơ đã thành thục hiện tại luân hồi lão nhân cùng vô lượng lao tổ không dành quan tâm chuyện khác vô lượng môn nội điện cùng sinh tiếu điện du ly bất định quy ẩn tu vi là toái anh hậu kỳ cảnh giới chưa vững chắc dưới mắt chính là diệt vong vân cư tự thời cơ tốt tận dụng thời cơ liêu tản dương hướng lên hỏa diễm hung ma truyền lại thần thức tốt vậy liên ước định thời gian diệt vong vân cư tự quy ẩn để ta tới trong cự bản tôn chiến ý đã lên bị tiêu diệt vân cư tự kế hoạch bị chế định xuống tới liêu tản dương bước ra đại điện chúng môn đồ vẫn như cũ đắm chìm trong trong sự sợ hãi này hai bàn tay to phá không mà đến này có lực lượng cường đại rung động bọn họ Vân cư tự quy ẩn nhập ta thất thập nhị phong, làm tổn thương ta môn nhân, hủy ta đại điện. đáng chém. Liêu Tàn Dương một câu chấn động tứ phương. Thất thập nhị phong đệ tử quần tình xúc động, báo thủ hỏa diễm giấy lên, nho nhỏ Vân cư tự vờ vừa im mà cũng dám khiêu khích vô lượng môn. Vô lượng môn trong động phủ đang đem chơi tam xoa kích quy ẩn, đông nhiên đứng người lên hình, toát ra kinh sợ chi tình, hắn làm sao lại nhận biết ta? Quy ẩn gần nhất tu luyện đại thần thông, vì phối hợp thần thông thi triển, ánh mắt của hắn rơi vào ẩn nút tại thất thập nhị phong độc dao trên thân, rút hắn long gân tại hắn muốn đến chính mình chính là toại anh đại tu sĩ, trong thiên hạ này trừ ngại hỏa diễm hung ma hắn không hề e ngại bất luận kẻ nào vô lượng môn nội điện cùng sinh tiếu điện đông đảo tu sĩ trả lại ẩn xuất thủ thời điểm bọn họ liền có phát giác nhưng là bọn họ lựa chọn lẩn tránh làm như không thấy giờ phút này nghe nói liêu tàn dương lại vén chiến hỏa nhao nhao toát ra sợ hai thần sắc người này là người điên hay sao lại khắp nơi kích động chiến hỏa tu tiên giới bình tĩnh ba ngàn năm nhưng là gần nhất luân phiên đại chiến để thế nhân không kịp nhìn vân cư tự người dám giết ta vô lượng môn đệ tử hôm nay chiếu cáo thiên hạ vô lượng môn ít ngày nữa đem phát binh vân cư tự tới làm bạn người cùng diện liêu tàn dương một tiếng gầm thét chuyển ra trăm vạn dặm tu tiên giới đông đảo tu sĩ chấn kinh lẫn nhau buôn tàu bẩm báo vô lượng môn đột nhiên bị đại nạn đại nạn vừa dừng chiến hỏa lại lên lần này quân tiên phong sở hướng chính là vân cư tự thiên hạ tu sĩ đều là vân cư tự mặc niệm vô lượng môn đứng tại đỉnh phong đã lâu một câu có thể diệt một tòa môn phái giờ phút này vô lượng môn mở miệng bị tiêu diệt vân cư tự cái này đã chiếu cáo thiên hạ người nào như vân cư tự là bạn chính là cùng vô lượng môn là địch vân cư tự mặc dù là tu tiên giới đỉnh cấp môn phái nhưng là cùng vô lượng môn so sánh hắn vẫn là có yếu vô lượng môn nội điện bên trong đông đảo trưởng lao tương đối không nói gì bọn họ bị liêu tản dương lời nói chấn động động lúc trước san bằng ma vực là liêu tản dương khư khư cố chấp giờ phút này không ngờ muốn bị tiêu diệt vân cư tự. không thành ta muốn ngăn cản hắn một tên trưởng lão thông suốt đứng dậy nhưng là có trưởng lão đem ngăn lại ngươi làm sao cản liêu tản dương chỉ sợ có sinh thiếu điện ủng hộ ngươi có nắm chắc đối kháng thập tam tên toái anh tu sĩ một câu nói kia làm cho vô lượng môn nội điện lần nữa lâm vào yên lặng sinh thiếu điện bên trong mã trưởng lão mặt không biểu tình liêu tản dương lực lượng như thế nào hắn rõ ràng nhất một chiêu kia vạn kiếm tông suýt nữa đem chính mình vây chết sinh thiếu điện là vô lượng môn khách khanh trưởng lão đối với vô lượng môn quyết định biện pháp bọn họ không có có tâm tư để ý tới trong động phủ quy ẩn cũng không ngồi yên được nữa quắc, ngươi mau ngăn cản à ngươi muốn trơ mắt nhìn lấy vân cư tự bị tiêu diệt sao một cái xế chiều thanh âm tại động phủ chỗ sâu vang lên ta đã đèn cạn dầu bất lực ngăn cản huấn hồ hiện tại vô lượng môn đã vượt qua ta trường khống ta quyền lực bị mất quyền lực xin 1910 chín chỉ một s thôi ạ, à, cảm ơn mọi người 143 chương 143, trăm loạn thiên hạ vô lượng môn ra cả thế gian chấn kinh thế nhân phật đã thấy vân cư tự bị tiêu diệt trong động phủ quy ẩn toát ra vẻ đến cuồng nếu ngươi mặc kệ ta có thể ra tay đừng trách ta xuống tay với vô lượng môn vô tình động phủ chỗ sâu thanh âm phảng phất biến mất không có đối quy ẩn làm ra bất kỳ đáp lại nào thất thập nhị phong mọi người nghe tin mà hành động chỉnh lý bọc hành lý chuẩn bị xuất chiến vân cư tự liêu Tản dương thì tại phong bên trong lặng lặng canh gác quy ẩn đến liêu Tản dương nhẫn mại đã đến cực hạn vân cư tự phong ấn chính mình ba ngàn năm loại này lựa giận không là có thể tùy tiện rửa sạch vô lượng môn nội điện cuối cùng không có người đứng ra bọn họ vì tư lợi đã lâu dù là vô lượng môn bị tiêu diệt bọn họ đều không có xuất thủ đây cũng là tự tư cực độ tu tiên giả tiên quốc bên trong bản tôn bước ra một mảnh đường đỏ điên quần hồng liên hỏa diễm tiêu đốt lần này là đỉnh phong quyết đấu là hắn cùng quy ẩn đại chiến cũng chỉ có hắn có thể đối kháng chính diện quy ẩn mà không rơi vào thế hạ phong một chỗ trong động một người mở bừng mắt ra hắn cảm giác được giữa thiên địa hỗn loạn nhất linh khí tỏ khắp không tốt hắn vỡ ơ y mà vượt qua bản thân trường khống chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy hắn từ tay mình tâm đào thoát luân hồi hắn vậy mà tại ta yếu nhất thời điểm xuất thủ chẳng lẽ hắn đem ta xem thấu người này đi đến ngoài đạo phủ rõ ràng là một thân đạo bảo màu vàng phía sau hắn ngồi ngay thẳng gần trăm cái nguyên anh tu sĩ phần lớn có được nguyên anh hậu kỳ tu vi nhưng là những tu sĩ này hai mắt hỗn độn rõ ràng là không có thần trí khôi lỗi liêu tàn dương khác người cử động đánh vỡ tất cả mọi người tinh kế ai cũng không nghĩ tới liêu tàn dương lại ở khí thế của hắn yếu nhất thời khắc lần nữa phát động chiến tranh thiên hạ tu sĩ nghe tin mà hành động đã từng cùng vân cư tự có kết giao tu sĩ nhau nhau cắt bảo đằng nghĩa tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy vân cư tự bên trong đông đảo tăng lữ cảm giác được khủng hoảng tại bọn họ mưu đồ bên trong thiên hạ tu sĩ khi qua vây công tiến quốc thế nhưng là bọn họ phát hiện thiên hạ tu sĩ vờ im mà đem đồ đao nhắm ngay chính mình vẹn vẹn bởi vì vô lượng môn một câu tuyên cáo trong lúc nhất thời vân cư tự lại gây thù hẳn khắp thiên hạ cùng mình giao hảo đông đảo môn phái nhau nhau đoạn tuyệt tới lui thậm chí bỏ đá xuống giếng thất thập nhị phong ta xem các ngươi đến có năng lực gì quy ẩn bước ra đậu phủ hai tay chụp vào thất thập nhị phong thất thập nhị phong mọi người thấy vừa mới rời đi đại thủ lần nữa trở về quy ẩn đối thủ của ngươi là ta một thanh em đột nhiên ở chân trời vang lên một đám lửa nhảy lên, lên ra chụp vào thất thập nhị phong đại thủ đốt ngọn lửa màu đỏ lùi về quy ẩn chấn áp từ tâm dâng lên hỏa diễm kinh sợ nhìn đứng ở thất thập nhị phong trên không hỏa diễm hung ma các ngươi thất thập nhị phong làm tu tiên chính phái các ngươi lại cấu kết yêu ma quy ẩn chính nghĩa lâm nhiên cầm lên nhưng là hắn lời nói không có đạt được đáp lại liêu Tản dương nhìn quy ẩn liếc một chút giờ phút này hắn đã bị bản tôn ngăn trở giết tiến vân cư tự liêu Tản dương rút ra cùng kỳ ma kiếm vung vẩy độc dao từ đầm sâu bên trong đi ra hắn nhìn một chút chiếm cứ trả lại ẩn chỗ cổ tay long gân nghiến răng nghiến lợi loại kia đau nhức cùng khuất nhục cả đời vô pháp ma diệt giết tiến vân cư tự giờ phút này độc dao chỉ có nguyên anh trung kỳ tu sĩ lại bị thương thật nặng nhưng là hắn đấu trí lại so bất luận kẻ nào đều đắt đỏ quy ẩn hai mắt phun lửa nhìn lấy liêu tàn dương xuất lĩnh thất thập nhị phong môn nhân rời đi trùng trung điệp điệp thẳng hướng vân cư tự ta cùng các ngươi không đội trời chung quy ẩn tiếp tục gầm thét nhưng là hắn con đường phía trước bị hỏa diễm hung ma cách trở đối thủ này đã từng mang đến cho hắn ác mộng đồng dạng hoảng sợ loại kia thiêu đốt linh hồn hỏa diễm để hắn không thể không cẩn thận liêu tàn dương xuất lĩnh đệ tử rời đi thất thập nhị phong cương vực mười mấy tên nguyên anh tu sĩ xuất lĩnh mấy ngàn kim đan tu sĩ chạy đến rõ ràng là đã từng hướng liêu tàn dương biểu trung tâm đám kia tu sĩ giờ phút này gặp liêu tàn dương muốn san bằng vân cư tự bọn họ phát giác được ngàn năm một thở kỳ ngộ phong chủ chúng ta đến đây trợ quyền theo sát phong chủ sau lưng tuyệt không lui lại nhất cử san bằng vân cư tự những nguyên anh này tu sĩ lời thề son sắt tuyên thệ liêu tàn dương lại như thế nào không biết bọn họ tâm tư vân cư tự đứng sững ở tu tiên giới mấy ngàn năm tích lũy tài phú kết xù bọn họ đoàn người này nói rõ trợ quyền quả thật qua cướp bóc vân cư tự tư nguyên liêu tàn dương cũng không nói phá hướng về vân cư tự xuất phát trên đường đi lại có hơn trăm nguyên anh tu sĩ đến lần trước diệt vong ma vực rất nhiều tu sĩ đều hối tiếc không kịp nay một trận đại chiến đi theo liếu tàn dương bị tiêu diệt ma vực đều thu hoạch được chỗ cực tốt một chút tu sĩ đi trễ chỉ còn lại có một phần nhỏ chất béo thậm chí liền chất béo đều không có thể uống bên trên những tu sĩ này một hạng lấy danh môn chính phái tự cho mình là cùng vân cư tự càng là xưng huynh gọi đệ thế nhưng là nếu có thể để bọn hắn thỏa thích cướp bóc vân cư tự tài phú cái gì danh môn chính phái cái gì huynh đệ đồng tâm hết thể có thể vứt bỏ vân cư tự khoảng cách vô lượng môn ba trăm vạn dặm lần này liếu tàn dương đi được cũng không nhanh tụ lại sau lưng hắn tu sĩ càng ngày càng nhiều đông đảo tu sĩ trong mắt vân cư tự đã là trên tất thịt cá dễ như trở bàn tay tài bảo. Vân cư tự chính là tu tiên giới vô lượng môn phía dưới nhất lưu đại môn phái, nhưng là hắn chỗ đứng trước đối thủ quá mạnh. Sau ba ngày tụ lại tại liêu tản dương bên người nguyên anh tu sĩ đã đạt tới bốn hơn trăm người, kim đan tu sĩ càng là che kín thiên tế. Lúc này khoảng cách vân cư tự còn có một trăm vạn giảm, càng hưu tâm hơn gấp người đã lặng yên đem vân cư tự xuống lại. mấy cái nhất lưu thế lực tại liêu tản dương tuyên bố cùng vân cư tự đại chiến lúc đã xuất thủ. Liêu tản dương chưa đến vân cư tự đã bị hơn trăm nguyên anh tu sĩ hàng lâm tại vân cư tự trong lĩnh vực riêng phần mình bố trí xuống đại trận, phòng ngừa vân cư tự tăng lữ mang theo trọng bảo đào thoát vô lượng môn nội điện đông đảo trưởng lao phong thích thần thức lại sinh sinh sợ hãi cảm giác Liêu tàn dương vờ ơ im mà tụ lại siêu việt vô lượng môn lực lượng cường đại mười vạn kim đàn tu sĩ tạo thành đại quân hướng vân cư tự xuất phát giờ phút này hiệp trợ Liêu tàn dương nguyên anh tu sĩ đạt tới hơn bảy trăm người tuy nhiên những người này đại bộ tờ hờ ân tính mang ý xấu nhưng là bọn họ mục tiêu nhất trí thực sự diệt vân cư tự vô lượng môn tối đỉnh phong thời điểm cũng chỉ có gần hai trăm nguyên anh tu sĩ liễu tàn dương tụ tập lại tu sĩ đủ để chống cự ba cái vô lượng môn tiên quốc bên trong đông đảo yêu ma cảm giác được khủng hoảng trong lòng bọn họ liêu tàn dương đã là một cái đại ma vương giờ phút này hắn lại tụ lại lên như thế một cỗ khó mà chống lại lực lượng nếu là biên phong quét qua tiên quốc liền không còn sót lại chút gì bản tôn đứng trả lại ẩn hòa thượng trước mặt trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc liễu tàn dương chỗ có được lực lượng vượt qua hắn tưởng tượng quy ẩn lộ ra giữ tợn thần sắc hiển nhiên hắn đã biết vân cư tự tất bị diệt vong liễu tàn dương chính xuất lĩnh thiên quân vạn mã tiến lên một tiếng giống lên một tiếng vang lên một đầu hoàng kim lân giáp hung thú xuất hiện tại liễu tàn dương trước mặt sau lưng nó là mấy trăm đầu khí diễm hừng hực man hoàng cự thú hống thiên tôn mang theo đông đảo hung thú thắng lợi trở về liễu tản dương nhìn về phía vân cư tự phương hướng Đồng nhiên, một nữ tử thân ảnh tại Vân Cư tự bên trong xuất hiện, Liêu tàn Dương thần thức khóa chặt nữ tử kia, thần sắc đột biến. Là nàng. Xin một mươi, Chỉ một S thôi ạ, à, cảm ơn mọi người. 144 chương 144, miệng lưỡi dẻo quẹo. Nữ tử này thân ảnh tại Vân Cư tự trên không, lộ ra yên tĩnh tường hòa. Liêu tàn Dương nhìn lấy Vân Cư tự trên không nữ tử hư huyễn bọn nước, vẫn là thời niên thiếu, hắn liền gặp qua nữ tử này, chỉ bất quá khi đó, hắn chỉ có thể xa xa ngưỡng mộ nàng, khi đó, hắn là một cái bình thường luyện khí tu sĩ, mà nàng là tu tiên giới lớn nhất đại vương triều công chúa, đại tùy vương triều công chúa, khi đó nàng đã có được hóa thần kỳ tu vi nàng có được độc nhất vô nhị thể chế tiên tiên linh thể danh xưng đoạt thiên địa chi tạo hóa tụ thiên địa chi linh khí tùy vân công chúa liêu Tản dương nhìn lấy xuất hiện tại vân cư tự trên không hư ảnh phản phất nàng vẫn như cũng là cái kia tiêu ngạo công chúa nhìn xuống nàng thần dân trong ánh mắt toát ra thương hại vô lượng lao tổ chính là vì nàng sáng tạo vân cư tự lấy nàng tên mệnh danh là vân cư tự ngụ ý vì tùy vân công chúa cư trú chú ở này liêu tàn dương nhìn lấy xuất hiện tại vân cư tự trên không tùy vân công chúa nàng khuôn mặt vẫn như cũ lộng lẫy, nàng vẫn như cũ duy trì cao ngạo thần sắc vô luận dù ai cũng không cách nào che chở vân cư tự liêu tản dương trong tay cùng kỳ ma kiếm hiện hiện cùng kỳ ma ảnh dưới thân hống thiên tôn gầm thét thiên hạ tu sĩ vây công vân cư tự vân cư tự bên trong đông đảo tăng lữ đã khủng hoảng cục diện dưới mắt là bọn họ không có dự liệu được bọn họ giỏi về tinh kế tinh thông nhu đồ nhưng là bọn họ lại tuyệt đối không ngờ rằng qua cảnh tượng như thế này rơi vào đường cùng bọn họ chỉ có thể động dụng phụ thân phụ theo vân công chúa một bức họa tranh này giống chính là luân hồi lão nhân vì tùy vân công chúa vẽ có được đại thần thông bất quá bọn hắn cũng không có vọng tưởng bức họa hiện ra thần uy đánh lui cường địch bọn họ chỉ là muốn nói thiên hạ biết tu sĩ vân cư tự cùng vô lượng môn như thể chân tay vân cư tự là vô lượng lao tổ vì tùy vân công chúa thành lập chỗ ở tuy nhiên nàng chưa từng ở lại qua tùy vân vô lượng môn vắng vẻ trong đậu phủ vô lượng lao tổ âm thanh run rơi nỗi khổ tương tư khó mà nói nên lời tùy vân ngươi chờ ta ta nhất định sẽ đuổi kịp chân ngươi bước chờ ta trăm vạn dặm bên ngoài một chỗ chỗ ở bên trong một cái người áo vàng đứng người lên nhìn chăm chú vân cư tự tùy vân ta đã từng làm một bộ trong trí nhớ bức họa không biết ngươi có thích hay không tùy vân ta sẽ đi tìm ngươi ta sẽ đi tìm ngươi vô lượng lao tổ thanh âm hoàn toàn biến mất tắt thở hơi thở quy ẩn hòa thượng căm tức nhìn bốc cháy lên thông thiên hỏa diễm bản tôn trong đôi mắt kinh nghi bất định hắn đang tự hỏi phá giải gặp chắc trở biện pháp bản tôn nhìn lấy quy ẩn hòa thượng mở miệng nói tiểu thái giám đã ngươi quyết định đối địch với ta liền muốn dũng cảm gánh chịu hậu quả quy ẩn hòa thượng nghe được bản tôn để lộ chính mình vết sẹo tức điên tim phổi ngươi nói vậy mẫu thân của ta chính là tùy vân công chúa bản tôn nhìn lấy quy ẩn hòa thượng lắc đầu nàng tu luyện vòng tình quyết làm sao lại cùng với nam nhân còn sinh ra một tên thái giám quy ẩn tức giận đến nổi trận lôi đình phẫn nộ quát ta giết ngươi Quy ẩn hoa thượng mấy ngàn năm chưa từng tức giận qua, nhưng là lần này hắn vẫn nộ. Giờ phút này hắn hận không thể đem bản tôn chém thành muôn mảnh. Toái anh hậu kỳ cảnh giới lực lượng biểu dương, như manh thú đồng dạng hướng bản tôn đánh tới. Hồng liên hỏa diễm hóa thành một cái cự quả đấm to đón quy ẩn đánh tới, kịch liệt va chạm dẫn tới giữa thiên địa linh khí làm rung động. Quy ẩn hướng lui về phía sau một bước, chấn áp tâm dâng lên hồng liên hỏa diễm. Bản tôn cũng hướng lui về phía sau một bước, vây quanh hắn hồng liên hỏa diễm suýt nữa bị đánh nát. Hai tên toái anh tu sĩ đã triển khai chém giết. Liêu tản dương xuất lĩnh lấy thiên hạ chính đạo tu sĩ tụ lại tại vân cư tự trong lĩnh vực giờ phút này tụ lại tại liêu tàn dương bên người nguyên anh tu sĩ gần ngàn người không chỉ có chính phái môn nhân trình diện chính là tà tu cũng tụ lại tại một chỗ chừng hơn trăm người có chút tu sĩ không có bắt kịp bị tiêu diệt ma vực bỏ lỡ rất nhiều tài phú làm buồn nản không thôi lần này vân cư tự sắp bị diệt tới nơi bọn họ rất sợ đến chế một lát tự đại lợi ích lần nữa bị người bên ngoài chiếm lấy kim đan tu sĩ thì là vô số mà kệ đầy khắp núi đồi đứng đầy kim đan tu sĩ trận này chiến loạn phảng phất là một trận giết hại thịnh hội mỹ vị thì là vân cư tự vân cư tự thống ngự lĩnh vực mười vạn dặm nhưng là chủ phong cũng chỉ có hơn nghìn dặm tầng tầng lớp lớp ốc xá xây dựng ở phía trên dây núi một tòa cự đại đại hùng bảo điện trên đỉnh núi chiếu sáng rặng rỡ tùy vân hư ảnh tại vân cư tự trên không hiện hiện đại đa số tu sĩ không biết người này chỉ là cảm giác nữ tử này rất đẹp là một kiện không tệ pháp bảo chỉ thế thôi Trương lai xuyên cùng độc giao nhìn lấy tùy vân ảnh giống tâm nổi lên ý sợ hãi vô lượng lao tổ nhân vật bậc nào nhưng là bọn họ thủy trung đang đuổi tìm kiếm tùy vân cước bộ nhưng dù sao cũng không đổi kịp liêu tàn dương nhìn về phía vân cư tự trên không Tùy Vân ảnh giống chớ không phải là các ngươi coi là bậy làm ra một bộ vẽ liền có thể để cho ta rời đi liêu tàn dương kiếm phong chỉ hướng vân cư tự vân cư tự chủ trì cũng không ngồi yên được nữa hắn chật vật từ đại hùng bảo điện bên trong bay ra đạo hữu bởi vì vì hưng sư động chúng như vậy ta là vân cư tự chủ trì không tịch như vân cư tự có gì chỗ đắc tội đạo hữu ta vân cư tự nguyện ý thỉnh tội mong rằng đạo hữu thủ hạ lưu tình. không tịch bay ra đại hùng bảo điện nhưng là căn bản không dám rời đi hộ sơn đại trận phạm vi hắn lo lắng cho mình bước ra một bước liền có người đem đánh giết ở đây liêu tàn dương nhìn về phía không tịch trong ánh mắt phóng xuất ra báo thủ hỏa diễm các ngươi vân cư tự hòa thượng dám xông ta vô lượng môn quất ta đệ tử trong môn phái gân cốt hạng gì hung hăng ngang ngược các ngươi đem vô lượng môn trí chi nơi nào liêu tản dương nói xong tụ lại tại vân cư tự phụ cận đông đảo tu sĩ toát ra kinh hại thần sắc bọn họ mặc dù biết vô lượng môn muốn diệt vân cư tự nhưng là căn bản không biết nguyên nhân giờ phút này nghe liêu tản dương giải thích đông đảo tu sĩ đều là vân cư tự mặc nghiệm, đám hòa thượng này quá càng hẳn rỡ vô lượng môn là địa phương nào các ngươi dám thượng vô lượng môn đả thương người lần này chọc tổ hong vỏ vẽ khó mà thu thập đi không tịch nghe được liêu tản dương lời nói về sau phía sau lưng rét run nghĩ sư tổ sư tổ a ngươi không phải tại vô lượng môn có chỗ dựa sao vì sao làm ra như thế ngu xuẩn sự tình lại làm cho vân cư tự đi theo ngươi bị liên lụy thất thập nhị phong mọi người rất là phẫn nộ lúc trước này hai bàn tay to không kiêng nể gì cả xông vào thất thập nhị phong lĩnh vực ở trước mặt mọi người rút ra độc dao long gân đây là vô cùng nhục nhã đạo hữu chuyện này không nhất định là ta vân cư tự gây nên có lẽ là đạo hữu hiểu lầm ta đệ tử trong môn phái chưa bao giờ rời đi nửa bước huống hồ chúng ta cũng không có thực lực xông vào vô lượng môn a không tịch ngụy biện nói trong lòng của hắn biết rất rõ ràng chuyện này là sư tổ gây nên nhưng là hắn tuyệt đối không thể ở trước mặt mọi người thừa nhận nếu không liền thật hoàn toàn mất đi chạy trốn thời cơ liêu tản dương nhìn lấy không tịch mở miệng nói quả nhiên là năng ngôn thiện biện hàng người đạo hữu ngươi tất nhiên là hiểu lầm vân cư tự ta vân cư tự cùng vô lượng môn như thể chân tay tuyệt đối sẽ không làm có hại vô lượng môn sự tình không tịch nói đến rõ ràng phản phất hắn là liêu tản dương sau lưng có mạnh mẽ hậu thuẫn nói vậy sư tổ ngươi cũng là kẻ cầm đầu độc dao kìm nén không được phẫn nộ giang hai cánh tay hiện hóa mình bị rút ra long gân chẳng cảnh này một hai bàn tay to cùng mơ hồ hiện lộ giữ tận hòa thượng đầu trọc không thịt nhìn thấy bực này hình ảnh mặc dù hắn miệng lưỡi dẻo quẹo cũng nói không nên lời phản bác chi ngôn sư tổ ngươi đang vô lượng môn cổ chiến ngươi không muốn vọng muốn kéo dài thời gian chờ đợi sư tổ ngươi trở về minh sắc nói cho ngươi hắn về không được liêu tản dương lặng lẽ xem chừng lấy hắn tu sĩ hắn có ý để đọc giao phóng thích bực này hình ảnh là sở hữu tu sĩ đều biết vân cư tự còn có toai anh cảnh giới sư tôn tồn tại coi đây là điều kiện tiên quyết hắn đang lưu đồ một kiện đại sự một cái đem sở hữu tu sĩ trói tại chiến xa bên trên kế hoạch xin một chín chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người một chương một thiên tri tiêu nữ vẫn cư tự bên ngoài nguyên anh tu sĩ biết được loại tình huống này trên mặt toát ra ngưng trọng thân sắc vân cư tự sư tổ quy ẩn còn tại đồng thời đã tiến vào toái anh cảnh giới đại bộ hờ ở tu sĩ trong lòng đều sinh thấy sợ hãi không tự chủ được suy nghĩ đứng lên dù sao một tên toái anh tu sĩ không thể coi thường bất quá vẫn cư tự trong lĩnh vực tụ lại nơi này đông đảo tu sĩ đồng đều sinh ra một loại suy nghĩ đó chính là may mắn giờ phút này vân cư tự bên ngoài tụ lại thiên hạ tu sĩ mặc dù quy ẩn hòa thượng là toái anh cảnh giới chẳng lẽ hắn có thể đối địch với thiên hạ tu sĩ huống hồ giờ phút này hắn tại vô lượng môn bên trong lâm vào khẩu chiến cho dù có thể đào thoát cũng không nhất định tìm tới chính mình môn phái cho dù tìm tới cũng có thể từ chối là vô lượng môn bức bách đến đây bọn họ vô pháp chống cự vô lượng môn liêu tản dương cho đông đảo tu sĩ một cái ý niệm trong đầu nếu muốn thỏa mãn lòng tham làm cần gánh chịu nguy hiểm tương đối chỉ muốn bí ẩn không chết thiên hạ tu sĩ tất lấy chính mình như thiên lôi sai đâu đánh đó bằng vào chính mình một lời có thể định cắn côn. vân cư tự đang ở trước mắt đây là có toai anh tu sĩ tồn tại môn phái vật tư chi thịnh có thể tưởng tượng tài phú thả ở trước mắt đông đảo tu sĩ đã hám lợi lên lòng mặc dù bọn họ biết đây là liễu tàn dương vài cái bẫy bọn họ cũng sẽ nghĩa vô phản cố nhảy và qua không thích nghe liễu tàn dương lời nói trong lòng đã vén nổi sóng giờ phút này hắn duy nhất hy vọng sụp đổ sư tổ trở về là giải trừ nguy nan biện pháp duy nhất như sư tổ vô pháp trở về vân cư tự chỉ có bại vong vân cư tự trên không tùy vân công chúa thân hình như có như không nàng bất quá là một bức tranh giống mà thôi chỉ là luân hồi lão nhân vì tùy vân là một bức họa nhưng là vài ngàn năm trước nàng là thiên tri tiểu nữ vì thiên hạ tuấn kiệt ngưỡng mộ không ai có thể bảo trụ các ngươi ba ngàn năm phong ấn nỗi khổ hôm nay hoàn trả chi liêu tản dương căm tức nhìn vân cư tự cái này tòa phong môn mục nát quá lâu sớm cái kia diệt trừ không tịch lũi về đại hùng bảo điện trong đại điện tụ lại vân cư tự sở hữu nguyên anh cảnh giới hòa thượng trong đại điện tính cả không tịch cùng sở hữu chín tên nguyên anh tu sĩ tu vi cao nhất không tịch cũng bất quá là nguyên anh trung kỳ mà thôi đã từng vân cư tự chính là vô lượng môn loại kém nhị đại phái đã từng mười hai tổ sư huy phong hiền hách môn hạ đệ tử hương thịnh có được nguyên anh tu sĩ không xuống hai mươi người mười hai tổ sư càng là đạt tới nguyên anh trung kỳ nguyên anh hậu kỳ Vân Cư Tự tan hoang bắt nguồn từ 3 năm trước trận kia và bảo, vì này một gốc tiên tiên linh bảo, Vân Cư Tự vờ ơ im mà vẫn lạc đến như thế cấp độ, tất cả mọi người hối hận, bao quát quy ẩn. Không kịp nhìn lấy tám tên sư đệ trầm mặc không nói, đã từng bọn họ khổ tâm nuôi tính tiên quốc, mắt thấy đại thế sắp thành, thiên hạ tu sĩ vây công tiên quốc. Thế nhưng là, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng vô lượng môn vờ ơ im mà xuất thủ, thiên hạ tu sĩ nghe tin mà hành động, vờ ơ im mà đến đây vây quét Vân Cư Tự, giống như xài lang. Cho dù Vân Cư Tự tại cường thịnh thời điểm, cũng vô pháp chống lại, huống chi hiện tại vân cư tự một hai tổ sư có 11 một người thân chúng hồng liên nghiệp hỏa sớm đã viết tịch chỉ có tu vi cao nhất quy ẩn tổ sư đột phá toai anh cảnh giới tiêu diệt tiêu đốt linh hồn khủng bố Hỏa diễm đến tận đây hỏa diễm hung ma chi uy danh chấn thiên hạ mặc dù hắn đã bị phong ấn chấn áp hồng liên nghiệp hỏa thiêu tận thiên hạ và vật đây cũng là tu tiên giả đối với hỏa diễm hung ma đánh giá không tịch nhìn lấy đại hùng bảo điện thượng nhất tôn đại phật chậm rãi mở miệng nói các vị sư đệ vân cư tự sắp bị diện tới nơi mỗi người tự chạy đi thôi sinh tử do trời định vân cư tự chung quanh đã bố trí xuống giày đặc trận pháp muốn nào thoát khó như lên trời huống bọn họ đối mặt nguyên anh tu sĩ quá nhiều thậm chí đại bộ tờ hờ nguyên anh tu sĩ đều là nguyên anh hậu kỳ là bọn họ vô pháp đối kháng muốn tại cao với mình cảnh giới tu sĩ trong tay đào thoát khó chủ trì ngươi nhanh truyền tin lão tổ à giờ phút này chính là vân cư tự sinh tử tồn vong thời khắc lao tổ làm sao còn không có trở về một tên hòa thượng vẫn nộ quát hắn đã cảm giác được ngày tận thế tới hắn không muốn chết hắn còn có rất đường xa trình ánh sáng tiền đồ cái này hòa thượng trên cổ treo một trăm khỏa khô lâu niệm châu mỗi một khỏa niệm châu đều phóng thích ra ngập trời ma khí đây là hắn đánh giết một cái kim đan tu sĩ đem luyện hóa chế trở thành pháp bảo tên là trấn ma phật châu theo cái này hòa thượng nổi giận một trăm linh cái khô lâu tối om trong hốc mắt lóe ra xanh mơn mận qua mang không bình thường kiếp người không tịch lắc đầu đúng là trầm mặc không nói một tên khác hòa thượng nhìn lấy trầm mặc không nói không tịch thông suốt đứng lên đã như vậy vậy ta rời khỏi vân cư tự người khác nghe nói như thế trên mặt toát ra suy nghĩ thân sắc cuối cùng bọn họ ánh mắt đều rơi tại trống vắng chủ trì trên thân trên mặt lộ ra giữ tợn thân sắc tại tôn này đại phật trước mặt một đám hòa thượng phản phất hóa thân thành yêu ma trong ngày thường bọn họ tự khoe là lòng dạ từ bi lấy thị tự ứng phổ độ chúng sinh nhưng khi tử vong hàng lâm đến bọn họ trên đầu loại lời này cũng lại nói không nên lời các vị sư đệ chẳng lẽ các ngươi coi là giết ta liền có thể sống mệnh không thịch nhìn lấy tình như thủ túc, trong ngày thường lẫn nhau nghiên tập phật pháp sư đệ chuẩn bị quần khởi mà công đối với mình hạ sát thủ cười hỏi phản phất nhìn lấy một đám vô tri người thô kệnh. sư minh ngã phật từ bi dạy người xả thân độ nhân ngã phật tính còn thấp còn mời sư huynh chỉ giáo phật pháp nay hung thần ác sát sát đồng dạng hòa thượng đã lên chấn ma phật châu chuẩn bị đối không tịch chủ trì hạ sát thủ hết thể chỉ trích từ sư huynh nâng lên chính mình mượn cơ hội mạng sống hắn bảy tên hòa thượng cũng thu lại pháp bảo đem không tịch chủ trì vây vào giữa sư minh vì vân cư tự đông đảo đệ tử tánh mạng mong rằng ngươi sớm đoạn chính mình đi trong ngày thường phật pháp biện luận không ai bằng sư đệ đã quên để trong lòng phật nói tới nói lui cũng không hề chỉnh bày phật ngôn chân lý không tịch nhìn lấy đem chính mình vây khốn đông đảo sư đệ trong ngày thường gặp nhau vẻ mặt vui cười tương đối ngủ chung giờ phút này vì mạng sống nhau nhau hiện lộ ra bản tính đông đảo sư đệ chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra thiên hạ tu sĩ vì sao đến đây bọn họ là vì thỏa mãn tư dục bọn họ cũng không phải là vì vô lượng môn hiệu lực bọn họ nhìn chúng chính là vân cư tự mấy ngàn năm qua tích lũy xuống tích xúc mặc dù ta chết bọn họ cũng sẽ không thối lui vân cư tự chủ trì nhìn lấy đông đảo sư đệ mở miệng nói ra vân cư tự bên ngoài đông đảo nguyên anh tu sĩ đã dục dịch giờ phút này bọn họ cần vô lượng môn một cái hiệu lệnh chỉ cần liêu Tản dương hiệu lệnh vừa ra bọn họ liền giết đến tận vân cư tự cho dù thời điểm bị vân cư tự quy ẩn chất vấn bọn họ cũng sẽ đem hết thể đẩy hướng vô lượng môn liêu tàn dương nhìn lấy vân cư tự trên không tùy vân hư ảnh mở miệng nói lúc trước ngươi cao cao tại thượng bộ dáng ta nhớ rõ giống như dưới mắt như vậy ngươi dựa vào cái gì lưu lộ ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng nàng phảng phất vẫn như cũ cao cao tại thượng bao quát chúng sinh vẫn như cũ là loại ánh mắt này thiên hạ sinh linh trong mắt ngươi chính là con kiến thôi sao liêu tản dương nhìn lấy tùy vân hư ảnh gấm thét vân cư tự trên không tùy vân hình ảnh bị liêu tản dương phẫn nộ tách ra một bức tranh cuốn lên sông ra vân cư tự đại điện trong đại điện một đám và còn sớm đã khó giữ được tính mạng chỗ nào còn quản được một bức tranh này tấm tùy vân bức họa rơi tại liêu tản dương trước mặt phía trên miêu tả lấy đại tùy công chúa thần sắc ánh mắt ấy làm miệt thị thương sinh bất quá là cái có chút thiên phú nữ tu sĩ a à liêu Tàn dương tiện tay đem bức tranh nhặt lên nhớ lại hiện lên hơn sáu ngàn năm trước liêu Tàn dương chính là đại tùy đế quốc thần dân khi đó hắn vẫn là một tên luyện khí cảnh giới thiếu niên cùng sư huynh đi ra ngoài lịch luyện đi đến đại tùy đế quốc một chỗ trọng trấn trên đường người đi đường châu đầu ghé thai có truyền luôn chạy vào liêu Tàn dương trong thai đại tùy đế quốc công chúa sắp đến sư huynh ngừng chân thần sắc kích động địa mở miệng nói sư đệ là tùy vân công chúa à nàng thế nhưng là hóa thần tu sĩ kiếp này có thể thấy phương dung chết cũng không tiếc liêu tản dương nhìn lấy sư huynh quát, sư huynh ngươi làm gì như thế sớm tối có một ngày ta cũng sẽ bước vào hóa thần cảnh giới cái này tùy vân cũng bất quá là một ngôi nhà cảnh rất tốt có chút thiên phụ nữ tu sĩ a à. sư minh gặp liêu tàn dương đối tùy vân vô lễ nổi giận nói ngươi nói là lời gì tùy vân công chúa thế nhưng là ngươi có thể nói nhảm lần sau còn dám nói lời này ta tuyệt không khoan dung ngươi sớm tối có một ngày ta cũng sẽ bước vào hóa thần cảnh giới liêu tàn dương đối sư minh lời nói mắt điếc thai ngơ theo sư minh liêu tàn dương lời nói rõ ràng là liền nói bựa như người người đều có thể đi vào hóa thần cảnh giới tùy vân công chúa cũng sẽ không cả thế gian đều chú ý sư minh ngừng chân chờ đợi tùy vân công chúa liêu tàn dương gặp thúc giục vô dụng một thân một mình rời đi trước đi hoàn thành sư môn nhân vật nhưng mà hắn vừa mới bước ra mấy bước vô pháp kháng cự thiên địa uy áp chuyển đến chín con rồng vàng phi đằng tại trên đường chân trời cái này cựu đầu kim long lôi kéo một tòa vàng son lộng lấy cung điện càng thêm làm cho người trấn kinh cung điện khoảng trừng có chín mươi chín tên nguyên anh tu sĩ người khoác hát giáp cầm trong tay trường kích ngập trời uy áp chuyển đến tòa này trọng chấn sở hữu tu sĩ con dân toàn bộ nằm rạp trên mặt đất liêu tàn dương sư huynh quỷ ở nơi đó thần tình kích động đối thiên tế thượng cung điện dập đầu vô pháp kháng cự thiên uy đại xuống phản phất đại sơn làm cho không người nào có thể kháng cự liễu tàn dương gian nan xoay người ngẩng đầu nhìn về phía thiên Thế, hắn trên hai chân bắp thịt đột nhiên băng liệt tươi máu chảy như suối loại kia khó mà chịu đựng đau đớn tập kích liễu tàn dương nhưng là hắn vẫn như cũng nhìn lấy thương cung trong thần sắc không có nửa phần kính sợ nay tòa cự đại cung điện đã bay đến tòa thành này trên trấn khoảng không đen nghịt che đậy thiên nhật liễu tàn dương hai chân đã mất đi chi giác nhưng là hắn vẫn như cũ đứng tại này dưới chân đã xuất hiện một vũng máu tươi hắn thần sắc khinh miệt nhìn về phía chân trời bay qua kim long cung điện chín mươi chín tên nguyên anh tu sĩ cắn răng mở miệng nói bất quá là cái có chút thiên phú nữ tu sĩ a à. ủy gối liêu tản dương thân biên sư huynh ngay vậy vạn phần hoảng sợ hắn vạn lần không ngờ liêu tản dương vợ ơ y mà cuồng vọng đến tình trạng như thế lại thực có can đảm nói ra câu nói này trong khi tiến lên cung điện chậm rãi dừng lại chín con rồng vàng phóng thích ra hung uy chín mươi chín tên nguyên anh hộ vệ ngừng chân Trọng trong chấn tất cả mọi người đồng đều không nên ngước đầu nhìn lên phản phất nhìn lên một cái nghiệp chướng nặng nề cửa cung điện chậm rãi mở ra luôn miệng nói thấy phương dung chết cũng không tiếc sư huynh giờ phút này không nên ngẩng đầu phản phất ngẩng đầu chính là khinh nhẫn giữa thiên địa chỉ có một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ ngẩng đầu cao ngạo đầu lâu không lại bởi vì bất luận kẻ nào thấp tùy vân chậm rãi bước ra cung điện ánh mắt vượt qua mọi người ở trong mắt nàng phản phất bất luận kẻ nào đều là không có sinh mệnh tượng gỗ người loại kia thần sắc phản phất ngộ ra thế gian sinh sinh từ tử. đông nhiên nàng ánh mắt nhìn về phía liêu tàn dương thân hình vờ ơ y mà cấm không ngừng run rẩy nàng trong ánh mắt lại chứa lên nhiệt lệ tại nguyên anh hộ vệ chấn kinh trong ánh mắt nàng lại không để ý đến thân phận đồng dạng từ trong cung điện nhảy xuống giống như tật chạy bình thường đến đến liêu tàn dương bên người chậm rãi vươn tay hướng liêu tàn dương hai gò má sơ soạn hai hàng nhiệt lệ cũng chịu không nổi nữa chạy xuôi xuống tới nàng lại kích động đến nước nở nguyên anh hộ vệ chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối công chúa nhận biết cái này luyện khí kỳ tiểu gia hỏa bọn họ là quan hệ như thế nào lạnh lùng công chúa tại sao lại kích động như thế cái này luyện khí kỳ tiểu gia hỏa là ai xin một chín mười. chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người 146 chương 146, trăm bốn lĩnh hội đại đạo người là hắn a tùy vân trầm rãi mở miệng ngón tay ngọc ôn nhu sẹt qua liếu tàn dương cái chán trong đôi mắt tràn ngập kích động liêu tàn dương cảm giác mình linh hồn đều bị nàng nhìn cái thông thấu Luyện khí tu sĩ tại Hóa Thần Tu sĩ trước mặt, coi là thật như con kiến hôi. Liêu Tàn Dương nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Tùy Vân, mặc dù hắn là con kiến hôi, cũng sẽ không chịu vừa Hắn bất phục thiên, không nhận mệnh. Liêu Tàn Dương không biết nàng đánh cho ý định gì, lẳng lặng nhìn lấy nàng. Nàng là Hóa Thần Tu sĩ, mà Liêu Tàn Dương chỉ là tiểu tiểu luyện khí tu sĩ. Đông nhiên Tùy Vân thần sắc lại biến, cánh tay chậm dại thu hồi. Vừa rồi sự kích động kia thần sắc biến mất, hóa thành lạnh lùng. Nàng quay người rời đi. Thanh âm truyền vào Liêu Tàn Dương trong hai ngươi không phải hắn. Hắn thực sự tường vân, chiến cửu thiên, nộ tác sát chết trôi trăm triệu dặm, hắn sớm đã phi thăng căn bản sẽ không lưu tại nơi này. Tùy Vân từng bước một thực sự thượng trên đường chân trời, túi nhìn phía dưới. giờ khắc này, trong mắt nàng bên trong lại không lệ quang lấp lóe, nhìn về phía tất cả mọi người ánh mắt tràn ngập lạnh lùng, nàng lại khôi phục mới tới thời điểm thần xác đó là một loại cao ngạo, không nhìn hết thể ánh mắt, đem hết thể sinh linh làm con kiến hôi biểu lộ. Liêu Tàn Dương nhìn lấy Tùy Vân, trong lòng tràn ngập một loại phẫn nộ. dựa vào cái gì? dựa vào cái gì? Nguyên là thiên tri tiêu nữ, thiên điệp như thế bất công. chín con rồng vàng lôi kéo cự đại cung điện rời đi, nguyên anh hộ vệ hộ tống cung điện rời đi nàng thanh âm tại liễu tàn dương bên thai vang lên ngươi lại là hắn chuyển thế sao làm ngươi đạt tới hóa thần cảnh giới ta đem lần nữa trở về liễu tàn dương vẫn như cũ đứng tại này tùy vân thực lực thật sâu kích thích đến hắn này là mình vô pháp lực lượng đề kháng tại trước mặt nữ nhân này chính mình như đợi làm thịt cứu non loại cảm giác này làm cho người không rét mà run nàng coi ta là làm người nào liễu tàn dương cảm giác được tùy vân trong lòng có một cái không thể xóa nhòa nam nhân tồn tại thậm chí nàng một lần đem chính mình nhận làm người kia tùy vân rời đi quỳ trên mặt đất mọi người đứng dậy sư huynh giận dữ mắng mỏ lấy liễu tàn dương đoạn này nhạc đệm rốt cục tán đi sư huynh đệ hai người tiếp tục lịch luyện trăm năm về sau liễu tàn dương bước vào trúc cơ cảnh giới sư huynh trúc cơ vô vọng hóa thành nhất phủng hoàng thổ năm trăm năm về sau liễu tàn dương bước vào kim đan cảnh giới giờ phút này tâm hắn càng điên cuồng lên đó là một loại không cam lòng trong độc phủ liễu tàn dương giống giận dựa vào cái gì dựa vào cái gì vì cái gì thiên đạo muốn hóa ra tam lục kiểu đẳng liễu tàn dương hoa thời gian năm trăm năm bước vào kim đan cảnh giới vô số lần kết đan thất bại khiến cho hắn càng phát ra cảm giác được chính mình cùng tùy vân trích lệnh đó là khó mà vượt qua khoảng cách Hắn cảm giác được thiên địa bất công, có ít người thiền tư chắc tuyệt, tu luyện, làm ít công to, mà phần lớn người đều là tầm thường vô vi, mặc dù đem hết toàn lực cũng vô pháp đuổi theo cái trước. Đây là một loại bất công, một loại làm cho người phẫn nộ, hoan uổng cảm tình. đã từng, Liễu Tàn Dương liền bị loại cảm tình này lấp đầy, giết người, đoạt bảo, một đường giết chóc hướng tiên. Một ngàn năm về sau, Liễu Tàn Dương sở đến Nguyên Anh cảnh giới cánh cửa, Đại Tùy Đế quốc giống như trong vòng một đêm biến mất, hắn nắm trong tay lãnh thổ cũng biến mất theo, phản phát sinh sinh bị đảo ra một khối. Hôm đó, Liễu Tàn Dương đang lúc bế quan, một nữ tử thanh âm vang vọng thiên hạ này phương thế giới đương tên là tu tiên lên giới đại tùy đế quốc biến mất tùy vân công chúa biến mất tới cùng nhau biến mất còn có đông đảo đứng tại đỉnh phong tu sĩ mọi chuyện đều lộ ra quỷ dị hồi ức tiêu tán liêu tản dương nhìn trong tay bức tranh tùy vân tướng mạo tại trên bức họa sinh động như thật sáu ngàn năm chính mình vẫn như cũ chỉ có toai anh cảnh giới lại vẫn như cũ vô pháp đứng ở trước mặt nàng sáu ngàn năm trước nàng đã là hóa thần cảnh giới vân cư tự hộ sơn đại trận vẫn như cũ đứng sừng sưng lấy không có liêu tản dương hạ lệnh tụ lại nơi này nguyên anh tu sĩ không một người xuất thủ vân cư tự diệt, liêu tản dương giơ lên cùng kỳ ma kiếm Tấn công mệnh lệnh được đưa ra. Vân Cư Tự, đại hùng bảo điện bên trong. Chúng hòa thượng nghe được Vân Cư Tự bên ngoài tấn công hiệu lệnh, mất hết can đảm, sau cùng diệt vong. rốt cục hàng lâm. Hơn ngàn nguyên anh tu sĩ tế ra các loại pháp bảo, hướng Vân Cư Tự Sơn môn đánh tới, hủy diệt lực lượng hàng lâm, phi kiếm, sơn phòng, đao kích chờ một chút, đủ loại pháp bảo hiện hiện khó mà kháng cự lực lượng, đục vào Vân Cư Tự hộ sơn đại trận bên trên. Như bát xứ ngược lại giữ lại đại trận lo mở xuống dưới, từng kiện từng kiện pháp bảo đánh vào hộ sơn đại trận bên trên, làm cho hộ sơn đại trận rung động kịch liệt, lúc đầu vẫn chỉ là vui sướng dập dần, càng về sau chính là ba đảo hùng dũng không tịch chủ trì cầm trong tay thiền trượng xuất hiện tại giữa không trùng ngửa đầu nhìn lại đầy trời đao quang kiếm ảnh rơi xuống hắn bất lực tới ban đầu là hơn ngàn nguyên anh tu sĩ tế ra các loại pháp bảo về sau này đầy khắp núi đồi kim đan tu sĩ cũng chen chân bên trong vân cư tự bên trong tiếng kêu than dậy khắp trời đất vân cư tự cũng có được các loại môn đồ không xuống mười vạn người bên trong phần lớn là trúc cơ cảnh giới cùng luyện khí cảnh giới tiểu sa di qua trong giây lát đại trận sắp bị công phá trăm vạn dặm bên ngoài quy ẩn hòa thượng chính cùng bản tôn đại chiến nhất quyền nhất cước rơi vào bản tôn trên thân đánh cho hỏa diễm hơi có vẻ ảm đạm hai người dù sao có trên lệnh cảnh giới bản tôn chính diện thực hiện phép thuật đấu pháp đánh không lại quy ẩn nhưng có hồng liên nghiệp hỏa hậu thân quy ẩn đánh cho bó tay bó chân vô pháp đem đánh lui hồi viên vân cư tự còn sống ta tất diệt các ngươi quy ẩn giống giận hắn cảm ứng được vân cư tự sơn môn bị công phá chính mình cũng lại lược hồi viên hắn khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm môn phái hủy hoại chỉ trong chốc lát vân cư tự sơn môn bị công phá vân cư tự chúng đệ tử căn bản không có sức chống cự bọn họ có được nguyên anh tu sĩ không đủ mười người mà bọn họ chỗ thù địch nguyên anh tu sĩ gần ngàn còn có này đầy trời kim đàn tu sĩ liêu tản dương đứng tại vân cư tự trên không nhìn lấy cho một mối lửa vân cư tự ta từng nói qua xuất lĩnh thiên quân văn mã san bằng vân cư tự quy ẩn hiện tại ngươi trộ ỉ lại môn phái đã diệt vong cuối cùng ngươi ta sổ sách đem hoàn toàn thanh tẩy đứng xứng ở này số thiên niên cổ tháp diệt vong vô lượng môn lĩnh vực trên không quy ẩn đã điên cuồng phóng xuất ra toàn lực linh lực linh lực khuấy động phía dưới vô lượng môn lĩnh vực hiện lộ ra tổn hại dấu hiệu vô lượng môn nội điện bên trong các trường lão cẩn thận từng ly từng tí xem trường lấy toái anh hậu kỳ tu sĩ chiến đấu căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay vô lượng lao tổ treo chống vô lượng môn nếu không có hắn, vô lượng môn khiếm khuyết điên phong lực lượng, đây là một loại đứt gãy. vân cư tự điên phong lực lượng là quy ẩn, nguyên bản hắn có được đông đảo sư đệ, đây là một cố cường đại trùng kiên lực lượng, nhưng là cùng liêu tản dương trong chiến tranh, cái này cố cường đại trùng kiên lực lượng tiêu vong, vân cư tự thực lực tháp xuất hiện đứt gãy, mà vô lượng môn đứt gãy thì là bị vô lượng lao tổ thân thủ hủy đi. tu vi tiếp cận nhất hắn sư đệ bị đánh giết hầu như không còn. liêu tản dương đứng vân cư tự trên không, đã từng đối mặt mình tòa này thiên niên cổ tháp bị đánh ép tới bất lực hoàn thủ, cuối cùng bị phong ấn ở đại dưới núi ba ngàn năm lâu. phi ngư, người thấy sao? vân cư tự rốt cục diệt vong liêu tản dương nhớ tới phi ngư đạo sĩ là hắn dùng sinh mệnh đại giới làm chính mình phá phong mà ra liêu tản dương đến nay còn nhớ rõ phi ngư là hao hết sinh mệnh sau cùng tiềm năng đụng phá phong ấn vân cư tự bên trong đông đảo miếu thờ bị lật tung đông đảo phật tượng bị đẩy lên khắp nơi tràn ngập giết hại bọn họ đối mặt kẻ địch mạnh mẽ căn bản không có sức hoàn thủ không thịt chủ trì tại mấy ngàn pháp bảo đã kích xuống đã thịt nát sương tan vân cư tự hắn nguyên anh tu sĩ cũng không thành công đào thoát giết hại cướp bóc man liêu tản dương nhìn lấy chính mình một tay chủ đạo hạ chiến tranh trong lòng lại dâng lên bi thương đại đạo dựa theo hóa thần quyết giải thích muốn đột phá hóa thần cảnh giới cần ngộ ra thuộc về mình đại đạo mỗi người đều có thuộc về mình độc nhất vô nhị đại đạo trên đường chân trời liễu tàn dương nhìn phía dưới giết hại trong lòng lại sinh ra cảm ngộ nhân quả luân hồi chi đạo chính mình đoạt tiên thiên linh bảo là bởi vì bị phong ấn là quả mình bị phong ấn là bởi vì vân cư tự bị tiêu diệt là quả vạn vật luân hồi sinh sôi không ngừng liễu tàn dương thể nội linh lực bành trướng gào thét trong lúc nhất thời lại chen trúc mà ra giữa thiên địa linh lực dung chuyển nguyên anh trùng kỳ đột phá vô cùng vô tận lực lượng trở về liễu Tàn dương thể nội linh lực thụ vỡ vụn lực lượng cường đại tràn ngập thuộc về mình lực lượng rốt cục trở về đó là một loại quen thuộc lực lượng cường đại vân tư tự bên trong nhấc lên đại hỏa quần quần bùi mù tràn ngập trăm vạn dặm bên ngoài quy ẩn đã điên cuồng loại kia mất đi kịch liệt đau nhức tràn ngập tại hắn sâu trong linh hồn ta sẽ giết ngươi giết các ngươi quy ẩn hòa thượng lui về phía sau vân tư tự đã diệt cho dù hắn có thể đánh bại trước mắt hỏa diễm hung ma cũng vô sự vô bổ quy ẩn hòa thượng biến mất mang theo cừu hận rời đi bản tôn miệng lớn thở hào hẹn đồng quy ẩn hòa thượng đại chiến hắn cũng là đem hết toàn lực giờ phút này quy ẩn rời đi hắn cũng trở về tiên quốc bế quan dưỡng thương vân cư tự bên trong cướp bóc cũng không dừng cướp bóc là một trận thị yến, sở hữu tu sĩ không cam lòng người sau thất thập nhị phong đông đảo môn nhân nhìn lấy thừa cưỡi hồng thiên tôn liễu tàn dương bọn họ cảm giác được phong chủ tâm tính cùng lực lượng biến hóa các ngươi hồi sơn đi thôi liễu tàn dương đối phong hầu đám người nói phong chủ thất thập nhị phong chúng đệ tử nhìn về phía liễu tàn dương bọn họ mặc dù không cách nào cảm nhận được liễu tàn dương tâm cảnh nhưng là bọn họ biết phong chủ giờ phút này chính ở lúc mấu chốt cần một người tính dưỡng thất thập nhị phong môn đồ rời đi hồng liên cùng trọng lâu hướng liêu tàn dương nhìn một chút bọn họ cảm giác được liêu tàn dương điên cùng tăng trưởng lực lượng trong lòng dâng lên càng nộ. muốn truy đuổi bước chân hắn nhất định phải nỗ lực nếu không đem bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau liêu tàn dương tâm tình hết sức phức tạp trong tay hắn nắm chặt một bức tranh quyển lực lượng trở về về sau hắn sinh ra mới càng nộ, giờ phút này vân cư tự đã diệt, trong lòng của hắn nhưng cũng không có vui mừng chi ý có lại là nồng hậu dày đặc hoang mang chính mình còn không phải đứng ở cái thế giới này định phong người liêu tàn dương thừa cơi hồng thiên tôn rời đi sau lưng hắn vân cư tự hoàn toàn lâm vào trong biển lửa một cái tấm biển té xuống đất, hiện lộ lấy mấy dòng chữ. Xảo phá thiên cơ, dấu tiền tại viện, lĩnh hội luân hồi, vân cư vô tự. Câu nói này từng là vô lượng lao tổ viết, mệnh danh nơi đây vì vân cư tự, tòa này chùa cổ huy hoàng mấy ngàn năm, nhưng mà, kể từ hôm nay, vân cư tự đem hoàn toàn trở thành lịch sử, cuối cùng biến mất tại phủ đuổi trong trí nhớ. Luân hồi đại đạo, đây mới là ta nói. Liêu Tản Dương mở hai mắt ra, khí thế phi thăng. Từ hôm nay, đương bước ra vô lượng môn, tiến về phương thế giới này, thăm dò thiên đạo. Đại tùy đế quốc biến mất. Vô lượng lao tổ cùng luân hồi lão nhân tranh chấp. Phương thế giới này cuối cùng đông đảo bí mật chờ đợi liêu tản dương qua thăm dò tiên quốc lĩnh vực một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử đứng ở nơi đó chờ đợi lấy hắn đến liêu tản dương nhìn về phía tiên quốc chậm rãi mở miệng nói nguyện yêu ta tới cùng ngươi đi tìm một trận phong hoa tuyệt đại xin một chín mười. chỉ một s thôi ạ, à, cảm ơn mọi người chương một trăm bốn mươi bảy người nào là hung thủ vân cư tự diệt vong đông đảo nguyên anh tu sĩ cùng kim đan tu sĩ điên cuồng quân sạch lấy đã từng thuộc về vân cư tự tài phú một cái bị người chú mục thân ảnh rời đi hắn một tay chủ đạo tu tiên giới số trận đại chiến hơn mười năm bên trong diệt vong hai tòa cự đại môn phái sự ma vực cùng vần cư tự trở thành lịch sử liêu tàn dương thừa cơi Hồng thiên tôn con cùng kỳ ma kiếm hống thiên tôn không nhanh không chậm ở giữa không trung hành tẩu liêu tàn dương cảm ngộ thuộc về mình đại đạo sinh tử luân hồi nhân quả chi đạo lúc này tu tiên giới đã điên cuồng vô lượng môn chi chủ y chấn thiên hạ ngoại giới xem ra vô lượng môn đã thuộc về thất thập nhị phong phong chủ hắn cũng không tiếp tục là một cái phong chủ mà chính là vô lượng môn môn chủ bất quá giờ phút này liêu tàn dương đối với tu tiên giới truyền môn lại cũng không thèm để ý hắn chính lâm vào một loại hoang mang bên trong tu tiên giả xưng là tâm ma liêu tàn dương đi đến một chỗ khe núi bên trên mắt thấy trước mặt phương thế giới này tràn ngập một loại khốn khổ chi sắc lần này hắn phảng phất nhìn thấy phương thế giới này bên dưới khiến cho liễu tản dương cảm giác được kiềm chế là tòa này thế giới đúng là vương bức một cái thế giới tựa như phương thế giới này ở vào trong một chiếc hộp chính trung tâm chính là vô lượng môn vây quanh vô lượng môn là đông đảo phạm nhân khu vực vô luận như thế nào quan sát đến đây đều là một cái giới trong giới đã từng liễu tản dương bị phong vấn trước chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ không có quá cảm giác sâu sắc ngộ, nhưng khi thuộc về mình lực lượng trở về chính mình đứng tại nguyên anh cảnh giới đỉnh phong nhìn trộm thiên hạ phương thế giới này đại diện mạo thắng ở trong đầu hắn chẳng lẽ ta một mực sống ở người khác sáng tạo thế giới bên trong liêu tàn dương cảm giác được vô tận hoang đường nhưng là hiện ra ở trước mắt hắn hết thảy đều như nói sự thật này không đúng liêu tàn dương mở bừng mắt ra có đại năng giả tù khốn phương thế giới này hắn dùng thông thiên chỉ có thể đem phương thế giới này phong ấn mà cái này đại năng chính là thiên đạo tránh thức trường không giả liêu tàn dương nghĩ tới đây thừa cưới lên hống thiên tôn thì ra là thế thì ra là thế vì thăng giả bất quá là thoát khỏi phương thế giới này phong ấn vô lượng lao tổ cùng luân hồi lao nhân cũng lại cực lực thoát khỏi lấy phương thế giới này trói buộc đây cũng là vô lượng lão tổ cùng luân hồi lão nhân mục đích chỗ bọn họ làm ra hết thảy đều là muốn bài trừ thế giới phong ấn đã từng liêu tàn dương không cảm giác được loại này ép thân thể trói buộc giờ phút này hắn cảm ngộ ra đại đạo chi hậu loại trói buộc này cảm giác tới người vô lượng lao tổ cùng luân hồi lão nhân là hóa thần cảnh giới tu sĩ nhưng là bọn họ vẫn như cũ vô pháp tránh đi phương thế giới này phong ấn nguyên lai like đây cũng là thiên đạo thiên đạo đem nhất phương thế giới phong ấn tại bên trong bất kỳ người nào vô pháp siêu thoát liêu tản dương bước vào tiên quốc khu vực khiến cho Hồng thiên tôn tiến vào lôi công trong tháp một thân ảnh tại tiên quốc khu vực chạy vội mà ra nàng thân thể hiểu điệu chạy về phía liêu tản dương cuối cùng nàng nhào vào liêu tản dương trong ngực nhiệt lệ cũng không dừng được nữa phân biệt mấy chục năm sau nguyệt yêu rốt cục lần nữa nhìn thấy dấu ở nàng nội tâm phía trên quái thúc thúc Liêu tản dương sở lấy nguyệt yêu gương mặt chính mình rời đi mấy chục năm hôm nay rốt cục trở về trời trong lắm dưới nàng ôm ấp lấy nam nhân kia mà hắn có một thanh hắc kiếm trên mặt hiện lộ lấy tang thương thần sắc nguyệt yêu đâm vào liễu tản dương trong lồng ngực nam nhân này vì nàng hủy diệt ma vực hắn để cho mình cảm giác được gấm áp cùng cánh tay dựa vào liêu tàn dương cảm thụ được hiệu tay tháng sau yêu thân thể nàng lại như thế ấm áp non mềm nghe ngóng dưới có lấy nhàn nhạt, nhạt, mùi thấm ngát. ngươi trở về có người tại ta này ngươi cần muốn gặp gỡ thấy một lần một cái thân hình trong nháy mắt chuyển qua liêu tàn dương bên người rõ ràng là bản tôn hỏa diễm hung ma giờ phút này liêu tàn dương lực lượng hoàn toàn trở về đã là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới tu sĩ chỉ cần đem linh lực tiến hành ngưng luyện dùng không bao lâu liền sẽ tiến vào nguyên anh đại thừa cảnh giới đến lúc đó có thể tùy thời đột phá đến toai anh cảnh giới nguyễn yêu bông ra liễu tàn dương cánh tay một mặt hồng nhuận phơn phất chi sắc nàng lựa chọn đứng ở một bên cũng không quay dày mở miệng quay dày người nào liêu tản dương mở miệng hỏi về trước trong sân bản tôn nói xong phất tay mang theo liêu tản dương cùng nguyệt yêu hai người tiến vào hắn hiện đang ở viện lạc viện lạc trong ngoài che kín các loại trận pháp một người đang ngồi ở thạch trên mặt đế trên mặt hiển thị do thống khổ thần sắc ở trước mặt hắn hoành đặt một cỗ thi thể lôi hổ liêu tản dương mở miệng lôi hổ đờ đẫn quay đầu trong ánh mắt lộ ra chết lặng thần sắc hắn nhìn lấy liêu tản dương lại tựa như không quen biết sau đó hắn vừa nhìn về phía địa bên trên thi thể trên mặt toát ra bị thương thần sắc cỗ thi thể kia đương nhiên đó là ly Miu yêu vương Chuyện gì xảy ra? Liêu Tàn Dương quay người nói với bản tôn. Chính ngươi nhìn. Bản tôn giơ tay đẩy ra cửa phòng. Liêu Tàn Dương ngẩng đầu nhìn lại, chấn kinh ngay tại chỗ. Bản tôn hiện đang ở trong phòng che kín yêu vương thi thể, lại không xuống bốn mươi năm mươi cố. Mỗi cái yêu vương đều là có được nguyên anh cảnh giới, nhưng là giờ phút này, bọn họ đều chết, bị bản tôn để đặt trong phòng. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng đã biết là ai giết bọn hắn. Liêu Tàn Dương nhíu chặt lông mày. Bọn họ chết tại ta xuất chiến quy ẩn thời điểm. Bản tôn nói xong, nhìn về phía lôi hổ nói, hắn là duy nhất người sống sót, nhưng là trí nhớ đã bị xóa đi. Liêu Tản Dương nhìn lấy Lôi Hổ, đã từng đại sư huynh vợ y mà không có xóa đi trí nhớ, Liêu Tản Dương cảm giác được phẫn nộ. Đến là ai đánh giết những này yêu vương? Liêu Tản Dương đi đến Lôi Hổ bên người, đưa tay sở về phía Lôi Hổ cái chán, hắn lại không tránh không né, bất luận cái gì Liêu Tản Dương đem linh lực phóng thích tiến vào hắn linh hải bên trong. Lôi Hổ sở hữu trí nhớ bị xóa đi, nhưng là hắn lại quên không Li Miêu yêu vương chết thảm thời điểm chẳng cảnh. Buổi trưa, Lôi Hổ đang cùng Li Miêu yêu vương ngồi chơi, một cái mơ hồ thân hình phóng qua, bọn họ căn bản không có phát giác được người này đến, mà Li Miêu yêu vương đối mặt đạo thân ảnh này, căn bản không có sức phản kháng đạo thân ảnh này hướng lôi hổ cái chán đánh tới lôi hổ trí nhớ ở đây gián đoạn liêu tàn dương nhìn về phía bản tôn cau mày ngươi có thể nhìn ra là ai xuất thủ sao bản tôn nhìn về phía liêu tàn dương mở miệng nói liêu tàn dương tay từ lôi hổ cái chán rời đi căn cứ lôi hổ nhớ lại cái này thân người hình cực nhanh lại tới đột ngột tính nhắm vào cực mạnh chỉ giết yêu ma lại không sợ lôi hổ như thế nói đến xóa đi lôi hổ trí nhớ tất nhiên là sợ hắn nhận ra mình chẳng lẽ lôi hổ nhận biết người này liêu tàn dương trong đầu xuất hiện một thân ảnh có lẽ chỉ có hắn có thể với làm được như thế dứt khoát người này có phải hay không là trương mai xuyên lôi hổ có thể nhận biết người chỉ có hắn đồng dạng hắn có tùy ý đánh giết nguyên anh tu sĩ lực lượng bản tôn hỏa diễm hung ma tiện tay đem trong phòng thi thể chiêu đi ra bên ngoài liễu tàn dương tinh tế xem xét những thi thể này những này yêu vương toàn bộ có được nguyên anh cảnh giới tu vi nhưng là đều bị nhất kích trí mệnh căn bản không có sức hoàn thủ Đồng nhiên liễu tàn dương nhớ tới một sự kiện lúc trước có truyền ôn, hỏa diễm hung ma đệ tử xuất thế ngày đó cũng là đại khai sắc giới mười mấy tên nguyên anh tu sĩ tử vong đây là một cái không có giải khai bí ẩn lôi hổ nhìn lấy ali thi thể đột nhiên đứng người lên tựa như khôi phục thư thái nhìn về phía liêu tản dương mở miệng nói ra phong chủ ngươi vì cái gì nhất định phải giết nàng nghe được lôi hổ lời nói liêu tản dương giật mình ngay tại chỗ xin một chín mươi chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người Chương 148, một trăm bốn mươi tám tiên quốc nguy cơ liêu tản dương nhìn về phía lôi hổ đánh mất trí nhớ hắn chỉ là tái diễn một câu nói kia phong chủ ngươi vì sao muốn giết nàng liêu tản dương trong lòng tràn ngập hoang mang lôi hổ vì sao lại nói phong chủ hai chữ chẳng lẽ có người bốc lên chính mình tên giết người trong sân đông đảo yêu vương thi thể bày đặt tại này những này yêu vương lúc đầu đều là nhất phương bá chủ nhưng giờ phút này toàn bộ chết thảm bọn họ sở thụ thương tổn toàn bộ là nhất kích trí mệnh nguyên anh bị bắt đi tính cả lim yêu tử vong yêu vương đạt tới năm mươi vị tại ta rời đi trong khoảng thời gian này tiên quốc bên trong cường giả bị đánh giết hầu như không còn hiện tại tiên quốc chỉ còn lại có bảy vị yêu vương hòa diễm hung ma nhìn về phía liêu tàn dương đối tại hiện ở loại tình huống này hắn cảm giác được mười phần khó giải quyết những này yêu vương chết cho tiên quốc mang đến đại chấn động đây không phải bình thường yêu quái mà chính là đỉnh cấp đại yêu tương đương với nguyên anh tu sĩ đại yêu vương yêu ma bên trong lớn nhất điên phong lực lượng liêu Tản dương nghiêm túc điều tra lấy sở hữu yêu vương bọn họ cốt cách hoàn chỉnh bắp thịt đầy đủ chỉ là nguyên thần bị lấy đi lưu lại một bộ không xác sở hữu nguyên anh cảnh giới yêu vương đều là luyện khí tài liệu tốt nhưng hung thủ không có lấy đi bọn họ thân thể cha nờ lẽ lại là luân hồi lão nhân luân hồi lão nhân giỏi về luyện chế khôi lỗi đã từng liêu Tản dương cùng vạn hải tuyển khôi lỗi chi thân cực chiến vạn hải tuyển nguyên anh cũng là bị lấy đi giao phó thân thể luyện chế thành khôi lỗi thân thể lần này tiên quốc đỉnh cấp lực lượng bị hao tổn nghiêm trọng có thể nói là thai hỏa ngập đầu nếu vô pháp tìm ra hung thủ hoảng sợ không chịu nổi một ngày phía dưới tiên quốc không chiến tự tan đem không có tử vong yêu vương tụ tập tới ta có lời hỏi bọn hắn liêu tản dương nói với bản tôn bản tôn truyền lệnh đào thoát tử vong vận mệnh bảy tên yêu vương đến liêu tản dương chính cha tìm hung thủ thời điểm tụ lại tại vân cư tự khu vực đông đảo tu sĩ rốt cục bởi vì đoạt đoạt bảo vật bạo phát xung đột liêu tản dương sau khi rời đi không lâu một trận hôn chiến liền triển khai lúc đầu chỉ là hai tên kim đan tu sĩ tranh đoạt một lò đan dược về sau nguyên anh tu sĩ chen chân tiền đến muốn đoạt đi đan lô hỗn loạn giết hại phân tranh điên cuồng tràn ngập mảnh đất này vâng cư tự trong lĩnh vực trình diễn từng tràng sát nhân đoạt bảo thảm kịch hôn chiến tác động đến sở hữu đến đây tu sĩ không người may mắn thoát khỏi quy ẩn làm theo thoát đi vô lượng môn về sau ẩn thân vu đông hải hải bằng vào băng lãnh thâm hải chi thủy chấn áp thể nội thiêu đốt linh hồn hồng liên nghiệp hỏa mặc dù hắn đã là toái anh hậu kỳ đại tu sĩ nhưng là hắn đối mặt là giữa thiên địa trí hung trí mạnh hỏa diễm cũng chỉ có hắn có thể chấn áp ngọn lửa này đổi lại người bên ngoài chết sớm đã lâu băng lãnh đông hải hải tràn ngập hắc cám cùng cô tịch quy ẩn xếp bằng ở hải tựa như cố chấp thâm hải du ngư trả lại ẩn thân một bên bơi qua một người xuyên thấu nước biển hàng lâm trả lại ẩn trước mặt quy ẩn trên mặt toát ra giữ tợn thần sắc quắc, là ngươi quy ẩn chính muốn xuất thủ người tới đưa tay phải ra xuyên thấu quy ẩn thân thể quy ẩn trên mặt lộ ra hoàng sợ thần sắc tinh thần sụp đổ đông hải hải lưu lại một bộ toái anh tu sĩ kim thân hắn xếp bằng ở hải trên mặt ngưng trệ lấy hoàng sợ thần sắc khí tức hoàn toàn không có vô lượng môn thất thập nhị phong đệ tử trở về về sau bế quan tu trình vô lượng môn kinh lịch chúng nhiều chuyện đi theo mặt khác bảy mươi tòa phong môn hủy diệt vô lượng môn đông đảo ngoại viện đã chỉ còn trên danh nghĩa đông đảo ngoại viện đệ tử sớm trốn xuống dưới núi hoặc trở về gia tộc hoặc tại phàm nhân thế giới làm nhất phương bá chủ qua một đời vinh hoa vô lượng môn khu vực bên ngoài trừ bỏ đông đảo tu tiên môn phái chính là đông đảo đại diện tích phạm nhân khu vực những này khu vực linh khí mỏng manh không thích hợp tu tiên ít có tu sĩ tiến về lấy vô lượng môn làm trung tâm nghìn vạn dặm phạm vi bên trong vì tu tiên khu vực phân bốn cái địa vực khu khối này khu vực bên ngoài làm theo là phạm nhân thế giới nơi đó ít có tu sĩ chân chân phạm nhân khu vực càng là tu tiên khu vực gấp trăm lần tri cự đã từng đại tùy đế quốc chiếm cứ tu tiên khu vực nam bộ về sau đại tùy đế quốc biến mất nam bộ khu vực trở thành man hoàng chi địa tụ lại đại lượng yêu ma trở thành tu tiên chính phái lịch lựa chỗ liêu tàn dương đứng trước mặt bảy tên đại yêu cái này bảy tên đại yêu nhìn lấy trong viện yêu vương sát chết toát ra kinh dị vẻ phẫn nộ bọn họ đi vào viện lạc về sau nhìn thấy quốc chủ lại là đầy ở phía sau tướng chủ đạo chi vị nhường cho một cái lạ lẫm tu sĩ trong lòng bọn họ mười phần kháng cự liêu tàn dương nhìn lấy bọn hắn mở miệng hỏi lớn nhất mấy ngày gần đây các ngươi người ở chỗ nào mấy tên yêu vương lẫn nhau tuy nhiên bọn họ không biết liêu tàn dương đối với hắn cũng có năm điểm kháng cự nhưng là đối với cha hỏi bọn họ vẫn là trả lời bản tôn cùng quy ẩn đại chiến ba ngày chung liêu tàn dương xuất lĩnh nhân mã hành tàu hai ngày bị tiêu diệt vân cư tự chỉ dùng một lát tiên quốc yêu vương gặp giết hại ngay tại cái này trong vòng ba ngày lớn nhất mấy ngày gần đây chúng ta bảy người tụ tập tại nam huyền uống rượu yêu vương nói ra nam huyền. nguyệt yêu mở miệng bảy tên yêu vương nhìn về phía nguyệt yêu bọn họ đối vị nữ tu sĩ này rất là kính sợ nàng tu vi để bạt nhanh chóng làm cho người tắt lưới ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa nàng đã là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ như bực này tư chết, không phải người bình thường có thể có được húng chi nàng là quốc chủ duy nhất đệ tử nam huyện là nguyệt ma cùng phong mãn lâu thành lập một một tử lâu nguyễn yêu cũng ở tại nam huyện liêu tản dương chỉ đầy đất yêu vương sát chết nhìn về phía bản tôn nói bọn họ chết ở nơi nào đại đa số người bọn hắn chết đang bế quan trong động phủ còn có một bộ phận người chết bởi trên đường phố bản tôn mở miệng nói ra liêu tản dương cảm giác được tình thế khó giải quyết người tới tại rất lợi hại trong thời gian ngắn tìm tới yêu vương đem đánh giết không chút nào dây dưa dài dòng lại ra tay tinh chuẩn tàn nhẫn không một người đào thoát thực lực mạnh lại đối tiên quốc như lòng bàn tay những này yêu vương bế quan chỗ tất nhiên là ẩn nấp chỗ nhưng là đối phương lại có thể tùy tiện tìm được đến là ai ở sau lưng ra tay liêu tản dương trong lòng che kín mây đen người này đánh giết yêu vương như đồ heo chó nếu là mình trực diện với hắn nếu là người yêu tình thế lựa xém lông mày nhất định phải tìm ra người này qua bọn họ nơi bế quan điều tra liêu tàn dương nói xong bản tôn gật đầu hắn yêu vương cùng người yêu đi theo bản tôn phát tay mấy người thuấn di đến một chỗ trong động phủ sóng nhiệt đập vào mặt nơi đây động phủ khai mở tại một ngọn núi lửa nội bộ nội thất cự đại liêu tàn dương bước vào trong động phủ về sau phát hiện trong động phủ chất đầy hỏa hồng linh thạch những linh thạch này tràn ngập nóng rực tiên linh chi khí linh thạch bên cạnh trồng lấy các loại tiên linh chi thảo đều là chân quý vật phi phạm bản tôn mở miệng nói đây là hỏa diễm yêu vương nơi bế quan hắn vốn là hỏa sơn tinh quái thực lực cực mạnh đã đạt tới nguyên anh trung kỳ tại đông đảo yêu vương bên trong cũng là người nổi bật liêu tản dương gặp trong động phủ các loại vật chân quý không có bất kỳ cái gì khuyết tổn hiển nhiên đối phương không có đem những này quý hiếm để ở trong mắt đang lúc liêu tản dương xem xét động phủ thời khắc gầm lên giận dữ vang vọng đất trời sau đó chính là động đất hỏa diễm hung ma trợn chừng hai mắt thật lớn mật liêu tản dương nhanh đi theo ta có người chính đánh giết sân thần thật chẳng lẽ hung lần nữa hiện thân hay sao mọi người bán ra xin một chín mười. chỉ một s thôi ạ à cảm ơn mọi người chương một trăm bốn mươi chín khai thiên nhất chỉ vì thuận tiện ngài lần sau duyệt xin nhớ ký hoặc bục mạc trang web địa chỉ internet liễu tàn dương bay ra hỏa diễm đậu phủ ngàn dặm bên ngoài một tòa núi lớn kịch liệt lay động ngưng thần tìm kiếm ngọn núi lớn kia hiển hóa thành một cái cự nhân chính đang điên cuồng tạc kích mặt đất liêu Tản dương mới vừa vào vô lượng môn tại hoàn thành sư môn nhiệm vụ trên đường gặp được một cái sơn thần về sau từ bản tôn mang theo hồi trở lại tiên quốc sơn thần tại tiên quốc cảnh nội đã hóa thành một đầu sơn mạch to lớn có dòng sông ở trong núi dâng trào chạy xuôi mà giờ khắc này hắn chính thừa nhận lớn lao đau đớn hiện hóa thành cự nhân đánh ra mặt đất chung quanh địa vực đã một mảnh hỗn độn lớn mật tạc nhân liêu tàn dương rút ra cùng kỳ ma kiếm trên thân kiếm có ngọn lửa màu đen tiêu đốt bản tôn cũng hiện hóa ra hồng liên nghiệp hỏa loại kia đốt cháy vạn vật hỏa diễm làm cho người cảm giác được hoảng sợ sơn thần nóng này bất an liêu tàn dương phát hiện sơn thần thần trí đã mơ hồ sinh mệnh đang nhanh chóng tiêu tán một bóng người hướng về phương xa chạy gấp vừa rồi vùng vây dây chết sơn thần vùng vẫy quyền đầu đờ ập tận tiện với hắn lại rơi ở trên không chỗ sơn thần lực lượng quá yếu dù cho là trước khi chết phản công vẫn như cũ vô pháp đánh trúng đối phương ngươi xem xét sơn thần thương thế ta đuổi theo hắn liêu Tản dương nói xong hướng về thoát đi mà đi thân ảnh đuổi theo bản tôn dừng lại xem xét sơn thần thương thế tại phía trước chạy thân ảnh tốc độ cực nhanh nhưng không cách nào hất ra theo sát sau liêu Tản dương mau liêu Tản dương ở trên người ra chỉ phi hành thuật pháp tốc độ đột ngột tăng hai người ngươi truy ta đuổi bay khỏi tiên quốc khu vực trăm vạn dặm cuối cùng bị liêu Tản dương bắt kịp cùng kỳ ma kiếm hoành đưa liêu Tản dương hoành đao lập mã cản đang chạy trốn người trước mặt không biết nên bảo ngươi vô lượng môn môn chủ hay là nên xưng hâu ngươi là tiên quốc quốc chủ người này hát xa che mặt liêu tàn dương vờ ơ y mà vô pháp dò xét đến hắn hiện nhiên hắn cũng có che đậy thần thức pháp bảo hắn bị một thân hắc bào bao phủ quanh thân tràn ngập một loại hắc vụ tản ra khí tức tà ác hắn bị liêu tàn dương ngăn lại thân hình nhưng không có nửa phần e ngại phảng phất hắn hoàn toàn chắc chắn từ liêu tàn dương trong tay đào thoát trong thiên hạ toái anh tu sĩ cũng không nhiều người đến là ai liêu tàn dương trong lòng sinh ra đủ loại suy đoán lại không cách nào khẳng định cái này tiến vào tiên quốc làm sằng làm bậy tu sĩ nhìn lấy liêu tàn dương cười gần nói ngươi thật muốn biết tiếp sau đi cái này hát xa che mặt kẻ xấu bỗng nhiên xuất thủ một đạo khóa sắt ném đúng ra dây thừng kia lớn lên theo gió trong chốc lát đã tăng tới dài vạn trượng ngắn cái này sợi dây thường phảng phất từ cẩn trọng thiết hoàn sâu chuỗi hướng liêu tản dương buộc chặt đi qua liêu tản dương phát hiện người này tay phải chỉ còn lại bốn ngón tay mà tay trái chỉ có hai ngón tay tu sĩ có ngưng luyện nhục thân thần thông hắn tại sao có thể có đoạn chỉ liêu tản dương cảm thấy hoang mang nhưng lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều cái này kẻ xấu thân hình một trận mơ hồ đúng là một hóa thành ba đem liêu tản dương buồn ngủ ở trong đó liêu tản dương gặp khóa sát hướng mình bao phủ tới điên cuồng hướng về phía trước đột tiến nhưng là xiềng xích lại như vật sống tiếp tục khóa hướng liêu tản dương ba xiềng xích ngưng tụ thành một đoàn đem liếu tàn dương tụ khốn cùng kỳ ma kiếm rơi xuống trên mặt đất những này xiềng xích chính là từ chấn ma thạch gen đúc ma thành có chấn ma đặc tính nếu dùng đến tù khốn đối thủ cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu ba cái người áo đen gặp chấn ma xiềng xích đem liếu tàn dương vây nút ở ngửa mặt lên trời cười to liếu tàn dương bị chấn ma xiềng xích vây khốn thân hình cảm thấy đã làm ra phán đoán cái này người tuyệt đối không phải đánh giết đông đảo đại yêu vương tu sĩ hắn tu vi cũng không có mạnh đến khiến nguyên anh tu sĩ vô pháp hoàn thủ hắc bảo người một hóa thành ba vây khốn liếu tàn dương từng đạo từng đạo hùng hồng đồ văn tại dưới chân bọn hắn lan tràn bao phủ hướng liễu tàn dương trong chốc lát trên mặt đất đã che kín hồng sắc đường vân như từng đầu mạch máu lấy liêu tản dương làm trung tâm tụ tập vì ta người phụng hiến ra ngươi tinh thần cùng lực lượng đi điên cùng lực lượng bạo phát liêu tản dương cảm giác được thể nội linh lực đang nhanh chóng biến mất vạn kiếm triều tông điên cùng kiếm ý ngưng tụ ngã rơi xuống đất cùng kỳ ma kiếm trong nháy mắt bay lên bầu trời cùng lúc đó liêu tản dương hiển hóa kim thân pháp tướng đó là sáng chói chói mắt kim sắc hỏa diễm theo liêu tàn dương hiển hóa kim thân pháp tướng cầm tù với hắn chấn ma xiềng xích có vào nhưng là này từng đạo từng đạo xiềng xích căn bản là không có cách giam cầm tôn này kim thân pháp tướng. Phản phất đêm tối tiến đến bay lên bầu trời cùng kỳ ma kiếm hiển hóa lồng giam đem hắc bảo người ba bộ phân thân toàn bộ bao phủ hắc bảo người quá sợ hãi thuận buồn xuôi do chấn ma xiềng xích vờ ơ im mà vô pháp kiến công hắn đã từng dùng này xiềng xích chấn áp qua toái anh tu sĩ thần uy có thể thấy được luồng đốn nhưng là hiện tại chấn ma xiềng xích lại không cách nào khống chế một tên nguyên anh cảnh giới tu sĩ vạn kiếm triều tông đem hắc bảo người thủ khốn buộc chặt tại liêu tản dương trên thân chấn ma xiềng xích bảy biện ra hồng sắc chân hạ một đạo đạo hồng sắc đồ văn cũng bị xé nát Kenket hắc bảo người quá sợ hãi chấn ma xiềng xích vờ ơ y mà xuất hiện vết nứt đồng thời vết nứt càng ngày càng lớn hắn lòng đang dì máu vì luyện chế cái này đạo pháp bà bối hắn hao phí mấy ngàn năm tích lực chấn ma thạch góp nhặt cực kỳ không dễ nghĩ không ra chính mình khổ tâm luyện chế pháp bảo lại muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát ầm ầm á chấn ma xiềng xích rốt cục vỡ vụn liêu tàn dương phá phong mà ra môn chủ hảo thủ đoạn người áo đen bị vạn kiếm triều tông kiếm trận tù khốn kiếm ý trùng kích phía dưới trên mặt hắn hắc sa đã vỡ vụn hiện lộ ra chân dung hắc bảo nhân này có tiểu tụy dung mạo liêu tàn dương có thể khẳng định chính mình cũng không nhận ra hắn hắn đến tiên quốc đến có cái gì mục đích đông đảo yêu vương chết cùng hắn có quan hệ hay không phá người này ngón tay một điểm đầu ngón tay bên trên chuyển ra vô thượng thần lực cùng kỳ kiếm kêu lên một tiếng về sau ngã ra vạn kiếm triều tông kiếm trận bị phá nhưng là người áo đen một ngón tay đã phế bỏ hắn tay trái chỉ còn lại có một cây ngón nón giữa nhìn qua mười phần quái dị khủng bố liêu tản dương nắm lên cùng kỳ ma kiếm trên thân kiếm là cấn lấy một cái dấu tay đây là cái gì công pháp người này nhất chỉ chẳng những bài trừ trận pháp càng là thương tổn cùng kỳ ma kiếm đây tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ có thể làm được liêu tản dương tinh tế xem xét đạo này chỉ ấn trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, khai thiên nhất chỉ, ngươi là vô lượng lao tổ người, liêu tàn dương gầm thét lên tiếng, người áo đen cả giận nói, chẳng lẽ trong thiên hạ chỉ có hắn hội cái này đạo thuật pháp hay sao? hắn dội ra nhất chỉ lần nữa điểm hướng liêu tàn dương, thiên địa làm ngừng trệ, hắn pháp bảo bị hủy, đã gần như điên cuồng, thi triển ra thiên nhất chỉ đại giới cự đại, mỗi một lần thi triển đều sẽ gây mất một ngón tay, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng, nhưng là hắn gặp liêu tàn dương thủ đoạn quá mạnh, lúc này vận dụng đón sát thủ, liêu tàn dương gặp khai thiên nhất chỉ hướng mình mở ra, muốn tránh lui, nhưng là lui không thể lui, hắn căn bản tránh không khỏi cái này ngón tay giữa thiên địa bị vô số chỉ ảnh tràn ngập mỗi một ngón tay đều mang theo hủy diệt khí tức hướng liêu tản dương đẻ xuống tử vong chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy xuất hiện vẹn vẹn một ngón tay lại giống như phai mở sinh cơ liêu tản dương tế ra lôi công tháp tòa kia vì liêu tản dương lập xuống chiến công hiện hách bảo tháp bị tử sắc thiểm điện kiện hàng nhưng là tại cái này ngón tay trước mặt lôi công tháp giống như giấy bạch kim tùy tiện bị ngón tay xuyên qua nó nổi lên đến tác dụng chỉ là thoáng trệ hãm xuyên qua mà đến này khai thiên nhất chỉ người áo đen cười gằn vừa rồi hắn dùng một ngón tay bài trừ vạn kiếm triều tông hiện tại hắn lại dùng một ngón tay giết tà dương hắn trong tay trái sau cùng một ngón tay cũng gãy đoạn chùi lùi trên bàn tay không có bất kỳ cái gì đầu ngón tay nhìn qua rất là dọa người chu tiên liêu tản dương lần thứ nhất toàn lực thi triển chu tiên quyết hắn từ khi tập được cái này đạo thần thông liền từ chưa tránh thức sử dụng tới dưới mắt hắn đã cố kỵ không nhiều lắm khai thiên nhất chỉ uy lực quá lớn đây là một loại phai mở tâm thần thần thông hắn không thể không cẩn thận đứng đối vô tận tiên uy chuyển đến một cái cự đại chu tự hiện ra lấy tinh hồng nhan sắc rơi xuống hoành đưa tại liêu tản dương cùng khai thiên nhất chỉ trung gian hai đạo đại thần thông không thể tránh né va chạm đến một chỗ một phe là cự đại ngón tay phai mở sinh cơ một phe là thiên uy tràn ngập chu tiên quyết chấn áp đại điện ngươi vợ ơ ý mà học hội chu tiên quyết người áo đen nhìn thấy liêu tàn dương thi triển chu tiên quyết cái này đạo thần thông, trên mặt càng là hiện lộ ra dữ tợn thần sắc vô lượng môn sinh thiếu điện chẳng lẽ hắc bảo nhân này là sinh thiếu điện người hay sao chẳng lẽ là thư thánh xuất thủ đánh giết yêu vương liêu tàn dương hoài nghi người yêu lại xuất hiện một người nhưng là dưới mắt không phải suy nghĩ thời cơ khai thiên nhất chỉ phảng phất vô cùng vô tận xuất hiện như mưa to đồng dạng đờ ập tại chu tự trí thượng từ trên trời giáng xuống đứng ở liễu Tản dương trước mặt chu tự phản phất là một tòa không thể phá vỡ thành tường thư thánh dùng này thần thông công kích mà liễu Tản dương lại mở ra lối riêng dùng này thần thông phòng thủ chu tiên quyết hao phí linh lực quá nhiều cự đại vừa mới thi triển mà ra liền hao phí liễu Tản dương một phần mười linh lực liễu Tản dương tu hành công pháp chính là du long hắn vốn có linh lực là hắn nguyên anh tu sĩ nghìn lần chi cự nếu là đổi hắn nguyên anh tu sĩ chỉ sợ căn bản không có đầy đủ linh lực trèo trông cái này đạo thần thông thi triển cũng chỉ có thư thánh bực này toái anh tu sĩ mới năng động dùng như thế thần thông người áo đen đột nhiên gầm hét lên trên thân hắc bảo phảng phát súng túc khí thể khai thiên nhất chỉ thần thông càng là tật phong bạo vũ đánh tới cùng chu tiên quyết tiến hành hung manh nhất va chạm một trận chiến này người áo đen đoạn hai ngón tay phát bảo chấn ma xiềng xích cũng hủy nhưng là vẫn không có đem liễu tản dương cầm xuống đây là làm hắn khó mà chịu đựng tổn thất to lớn giết liễu tản dương kim thân thượng quang mang càng thêm sáng chói một con rồng du tẩu mà ra miệng lớn thôn phệ lấy chung quanh linh khí vì liễu tản dương bổ sung tiêu hao tiên quốc cảnh nội sơn thần thân thể run rẩy linh lực tán loạn bản tôn vận hành linh lực bảo vệ sơn thần bản nguyên tôn này sơn thần cũng vị thành niên giờ phút này bị lấy đi căn cơ cho dù đem tính mạng hắn bị săn cứu trở về chỉ sợ kiếp này cũng không còn cách nào bước vào thành niên kỷ như thế côn đồ vỡ ơ ý mà ngay trước mặt ta nhập tiên quốc hành hung bản tôn giận không kèm được tiên quốc tổn thất đại lượng điên phong lực lượng đã để hắn đau thấu tim gan hiện tại hắn kiệt lực bồi dưỡng sơn thần cũng gặp như thế trọng thương làm sao không giận đang lúc bản tôn muốn đi tìm này côn đồ bàng bạc thiên uy đẻ xuống tiên quốc bên trong toàn bộ sinh linh đều cảm giác được chưa bao giờ có hoảng sợ bản tôn thông suốt bay lên đem người chung quanh đẩy ra một tay nắm ẩm vang rơi xuống đem bản tôn đập vào dưới lòng bàn tay toái anh cảnh giới bản tôn lại không còn sức đánh trả trăm vạn dặm bên ngoài chính tại chống cự người áo đen liếu tản dương cảm giác được trong lòng kịch liệt đau nhức điểm xấu suy nghi tuôn ra không tốt bạn tôn xảy ra chuyện liêu tản dương trong lòng như hỏa tiêu nhưng là mình bị người áo đen dây dưa ở đây trong lúc nhất thời càng không có cách nào hồi viên liêu tản dương lâm vào điên cuồng bản tôn như vong chính mình tất nhiên thụ trọng thương hắn nhìn về phía người áo đen cảm thấy làm ra quyết đoán đương tốc chiến tốc thắng xin một chín chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người chương một trăm năm mươi đúng như mãnh hổ nằm hoa câu liêu tản dương thi triển chu tiên quyết ra sức chống cự lại khai thiên nhất chỉ đây chơi chỉ ảnh đánh tới cùng cự đại chu tự va chạm này chỉ ảnh giống như vô cùng tận nước biển đánh thẳng tới một cái chu tự nằm ngang ở này tựa như kình thiên chi trụ người áo đen toát ra gần như điên cuồng ý cười chỉ ảnh đã đem thiên địa bao phủ chu tiên quyết lại xuất hiện khó mà tới dấu hiệu vô số vết nước xuất hiện tại chu tự phía trên giữa thiên địa linh lực pha tạp lộn xộn tựa như trong gió liêu nhứ đây là hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng va chạm khai thiên nhất chỉ chính là sụp đổ thiên đạo luân hồi mà chu tiên quyết thì là dựa vào thương thiên chi uy nghiền ép sinh linh từ từ thiên uy có thể chu tiên liêu tản dương linh lực nhanh chóng tiêu tán nhưng là khai thiên nhất chỉ thần ủy càng ngày càng thịnh ra người áo đen đang đắc ý cười to cảm giác được một cái đen xì bóng dáng xuyên thấu đầy trời chỉ ảnh đó là cái gì người áo đen chừng lớn hai mắt ngưng tụ thần thức xem trông đi qua lập tức quá sợ hãi thân thể vội vàng tối lui liêu tàn dương tế ra không phải pháp bảo gì mà chính là một bộ nguyên anh hắn lo lắng bản tôn giờ phút này đã không cố kỵ chút nào này nguyên anh hiện lộ ra giữ tận vẻ điên cuồng xông phá chỉ ảnh vây quanh vây anh giữa thiên địa vang lên kịch liệt nổ tung người áo đen vị trí chỗ ở xuất hiện cự đại động hầm động phụ cận linh lực bị đổi tản ra không còn nguyên anh tự bạo đây là nguyên anh tu sĩ tối cường công kích người áo đen tuy nhiên chạy ra trung tâm vụ nổ nhưng là trên thân hắc bảo đã vỡ vụn hiện lộ ra chân thân thân thể của hắn tựa hồ là từ số cỗ thân thể may thân thể cái cổ cánh tay chờ một chút phảng phất là lắp lên mà thành nguyên anh tự bạo phía dưới người áo đen thụ trọng thương cảnh giới ẩn ẩn có rơi xuống dấu hiệu người rất mạnh người áo đen căm tức nhìn liêu tàn dương đầy trời chỉ ảnh cùng cự đại chu tự đã tiêu tán liêu tàn dương đối người áo đen lời nói cũng không làm đáp lại cầm trong tay ma kiếm sát khí đằng đằng hướng về người áo đen đi tới liệt thiên một đạo khai thiên tích địa kiếm mang đánh tới người áo đen xuất thủ tới thừa dịp này thời cơ liêu tản dương đem lôi công tháp tháp môn rộng mở phóng thích man hoang hung thú giống giống một con hung thú đột nhiên nhảy lên ra một cái lợi trảo vượt qua thời gian cùng không gian cặp mông người áo đen lồng ngực hống thiên tôn rốt cục bắt đến thời cơ vừa ra tay chính là lớn nhất nhất kích trí mệnh người áo đen thân thể trong nháy mắt bị xé nứt, chạy xuống dưới đầy trời mưa máu hống thiên tôn ngưng tụ tinh thần mưa máu tan mất một bóng người xuất hiện tại hống thiên tôn chính diện một kích này cũng không đem thoái anh cảnh giới người áo đen đánh giết giống từng đầu hung thú từ lôi công trong tháp đi ra mấy trăm đầu man hoang cự thú uy phong lẫm liệt đứng sừng sững ở trong thiên địa hiện hiện hung uy đông đảo hung thú ngưng tụ thành một cỗ cường đại lực lượng đối kháng chính diện người áo đen cho dù là toái anh tu sĩ cũng không dám kinh thường liêu Tàn dương thừa cơ hướng về tiên quốc phi nhanh trong nháy mắt hắn liền tới đến tiên quốc lãnh địa một cái cự đại thủ lớn rơi ở trong mắt liêu Tàn dương nhìn thấy mà giật mình cái này cự đại trưởng ấn chừng ngàn dặm phương viên sâu đạt mấy chục trượng chỗ lom xuống bị đập đến cứng rắn như sắt cái bàn tay này rõ ràng là từ cựu thiên chi ngoại rơi xuống chỉ là nhất trưởng liền đem bản tôn đánh thành trọng thương người ở đâu liêu tàn dương hàng lâm đến trưởng ấn biên giới căn bản cảm giác không thấy bản tôn tồn tại nơi đây tụ tập mấy tên yêu vương nguyễn yêu trên mặt treo đầy nước mắt sư phụ bị bàn tay lớn kia bắt đi nguyễn yêu chạy đến liêu tàn dương trước mặt miêu tả vừa rồi phát sinh chẳng cảnh giờ phút này nàng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi vừa rồi nếu không phải bản tôn kịp thời đưa nàng đẩy đi ra giờ phút này đã chết thảm bàn tay lớn kia từ trên trời giáng xuống bản tôn đem người khác đẩy ra cự trưởng phạm vi công kích độc lập tiếp nhận cự trưởng thiên uy liêu tàn dương trong đầu xuất hiện một cái chẳng cảnh này bàn tay lớn đập xuống về sau rồi ra hai ngón tay vê lên bản tôn đem hắn mang rời khỏi cựu thiên tri ngoại phá vỡ cái thế giới này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi toái anh cảnh giới à bản tôn chính là toái anh cảnh giới tu sĩ dù là đối mặt toái anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng có thể đánh đến oanh oanh liệt liệt nhưng là hắn vợ ơ y mà không có sức chống cự hai ngón tay cái này là loại lực lượng nào liêu Tản dương tâm vô cùng băng lãnh một loại cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng đến là ai liêu Tản dương giống giận thanh âm truyền khắp cựu tiêu nhưng không người đáp lại bản tôn bị bắt đi hắn là bị người nào bắt đi không người biết được bản tôn như vong chính mình ngắt gặp thụ trước đó chưa từng có trọng thương liễu tàn dương nhìn hàm hàm thương khung ta hội cứu ngươi đi ra vô luận ngươi ở phương nào ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra sơn thần rơi xuống ở một bên hắn sinh cơ đã khôi phục nhưng vẫn như cũ suy yếu vô cùng đã từng liễu tàn dương yếu khi còn bé hắn cảm giác không thấy vô lượng lao tổ cùng luân hồi lão nhân bi hay nhưng khi hắn trưởng thành đến hiện tại cấp độ hắn rốt cục cảm nhận được cảm giác bất lực chỉ sợ vô lượng lao tổ mấy người cũng không có sức chống cự bàn tay lớn kia trên trời có người bọn họ kiệt lực phá vỡ vùng thế giới nhỏ này tiến về một cái khác đại thế giới nhưng là quá trình vô cùng gian nan bọn họ nỗ lực mấy ngàn năm vẫn như cũng bị giam cầm ở nơi đây vô pháp thoát ly vô luận chuyển thế vẫn là hóa thân bọn họ đều không thành công thoát đi nơi đây liêu tàn dương cảm thụ được cái bàn tay này uy lực thủ trưởng từ trời rơi xuống cùng chu tiên quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chỉ là cái bàn tay này tự nhiên mà thành chu tiên quyết so sánh cùng kém ba phần tiên quốc cảnh nội người người cảm thấy bất an tất cả mọi người nhìn thấy này từ trời rơi xuống thủ trưởng sau đó nhìn thấy quốc chủ bị sách ra thiên tế thoái anh cảnh giới đại tu sĩ tại bàn tay kia trước mặt nhỏ yếu giống như trùng liêu tàn dương tâm tình nặng nề trở về tiểu viện trong viện vẫn như cũ chất đống đông đảo yêu vương thi thể lôi hổ vẫn như cũ thủ hộ lấy ly miêu yêu vương thần sát chất phát liêu tàn dương cảm thụ được bản tôn còn sót lại khí tức từng bước một đi vào hắn hiện đang ở ốc xá bọn họ vốn là đồng can sinh giờ phút này bản tôn bị bắt đi bên cạnh người không thể nào hiểu được liêu tàn dương trong lòng thống khổ cùng phẫn nộ hắn bày biện 10 phần đơn giản một cái giường gỗ một cái ghế trúc trên bàn đá bày biện một bình trà còn ấm áp nguyện yêu cùng đông đảo yêu vương chờ đợi tại ngoài viện đối mặt bàn tay lớn kia bọn họ cảm giác được kinh dị quốc chủ lúc đầu có cơ hội đào thoát nhưng là vì đẩy ra bọn hắn quốc chủ mất đi cơ hội bỏ trốn bị bàn tay kia đập thành trọng thương bị bắt đi liêu tàn dương đứng ở trong phòng trên vách tường có số phó thi tử rõ ràng là bản tôn viết này câu thơ thượng nhất bút nhất họa phảng phất có chiến tranh đập vào mặt Thơ nhỏ công kinh sử trưởng thành cũng có quyền yêu đúng như mánh hổ nằm hoa câu ẩn nút nanh bút chịu đựng bất hạnh tù tại trong núi hư hoa hưởng độ thiên thu năm nào như đến báo thủ hoán máu nhuộm trường sang quay đầu ta hội phá vỡ phương thế giới này đi cứu ngươi nhất định liêu tàn dương đọc lấy bản tôn lưu lại thi từ lựa giận sôi sục cầm trong tay ma kiếm lần nữa bay lên thẳng đến người áo đen kia mà đi đông đảo man hoang hung thú vây khốn người áo đen cướp bộ nhưng là hắn tu vi chính là toái anh cảnh giới mà giống thiên tôn cảnh giới cũng chỉ có nguyên anh kỳ hắn hung thú phần lớn chỉ có kim đan cảnh giới bọn họ có thể ngăn cản người áo đen tốc độ đã đáng giá ca ngợi giết người áo đen một tay nô ra vết thương chồng chất hống thiên tôn tránh không kịp bị người áo đen nắm lấy một cái tiêm giác người áo đen hai tay dùng lực giáp băng hống thiên tôn đau đến nộ hống máu tươi từ đỉnh đầu lưu lại người áo đen kia trong tay nắm chặt hống thiên tôn đoạn sừng trong ánh mắt toát ra tản nhẫn tri sắc đã các người đám xúc sinh này dám ngăn trở tại ta vậy ta liền lột các người ra ăn các người thịt người áo đen hướng về đông đảo hùng thú bước tới nếu là hắn tu sĩ chỉ sợ đã sớm chạy trốn nhưng là hống thiên tôn các loại hung thú lại là không sợ sinh tử hung man dũng mánh chi khí làm cho người tắt lưới giống hống thiên tôn một góc đã mất nhưng là hắn vẫn như cũ cuối người dùng một cái khác sừng hướng về người áo đen đánh tới hắn chỉ dùng của mình sinh mệnh đang chiến đấu trước hết là giết người người áo đen xuất thủ lần nữa bắt lấy tiêm giác thân thể bị hống thiên tôn chống đối đến hướng về sau rút lui, nhưng là cảnh giới còn tại đó, cho dù hống thiên tôn liều mạng cũng vô pháp lần nữa làm bị thương người áo đen. người áo đen nô ra một tay, hướng hống thiên tôn lồng ngực trộm tới. vây khốn người áo đen sở hữu hung thú phần lớn đều có thương tích trong người, hành động đã không bằng vừa rồi dũng mãnh, bọn họ gặp hống thiên tôn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là trợ giúp bất lực. phương xa bầu trời một mảnh kim quang, nhất tôn sát thần đánh tới, cầm trong tay ma kiếm, hai mắt phun lửa, một kiếm chém xuống, phá vỡ không gian, chạm tại người áo đen bắt lấy hống thiên tôn trên cánh tay, một kiếm tay cụt, thành công giải cứu hống thiên tôn. người áo đen thân thể lui về phía sau kinh ngạc nhìn lấy qua mà quay lại liêu tản dương hắn cảm giác được người này khí thế tăng cường mấy lần thực lực lại cũng tăng lên rất nhiều mất đi hai tay người áo đen trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ vừa rồi chính mình thi triển ra thiên nhất chỉ cũng không thành công đem người này diệt sát giờ phút này hắn thực lực tăng nhiều chỉ sợ tái chiến tiếp chính mình không chiếm được chỗ tốt giờ phút này hắn đã tâm thấy sợ hãi chỗ được tánh mạng lại nói nhớ tới như thế hắn cũng không lo được đi thu thập bị chém đứt hai tay trong tay lấy ra một đạo linh phủ liền chuẩn bị thi triển chuyển, chuyển rời thần thông rời đi chỗ thị phi này liêu tàn dương tiện tay ném ra một kiện con xúc sắc pháp bảo đánh vào trên linh phủ trong nháy mắt dập tắt linh phủ. một cái âm ú thanh âm tại người áo đen bên thai vang lên, toái anh tu sĩ à, lại là toái anh tu sĩ. nếu như có thể ăn hết dạng này tu sĩ, chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc. lệ quỷ thanh âm xuất hiện, một cái đen nhánh cánh tay từ con xúc sắc bên trong rối ra, một phát bắt được hắc bảo người, kiệt lực đem kéo tốn tiến con xúc sắc thế giới, nhưng là hắn đối mặt người áo đen thực lực quá mạnh, mặc dù lệ quỷ đem hết toàn lực cũng vô pháp đem đối phương kéo kéo vào. liêu tản dương đã bay đến đến người áo đen bên cạnh thần, trong lòng bàn tay hiện ra hồng liên nghiệp hỏa hướng người áo đen hung hăng vô tới, người áo đen như tại đỉnh phong thời điểm, căn bản không sợ hồng liên nghiệp hỏa nguyên anh tu sĩ thi triển hồng liên nghiệp hỏa tuy nhiên khủng bố nhưng vô pháp thương tới tính mạng mình nhưng là giờ phút này hắn thụ trọng thương cảnh giới có rơi xuống nguy hiểm cũng không dám lại đối kháng chính diện hồng liên nghiệp hỏa hắn tâm thần phân tán thời khắc lệ quỷ nắm lấy thời cơ một tay lấy người áo đen kéo vào con xúc sắc thế giới liêu tàn dương theo sát về sau tiến vào con xúc sắc thế giới ở trong người áo đen đi vào con xúc sắc thế giới về sau ý sợ hãi không thể ngăn cản sinh ra chán ở dê lẽ lại hôm nay ta bỏ mạng ở nơi này liêu tản dương tiến vào con xúc sắc thế giới về sau bưng ma kiếm chỉ hướng người áo đen quát ngươi đến thụ người nào sai sự nếu là không nói ta tất sát ngươi đạo hữu bất giận ta nói ta nói là được người áo đen mở miệng nói ra xin một chín mươi chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người chương một trăm năm mươi hỏa diễm diệt địch con xúc sắc trong thế giới liêu tàn dương cũng không có buông lỏng cảnh giác hắc bào nhân này chính là toái anh cảnh giới dạng này người nhất định không thiếu thủ đoạn chỉ cần mình thoáng phân thần tất để hắn đào thoát người áo đen bị thương rất nặng linh lực rơi xuống đến đỉnh phong thời điểm ba phần hai tay bị cùng nhau chém tới tuy nói ngày sau có thể sinh ra cốt đục, nhưng tuyệt không phải sớm tối ở giữa có thể huy sái tự nhiên đạo hữu tha ta một mạng ngày sau ta tất hậu báo ngươi người, người áo đen đánh giá phương thế giới này con xúc sắc thế giới cũng không rộng rộng rãi thương khung chỗ che kín trận pháp lúc trước cái này con xúc sắc pháp bảo tù khốn nguyên anh cảnh giới tu sĩ cũng mười phần gian nan dưới mắt đã trưởng thành rất nhiều Người đến là ai liêu tản dương chỉ hướng người áo đen quát hỏi hắn thân thể là ghép lại mà thành tiếp lời chỗ che kín ngô công đồng dạng vết sẹo đối với loại này thân thể liêu tản dương trong lòng có cái lớn gan suy đoán hắc bảo nhân này chẳng lẽ một cô khôi lỗi liêu tản dương suy đoán cũng không phải là không có đạo lý đã từng vạn hải tuyển trưởng thành đến nguyên anh hậu kỳ đến công thất thập nhị phong cũng là như thế này thân thể người áo đen trong ánh mắt toát ra né tránh thần sắc rõ ràng là đang tự hỏi kế thoát thân bản tôn bị bắt liêu tàn dương đã phẫn nộ tới cực điểm giờ phút này gặp người áo đen bị quản chế nơi này còn không thành thật không thể xóa nhòa sát ý hiện lên liêu tàn dương sau lưng ta chỗ dựa ngươi đắc tội không nổi còn không mau mau thả ta rời đi đột nhiên hắc bảo nhân này tựa hồ thu hoạch được tin tức gì khí thế dâng lên vừa rồi e ngại thần sắc tiêu tán cùng kỳ hiền hóa liêu tàn dương ném ra ma kiếm trong chốc lát nhất tôn hung thú hiển hóa thành hình rõ ràng cũng là cùng kỳ hung thú đầu hung thú này hai mắt trợn lên giận dữ nhìn người áo đen rít lên một tiếng về sau hướng người áo đen cũng tới một chương huyết bùn đại khẩu phóng xuất ra mà khi ăn mòn lên người áo đen linh hồn cùng kỳ hung thú một khi hiện thân liền hấp dẫn người áo đen sở hữu ánh mắt giờ phút này hắn đối liêu tàn dương đã không có nửa phần kinh thị này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn khiến cho người không kịp nhìn người áo đen hai tay đã đứt nhưng là đối khống chế linh lực lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng suy nghĩ tuân ra một cái sáng chói cờ dịt tổ cổng vòm ngăn cản được cùng kỳ bộ nào ách người áo đen phân thần phía dưới bị cái kia đáng giận lệ quỷ nắm lấy thời cơ hắn lại lặng yên xuất hiện tại người áo đen bên người lại đem người áo đen thần thức xé rách dưới một mạng lớn, lớn mật. người áo đen gầm thét phía dưới, lệ quỷ bị đánh bay. người áo đen ngưng tụ thủy tinh môn, chống cự lại cùng kỳ tấn công mạnh, vô pháp phân thần đuổi theo lệ quỷ. liêu tản dương lặng yên ngưng tụ hồng liên hỏa diễm, hồng liên nghiệp hỏa tùy tâm sinh, hắn đang tìm kiếm người áo đen sơ hở, ấp ủ tất sát nhất kích. hắc bào nhân này có một hóa thành ba thần thông, liêu tản dương không thể không đối xử chú đáo, chính mình vận dụng vạn kiếm triều tông kiếm trận tù khốn hắn thời khắc, vì thi triển ra thiên nhất chỉ, hắn hủy bỏ một hóa thành ba thần thông. giờ phút này, hai cánh tay hắn đã đứt, cái này một hóa thành ba thần thông cũng liền trở thành hắn sau cùng bài liêu tản dương đương nhiên sẽ không quên đối thủ năng lực người áo đen tới cùng kỳ công kích lệ quỷ lại tìm đúng thời cơ nuốt một chút thần thức ăn no thỏa mãn đã từng lệ quỷ làm phi đao khí linh tối đa cũng liền ăn ăn một lần chút cơ tu sĩ tìm kim đan tu sĩ kiếm một chén canh khi nào như thế thoải mái qua vợ ơ ý mà có thể ăn toái anh cảnh giới đại tu sĩ người áo đen bị lệ quỷ quay đến tâm phiền ý loạn liêu tản dương nắm lấy thời cơ phóng thích hồng liên nghiệp hỏa hồng liên nghiệp hỏa tùy tâm mà sinh liêu tản dương trong đôi mắt phóng xuất ra một cái đỏ rực liên hoa liên hoa bên trong làm nổi bật ra người áo đen thân ảnh người áo đen thân thể đột nhiên cứng ngắc thần sắc đột nhiên điên cuồng lên loại kia thiêu đốt thần thức đau đớn để hắn phát giác được tử vong ký tức hỏa hồng liên hỏa diễm người áo đen trong mắt đồng dạng xuất hiện hồng sắc liên hoa chỉ bất quá cái này liên hoa tại nung khô hắn tâm thần không không người áo đen giống giận vành trướng linh lực thi triển lại một đầu phá tan con xúc sắc thế giới thân hình hướng thương không bay đi hắn bên ngoài thân ẩn ẩn xuất hiện hỏa diễm bộ dáng hồng liên nghiệp hỏa chính nung khô lấy hắn thần hồn loại kia hỏa diễm vô pháp dập tắt liêu tàn dương thu cùng kỳ kiếm cùng con xúc sắc pháp bảo hướng về người áo đen đuổi theo người áo đen đã phát cuồng đào mệnh trên đường hắn nghĩ hết biện pháp nhưng là nung khô tâm thần hỏa diễm lại không cách nào dập tắt một ngày ba ngày năm ngày ngày thứ bảy hàng lâm một tòa cao ngất kình thiên đỉnh núi chỗ một cái đoạn hai tay người ngưỡng mộ thương cùng, trong thần sắc toát ra không cam lỏng nỗi buồn bốn phía là một mảnh băng tuyết thế giới lạnh leo thấu xương hắn đứng ở nơi đó tựa như hóa thành băng điêu người này y phục tổn hại nghiêm trọng mơ hồ đó có thể thấy được hắn mặc là một cái hát bảo một đám lửa không có dấu hiệu dấy lên đỉnh núi người hoàn toàn hóa thành một đám lửa hồng sắc hỏa quang chiếu đỏ một phương thiên tế tại băng tuyết thế giới bên trong lộ ra mười phần bắt mắt liêu tàn dương rốt cục truy đổi thượng người áo đen tức bộ hắn leo lên tuyết sơn đã từng cùng chính mình đại chiến người áo đen đã hóa thành thổi phồng đen nhánh cho tàn đường đường thoại anh cảnh giới tu sĩ chết thảm tại hồng liên nghiệp hỏa phía dưới cho tàn phía trên một chi thất thải mũi tên tản ra hàn quang thoại anh tu sĩ đều bị đốt thành cho bụi nhưng là chi này thất thải mũi tên lại hoàn hảo không chút tổn hại liêu tàn dương đem mũi tên cầm lấy đôi tên chỗ viết một chữ dán hắc bảo nhân này đến là ai hắn vì sao muốn qua tiên quốc đoạt sơn thần bản nguyên tại hồng liên nghiệp hỏa khô phía dưới người áo đen hết thể dấu vết tan thành mây khói chính là hắn cướp đoạt sơn thần bản nguyên cũng bị hỏa diễm đốt sạch sẽ người áo đen đã chết cũng không còn cách nào từ trong miệng hắn biết được bất kỳ tin tức gì nhưng là có nó tại liền không sợ không giải được bên trong bí ẩn liêu tàn dương cẩn thận từng ly từng tí đem thất thải mũi tên thu hồi trở về tiên quốc bản tôn bị bắt tiên quốc tất cả mọi người đều thấy rõ giờ phút này tiên quốc khu vực tu sĩ yêu ma lòng người bàng hoàng mấy ngày trước yêu vương chết đã để bọn họ trong lòng run sợ giờ phút này quốc chủ lại bị bắt qua đó là một loại thiên tháp địa hãm khủng hoảng liêu tản dương trở về tiên quốc khu vực thình lình nhìn thấy tiên quốc bên trong có mấy đạo khói đặc cố lên có tu sĩ cùng yêu ma đánh cho kịch liệt cũng cố kỵ không được phòng ngược lại phòng sợ một đám rất rưỡi liêu tản dương lưu lại mấy tên yêu vương bản ý liền để cho bọn họ chấn nhất tiên quốc nội tu sĩ yêu ma phòng ngừa tiên quốc trong lĩnh vực có kẻ xấu quay phá chính mình vẹn vẹn rời đi nửa tháng tiên quốc không ngờ trải qua nhấc lên đại chiến thành trì chi tổn hại hơn trăm tòa đông đảo tu sĩ yêu ma đã giết bỏ mắt phản phất có một cái tay thao túng hết thảy mục đích cũng là phá vỡ tiên quốc liêu tản dương đứng ở tiên quốc phía trên thần thức bao trùm tiên quốc toàn bộ cương vực xuyên thấu qua đông đảo thạch tượng đem tiên quốc các nơi chiến sự để ở trong mắt dừng tay cho ta liêu tàn dương thanh âm xuyên thấu qua tiên quốc bên trong thạch tượng chuyển khắp tiên quốc tại tiên quốc khu vực liêu tàn dương thạch tượng chính là thánh tượng nguyên bản đại chiến tu sĩ yêu ma nghe thạch tượng mở miệng nói chuyện lại nhao nhao dừng lại vận hành công pháp vô luận là yêu ma cùng tu sĩ nhao nhao quỷ giảm xuống thạch tượng trước vô số tu sĩ yêu ma công pháp từ thạch tượng tập được theo bọn hắn nghĩ thạch tượng nếu bọn họ ân sư ân sư nói chuyện bọn họ tự nhiên nói gì nghe lấy đại bộ tờ hờ ân chiến sự bị liêu tàn dương hóa giải nhưng là còn có bộ phận tu sĩ chiến đấu không có bởi vì thạch tượng mở miệng nói chuyện mà đình chỉ tốt 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 liêu tản dương gặp còn có tu sĩ đánh nhau kịch liệt chính động tức giận bút lên như sóng lớn bờ giận quá thành cười liêu tản dương tại tiên quốc khu vực trên không nhắm hai mắt thần hồn xuất hiếu mấy tên kim đan tu sĩ chiến ý mãnh liệt bọn họ tự nhiên nghe được thạch tượng lời nói nhưng là căn bản không làm đáp lại ra tay vẫn như cũ tàn nhẫn đột nhiên bọn họ nhìn thấy một hai bàn tay to không nói lời gì cách không chập tới mấy người cũng trốn không thoát bị bóp chặt lấy hóa thành huyết vụ bay xuống chính là kim đan cũng bị bóp nát một phương khác thế lực không kịp cao hứng bàn tay lớn kia lại hướng bọn họ bao phủ rơi xuống bọn họ cuối cùng cũng không có trốn qua người chết kim đan nát hạ tràng liêu tản dương đã kích như cuồng phong bạ vũ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiên quốc khu vực phàm là không có thôi đấu yêu ma cùng tu sĩ toàn bộ chết thảm không một may mắn thoát khỏi trọng chứng đương dùng máy dược, loạn thế đương dùng trọng điện tiên quốc đại loạn liêu tản dương không được không hạ sát thủ nếu là mặc cho bọn họ đánh đầu nữa bản tôn khổ tâm kinh doanh tiên quốc tất hủy hoại chỉ trong chốc lát chiến sự bị liêu tản dương chấn áp xuống trong thành trì đại họa cũng bị dập tắt tiên quốc cảnh nội người người tu hành bọn họ phương pháp tu hành toàn bộ đến từ thạch tượng giờ phút này thạch tượng kim quang đại thịnh liêu tản dương thần hồn trở về cơ thể vừa rồi một phen xuất thủ giết hết kim đan tu sĩ mấy ngàn người có thể nói là máu chạy thành sông hắn mở miệng nói tiên quốc cảnh giới cấm đoán đấu pháp nếu không hết thể đánh giết liêu tản dương thanh âm xuyên thấu qua thạch tượng chuyên gia tiên quốc cảnh nội sở hữu tu sĩ yêu ma trong lòng run sợ một số người âm thầm lau mồ hôi lạnh may mắn chính mình kịp thời dừng tay như là tiếp tục chiến đấu xuống dưới chỉ sợ đã bị diệt sát tiên quốc lần nữa khôi phục lại bình tĩnh một trận hỗn loạn vừa mới lên diễn liền bị liêu tản dương dùng lôi đình thủ đoạn đả kích xuống qua bất quá tiên quốc khu vực vẫn như cũ tràn ngập một cỗ sóng ngầm bản tôn bị bắt đối tiên quốc tu sĩ trùng kích quá lớn nhân tâm lưu động liêu tàn dương trở về bản tôn chỗ ở tiểu viện nguyệt yêu vẫn như cũ chờ đợi ở đây ánh mắt rời rạc rõ ràng là lâm vào trong trầm tư sư phụ sư phụ nguyệt yêu lại đối liêu tàn dương đến trí nhược tổn hại tâm thần vẫn như cũ yên lặng tại tư niệm bên trong tuy nhiên ngươi ngoan cố không thay đổi tuy nhiên ngươi băng hàn được thủy nhưng là nhưng là nguyệt yêu ánh mắt nhìn về phía liêu tàn dương ngươi có thể cứu hắn trở về ngươi nhất định sẽ cứu hắn trở về liêu tàn dương nhìn lấy nguyệt yêu rơi lệ ánh mắt nguyệt yêu liêu Tản dương nhìn lấy nguyệt yêu khuôn mặt đột nhiên liêu Tản dương phát hiện nguyệt yêu lớn lên nàng sớm đã không phải là cái kia đứng trong sa mạc hướng mình đi tới tiểu nữ hải nàng cưới lạc đà rời đi bóng lưng dần dần tại liêu Tản dương trong đầu tiêu tán nguyệt yêu nhìn về phía sư phụ thường xuyên trô đứng đưa đã từng mình bị hắn dạy bảo hắn mặt không biểu tình không vui không buồn hắn bất thiện lời nói thậm chí chất phác nhưng là hắn lại tặng cho chính mình thuật pháp dạy bảo chính mình trưởng thành hắn đem chính mình suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ cho chính mình tuy nhiên hắn chưa bao giờ đối với mình những thuận lời nói hùng hồn nhưng hắn lại yên lặng quan tâm chính mình chăm sóc lấy chính mình trưởng thành loại này quan tâm vô pháp thay thế tuy nhiên ngươi đã từng mang đến cho ta chấn động nhất cảm tình nhưng là trong lòng ta sư phụ mới là trọng yếu nhất không người nào có thể thay thế hắn nguyễn yêu nhìn về phía liêu tàn dương chậm rãi mở miệng hơn hai mươi năm sớm chiều ở chung lẫn nhau ở giữa cảm tình đã siêu việt hết thảy ngươi nói cho ta biết ngươi nhất định sẽ đem sư phụ ta cứu trở về nguyễn yêu trong ánh mắt hiện lộ là một loại cứng cỏi dù là liêu tàn dương không có giải thích cứu nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến về đã từng sư phụ liền đứng ở chỗ này dốc lòng dạy bảo vô số cái cả ngày lẫn đêm cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ đi cứu liêu tản dương nhìn về phía nguyệt yêu hắn toàn nguyệt yêu trong ánh mắt nhìn thấy kiên trình tại nàng đối bản tôn tình cảm sớm đã vượt qua chính mình lôi hổ vẫn như cũ ôm ly miêu yêu vương thi thể liêu tản dương đi đến lôi hổ bên người mở miệng nói nếu như ngươi muốn cứu nàng cần đi đường rất dài nàng bị theo thất thần hồn chỉ cần lực lượng ngươi đủ mạnh đem ngươi người yêu cấp về lôi hổ ngầm đầu nhìn lấy liêu tản dương thần trí dần dần tỉnh táo lại đúng chỉ cần ta cường đại liền có thể cứu sống nàng xin một chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người chương một trăm năm mươi hai giải khai bí ẩn lôi hổ trí nhớ đã bị xóa đi nhưng là hắn đối ly miêu yêu vương trí ái nhưng không có tiêu tán liêu tản dương nhìn lấy ly miêu yêu vương thi thể cái này yêu vương một thân lục giáp cầm trong tay hai thanh ma nhận mấy lần cùng mình đối chiến nàng rất sống động thân hình vẫn tại liêu tản dương trong đầu bồi hồi tụ lại ở trong viện mấy tên yêu vương đem sở hữu đại yêu thi thể thu liễm phong tồn tại trong quan tài băng nếu có một ngày có thể đoạt lại bọn họ thần hồn khởi tử hoàn sinh cũng không phải không thể yêu ma đồng tu sĩ có bản chất khác biệt tu sĩ luyện thần hết thể lấy nguyên anh làm trọng đoạt xá có thể trọng sinh nhưng lại yêu ma thân thể đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu bỏ qua thân thể tương đương với bắt đầu lại từ đầu liêu tản dương lấy ra thất thải mũi tên coi trọng mũi tên phần đôi gián chữ đây là người áo đen còn sót lại vật hết thể nỗi bắt gan đem từ mũi tên này bắt đầu giải khai vô luận là ai tại hậu trường sai sự ta nhất định sẽ đem ngươi bắt tới liêu tản dương đi vào nhà bỏ cửa phòng quân bế quốc xá bên trong trận pháp vận hành linh lực tụ tập mà đến liêu tản dương đem chi này thất thải mũi tên đặt ở trước mặt phóng thích thân thức dò xét mũi tên nội bộ có thể thừa nhận được hồng liên nghiệp hỏa núi khô nhất định không phải phản vật thất thải mũi tên nội bộ vầng sáng lợn lờ dày đặc trận pháp điệp ra tại một chỗ vòng vòng đan sen càng làm liêu tản dương kinh ngạc là cái này thất thải mũi tên cũng không phải là pháp khí công kích nó tác dụng là liêu tản dương sau khi nghĩ thông suốt điểm này phóng thích linh lực xuyên thấu qua mũi tên nội bộ trận pháp hai cái giống như lúc thân hình xuất hiện tại liêu tản dương trước mặt thông qua kiện pháp khí này vờ ơ y mà có thể mô phỏng hóa một hóa thành ba thần thông điều tra phía dưới mặt khác hai cái hóa thân cảnh giới cùng lực lượng xa kém xa chính mình nếu là phối hợp chính mình thi triển trận pháp ngược lại là có chút tác dụng nếu là dùng để đối địch hai cái này hóa thân liền là mình vương hữu nghĩ đến đây liêu tản dương rốt cục biết được người áo đen kia vì sao đang thi triển khai thiên nhất chỉ về sau không lại thi triển một hóa thành ba thần thông nếu là đem kiện pháp khí này dùng tốt có lẽ có thể đưa đến kỳ binh hiệu quả trận đại chiến này lôi công tháp cùng con xúc sắc pháp bảo đều bị tổn thương liêu tản dương bắt đầu chữa trị hai kiện pháp bảo củng cố tự thân cảnh giới một năm sau vân cư tự đại chiến rốt cục hạ màn kết thúc một trận đại hôn chiến làm đến thiên hạ tu sĩ thương vong thảm trọng càng nhiều sơn môn mở ra bắt đầu gây dựng lại tu tiên giới lần nữa khôi phục lại bình tĩnh tu tiên giới các đại sơn môn khôi phục nguyên khí vì đoạt vân cư tự bên trong trọng bảo rất nhiều nguyên anh cảnh giới tu sĩ vẫn lạc tại nơi đó một ngày này tiên quốc khu vực mặt trời chói trang liêu tản dương phá quan mà ra có một người sớm chờ ở đây trong tay cầm một thanh gió mát trường kiếm một phái hiệp phong đạo cốt hắn gặp liêu tản dương từ ốc xá bên trong đi ra Ông quyền nói phong chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a à. chờ liêu tản dương cũng không phải là người bên ngoài chính là năm đó vô lượng môn đệ nhất phong phong chủ trương Ngại xuyên người đến rất đúng lúc ta đang có sự tình còn muốn hỏi ngươi liêu tản dương rộng mở ốc xá cửa phòng cho trương mai xuyên đi vào trương mai xuyên chiến lược mười phần mạnh mẽ nhưng đối với chiến toái anh tu sĩ đồng thời hắn biết rất nhiều bí mật sự tình có một số việc liền liêu tản dương đều không rõ ràng liêu tản dương cho trương mãi xuyên rót một ly trà về sau trương mãi xuyên hớp một cái mở miệng nói phong chủ ta hôm nay tới đây chính là có rất nhiều bí văn cáo chi ngươi ngươi cũng đã biết cái này là vật gì liêu tản dương lấy ra thất thải mũi tên trương mãi xuyên thấy một lần vật này hai mắt tỏa ánh sáng mở miệng nói phong chủ từ chỗ nào đến bảo vờ ở tờ này bối đây chính là thân ngoại hóa thân thiết yếu pháp khí liêu tản dương gặp trương mãi xuyên quả nhiên biết vật này đem đưa ra trương mãi xuyên tiếp nhận thất thải mũi tên tinh tế do xét sau cùng đem ánh mắt đặt ở đôi tên rắn chữ trí thượng mở miệng nói phong chủ vật này chính là vô lượng môn sinh tiếu điện rắn trưởng lao chi vật chỉ bất quá bực này thân ngoại hóa thân pháp bảo phần lớn là phòng chế phẩm vô pháp thi triển ra nó tránh thức thần uy trương mai xuyên nhìn liêu tàn dương liếc một chút hôm đó bản tôn đồng quy ẩn hòa thượng đại chiến bị trương mai xuyên để ở trong mắt đã từng hắn coi là tọa trấn tiên quốc là một cố khối lỗi nhưng là hắn nhìn thấy bản tôn có thể chính diện chống lại quy ẩn lực lượng về sau trong lòng lại thêm ra nhất trọng phán đoán chẳng lẽ liêu tàn dương tu luyện thân ngoại hóa thân đại thần thông một phân thành hai quả nhiên là sinh tiếu điện. Trương Mai xuyên lại mở miệng nói, phương thế giới này bên trong có hai cái trí cường người, một người vì vô lượng tổ sư, hắn đã từng là tùy vân thị vệ giải, thực lực mạnh mẽ, về sau tùy vân công chúa phi thăng, hắn liền lưu tại giới này, sáng tạo vô lượng môn. Trương Mai xuyên uống một ngụm trà, gặp Liêu Tản Dương cũng không bộc lộ quá nhiều thần sắc, tiếp tục mở miệng nói ra, một người khác thì là luân hồi lão nhân, người này thần bí nhất, hắn từng ngủ có vài chục cái thân phận, đồng đều thành tựu một phen đại nghiệp, bên trong vô lượng môn bên trong có một chi bí ẩn lực lượng liền thuộc về hắn, sinh Tiếu điện gián trưởng lao chính là đệ tử của hắn một trong. Liêu Tản Dương trong lòng nhấc lên nghi ngờ, thầm nghĩ, lại là cái này luân hồi lão nhân dở trò, hắn mục đích là cái gì? Cái kia bắt đi bản tôn to lớn bàn tay cùng hắn có gì loại liên hệ? Tiên quốc cảnh nội đông đảo yêu vương là hắn xuất thủ đánh giết hay sao? Đã từng, ta gặp qua nhất tông cái sự, phong chủ có thể muốn biết. Ngươi nói, mấy năm trước, ta trong lúc vô tình xông vào một chỗ động phủ, trong động phủ có trăm chiếc quan tài băng, cổ quái là, cái này trăm chiếc quan tài băng bên trong đều đốt hỏa diễm thiếu đốt, ngọn lửa kia chính là hồng liên nghiệp hỏa. Trương Mai Xuyên nói xong lời này nhìn về phía Liễu Tàng Dương, gặp hắn cũng không làm ra đáp lại, Trương Mai Xuyên tiếp tục nói, về sau, ta làm điều tra, cái này hồng liên nghiệp hỏa là thiên hạ trí hung hòa diễm trường khống ngọn lửa này rất khó nhưng lại như thành công đem trường khống lực lượng đem cường đại đến cực điểm giết địch kiến công không nói chơi này trăm chiếc quan tài băng phong tồn lấy trăm tên nguyên anh tu sĩ bọn họ toàn bộ bị dùng để luyện hóa hồng liên nghiệp hỏa bên trong có ma vực đông phương ma chủ vạn hải tuyển các loại thủ bút này xuất từ luân hồi lão nhân phong chủ ngươi bây giờ có biết hay không luân hồi lão nhân dụ ý trương mãi xuyên nói xong liêu tản dương tóc mày đem những cái kia khiêu khích người mình cùng sự tình liên hệ tại một chỗ ma vực bên trong đông phương ma chủ vạn hải tuyển các loại liêu tàn dương hoàn toàn minh bạch hết thảy toàn bộ thuận nguyên lai bọn họ đều là thụ luân hồi lão nhân sai sự đến chắc thí chính mình hồng liên nghiệp hỏa ba ngàn năm trước chính mình cùng vân cư tự đại chiến hiện lộ hồng liên nghiệp hỏa uy lực cũng chính là khi đó mình bị luân hồi lão nhân để mắt tới hắn dụng ý đã mười phần sáng tỏ đoạt từ chính mình hồng liên nghiệp hỏa cho mình dùng chỉ sợ chính mình sở tác sở vi đều tại luân hồi lão nhân giám sát phía dưới luân hồi lão nhân sở tác sở vi đã sáng tỏ như vậy vô lượng lao tổ cùng trương mãi xuyên ở giữa mâu thuẫn lại là cái gì trương mãi xuyên gặp liễu tản dương hướng mình đầu quân qua ánh mắt nghi ngờ tiếp tục mở miệng nói phong chủ phải chăng lo nghị thân phận ta ta cùng vô lượng lao tổ ở giữa đến quan hệ ra sao vì sao nhất tâm muốn bị tiêu diệt vô lượng môn cùng vô lượng lao tổ tu luyện là bực nào công pháp đúng ngươi cùng vô lượng lao tổ đến là quan hệ như thế nào liêu tản dương từng luyện hóa vô lượng lao tổ một bộ phân thần đối vô lượng lao tổ đã có được sơ bộ hiểu biết hắn tu luyện là huyết thần kinh đã từng đánh giết mà đến không ít tu tiên giới cường giả dạ, nhưng là vô lượng lao tổ đối với liêu tản dương tới nói quá xa xôi chính mình chỉ có thể từ khía cạnh hiểu biết cái này hóa thần cảnh giới cường giả dạ. nếu là nói ta cùng vô lượng lao tổ cựu hận còn muốn từ ban đầu nói lên tám ngàn năm trước một cái sinh hoạt trong rừng thị tộc gặp hai bay vạ gió hai tên nguyên anh tu sĩ đại chiến lan đến gần cái này tộc quần trên trời rơi xuống đại nạn cái này tồn tại mấy trăm năm thị tộc hủy hoại chỉ trong chốc lát chỉ còn lại có một cái tên là xích viêm thiếu tộc trưởng về sau người thiếu tộc trưởng này đi ra đại sơn bái nhập thất xảo phong môn giới tu hành đạo thuật thiếu niên này thiên túng kỳ tài ngắn ngủi ngàn năm liền bước vào nguyên anh cảnh giới chỉ huy thất xảo phong hướng đi chưa bao giờ có huy hoàng liêu Tản dương lẳng lặng nghe trương mãi xuyên thần sắc cũng lâm vào trong hồi ức mang theo nhàn nhạt thương cảm lúc ấy giữa thiên địa lớn nhất phàm nhân đế quốc khởi tên là đại tùy quốc chủ hùng tài đại lượng lại công phạt đông đảo tu tiên môn phái nữ tùy vân càng là trên trời rơi xuống kỳ tài trong vòng trăm năm tu thành nguyên anh trong vòng năm trăm năm hóa thần nếu ta lường trước không tệ cái này đại tùy quốc chủ chính là luân hồi lão nhân đời thứ nhất mà tùy vân thì là thiên ngoại thiên đại thế giới tu sĩ chuyển thế liêu tản dương muốn từ bản thân qua lại đã từng mình đã từng thấy tùy vân một mặt khi đó tùy vân công chúa đã là hóa thần tu sĩ mà chính mình chỉ là luyện khí tu sĩ bậc này khoảng cách không thể vượt qua lúc ấy nàng đem chính mình ngộ nhận chính mình là chuyển thế chi thân lại nói mình hóa thần về sau nàng hội trở về số thời gian ngàn năm thương hải tăng điển đại tùy đế quốc đã phai mở lúc trước tên là xích viêm thiếu niên đã trở thành vô lượng lao tổ mà chính mình cũng rốt cục đi đến đỉnh phong đã từng sư môn đã diệt sư huynh đệ lời nói hùng hồn phảng phất còn tại bên thai vang lên nhưng bọn hắn toàn bộ hóa thành nhất phùng hoàng thổ xích viêm trở thành đại tùy đế quốc thị vệ trưởng đi theo tại tùy vân công chúa bên người tu hành đạo pháp thất xảo phong cũng đi đến đỉnh phong đổi tên là vô lượng môn thành vì thiên hạ ở giữa lớn nhất mạnh nhất môn phái một trong mai xuyên thần sắc bắt đầu biến hóa từ ban đầu hướng về chuyển biến làm bí thương tùy vân công chúa cùng đại tùy đế quốc hoàng đế quyết liệt xuất lĩnh đại tùy đế quốc quần thần phi thăng xích viêm là tùy vân công chúa trợ thủ đắc lực nhưng là phi thăng thời điểm bị bài trừ bên ngoài bởi vậy tính tình đại biến trương mãi xuyên nói xong lời này thần sắc giữ tợn thống khổ hắn không biết từ chỗ nào tìm tới một đạo ma công tên là huyết thần kinh hắn bắt đầu giết hại sư môn sư tôn bị hắn luyện hóa hắn sư huynh đệ cũng không có trốn qua độc thủ khi đó chỉ có kim đan cảnh giới ta bởi vì cảnh giới thấp trốn qua một kiếp tùy vân công chúa không có dẫn hắn phi thăng rõ ràng cũng là bởi vì hắn ái mộ tùy vân công chúa tùy vân sau khi rời đi hắn còn thành lập vân cư tự không có bị mang đi thải giám toàn bộ tụ tập tại vân cư tự làm hòa thượng ta lập chí phải vi sư cha sư minh báo thủ ẩn nhẫn mấy ngàn năm càng tu luyện ác độc công pháp tam thi quyết như toan thu hoạch được khiêu chiến xích viêm lực lượng thế nhưng là ai có thể nghĩ đến tu luyện tam thi quyết cả đời đem dừng bước tại nguyên anh cảnh giới nếu vô pháp chém chết tam thi liền vô duyên toái anh cảnh giới trương mai xuyên đem chính mình tu luyện công pháp toàn bộ đỡ ra liễu tàn dương nhìn lấy thao thao bất tuyệt trương mai xuyên trong lòng sinh ra một cái nghi vấn hắn nói cho ta biết những này y muốn như thế nào xin một chín mười, chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người chương một trưởng không thiên hạ. Trương Mai Xuyên tiếp tục giảng thuật Liễu Tàn Dương không biết sự tình, hắn bị phong ấn 3000 năm, tu tiên giới rất nhiều chuyện bị hắn bỏ lỡ, mà trước đó, hắn tu vi thấp, tu tiên giới rất nhiều đại sự, hắn vô duyên biết được. Vân cư tự hành sự quái đản, nhưng là bởi vì được lợi tại tùy Vân công chúa, tại vô lượng lao tổ đến đỡ giới cấp tốc của khởi, tại Vân cư tự hấp dẫn ánh mắt mọi người thời điểm, vô lượng lao tổ trắng trận đánh giết thiên hạ tu sĩ, người xưng vô lượng huyết ma, nhờ vào đó ma công, cuối cùng để hắn đột phá đến hóa thần cảnh giới, là thiên hạ đệ nhất người. Trương Xuyên nói tới chỗ này, thần tình kích động đứng lên nói, nhân quả báo ứng, lần nào cũng đúng, tuy nhiên vô lượng lao tổ đột phá hóa thần cảnh giới nhưng là cũng bị ma công chỗ mệt mỏi thọ nguyên kết thúc đột phá hóa thần cảnh giới về sau hắn liền chết mượn một gốc thiên linh địa bảo cất giữ thần thức đắc ý sống tạm liêu tàn dương nghe đến đó trong lòng đã biết được chính mình bị phong ấn ở tàn dương sơn chính là vô lượng lao tổ xuất thủ nhưng là khi đó vô lượng lao tổ sớm đã chết chính mình lại bị một cái chết đi tu sĩ trấn áp ba ngàn năm khi đó ta coi là tìm được báo thù kỳ ngộ nhưng là cho dù ma đầu kia chết y nguyên có lực lượng cường đại không phải ta có thể đối kháng thế là ta tiếp tục cẩn nhẫn tìm kiếm xuất thủ thời cơ trương mãi xuyên nói xong lời này nhìn về phía liêu tàn dương chậm rãi mở miệng lại về sau có được hồng liên Hỏa diễm liêu tàn dương như sao trổi cuộc khởi cùng vân cư tự bạo phát đại chiến vân cư tự bị hồng liên Hỏa diễm thiêu đến đại bại luân hồi lao nhân bị ngọn lửa này hấp dẫn vân cư tự càng là từ vô lượng lao tổ trong tay cầu một đạo phong ấn phụ trú lớn nhất cuối cùng thành công phục kích liêu tàn dương đem trấn áp sau đó liền nhấc lên tu tiên giới hạo kiếp vân cư tự cũng là từ khi đó bắt đầu tại đỉnh phong suy sụp từ khi đó ta liền bắt đầu liên hệ vô lượng lao tổ cự gia đánh vào vô lượng môn nội bộ càng là thành công lôi kéo vô lượng lao tổ tín nhiệm nhất tọa kỵ độc giao hơn hai nghìn năm về sau vô lượng lao tổ không biết bởi vì duyên cớ nào thần hồn chấn động ta coi là thời cơ chín ngồi khởi nghĩa vũ trang nhu đồ bị tiêu diệt vô lượng môn phản loạn trương mãi xuyên nói xong liếu Tàng dương tổng hợp hắn lời nói đem hết thể liên hệ tại một chỗ chỉ sợ vô lượng lao tổ thần hồn chấn động là bởi vì chính mình luyện hóa vô lượng lao tổ một bộ phân thần ốc xá bên trong an tĩnh lại trương xuyên không nói nữa hắn biết rõ đại bộ tờ ẩn ở sự tình đã tiết lộ cho liễu dương liên quan tới chính mình bí mật hắn lựa chọn sơ lược người tới tìm ta chỉ sợ là muốn kéo ta xuống nước cùng một chỗ đánh giết vô lượng lao tổ liêu tản dương một câu chỉ ra trương mai xuyên ý đổ đến ngươi ngược lại là để mắt ta tuy nhiên ta cảnh giới đã đạt tới nguyên anh đại thừa kém một bước có thể đột phá đến toai anh cảnh giới nhưng là bách túc đại chủng tử nhi bất tương thú chi là một tên hóa thần tu sĩ phong chủ nếu như ngươi nguyện ý xuất thủ giúp ta giết ma đầu kia ta nguyện ý đi theo ngươi trái phải dâng lên ta góp nhặt mấy ngàn năm tài vợt trương mai xuyên thông suốt đứng lên quỳ dạp xuống liêu tản dương trước mặt như có người có thể đánh giết vô lượng lao tổ chỉ có thể là trước mắt liêu tàn dương bởi vì hắn có được giữa thiên địa hùng hãn nhất hòa diễm phong chủ giờ phút này vô lượng lao tổ thực lực yếu nhất nếu là có thể thành công chém giết với hắn vô lượng lao tổ chân tàng cũng tận về phong chủ chi thủ trương mãi xuyên nói đến cần thiết nhưng là liêu tàn dương thờ ơ phong chủ ngươi ngâm lại xem ngươi đoạt vô lượng môn đây chính là vô lượng lao tổ lớn nhất căn cơ nếu là tha cho hắn thư giãn tới ngươi còn có thể như thế tiêu giao sao hắn tất đánh giết ngươi một lần nữa đem khống vô lượng môn trương mãi xuyên tiếp tục mê hoặc lấy liêu tàn dương hắn thấy nếu có thể đem liễu tàn dương kéo xuống nước chính mình tỷ lệ thành công sẽ lên thăng mấy lần ngươi góp nhặt bao nhiêu lực lượng tại vô lượng môn bên trong ngươi là có hay không còn có hậu thủ Liêu tàn dương tự nhiên biết vô lượng lao tổ lợi hại chính mình thừa cơ đoạt hắn cơ nghiệp nếu là tha cho hắn phục sinh chỉ sợ cái thứ nhất muốn giết người liền là mình trương mai xuyên nghe nói lời này lắc lắc đầu nói ta bồi dưỡng mấy ngàn năm lực lượng đã tại vô lượng môn trong phản loạn tổn thất hầu như không còn còn thừa không có mấy vậy ngươi dựa vào cái gì qua chu sát vô lượng lao tổ liêu tản dương quát hỏi vô lượng môn phản loạn đối vô lượng môn trùng kích cực lớn vô lượng môn thất thập nhị phong cấm hủy chỉ còn lại có vô lượng môn nội điện mà nội điện bên trong thế lực rắc rối phức tạp bọn họ lẫn nhau cả tay đã hoàn toàn mất đi đối vô lượng môn trường khống phong chủ chớ trách nghe ta nói hết lời tuy nhiên tại vô lượng môn bên trong ta không có có sức mạnh nhưng là giữa thiên địa còn có đông đảo hạ à vẹn trở đối vô lượng lao tổ nhìn chằm chằm vô lượng lao tổ tiên trước từng đánh chết số lượng chúng nhiều cường giả những cường giả này hậu bối còn sống sót khôi phục nguyên khi mấy ngàn năm đã hình thành một cố cường đại lực lượng chỉ cần đem chi này lực lượng lấy tới cũng là một thanh đâm vào vô lượng lao tổ trái tim dao nhọn tại trương mãi xuyên trong lòng trong thiên hạ chỉ còn lại có ba cỗ lực lượng cường đại chứ một cỗ lực lượng chính là luân hồi lão nhân hắn luân hồi chuyển thế mấy ngàn năm tích lũy xuống nhân mạch rộng khó có thể tưởng tượng hắn cường đại nhất đồng thời cũng là tối thần bí cỗ thứ hai lực lượng chính là vô lượng lao tổ tuy nói hắn sáng tạo vô lượng môn đã bị liêu tàn dương cấp đi nhưng là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau đông đảo riêng là vô lượng môn nội điện bên trong lực lượng liền không thể coi thường cỗ thứ ba lực lượng chính là liêu tàn dương hắn bằng vào quyền mưu cấp tốc của thời đem khống vô lượng môn chiếm cứ tiến quốc hiệu lệnh thiên hạ tu sĩ danh tiếng nhất thời có một hai nếu là đem liêu tản dương lôi kéo tới cùng nhau đối kháng vô lượng lao tổ tỷ lệ thành công rất lớn tại trong lúc này cần phải vận dụng một chút thủ đoạn tránh đi luân hồi lao nhân làm tọa sơn quan hồ đấu liêu tản dương nhìn lấy trương mãi xuyên nói tại ta làm quyết định trước đó còn có một chuyện muốn làm chuyện gì đi theo ta liêu tản dương cùng trương mãi xuyên bước ra tiểu viện tiên quốc tại liêu tản dương chấn áp thô bạo dưới đã từ quốc chủ bắt trong hỗn loạn đi ra khôi phục ngày xưa bình tĩnh nhưng là liêu tản dương tâm nhưng lại chưa bao giờ bình tĩnh qua hai người bay đến tiên quốc trên không liêu tản dương chỉ hướng này cự đại thủ lớn nói ngươi cũng đã biết người nào có thể làm được như thế cấp độ Trương Mai xuyên ngưng thần hướng tiên quốc nội địa này cái cự đại trưởng ấn nhìn lại, này cự đại trưởng ấn xuyên qua hơn nghìn dặm, rất là hùng vĩ, lo mở chỗ sâu nhất đạt trăm trượng, trên bàn tay vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Khối kia khu vực mặt đất cứng rắn như sắt, không có một mảng cỏ, Trương Mai xuyên mới tới lúc cũng bị này trưởng rung động. Đi, chúng ta qua chỗ gần điều tra. Liêu Tản Dương phi thân chống đỡ gặp trưởng ấn biên giới, đứng tại vách đá nhìn xuống dưới, mãnh liệt khí tức khủng bố đập vào mặt. Trương Mai xuyên cảm thụ được trưởng ấn mang đến cho mình cảm giác nguy cơ, trong lòng dâng lên báo động. Hắn nhìn về phía Liêu Tản Dương hỏi, "Phong chủ, cái này là ý gì?" bước này trưởng ấn truyền đến khí tức, sợ là hóa thần tu sĩ cũng khó có thể đạt tới. chuyện này là tờ hờ ớt tờ. phong chủ đi theo ta. trương mãi xuyên nhảy vào trưởng ấn trong, dùng bàn chân hung ác về mặt đất, nhưng lại không để lại bất cứ dấu vết gì. phong chủ ngươi nhìn, cái này trưởng ấn tự nhiên mà thành, nhìn như tùy ý nhất trưởng, lại có ngày uy. nếu là có người tại dưới lòng bàn tay tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. theo ý ngươi đến, luân hồi lão nhân cùng vô lượng lão tổ, ai có thể thi triển thần thông như thế? trương mãi xuyên nhìn lấy liêu tàn dương ngưng trọng thần sắc, đúng là suy nghĩ sau một lát mở miệng nói, tại hai người bọn họ định phong thời điểm có lẽ có thể thi triển ra bực này thần thông nhưng là này nhất định phải ra đem hết toàn lực dù vậy cũng tuyệt đối sẽ không như thế trưởng ấn đồng dạng thoải mái nếu là thôi toán mấy ngàn năm có một người có thể đánh ra như thế uy lực trường pháp ai tùy vân công chúa liêu tản dương gặp trương mãi xuyên đối tùy vân tôn sùng đầy đủ theo trương mãi xuyên trong thiên hạ không người có thể ra tùy vân chi phải ngươi cũng đã biết sư phụ ta bị người nào bắt đi một thanh âm từ thiên tế vang lên một bóng người xinh đẹp bay xuống trương mãi xuyên ngẩng đầu nhìn qua trong mắt không nơi yên sống có nhan sắc ánh mắt của hắn bên trong chỉ còn lại có tiên tử đồng dạng nhanh nhẹn rơi xuống một yêu toàn thân áo trắng váy bảo có thêu liên hoa tóc xanh áo choàng rơi xuống giống như hoa sen mới nở người người trương lại xuyên nhìn lấy nguyệt yêu lại nói không ra lời nguyệt yêu trong lòng đã bị lo lắng bổ sung đối liếu tàn dương này phần chờ đợi đã không còn sót lại chút gì trong mơ hồ nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ đợi một cái cao lớn nam nhân cản ở trước mặt mình ương thuận lời hứa nàng còn nhớ rõ ma vực bên trong một người nam nhân vai khiêng ma kiếm giết đến ma vực máu chạy thành sông nhưng mà theo sư tôn bị bắt hết thể thiếu nữ ảo tưởng bị phủ bụi tại trí nhớ chỗ sâu trong khoảng thời gian này nguyễn yêu thường xuyên đứng ở trong viện phản phát sư tôn không có rời đi hắn vẫn như cũ bày biện băng mặt lạnh giáo tập chính mình nguyễn yêu trong mắt ảo ảnh tiêu tán sư tôn cũng không tồn tại hết thể đều là bọc nước nàng trong mắt chảy ra nước mắt đã từng ta ảo tưởng anh hùng xuất hiện tại trước mặt ôm ấp tại hắn trong cửa tay truy phong trục nguyện đã từng ta ảo tưởng kéo lên nam nhân yêu mến cánh tay hành tàu chân trời nhưng là làm ngươi bị bắt ta mới phát hiện đáng giá ta dùng một đời qua trí ái người chưa bao giờ rời đi qua hắn thủy trung đứng tại bên cạnh mình sư phụ ngươi trở về đi chúng ta lại lần nữa bắt đầu ta sẽ không lại ảo tưởng anh hùng Ngươi mới là ta cần, có nhất người. Ngươi mới là có thể vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ta người. Trương Mai Xuyên nhìn lấy Nguyệt Yêu đến, rung động trong lòng, nữ tử này vờ ơ y mà cùng trong trí nhớ người kia chồng lên đến một chỗ. Ngươi là? Tùy Vân. Trương Mai Xuyên mở miệng. Liêu Tản Dương nhìn lấy Trương Mai Xuyên, nghe hắn lời nói, thầm nghĩ, ta từng gặp Tùy Vân, ở đâu là Nguyệt Yêu bộ dáng? Nguyệt Yêu nghe cái này nam tử cầm kiếm lời nói, cũng là bị hỏi đến trong lòng hoang mang, nói ra, Tùy Vân là ai? Liêu Tản Dương lấy ra Tùy Vân công chúa bức tranh, đem triển khai, Nguyệt Yêu tiếp nhận bức họa về sau, nhìn chăm chú bức họa bên trong Tùy Vân công chúa. Ta không biết nàng, ta không phải tùy Vân. Nguyệt yêu đem bức tranh trả lại cho Liễu Tản Dương. Thật có lỗi, là ta đường đột, còn mời tiên tử tha thứ, nhưng là các ngươi khí chất đúng là tương tự như vậy. Trương Ngãi Xuyên nói xong, âm thầm quan sát Liễu Tản Dương sắc mặt, suy đoán hai người quan hệ. Liễu Tản Dương trong lòng không sai, vài ngàn năm trước, quát tháo tu tiên giới tùy Vân là tiên tiên linh thể, Nguyệt yêu đồng dạng là tiên tiên linh thể, hai người hữu tướng đồng khí chất, không khó lý giải. Nguyệt yêu cũng không phụ tiên tiên linh thể nổi danh, ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, đã tu thành nguyên anh, đây tuyệt đối kinh động như gặp thiên nhân. Liêu Tản Dương tu luyện tới Nguyên Anh Cảnh giới trọn vẹn dùng hai ngàn năm. Lúc trước Liêu Tản Dương không có người dẫn đường, là một bước một cái dấu chân tự đi ra ngoài, mà Nguyệt Yêu là đứng tại cự nhân trên bờ vai, thiếu đi rất nhiều chặng đường ngoan luồng. Xin một chín chỉ một s thôi ạ, à, cảm ơn mọi người. chương một trăm năm mươi bốn, luyện pháp bảo. Liêu Tản Dương đi đến trường tâm chi sử, một cái cự đại động sâu xuất hiện tại đó, này động biên giới cũng bất quy tắc, chương lại xuyên thấy hoang mang, chính mình dùng lực ép dưới, vô pháp cho mặt đất tạo thành vết thương, cái này động sâu là như thế nào hình thành? Nguyệt Yêu hai mắt phím hồng, bản tôn tuy nhiên cứu Nguyệt Yêu bọn người nhưng là mình không có đào thoát bị cự trưởng vô chúng bản tôn tận lực tới cự trưởng nhưng làm sao cự trưởng lực lượng quá mức cường đại thân thể đánh tới hướng mặt đất lưu lại thật sâu hầm động đợi phương thế giới này sự tình giải quyết xong tất ta hội phá vỡ thiên đạo hàng lâm đại thế giới kia tiến đến tìm ngươi muốn đến nơi này liêu tản dương quay đầu nhìn về phía trương mai xuyên như muốn lấy được ta hiệp trợ ngươi nhất định phải biểu hiện ra chính mình lực lượng qua liên hệ thế lực của ngươi đến tiên quốc tụ hợp tốt một lời đã định trương mai xuyên gặp liêu tản dương đáp ứng chính mình cùng nhau diệt sát vô lượng lao tổ mặt lộ vẻ vui mừng cũng không do dự nữa quay người liền rời đi tiên quốc tiến về chỗ hắn Trương Mai xuyên ba phần thân thể, hai người khác đã sớm liên lạc người tốt lập tức, chỉ chờ Liêu Tản Dương đến đây tin tức. Trương Mai xuyên vội vã rời đi, Liêu Tản Dương cũng rời đi nơi đây, hiện nay, hắn chỗ đối mặt địch nhân đã là toái anh cảnh giới cường địch, vô luận là Lôi công thắp vẫn là con xúc sắc pháp bảo, đồng đều bày biện ra lực có thua tình huống. Liêu Tản Dương đối địch có thể dùng pháp bảo chỉ có cùng kỳ ma kiếm, đã lộ ra lực bất tòng tâm. Liệt Thiên một kiếm đối mặt Nguyên Anh phía dưới tu sĩ, lực sát thương mạnh mẽ, đối mặt toái anh tu sĩ, Liệt Thiên một kiếm sớm đã không còn năm đó uy danh, chỉ có này vạn kiếm triều tông kiếm trận còn có thể tụ khốn toái anh tu sĩ nhưng cũng chỉ là có thể tù khốn đối thủ có thể đánh giết thoái anh tu sĩ thủ đoạn chỉ còn lại có hồng liên nghiệp hòa một đạo phát bảo chú thuật đương trình hợp một phen Liêu tản dương trở về nơi bế quan về sau mở ra trận pháp linh lực nồng nặc tràn ngập mà đến Liêu tản dương lấy ra lôi công tháp cái này lôi công tháp đi theo chính mình thời gian dài nhất lúc đầu trong một đoạn thời gian vì chính mình lập xuống công lao hắn mã mà bây giờ lại chỉ có thể trở thành hống thiên tôn các loại hung thú chỗ ở lôi công tháp khí linh phi đằng mà ra đó là một đầu tự sắc lôi long trưởng thành đến hiện tại cũng có thể đối kháng nguyên anh tu sĩ giờ phút này lôi long thần thái bề ngoài một năm trước liêu tàn dương dùng lôi công tháp tới khai thiên nhất chỉ công kích làm bản nguyên bị hao tổn hiện tại cũng chưa hoàn toàn khôi phục liêu tàn dương lại lấy ra con xúc sắc pháp bảo lệ quỷ xuất hiện tại liêu tàn dương trước mặt chủ nhân có phải hay không có chỗ cực tốt cho ta đúng lợi ích khổng lồ liêu tàn dương thả ra mấy câu nguyên anh những nguyên anh này thậm chí bị hao tổn có luân hồi lao nhân phái tới tử sĩ có vạn hải tuyển các loại toàn bộ là bị chính mình đánh giết nguyên anh tu sĩ lệ quỷ nhìn thấy những nguyên anh này hai mắt thả ra lục quang khỏe miệng chạy xuống nước bọt đây đều là cho ta lệ quỷ không thể tin được chính mình hội đụng vào đại vận bực này cơ duyên cũng không phải thường có hai người các ngươi đem những nguyên anh này luyện hóa về sau ta có cảng chuyện trọng yếu cáo chi các ngươi từ sát lôi long gầm thét nuốt mất một bộ nguyên anh bắt đầu luyện hóa lệ quỷ gặp lôi long tốc độ lại còn nhanh hơn chính mình không có cam lỏng một đầu tiến vào một bộ nguyên anh thể nội trắng trận thôn phệ lên nguyên anh thần thức an tâm đầu thai chuyển thế tiếp sau chớ lại tu tiên liêu tản dương vung tay lên mấy cấu nguyên anh phóng xuất ra thất thải quan mang từng đạo từng đạo hưu hoán bay ra nguyên anh tiêu tán giữa thiên địa cùng kỳ ma kiếm đứng sừng sững ở liêu tản dương bên cạnh thân ma diệm dâng lên hiện lộ ra tham lam chi khí chớ có tham công người theo ta chinh chiến xa trường hấp thu ván hận chi linh đã nhiều vô cùng chính mình luyện hóa một phen đi liêu Tản dương nói xong cùng kỳ ma kiếm thượng hắc viêm tiêu tán ốc xá bên trong một đầu tự sắc lôi long chiếm cứ nâng lên bụng nỗ lực hấp thu nguyên anh linh khí những tinh hoa này chính là nguyên anh tu sĩ thu thập luyện hóa Đối khí linh tới nói là đại bổ chi vật một cái khác lệ quỷ thì là từng ngụm từng ngụm thôn vệ những nguyên anh đó hắn chưa từng như này thoải mái qua nửa năm sau Úc xá bên trong nay tử sắc lôi long đã sinh ra tránh thức lân giáp tứ trảo như cương đao lưỡi dao sắc bén trên trán hiện lộ hai sừng có tiếng sấm lan lộn đầu này lôi long khí linh rốt cục phá kiện trọng sinh hóa thành giữa thiên địa lớn nhất sinh vật cường đại đã từng nó chỉ là một cái hư huyễn lôi long bây giờ đã sinh ra thần trí chí, chính là chúa tể vận vật thiên sinh địa dưỡng chi linh thú long ra liêu tản dương pha quan lôi long bay ra ốc xá đi vào trên đường chân trời dít lên một tiếng sau dẫn tới vân lôi tụ tập trong khoảnh khắc một trận mưa to rơi xuống trận mưa lớn này bao trùm toàn bộ tiên quốc khu vực nước mưa rơi vào tiên quốc nội địa từng đầu dòng sông tụ lại lấy hướng cái kia ngàn dặm trường dâng trào mà đi một ngày hai ngày ba ngày trận mưa lớn này dưới chỉnh một chút bảy ngày Tiên quốc trong lĩnh vực thêm ra một vùng biển mênh mông này cự đại hồ bạc thành thủ trưởng hình chỗ sâu nhất đạt trăm trượng long bản năng thần thông thi vân bố vũ liêu tản dương thần thức xuyên qua vân đoan tử sắc lôi long quanh thân quấn quanh lấy lôi cầu mỗi một cái lôi cầu phía trên đều có hủy diệt khí tức bằng vào bực này thiên uy đủ để chống lại bất luận cái gì nguyên anh tu sĩ chính là đối mặt toái anh tu sĩ cái này lôi long cũng có sức đánh một trận chủ nhân này côn trùng đều có nguyên anh hậu kỳ cảnh giới vì sao ta cảnh giới không có tăng trưởng không có kim đan càng không có nguyên anh lệ quỷ mở miệng nói ra lệ quỷ thôn phệ mấy cấu nguyên anh nguyên bản hắn chính là không màu vô dáng nhưng là bây giờ lại có thể hiện hóa ra thân thể tay chân cụ thể lực lượng còn chờ xem xét liêu tản dương quay đầu nhìn về phía lệ quỷ hắn không giống với tu sĩ liêu tản dương thu hoạch được hắn thời điểm hắn liền có thể đánh giết kim đan tu sĩ nhưng là hắn căn bản cũng không có kim đan chớ đừng nói chi là thành tựu nguyên anh cảnh giới người vốn là lục đạo luân hồi bên ngoài sinh linh vô pháp tu hành có thể thông cảm được liêu tản dương nói ra lệ quỷ chính là oán khí ngưng tụ mà thành giữa thiên địa còn có một loại sinh vật nhảy ra lục đạo bên ngoài liêu tản dương nhớ tới vô lượng lao tổ luyện chế tương thần chi khu này cường thi cũng là lục đạo bên ngoài sinh vật nếu là đem này tương thần chi khu đọc đến giao phó lệ quỷ chắc hẳn hắn lực lượng sẽ ngàn tăng lên trăm lần người so lôi long còn muốn tham ăn để cho ta tới nhìn ngươi một chút trưởng thành đi chủ nhân muốn làm sao nhìn đâu lệ quỷ mở miệng hỏi cho dù là chính hắn cũng không biết lực lượng tăng dài bao nhiêu liêu tản dương mở miệng nói vậy ngươi về trước con xúc sắc bên trong ta đi thử một chút cái này con xúc sắc pháp bảo lực lượng lệ quỷ nghe vậy một đầu tiến vào con xúc sắc bên trong Liêu tản dương cầm bút lên con xúc sắc pháp bảo kèn kẹt tâm thanh truyền ra Liêu tản dương ngưng thần nhìn lại con xúc sắc phía trên lại xuất hiện từng vết nứt như mạng nện đồng dạng lan tràn ra cái này con xúc sắc pháp bảo đã không chịu nổi lệ quỷ lực lượng Liêu tản dương từng đạo từng đạo pháp chú đánh xuống lại không cách nào ngăn cản vết nứt xuất hiện ra đi Liêu tản dương mở miệng nói ra nay lệ quỷ thò đầu ra đến một mặt sầu khổ chi tướng chủ nhân nơi đó quá nhỏ quá nhỏ ta muốn chuyển sang nơi khác ngươi muốn đổi địa phương nào liễu tản dương nói xong lệ quỷ ngựa đầu nhìn xem nói ra cái thế giới này rất lớn ta không nên đi cái gì còn xúc sắc bên trong Liêu Tản Dương lắc đầu nói, ta sẽ cho ngươi tìm nhà mới, ngươi sẽ thêm ra một cái bạn cùng phòng ở chung. Ngươi nào? Lệ Quỷ hỏi, trong lòng hắn sinh ra hoang mang, ai sẽ cùng mình ở tại một chỗ? Xin một chín mười, chỉ một s thôi ạ, à, cảm ơn mọi người. chương một trăm năm mươi kinh người phát bảo. Lệ Quỷ trong lòng đã xuất hiện không ổn điểm báo, lôi long. Liêu Tản Dương rốt cục nói ra cái này khiến Lệ Quỷ mất hết can đảm tên. Chủ nhân a, ta cũng không theo cái kia đau đầu cùng một chỗ, hắn toàn thân có điện a. Lệ Quỷ mở miệng năn nỉ nói, cậu ta cũng vô dụng, ta muốn luyện khí, không muốn táo lưới liêu tản dương nói xong lệ quỷ còn muốn đấu tranh đã thấy liêu tản dương trong ánh mắt bộc lộ âm lãnh chi ý cũng không dám lại nhiều lời liêu tản dương trong tay lôi công tháp hiện ra lấy hỏa hồng nhan sắc bốn phía có sấm xét màu tím kiệt hàng cái này lôi công tháp chính là công phòng nhất thể bảo bối tốt giờ phút này lôi công tháp thượng phá một cái lỗ nhỏ có lớn chừng một cái đây là người áo đen vận dụng khai thiên nhất chỉ tạo thành sát thương liêu tản dương nhớ tới vô lượng môn nội điện nơi đó cũng là một cái tiểu thế giới bên trong có phạm nhân sinh sống tại này phương thế giới sinh lão bệnh tử cũng không biết mình có thể hay không sáng tạo ra có sinh linh còn sống luân hồi pháp bảo nếu là có thể sáng tạo ra như thế pháp bảo nhất định hết sức lợi hại liêu Tản dương nghĩ lại trong lòng sinh ra hoang mang phương thế giới này đến là lấy cái dạng gì hình thức tồn tại đại thế giới người đến cường đại đến mức nào một ngày kia ta nhược ly mở phương thế giới này cũng muốn xem thử xem cái thế giới này thật giả liêu Tản dương nghĩ tới đây một cái ý niệm trong đầu xuất hiện trong đầu ta có hay không cũng có thể sáng tạo ra một cái có được sinh tử luân hồi thế giới bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi chính mình còn không có sáng tạo thế giới lực lượng lệ quỷ ở một bên nhìn lấy chủ nhân lệ khí trong lòng rất là bất mãn nếu không phải thực lực ngươi quá mạnh ta sớm liền rời đi hiện tại lại đem ta cùng cái thằng kia đặt ở một chỗ ta nhận được này lôi điện a đây không phải muốn giết ta a liêu tản dương đem con xúc sắc pháp bảo tinh hoa lấy ra mua thêm tiến lôi công trong tháp nguyên bản hỏa hồng nhan sắc lôi công tháp lần nữa chuyển biến làm màu xanh đen vê con xúc sắc pháp bảo hoàn toàn cùng lôi công tháp hỏa làm một thể côn bạo thanh âm dần dần dừng liêu tản dương điều tra lôi công trong tháp cảm thấy suy nghĩ sau một lát đứng người lên hình lôi long về liêu tàn dương thanh âm xuyên phá vân tiêu chính đại thiên không chơi đùa tử sắc lôi long nghe được chủ nhân kêu gọi không còn dám tham dung loạn phi thân trở về liêu tàn dương luyện khí chỗ không trung mây đen tận tán một đạo cầu vồng xuất hiện ở chân trời chủ nhân người muốn đi đâu lệ quỷ gặp lôi long tiến vào lôi công trong tháp liêu tàn dương đứng dậy rời đi đi vào liêu tàn dương quát lệ quỷ mười phần ủy khuất tiến vào lôi công tháp hai cái khí linh lẫn nhau trứng mắt riêng phần mình chiếm cứ một phương liêu tàn dương thu hồi lôi công tháp về sau phi thân tiến về vô lượng môn thất thập nhị phong trên đường đi nhanh như điện chớp Hống Thiên Tôn các loại hung thú tại Tiên Quốc đùa nghịch phải cao hứng, gặp Liêu Tản Dương rời đi không có kêu gọi bọn họ, cũng vui vẻ được tự tại. Hống Thiên Tôn ghé vào trên một khối đá xanh, thưởng thụ lấy nhật quang, hắn man hoang hung thú cũng riêng phần mình tìm kiếm thoải mái dễ chịu địa phương, thời gian này trải qua tiêu giao khoái hoạt. Trong khoảnh khắc, Liêu Tản Dương là xong đến vô lượng môn, thất thập nhị phong khu vực. Liêu Tản Dương phóng tầm mắt nhìn tới, này phương thiên địa đã đại biến, Liêu Tản Dương từng cho trọng lâu bố trí xuống nhiệm vụ, mệnh hắn đem đệ nhất phong khu vực chuyển đến. Nhiều năm không thấy, trọng lâu nhiệm vụ đã hoàn thành thất thập nhị phong khu vực trên không thình lình còn có một mảnh cự đại lãnh địa trên lãnh địa có phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng tiên thảo có đủ loại linh thú chạy vội gần vạn lý cương vực treo ở giữa không trùng phía trên quý vi trắng quan thất thập nhị phong trên không bị cự đại đệ nhất phong khu vực chiếm cứ toàn bộ thất thập nhị phong khu vực hoàn toàn bị bao phủ tại nửa sáng nửa tối thế giới bên trong đây cũng là vô lượng môn kỳ quan đêm tối cùng ban ngày cùng tồn tại liêu tản dương đi vào vô lượng môn về sau phong hầu nên ra môn chủ ngài trở về vô lượng môn không có đại chuyện phát sinh đi liêu tản dương mở miệng hỏi phong hầu nói hồi phong chủ từ khi vân cư tự nhất chiến vô lượng môn bên trong gió êm sóng lặng cái này thuận tiện liêu tàn dương quan sát thất thập nhị phong vô lượng môn đã bị chính mình cướp đi toàn lực phát triển phía dưới môn đồ đã vượt qua trăm vạn người kim đan tu sĩ nhiều đến mấy vạn đến đây vào sơn môn người phần lớn là ngưỡng mộ vô lượng môn tán tu cùng một vài gia tộc con cháu vô lượng môn mười năm thu đồ đệ quy củ đã bị phế trừ các loại khuôn sáo cũng bị thủ tiêu mỗi một cái mới vào vô lượng môn đệ tử đều sẽ bị vô lượng môn kỳ quan hấp dẫn bảy mươi hai tòa tháp cao đứng xứng xứng giống như thất thập nhị căn cột chống trời mà vô lượng môn khu vực trên không thiên địa càng là làm cho người có tiến vào mộng ảo thế giới cảm giác phong hầu ngươi trên vai gánh rất nặng liêu tản dương mở miệng nói ra phong hầu gặp liêu tản dương nói ra lời này nói ra môn đồ yên tâm thất thập nhị phong tựa như nhà ta ta yêu nó còn hơn yêu chính ta đừng quá mức mệt nhọc ta tùy ý đi vòng một chút liêu tản dương nói xong tiến về chỗ hắn phong hầu trở về đại điện đem phong chủ trở về tin tức cáo chi sở hữu môn nhân lúc đầu liêu tản dương lựa chọn để phong hầu người quản lý thất thập nhị phong cũng không phải là không có hắn đạo lý tại đông Đạo sư huynh đệ bên trong lôi hổ vốn là thích hợp nhất quản lý thất thập nhị phong nhân tuyển nhưng là lôi hổ trong lòng quải niệm một nữ tử đầu tiên bị bài trừ bên ngoài mấy tên khác sư huynh đệ thực lực mạnh hơn phong hầu không phải là không có nhưng là bọn họ đều là đi qua đủ loại gặp chắc trở tiến vào vô lượng môn tại vô lượng môn bên trong nhận hết tức hiếp như để bọn hắn trưởng quản vô lượng môn khó tránh khỏi sinh lòng quyền mưu chi thuật phong hầu thì lại khác hắn chính là từ thất thập nhị phong lớn lên đối thất thập nhị phong cảm tình so tất cả mọi người sâu sắc để hắn trưởng quản thất thập nhị phong tất sẽ không xuất hiện đại chỗ sơ xuất liêu Tản dương bay lên bầu trời đang lâm vô lượng môn đệ nhất phong lãnh địa liêu tàn dương nhìn chăm chú tư phương phương này lãnh địa đi qua tiên linh chi dịch tới nước linh lực nồng đậm ba ngày có thể sinh ra hoa cỏ mỗi ngày đều tràn ngập tiên linh chi khí là tu luyện nơi tốt. Sư tôn, trọng lâu nâng một khối cự ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, đem liếu tản dương đến, trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc, tiện tay đem sơn phong ném ở một bên, tiến lên khấu kiến. Liếu tản dương nhìn lấy trọng lâu, đi qua ma luyện, trọng lâu trên thân táo bạo chi khí đã rửa sạch sạch sẽ, rất tốt. Liếu tản dương nói ra, từ vân cư tự nhất chiến trở về về sau, trọng lâu liền không biết ngày đem gì sơn đảo hải, giờ phút này cuối cùng rồi sẽ công thành. Sư tôn, mấy năm này ngươi trải qua được chứ? Trọng lâu dốc lòng do hỏi, trong lòng hắn, sư tôn nặng như hết thảy hắn chưa bao giờ quên qua liễu tản dương đối với hắn ân huệ vi sư tao nộ đại khốn cảnh khổ tư phá giải chi pháp liễu tản dương nói xong trọng lâu trên trán hiện lộ ra sát phạt chi ý sư tôn tao nộ hạng gì khó khăn không ngại cùng trọng lâu nói một chút liễu tản dương nhìn chăm chú thương cũng nói cuối cùng sẽ có một ngày ta hội phá vỡ phương thế giới này nhưng là đến lúc đó ta không biết có bao nhiêu người có thể theo ta cùng đi trọng lâu nghe liễu tản dương lời nói dâng lên ngạo cốt sư tôn yên tâm ta nhất định sẽ tu được đại đạo sư tôn đi đến đâu ta theo tới đâu Tốt. liễu tản dương vô vô trọng lâu bả vai nói ta tin tưởng ngươi cái này đệ nhất phong khu vực ta lấy đi liêu tản dương nói ra mạng hắn trọng lâu đem đệ nhất phong chuyển chỗ này vì chính là ma luyện với hắn giờ phút này công đức viên mãn cái này đệ nhất phong khu vực cũng nên thành vì trong tay mình lợi khí liêu tản dương rời đi nơi đây về sau trọng lâu phi thân rời đi nghe sư tôn dặn dò về sau hắn quyết định muốn tăng cao tu vi đi theo sư tôn phá vỡ phương thế giới này qua càng rộng lớn hơn thế giới chính chiến bảy mươi hai tòa phong thần tháp thất thập nhị căn cột trong trời thất thập nhị phương khu vực theo thiên hạ tu sĩ bất kỳ bên nào giới trong giới đều là thần bí chỗ không phải đại năng giả không thể kiến tạo liêu tàn dương đã từng liền bị giới trong giới chấn nhất qua nhớ năm đó liêu tàn dương hành tẩu thiên hạ xông qua giới trong giới đâu chỉ trăm ngàn khi đó hắn thủy trung là kẻ xông vào không phải người kiến tạo hiện tại liêu tàn dương liền muốn kiến tạo ra một phương giới trong giới tuy nhiên bên trong còn vô pháp cung cấp phạm nhân sinh tồn nhưng cũng phải khai mở không gian mười vạn giảm cái này đem là liêu tàn dương luyện chế một kiện bảo bối có thể sánh ngang vô lượng lao tổ phong thần trì lúc trước phong thần trì liền là không như bình thường giới trong giới bên trong sinh tồn đại lượng man hoang hung thú đối ở hiện tại liêu tàn dương tới nói bắt những này man hoang hung thú cũng không phí sức nhưng là bắt đầu thấy lúc rung động lại là không cách nào hình dung liêu tàn dương dừng lại tại một đỉnh núi phía trên cầm trong tay lôi công tháp ném ra ngoài cái này màu xanh đen lôi công tháp lớn lên theo gió trong chốc lát liền chiếm cứ trăm dặm cương vực phong hầu gặp liêu tàn dương ở đây luyện khí xua đổi môn hạ chúng đệ tử lại mệnh hoàng kim cung ba ngàn đệ tử đến đây vì liêu tàn dương hộ pháp liêu tàn dương nhắm hai mắt cảm thụ được tiên địa lực lượng tâm thần quý nhất đông nhiên liêu tàn dương mở ra hai tay nâng lên chỗ kia tại thất thập nhị phong khu vực trên không rộng lớn địa vực lại rời đi nguyên bản địa phương vô lượng môn các đệ tử rung động tại chỗ một bộ phận lớn đệ tử đều là vừa vặn bái vào sân môn giờ phút này nhao nhao ngửa đầu nhìn lại đã từng bọn họ lo lắng này tự đại lãnh địa hội đến rơi xuống nhưng là qua hồi lâu này cự đại khu vực cũng chưa từng rơi xuống trong lòng bọn họ liền không có lúc đầu hoảng sợ giờ phút này bọn họ nhìn thấy che đậy thiên tế khu vực chậm rãi xây dịch loại kia đánh vào thị giác không gì so sánh nổi đây chính là nguyên anh đại tu sĩ thực lực một chút chúc cơ tu sĩ xiết quả đấm bọn họ đấu pháp còn cần phi kiếm giết tới giết lui nếu là có thể gọi lên dạng này một tảng đá lớn rơi đập mặc dù có ngàn vạn trúc cơ tu sĩ trong khoảnh khắc cũng hóa thành bánh thịt vừa vừa bước vào tu tiên môn đình luyện khí tu sĩ càng là nghẹn họ nhìn chân chối bọn họ hạng gì nghĩ tới có người có thể xây dịch thật lớn như thế khu vực theo bọn hắn nghĩ đừng bảo là là di chuyển khối kia cự đại khu vực bắt đầu từ phía trên hành tẩu, đi khắp khu vực cũng cần mấy chục năm quan cảnh thế nhưng là phương này cự đại khu vực tại liêu tàn dương tựa áp lực chậm dài xây dịch nay khu vực thượng sinh hoạt đông đảo linh thú giờ phút này cảm giác được thế giới xây dịch vạn phần hoảng sợ khắp nơi cực nhanh tiến tới lôi long cùng lệ quỷ đã từ lôi công trong tháp bay ra ngửa đầu nhìn lại đều bị khối kia cự đại khu vực rung động bình thường nguyên anh tu sĩ phóng thích thần thức phạm vi bao phủ cũng bất quá vật lý mà khối kia di động tự đại khu vực trọn vẹn mười vạn dặm chủ nhân ma trướng hay sao đây là muốn làm gì lệ quỷ trong lòng thầm nghĩ nhưng là giờ phút này hắn là tuyệt đối không dám lên tiếng quấy nhiễu đến liêu tàn dương thất thập nhị phong một chỗ đầm sâu bên trong độc dao ló đầu ra đến nhìn lấy liêu tàn dương cử động không hiểu chút nào lúc trước vô lượng lao tổ luyện chế phong thần trì cũng bất quá mấy ngàn dặm gia hỏa này xây dịch mười vạn dặm khu vực làm cái gì chẳng lẽ hắn lại muốn tạo nhất phương thế giới hay sao tất cả mọi người đang suy đoán vô lượng môn nội điện bên trong trưởng lão càng là ngắm nhìn thất thập nhị phong chẳng lẽ hắn muốn đem mười vạn dặm cương vực đệ nhất phong luyện trở thành pháp bảo vô lượng môn nội điện trưởng lão sinh ra một cái lớn gan suy đoán xin một chín chỉ một s thôi ạ. À, cảm ơn mọi người chương một trăm năm mươi sáu phong thần đại điện liêu tản dương ánh mắt nhìn đứng sừng sững ở cương vực bên trong bảy mươi hai tòa phong thần tháp điều động linh lực thăm dò vào phong thần tháp bên trong điều bảy mươi hai tòa phong thần tháp bản nguyên tinh hoa những này phong thần tháp đều là phòng theo vô lượng lao tổ phong thần đại điện sở kiến bên trong có cả thôn xem như sắc bén không bình thường pháp bảo nhưng mà đây chỉ là nhằm vào nguyên anh tu sĩ tới nói đối mặt toái anh tu sĩ những này phong thần tháp liền như gỗ mục mục nát thạch không chịu nổi một kích liêu tàn dương nếu là có thể chống lại toái anh tu sĩ pháp bảo nguyên anh cảnh giới pháp bảo mặc dù cũng có ngàn vạn thì có ích lợi gì bù không được toái anh tu sĩ nhất chỉ độc giao hoàn toàn từ trong ao đi ra thầm nghĩ như hắn thật nghĩ luyện hóa cái này mười vạn dặm cương vực đệ nhất phong vẹn vẹn là bảy mươi hai tòa phong thần tháp còn chưa đủ còn cần độc dao nhìn về phía đã từng phong thần trì chỗ lúc trước chấn áp phong thần trì phong thần đại điện không có bị hắn công phá giờ phút này vẫn như cũ đứng thẳng tại nguyên đệ nhất phong địa điểm cũ trên không cựu thiên chi ngoại nếu là đoạt phong thần đại điện tạo hóa tỷ lệ thành công đem ra tăng thật lớn nhưng đó là vô lượng lao tổ lợi hại nhất pháp bảo chỗ nào tốt đoạn. hôm đó chính mình cùng trương Nãi xuyên phản địch đánh nát phong thần trì tiên linh chi dịch đều vẩy xuống lại không làm gì được phòng ngự hoàn mỹ phong thần đại điện lúc ấy vô lượng môn đã loạn chiến hỏa đã lên dưới sự bất đắc dĩ mới rời đi bỏ này phong thần đại điện hôm nay môn chủ luyện khí đương đem phong thần đại điện mang tới hoàn toàn hủy vô lượng lao tổ bản thân pháp bảo một ngày kia cho dù vô lượng lao tổ thành công truyền thế cũng cứ gọi hắn ném góp nhặt mấy ngàn năm tư nguyên tay trắng khởi ra liêu tàn dương đem bảy mươi hai tòa phong thần tháp bản nguyên tinh hoa rút ra sạch sẽ tại đông đảo môn đổ trận mắt hốc mồm bên trong bảy mươi hai tòa phong thần tháp đồng đều hóa thành một cái cắt bụi tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi treo cao lên đỉnh đầu đệ nhất phong khu vực cầm vang rơi xuống dọa đến chúng môn đổ chạy từ phía phản phất thiên tháp hạ lạc chi thế nổi lên lạnh thấu xương đại phong cuốn lên tứ phương cắt đá khắp nơi cũng bị đẻ thấp một đoạn kẹp ở giữa môn nhân sợ hãi tu vi khá thấp tu sĩ đã bị bất trợn tới hạ lạc chi thế ép tới không thờ nổi liêu tàn dương một cánh tay giơ cao lên đệ nhất phong ngừng hạ lạc chi thế cái tay còn lại đem bảy tòa phong thần tháp bản nguyên tinh hoa đánh vào lôi công trong tháp tòa này hắt tháp lớn lên theo gió một cỗ tinh hoa đánh vào lệ quỷ tại lôi công trong tháp thấy rõ ràng lôi công trong tháp nguyên bản có hơn trăm dặm giới trong giới cương vực giờ phút này tấn manh quyết trường năm trăm dặm một nghìn dặm một n năm trăm dặm treo chống hắt tháp cơ thạch càng là như cương thiết đổ bê tông rộng thùng thỉnh cẩn trọng treo chống tại đại địa chi thượng nâng lôi công tháp phòng thủ kiên cố môn chủ nếu muốn luyện cái này đệ nhất phong còn cần vô lượng lao tổ phong thần đại điện đó là sở hữu phong thần tháp nguyên hình độc dao từ đầm sâu bên trong đi ra hóa thân thành một tên đại hán thương thế hắn chưa khỏi hẳn giờ phút này tu vi cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong liêu tản dương lúc đầu chính là kế hoạch luyện chế một cái thuận buồn sôi gió pháp bảo nghe độc dao nói chuyện trong lòng dâng lên chờ đợi mở miệng nói độc dao huynh đệ ngươi ngược lại là nói một chút này phong thần đại điện ở nơi nào giờ phút này lôi công trong tháp giới trong giới cương vực đã đạt tới vạn lý nhưng là nếu muốn đưa nó cùng đệ nhất phong hòa làm một thể cái này vạn lý cương vực vẫn là tiểu ngay tại phong thần trì thượng khoảng không tám trăm độc dao nói xong liêu tản dương sinh ra tâm tư cái này phong thần đại điện bị độc dao nói đến thần kỳ đến là nên qua xem một chút sư tôn chúng ta tới hộ pháp ngươi lại đi qua hoàng kim cung chúng đệ tử gặp liêu tàn dương nâng cự đại khu vực rút lui không thân thể thi triển trận pháp liền muốn đem cái này tòa cự đại khu vực từ liêu tàn dương trong tay tiếp nhận không sao đã ta dám rút ra bảy mươi hai tòa phong thần tháp tinh hoa liền có thừa lực đối phó cái này đệ nhất phong cương vực liêu tàn dương mở miệng nói xong lại trở đi này phương viên mười vạn dặm cương vực hướng phong thần trì chỗ đang bay đi thuận vung tay lên lại đem lôi công tháp ngồi sổm tại đệ nhất phong khu vực phía trên vô lượng môn chúng đệ tử thấy kinh hãi nay cự đại khu vực phía trên lại dựng nên lên một tòa tháp cao giờ phút này bọn họ trực giác cảm giác thiên địa đảo ngược Liêu Tàn Dương trở đi đệ nhất phong khu vực bay về phía cựu thiên tri thượng phong thần tri địa điểm cũ phong thần trì đã hủy nhưng là chấn áp phong thần trì phong thần đại điện vẫn còn tồn tại đó là vô lượng lao tổ chân chính pháp bảo vô lượng môn nội điện đông đảo trưởng lão nhìn lấy Liêu Tàn Dương cử động rất là chấn kinh bọn họ cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có lẽ bọn họ cũng có sức mạnh nâng lên một phương cương vực nhưng lại tuyệt đối không nâng lên được mười vạn dặm cương vực càng không thể nâng cự đại cương vực bay về phía chân trời hắn thực lực tăng trưởng quá nhanh quá kinh khủng một tên nội điện trưởng lão mở miệng nói ra mấy năm trước bọn họ nhìn thấy Liêu Tàn Dương thời điểm bất quá là một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ khi đó bọn họ còn có năm chắc cầm đến lên dưới nhưng là hiện tại gặp lại liêu tàn dương lực lượng tất cả mọi người mất đi khí phong hầu bọn người gặp liêu tàn dương bay khỏi trong lòng lo lắng môn chủ an uy xuất lĩnh chúng đệ tử bảo hộ ở liêu tàn dương khoảng trường chấn nhiếp vô lượng môn nội điện tất cả trưởng lão trận gió mãnh liệt bao phủ lúc trước liêu tàn dương xuất lĩnh chúng đệ tử thực sự thần hành thuyền xuyên qua cương phong quả thực hao phí một chút thủ đoạn nhưng là hiện tại mặc cho cương phong dũng mãnh cũng vô pháp thương tổn đến bất kỳ người nào xuyên qua cương phong bao khỏa liêu tàn dương rốt cục bước vào phong thần trì địa điểm cũ giờ phút này phong thần trì đã hủy nhưng vẫn như cũ có thể thấy được đổ nát thê lương tồn tại ở nơi đây ngửa mặt lên trời nhìn lại mơ hồ có một tòa cự đại cung điện đứng ở thương tiên phía trên độc dao theo sát về sau gặp liêu tàn dương ngừng chân về sau đẩy ra vân vụ che chắn uy vũ phong thần đại điện xuất hiện ở trước mặt mọi người liêu tàn dương nhìn lấy giữa không trung quang hà lượn lờ đại điện thầm nghĩ một cái thật là tốt pháp bảo lúc trước vô lượng lao tổ vì luyện chế dạng này nó nhất định hao phí không ít tâm tư lực đệ nhất phong cương vừa đến so tầng cương phong còn muốn tự đại liêu tàn dương một mực dùng linh lực kéo lấy cái này tòa cự đại khu vực không có nửa phần thư giãn nếu là tùy ý nó rơi xuống sợ rằng sẽ hội dẫn phát hạo kiếp không biết phải có bao nhiêu thiếu sinh linh vẫn diệt môn chủ cái này phong thần trong đại điện một nhất định có đại lượng vật tư hẳn là vô lượng lao tổ tổn chữ xuống tới bảo vật độc giao nói ra hắn đi theo vô lượng lao tổ thời gian dài nhất vì vô lượng lao tổ tâm phúc vô lượng lao tổ tại đỉnh phong thời điểm không làm thiếu dưới sát nhân đoạt bảo sự tình. liêu tản dương tinh tế dò xét phong thần đại điện bảy mươi hai tòa phong thần tháp đều là lấy phong thần đại điện làm nguyên mẫu có thể thôi diễn năm đó vô lượng lao tổ ỷ vào tòa đại điện này đánh giết đối thủ hạng gì vi phong nếu nó không phải vô lượng lao tổ thân thủ luyện chế ngược lại không ngại trực tiếp đoạt đoạt lại sử dụng liêu tàn dương thầm nghĩ nhưng là cái này tên là phong thần đại điện pháp bảo tất có khống chế chi pháp nếu không có lượng lao tổ xuất thế chính mình dùng phương pháp này bảo bối tới đối địch còn không phải trong khoảnh khắc bị vô lượng lao tổ đập đi trái lại đánh giết chính mình môn chủ ngươi đây là muốn làm gì vô lượng môn nội điện trưởng lão nhao nhao hiện thân ngăn tại phong thần đại điện trước mặt phong thần đại điện chính là vô lượng môn biểu tượng từ vô lượng lao tổ sau khi chết phong thần đại điện liền một mực đứng sững ở này mấy ngàn năm ở giữa chưa từng có người dám đem chủ ý đánh tới trên người nó Hôm nay Liễu Tản Dương khí thế hung hung đến đây, rõ ràng là muốn đoạt bảo bối. Vô lượng môn nội điện trưởng lão đối phong thần đại điện hướng về đã lâu, đều muốn coi là vật trong bàn tay, nhưng là lẫn nhau cản tay liền chưa từng động thủ. Giờ phút này Liễu Tản Dương ơ y mà muốn cất đoạt, trong lòng bọn họ liền treo lên mười hai phần không nguyện ý. Mặc dù ngươi là lao tổ chuyển thế chi thần, loại bảo vật này cũng không thể mặc cho ngươi chiếm. Xin một chỉ một s thôi ạ. À, cảm ơn mọi người. chương 157, trăm năm mươi bảy, lôi long thần uy. Tới chỗ này vô lượng môn nội điện dài đều là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, chừng mười hơn ba người, tất cả trưởng lão lấy tay cầm huyết ma đao mạnh phu cầm đầu lúc trước liêu tàn dương tiến vô lượng môn nội điện liền có cái này mạnh phu gây khó khăn đủ đường khi đó chính mình trên là nguyên anh trung kỳ lấy ra nhất tôn nguyên anh làm bộ dẫn bạo mới thoát khỏi miệng cọp giờ phút này nhìn thấy mạnh phu tự nhiên là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt giờ phút này liêu tàn dương sớm đã không phải là nguyên anh trung kỳ tu sĩ mà chính là bước vào nguyên anh đại thừa cảnh giới chỉ cần một bước liền có thể toái anh đại thừa cảnh giới tu sĩ vô luận nguyên là thập yêu môn chủ cũng tốt chuyển thế chi thân cũng được mau mau rời đi nơi đây mạnh phu cầm trong tay huyết ma đao căm tức nhìn liêu tàn dương tại vô lượng môn nội điện bên trong mạnh phu giã tâm mừng mừng đã sớm đem phong thần đại điện coi là chính mình vật này cho phép người bên ngoài nhung chạm ngươi thật coi mình là cái nhân vật liêu tàn dương nhìn về phía mạnh phu mở miệng nói ra sắt tâm đã lên cái này mạnh phu nhiều lần ra tay với mình giờ phút này nếu không đem đánh giết khó mà xả được cơn hận trong lòng liêu tàn dương ngươi đừng tưởng rằng chính mình là lao tổ chuyển thế liền ngông cùng như thế lao tổ chuyển thế ngàn ngàn vạn dù là may mắn đoạt thân ngươi thân thể ngươi cũng bất quá là cái khôi lỗi mà thôi mạnh phu nắm lấy huyết ma đao, vẫn như cũ càn rỡ liêu tàn dương cảnh giới hắn cũng để ở trong mắt nguyên anh đại thừa cảnh giới chính là nguyên anh hậu kỳ đình phong so với chính mình cao hơn một cái cảnh giới nhỏ, để cho người ta gặp chi tâm kinh hãi. Nhưng là mấy năm trước, người này chỉ là một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn không tin ngắn ngủi trong vài năm, hắn có thể tấn cấp đến tình trạng như thế, hơn phân nửa là tạo nên chướng nhan pháp. Vô lượng môn nội điện bên trong, mạnh phu kinh doanh lên thuộc về mình nhất phương thế lực, sau lưng mọi người chính là hắn kết đảng, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chừng 12 hai người nhiều. Mạnh phu, ngươi như tránh đi, ta liền tha cho ngươi. Ngươi nếu không tránh, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Liêu Tàn Dương nhìn lấy mạnh phu cùng đứng sau lưng hắn nội điện trưởng lão Mạnh phu nghe được Liêu Tàn Dương lời ấy. Người to nói môn chủ thật là Huy phong à ta mạnh phu cũng không tin ngươi thật có nguyên anh đại thừa cảnh giới tu vi hôm nay ta liền không tránh không tránh ngươi nếu muốn đoạt phong thần đại điện trước qua ta cái này liên quan mạnh phu bước ra một bước sau lưng hắn mười hai tên trưởng lão bước lên phía trước ngăn cản liễu tản dương đường đi vô lượng môn chúng đệ tử sớm đã giận không kèm được nội điện người không khỏi quá mức cản rỡ lại dám ngăn trở môn chủ mạnh phu ta hỏi lại ngươi một câu lùi là không lùi liễu tản dương một tay nâng mười vạn dặm cương vực đệ nhất phong cái tay còn lại đã nhấc lên cùng kỳ ma kiếm ngọn lửa màu đen đã thiêu đốt không lùi chẳng những không lùi hôm nay ta còn muốn đem ngươi hư giả gương mặt sốc lên nhìn ngươi đến có phải hay không nguyên anh đại thừa tu sĩ mạnh phu quát mặc dù hắn thiên túng kỳ tài mặc dù hắn là lao tổ truyền thế cũng tuyệt đối không thể có thể tại trong vòng mấy năm từ nguyên anh trùng kỳ tu luyện đến nguyên anh đại thừa kỳ đây cũng là mạnh phu khí chỗ không lùi liền chết liêu tản dương nén giận xuất thủ đệ nhất phong cương vượt phía trên lôi công tháp rộng mở cửa tháp một đầu lôi long bay tán loạn mà ra nhấc lên tiếng sấm cuộn cuộn tử sắc thiên lôi rơi xuống lôi long được qua chỗ đồng đều lưu lại hủy diệt khí tức đây là cái gì mạnh phu kinh hãi lui về phía sau vung vẩy lên huyết ma đao giữa thiên địa ở giữa một mảnh huyết sắc hướng về lôi long chém tới ầm ầm lôi thanh tiếng nổ lớn huyết ma đao cùng lôi long chính diện va chạm lôi long trên đầu hai sừng lóe ra lôi quang giống như lợi kiếm đồng dạng bắn về phía huyết mang không tốt mạnh phu cảm giác được thiên uy tâm hắn dưới kinh hãi này lôi long không thể coi thường một đạo huyết mang cuối cùng bù không được thiên lôi chi kiếm đầy trời huyết sắc bị lôi long thi dưới thiên lôi kiếm càn quét không còn dự uy không giảm hướng mạnh phu chém tới đây là cái gì hung thú mạnh phu lại nâng huyết ma đao huyết mang như là sóng lớn tầng tầng lớp lớp đã qua rốt cục lập tức thiên lôi kiếm thần uy nhưng là cái này lôi long lại chiếm cứ tại trên đường chân trời, khuấy lên mây đen đầy trời. mạnh phu hướng lui về phía sau tránh thời khắc, hắn kết đảng thoát ra vẻ hoảng sợ, lại nhìn về phía liêu tàng hàn dương, đã không có bất luận cái gì lòng kinh thị, chỉ sợ người này quả nhiên là nguyên anh đại thừa cảnh giới, nếu thật sự là như thế, theo mạnh phu đến đây tất cả trưởng lão sinh lòng thay ý. giết mạnh phu thân hình phi đằng mà ra, giơ lên huyết ma đao chạm về phía chân trời, này một đạo huyết nhận giống như khai thiên, lại sinh sinh bổ ra ngưng tụ ngàn dặm mây đen, lôi long lần nữa tránh hiện ra thân hình, mạnh phu phá nó thoát pháp, hoàn toàn đem chọc giận, lôi long rít lên một tiếng xả thân hướng về mạnh phu đánh tới từng đạo từng đạo lôi quang theo lôi long rơi xuống giống như từng thanh từng thanh lợi kiếm đâm về mạnh phu vô lượng môn đông đạo đệ tử gặp đến như thế thiên uy đã sớm kìm nén không được cảm thấy hướng về như một ngày kia ta cũng có thể tu thành như thế thần thông thiên hạ to lớn nơi nào đi không được mạnh phu gặp lôi long dũng mãnh cảm thấy sinh ra hối hận giờ phút này hắn cũng không dám lại khinh thị liễu tàng dương chỉ sợ hắn thật sự là đại thừa cảnh giới tu sĩ nếu không căn bản là không có cách thúc đẩy dạng này thần long lôi long đã thế bất khả đáng rơi xuống màu trắng bạc thân thể trải rộng lôi quang từng trôi lôi quang kiếm mù ùn kéo đến lôi quang dưới mạnh phu tựa như con kiến hôi cầm đào xem thiên uy lui lôi long rơi xuống độc dao cảm nhận được lôi long một kích này cự đại uy thế rất sợ vô lượng môn chúng đệ tử thụ thương, che chở lấy đệ tử lui về phía sau trong khoảnh khắc trên đường chân trời tràn ngập gỡ mìn hải này từng đạo từng đạo thiểm điện giống như gợn sóng đồng dạng ở thiên địa khuấy động phẫn nộ lôi long gầm thét rơi xuống giống như hóa thành lợi kiếm đâm vào mạnh phu lồng ngực hai tay giơ cao lên huyết ma đao mạnh phu đột nhiên hai mắt trợn trừng hướng lồng ngực nhìn lại lôi long đã xuyên qua hắn thân thể tại trên lồng ngực của hắn quán thông một cái độc lớn, mạnh phu nguyên anh cũng tại thiên lôi thần dưới hóa thành cho tàn, mạnh phu thân thể ngửa mặt ngã sắp xuống, từ trên đường chân trời rơi xuống dưới, lôi long lấy đuôi che kín lôi quang long vi quất vào mạnh phu trên thân thể, cái này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tan thành mây khói, liền hai quất đều chưa từng lưu lại, Lao long, ai u, ngươi càng như thế lãng phí, lệ quỷ mới từ lôi công trong tháp bay ra, chiến đấu đã kết thúc, nhìn lấy đến miệng thực vật bị lôi long đánh thành cho tàn, lệ quỷ trong lòng lấp đầy buồn nản, mở miệng oán trách, dừng, đao này không tệ mạnh phu bị đánh đến thịt nát xương tan nhưng là một thanh huyết ma đao lại tại giữa không trùng không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì có thể thấy được cái này huyết ma đao cũng là một kiện tốt pháp bảo lệ quỷ tiến lên một cái nắm lấy huyết ma đao nhìn về phía hắn nội điện trưởng lão hướng về phía lôi long hô lớn nói lao lòng ngươi lại nghỉ ngơi một chút đám người này giao cho ta nội giận lôi long thở hổn hển, vừa rồi này nén giận nhất kích tiêu hao một nửa khí lực bất quá nhất kích liền đánh giết người này cũng đáng lôi long quần quận lấy quấn lên lôi quang bay lên bầu trời đối còn lại nội điện trưởng lão nhìn chằm chằm độc dao che chở lấy đông đảo đệ tử hướng lôi long nhìn lại cảm xúc bành trướng này long thần võ phi phạm ta độc giao định muốn cùng hắn kết bái làm huynh đệ còn lại nội điện trưởng lão gặp mạnh phu bị bại nhanh như vậy mà ngay cả nguyên anh cũng không có để lại hoảng sợ chi ý tràn ngập ở trên mặt bọn họ vốn dĩ mạnh phu cầm đầu đến trước cũng đã làm xuống thương định thành công đánh lui liếu tàn dương về sau bọn họ liền xông phong thần đại điện đem bên trong quý hiếm bảo vật cướp bóc không còn thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng liêu tàn dương mạnh mẽ đến như thế cấp độ hắn căn bản cũng không có xuất thủ chỉ là phái ra một con hung thú liền nhất kích giết mạnh phu dạng này lực lượng là bọn họ tuyệt đối không nên ngăn cản môn chủ chúng ta cái này tránh lui lập tức rời đi nơi đây tuyệt đối sẽ không lại đến quá nhiễu nhớ môn chủ đông đảo nội điện trưởng lão liều mạng hướng về vô lượng môn nội điện chạy trốn lệ quỷ nhìn thấy miệng thực vật muốn chạy thần sắc điên cuồng thôi động pháp lực kéo lấy huyết ma đao giữa thiên địa lưu lại một đạo hồng tuyến trong nháy mắt liền bắn tới một tên nội điện trưởng lao sau lưng dối tay nắm lấy tên tu sĩ này đầu vai trong nháy mắt liền vào nhập tên tu sĩ này trong thức hải không cần một lát cái này nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thân thể rơi xuống nguyên anh lại bị lệ quỷ nuốt một sạch sẽ phen này trí hoãn lệ quỷ cũng rốt cuộc đuổi không kịp hắn nội điện trưởng lão chỉ có thể kéo lấy huyết ma đao hở ơ mở hực trở về phảng phất ném thiên đại bà bối vô lượng môn trong nội điện sở hữu trưởng lão mặt lộ vẻ kinh dị rõ xét đến một màn này hắn căn bản không có xuất thủ chỉ là thả ra hai cái hung thú liền để nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vô pháp tới hắn khi nào cường đại đến như thế cấp độ vô lượng môn nội điện trưởng lão môn tự vấn lòng nếu là mình đối mặt liễu tàn dương chỉ sợ cũng là không có chạy trốn thời cơ tuyệt đối không thể cùng hắn đối địch tuyệt đối không thể vô lượng môn nội điện mặc lão hổ lau sạch lấy trên trán mồ hôi lạnh lúc trước liễu tàn dương cùng lôi hổ đi vào nội điện hóa thần động chính mình từng làm ra chắc thí tiến hành còn hy vọng hắn không muốn cựu hận với mình tiến đến ngăn cản liễu tàn dương tất cả trưởng lao chật vật trốn về nội điện sắc mặt trắng bệnh vừa rồi nếu là trốn được mượn chỉ sợ đã chết ở nơi đó cái này liễu tàn dương quá kinh khủng phong thần chi chỗ liễu tàn dương giết lùi nội điện trưởng lao về sau cũng không có thoải mái tinh thần nghĩ dơ lên đầu nói ra thư thánh đại nhân đã đến gì không hiện thân gặp mặt lệ quỷ cùng lôi long xuất hiện tại liễu tàn dương quảng trường giờ phút này lệ quỷ cầm trong tay huyết ma đao càng là âm u khủng bố lôi long làm theo hiện hóa hình người giống như công tử văn nhã ha ha liễu tàn dương môn chủ ngươi coi thật làm cho ta lau mắt mà nhìn một thanh em đột nhiên truyền ra trên bầu trời phảng phất có một cánh cửa bị rộng mở thư thánh từ giữa không trùng dậm chân đi ra sinh thiếu điện điện chủ làm gì dùng ngôn ngữ trêu đùa tại ta ta bất quá là một cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ mà thôi mà điện chủ đại nhân cũng đã bước vào toái anh cảnh giới vài năm liêu tàn dương mở miệng nói ra liêu tàn dương ngôn chủ ở trước mặt ta ngươi còn không hiển lộ chân thân sao làm một cỗ hóa thân cùng ta trả lời đây mới thực sự là chơi bừa. thư thánh hai đầu lông mày hiển lộ ra không vui Úc. điện chủ là làm thế nào nhìn ra được cái này cô hóa thân một thanh âm ở chân trời chỗ vang lên độc dao quay đầu nhìn lại quá sợ hãi lại một cái liêu tàn dương đạp không đến đây như hắn là chân thân vậy cái này tay nâng mười vạn dặm cương vực người là ai chẳng lẽ một cỗ hóa thân liền đủ có cường đại như thế lực lượng hai cái liêu tàn dương xuất hiện ở trước mặt mọi người kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người liêu phong chủ ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu xà trưởng lão là không đã bị ngươi giết chết thư thánh ngưng lông mày hỏi liêu tàn dương đi vào thư thánh trước mặt chậm rãi mở miệng không tệ hắn đã để tội lời này một chỗ vô lượng môn nội điện trưởng lão hiện lộ ra kinh hại thân sắc vô lượng môn sinh tiếu điện xà trưởng lão một hạng xuất quỷ nhập thần danh xưng độc xà nghĩ đến lại bị liêu tàn dương đánh giết xin một chín mười. chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người chương một trăm năm mươi tám phòng ngự trật pháp quả nhiên là ngươi thư thánh nhìn lấy liêu tàn dương không khỏi thượng hạ bắt đầu đánh giá xà trưởng lão tại sinh tiếu điện bên trong liền là mình cũng không dám trêu chọc nghĩ không ra lại chết thảm tại liêu tàn dương trong tay càng có nghe đồ nói cái này xà trưởng lão là luân hồi lão nhân cả đời truyền thế môn chủ phong hầu mấy người cũng là vừa vặn phát hiện nâng đệ nhất phong liễu tàn dương đúng là một bộ phân thân Vừa rồi xuyên phá tầng cương phong thời điểm, Liễu Tàn Dương liền hiện hóa nhất cử hóa thân thay thế mình, hắn đã tiên đoán được sẽ có dạng này sự tình phát sinh, lo trước khỏi họa, Liễu Tàn Dương đã dùng tấm gương pháp bảo che đậy chính mình thần thức, nghĩ không ra vẫn là bị Thư Thánh nhìn ra manh mối. Không tệ, Thư Thánh đại nhân đến đây có gì chỉ giáo? Liễu Tàn Dương nhìn về phía Thư Thánh hỏi, lúc trước Thư Thánh thi triển chu tiên quyết cho Liễu Tàn Dương uy lực cực lớn, nếu không phải hắn lâm thời rời đi, chính mình thật đúng là khó có thể chịu đựng, loại cảnh giới đó trên lệch là khó mà tiêu diệt. Thư Thánh phiến lên một cái quạt giấy nhìn lấy Liễu Tản Dương, cười nói: "Môn chủ, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề." sau khi hỏi xong ta lập tức rời đi tuyệt không trở ngại môn chủ hành sự thư thánh thần sắc nhìn như nhẹ nhõm nhưng là trong tay quạt giấy đã run nhẹ nhẹ liêu tàn dương mở miệng nói có chuyện gì thư thánh đại nhân cứ hỏi ba thư thánh khép lại quạt giấy về sau vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói nghe nói môn chủ học hội chu tiên quyết ta muốn hỏi môn chủ chu tiên quyết từ đầu học được thư thánh đứng tại phong thần trước đại điện mặt làm ra nếu là liêu tàn dương không trả lời hắn liền không sẽ rời đi tư thế vô lượng môn thất thập nhị phong chúng đệ tử giờ phút này chính bảo hộ ở liễu tàn dương vân thân quảng trường nhìn về phía thư thánh trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không quên năm đó phát sinh trên người mình một màn vô lượng môn đại loạn môn chủ xuất lĩnh bọn họ chinh chiến vô lượng môn phía trên đại trận một người thư sinh đến đây miệng phun liên hoa thi triển thần thông trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại chu tự rơi xuống hủy thiên diệt địa môn chủ một người nâng lên hết thảy tai nạn nếu không phải phong chủ lấy sức một mình chống lại này đạo thần thông bọn họ chết sớm đã lâu trang cảnh này vừa im mà khiến cho bọn hắn tại trong ngậm bừng tỉnh mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo Giờ phút này cái chính mình đại thần thông người lại ra hiện tại bọn hắn trước mặt, cùng này nhật xuất hiện tình hình không khác nhau chút nào. Ngươi không phải thi triển qua Chu Tiên Quyết sao?" Liêu Tản Dương nhìn xem Thư Thánh mở miệng nói. Liêu Tản Dương vừa dứt lời, Thư Thánh sắc mặt âm trầm tiếp lời nói, "Môn chủ, ngươi chớ có ăn nói lung tung. Ngươi không tin a?" À. Liêu Tản Dương nói ra, lần này Thư Thánh cũng không tiếp lời, chỉ là lặng lặng nhìn lấy Liêu Tản Dương, thế muốn từ Liêu Tản Dương thần thái ở giữa nhìn ra manh mối. "Thư Thánh, ta tôn kính ngươi là toái anh tu sĩ, có Chu Tiên Quyết bực này thần thông, xưng ngươi là một tiếng đại nhân, không muốn thật sự cho rằng ta là e ngại ngươi." Liêu Tàn Dương gặp Thư Thánh vẫn như cũ ngăn tại phong thần trước đại điện, không chịu né tránh, trên mặt hiện lộ ra vẻ không hài lòng. Thư Thánh nghe được Liêu Tàn Dương chi ngôn, hướng phía sau hắn đông đảo môn đồ nhìn một chút về sau, thân thể nhường cho một bên, đem sau lưng phong thần đại điện hiện lộ ra. Môn chủ, ngươi coi thật chỉ là nhìn một chút, liền thông hiểu đạo lý. Như có cơ hội, có thể hay không cùng tiểu nhân luận bàn một phen. Ta đối Chu Tiên Quyết còn có lo nghĩ. Thư Thánh nói xong, vô lượng môn bọn họ người nhìn về phía Liêu Tàn Dương, môn chủ rời đi mấy năm, lần nữa trở về, cho bọn hắn mang đến cảm giác càng là không dám tưởng tượng khi nào phong chủ vợ ơ y mà cường đại đến như thế cấp độ vợ ơ y mà toái anh tu sĩ đến đây linh giáo lúc trước mọi người mặt đối với người này thế nhưng là thúc thủ vô sách liêu tàn dương đạp vào phong thần đại điện đạp ở đại điện chính diện bên ngoài một cô cường đại lực lượng đem cách trở bên ngoài hóa thần tu sĩ bố trí xuống trận pháp liêu tàn dương cảm thụ được phong thần đại điện trên trận pháp chuyển đến khí tức, chỉ bằng vào cảm giác cảm giác loại lực lượng này liền không phải mình có thể chống lại hóa thần tu sĩ không thể coi thường phong thần đại điện trận pháp đem chọn cái kiện hàng không có bất kỳ cái gì bỏ sót chỗ trong trận pháp càng có kim qua sát khí vì món pháp bảo này không mất vô lượng lao tổ không ít dưới khổ công liêu tản dương vây quanh phong thần đại điện phi hành thư thánh khoanh tay nhìn lấy vô lượng lao tổ sáng tạo đại phái đệ nhất thiên hạ vô lượng môn hàn chính mình pháp bảo tự nhiên cả thế gian đều chú ý càng bị kẻ xấu nhìn trộm nhưng là cái này nhiều năm qua tòa này phong thần đại điện liền đứng xứng ở này chưa bao giờ có bất kỳ sơ thất nào vì cái gì thư thánh nhìn lấy quay chung quanh phong thần đại điện du tẩu liêu tản dương mở miệng nói môn chủ ngươi có thể thấy được xà trưởng lao thi triển ra thiên nhất chỉ liêu tản dương nghe thư thánh nói như thế tự nhiên nhớ tới này kinh người thần thông này thần thông có thể chống lại chu tiên quyết chính mình lôi công tháp tại khai thiên nhất chỉ trước mặt không chịu nổi một kích nhất chỉ liền phá vạn kiếm triều tông đại trận, lại nhất chỉ cùng chu tiên quyết chống lại ngươi có thể thấy hắn đoạn chỉ thư thánh tiếp tục mở miệng nói ra Liễu tản dương nghe thư thánh nói lên xà đạo nhân đoạn chỉ tự nhiên có ấn tượng người áo đen kia thủ trưởng kỳ lạ sớm gây nên qua Liễu tản dương chú ý môn chủ nay xà đạo nhân liền tấn công qua phong thần đại điện tự đoạn ba ngón thi triển ba đạo thần thông nhưng là vẫn như cũ vô pháp đánh vỡ phong thần đại điện phong ấn hy vọng môn chủ tự giải quyết cho tốt thư thánh nói xong Liễu tản dương tâm thần cũng không chịu ảnh hưởng xà đạo nhân khai thiên nhất chỉ uy lực mạnh mẽ nhưng đó là cậy mạnh phá phong vốn không phải chính đủ thất bại không thể tránh được thư thánh gặp liêu tản dương không nghe khuyên bảo nói khăng khăng muốn lấy món pháp bảo này cũng không cần phải nhiều lời nữa chỉ là lẳng lặng nhìn lấy liêu tản dương như thế nào xấu mặt hắn tiến vào vô lượng môn thời gian không ngắn chưa từng không muốn nhiều cái này phong thần đại điện nhưng là mấy ngàn năm qua này hắn vắt hết bóc cũng không có tìm được đột phá bảo hộ đại trận biện pháp tốt giờ phút này gặp liêu tản dương lại muốn bài trừ đại trận cảm thấy dâng lên ý trào phúng đã từng sinh tiếu điện mười ba vị toái anh tu sĩ đến đây cường công phong thần đại điện cuối cùng không có thực hiện đại đột phá hắn không tin Liêu tản dương có đánh vỡ đại trận thần thông sinh tiếu điện bên trong xa trưởng lão cũng không có cái gì trí thân đến gần hào hữu thư thánh cũng không có ý định vì hắn ra mặt chỉ là gặp liêu Tản dương đến tìm kiếm một đáp án xà đạo nhân khai thiên nhất chỉ hung y rất mãnh liệt chính là thư thánh cũng không dám kinh thường trong lòng hắn liêu tàn dương nhất định là mai phục dưới sát chiêu phục kích xà trưởng lão liêu tàn dương vòng quanh phong thần đại điện cẩn thận tra xét vô lượng lao tổ bố trí xuống trận pháp trong lòng có đồ đại trận này hắn quá quen thuộc rõ ràng cũng là càn không trận lúc trước chính mình chính là bị phong ấn ở như thế trong trận pháp đối với bực này trận pháp biến hóa đặc tính hắn đã nghiên cứu ba ngàn năm lúc trước ta không có bất kỳ cái gì pháp bảo nơi tay không làm gì được bực này trận pháp giờ phút này ta tại trận pháp bên ngoài nhìn ta không phá ngươi liêu tàn dương ám đạo tất cả mọi người nhìn về phía liêu tàn dương trong lòng sung mãn mong đợi tuy nhiên thư thánh không tin liêu tàn dương có thể bài trừ trận pháp nhưng là trong lòng của hắn cũng có được chờ đợi nếu là hắn có thể bài trừ đại trận chính mình nương tựa theo toái anh cảnh giới cùng sinh tiếu điện điện chủ thân phận tự nhiên có thể từ hắn chỗ nào kiếm một chén canh uống liêu tản dương nhất cử nhất động hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt vô lượng môn nội điện bên trong các vị trưởng lão cũng phong thích ra thần thức nhìn trộm tới mặc dù bọn họ không dám đắc tội liêu tản dương không dám đắc tội thư thánh nhưng là trọng bảo đang ở trước mắt cho dù không chiếm được chỗ tốt chỗ bọn họ cũng phải nhìn lên một cái ngày sau lan truyền thiên hạ tự nhiên có người đến đoạn đây cũng là bọn họ ý nghĩ chỗ tốt tuyệt đối không có thể để các ngươi hoàn toàn chiếm lấy nếu như các ngươi đem chỗ tốt vơ vét chỉ vậy ta liền để cho các ngươi được bảo tin tức thiên hạ đều biết đến lúc đó tự nhiên có người đến, đến đây mưu đồ không cần đến chúng ta đọc thủ cũng làm được các ngươi sức đầu mẹ chán xin một chỉ một s thôi ạ, à. cảm ơn mọi người. chương 159, trăm tương thần chi khu, phong thần đại điện cao 99 tầng, mỗi một tầng đều nắm chắc người trượng, mọi người đứng ở tòa này phong thần đại điện trước mặt, như giống như con kiến liêu tàn dương vòng quanh phong thần đại điện phi hành, cảm thụ được tòa này hóa thần tu sĩ luyện chế pháp bảo thần uy, rung động trong lòng, vô lượng lao tổ không hổ là sáng tạo thiên hạ đệ nhất môn phái cường giả. Dạ. lúc trước vô lượng lao tổ đi đến hạng di độ cao mới có thể luyện chế dạng này một tòa pháp bảo, thật khiến cho người ta rung động. nếu là sử dụng dạng này pháp bảo tiến hành đấu pháp, nhất định là thuận buồm xuôi gió. đương nhiên phong thần đại điện hiện tại lộ ra cũng không cao lớn bởi vì còn có đệ nhất phong này mười vạn dặm cương vực bày ở này đây mới thực sự là quái vật khổng lồ thư thánh nhìn lấy liêu tàn dương dừng bước lại hướng lui về phía sau ra một khoảng cách tòa đại trận này bọn họ thử qua rất nhiều biện pháp đều không thể công phá hắn không tin liêu tàn dương có thể công phá tòa đại trận này điện chủ người tới chỗ này vì sao cũng khác biệt chúng ta nói một tiếng một thanh âm tại trên đường chân trời vang lên vô lượng môn mọi người ngẩng đầu nhìn qua rõ ràng là sinh tiếu điện đông đảo trưởng lao đến đây những người này đều có làm cho người không thể coi thường toái anh cảnh giới bọn họ đến về sau Hàng lâm đến thư thánh bên người, sau đó ghé mắt hướng liễu tàn dương nhìn lại. Một người nhỏ giọng mở miệng nói: Điện chủ, hắn coi là thật có thể phá vỡ cái này cổ quái trận pháp. Người này thanh âm rất nhỏ, nhưng là ở đây người đều là tu sĩ, thanh âm lại nhỏ, cũng có thể truyền đến bọn họ trong thay. Người tạm thời nhìn lấy là được. Thư thánh nói xong, nhìn kỹ Liêu tàn dương. Giờ phút này liễu tàn dương đứng tại phong thần trước đại điện, đại yên lặng đứng bất động. Chính là thư thánh cũng nhìn không ra liễu tàn dương muốn thi triển loại thủ đoạn nào. Sinh thiếu điện đông đảo toái anh tu sĩ đến, cho phong hầu bọn người mang đến áp lực thật lớn. Mặc dù bọn họ môn đồ đông đảo nhưng là căn bản không có toai ánh tu sĩ tồn tại đó là giữa thiên địa tối đỉnh cấp lực lượng nhưng là giờ phút này bọn họ không thể lưu lại mã trưởng lão nhìn lấy nâng đệ nhất phong cương vực liễu tàn dương phân thân lại nhìn xem đứng tại phong thần tháp trước nhắm mắt trầm tư liễu tàn dương mở miệng nói điện chủ xà trưởng lão mệnh bài vỡ vụn hẳn là hắn gây nên ngày đó ta bị vây ở vạn kiếm triều tông đại trận bên trong suýt nữa chết ở nơi đó xà trưởng lão cũng là bị liễu tàn dương môn chủ đánh giết các ngươi có gì dị nghị không thư thánh gặp mã trưởng lão ở bên thai mình táo lưỡi làm sao không biết hắn dụng ý đây rõ ràng cũng là tìm cơ hội đối liêu tàn dương xuất thủ lần nữa lớn tiếng như thế nói chuyện chẳng qua là gây nên liêu tàn dương chú ý mà thôi mã trưởng lão nghe được thư thánh gian dạy trên mặt toát ra xấu hổ nụ cười cũng không cần phải nhiều lời nữa hắn đã nghe ra ý ở ngoài lời điện chủ rõ ràng là ngăn lại chính mình nói chuyện phòng ngừa quấy nhiễu được liêu tàn dương theo thư thánh đại trận nếu thật là bị phá chính mình những người này ngay ở chỗ này chán nở lẽ lại liêu tàn dương hắn còn dám đem chính mình đổi đi nhân tâm lăn lộn lúc rối loạn liêu tàn dương đã tìm được phong thần đại điện trận pháp sơ hở ngón tay một điểm phía trên đại trận khuấy động ra từng cơn sóng gợn thư thánh chừng lớn hai mắt cái này các loại tình huống là không từng xuất hiện lúc trước xà trưởng lao thi triển ra thiên nhất chỉ đánh vào trận pháp phía trên cũng không có lưu lại bất luận cái gì điểm lầm tấm thư thánh con ngươi chuyển động sinh thiếu điện ta mười một vị trưởng lão kìm nén không được kích động nghe nói tiểu tử này là vô lượng lao tổ chuyển thế chi thân có lẽ truyền ngôn không phải hư hắn thật có phá trận chi pháp phong thần đại điện đương thật lợi hại liêu tản dương tán thưởng một câu nếu muốn đem phong thần đại điện luyện hóa coi là thật vô cùng gian nan cần từ đó phá hư một phen mới thành nhìn lấy tình hình này chỉ sợ chính mình muốn đi phong thần trong đại điện đi tới một lần liêu tản dương nghĩ tới đây linh lực mãnh liệt mà ra đạo này đại trận đã sớm bị liêu tản dương hiểu rõ lúc trước liêu tản dương bị phong ấn lúc bên người không có tiện tay phát bảo không cách nào phá trừ này đại trận dưới mắt tình huống không thể so sánh nổi đến liêu tản dương vây tay một cái anh vâng. kịch liệt va chạm tiếng điếc tai nhức gót đệ nhất phong khu vực thượng lôi công tháp rơi xuống thư thánh bọn người thấy rõ ràng tòa kia h tháp dựng ngược lấy đâm xuống phong thần đại điện hội trận đã xuất hiện tổn hại tòa kia h tháp trực tiếp tiến đụng vào phong thần đại điện liêu tản dương một bước bước vào phong thần trong đại điện làm sao có thể thư thánh quá sợ hãi hắn sinh tiếu điện trưởng lão cũng quá sợ hãi trong mắt bọn hắn liêu tàn dương căn bản không có hao phí khí lực gì liền bài trừ để bọn hắn vào đầu trận pháp giờ phút này liêu tàn dương đã tiến vào phong thần trong đại điện lập tức bọn họ cũng không lo được thân phận hướng về phong thần đại điện phóng đi điện chủ các ngươi động tác thật đúng là nhanh liêu tàn dương tại phong thần trong đại điện vừa đứng vững cấp bộ thư thánh cùng hắn sinh tiếu điện trưởng lão cũng đã xông vào phong thần trong đại điện cũng không so liêu tàn dương chấm bao nhiêu môn chủ hào thủ đoạn thư thánh xông liêu tàn dương dựng thẳng lên một cái nhưng là giờ phút này mặc cho liêu tàn dương như thế nào phúng bọn họ cũng sẽ không rời đi cái này phong thần đại điện cũng là một tòa bảo sơn tiến vào bảo sơn bên trong có thể nào tay không hồi trở lại liêu Tản dương nhìn xem thư thánh nợ nụ cười thư thánh nhìn lấy liêu tàn dương nụ cười lại một thân phát lạnh, cái này cười không tầm thường môn chủ chúng ta đã đồng tiến phong thần đại điện cần dắt tay trùng tiến mong rằng môn chủ quên hết tân đoán trước kia thư thánh nói ra giờ phút này bọn họ đem trong đầu trí nhớ mang tính lựa chọn quên lúc cần phải đợi bọn họ sẽ tự động nhớ tới tỷ như liêu tàn dương là vô lượng lao tổ chuyển thế tri thân Tốt. liêu tàn dương nhìn lấy sinh tiếu điện mấy vị trưởng lao nói ra nhưng mà liêu tàn dương càng là nói như thế sinh tiếu điện trưởng lão càng kinh ngạc giống như có cái âm mưu đem bọn hắn bao phủ mã trưởng lão nhìn lấy liêu tàn dương đột nhiên đối thư thánh mở miệng nói điện chủ ta đột nhiên sinh ra lĩnh ngộ cần bế quan chuyến này không thể cùng các ngươi mã trưởng lão nói xong không kịp chờ đợi xông ra phong thần đại điện phản phất đào mệnh đồng dạng rời đi nơi đây hắn trưởng lao hoang mang cái này mã trưởng lão vì cái gì đột nhiên rời đi chẳng lẽ trong đại điện này có nguy hiểm sao sinh thiếu điện mấy cái tên trưởng lão dừng bước lại dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía thư thánh thế nhưng là thư thánh so với bọn hắn càng thêm hoang mang chính mình trong lòng hiện hiện là đại cắt hiện ra mã trưởng lao vì sao phải trốn cách nơi này chỗ thôi đến đây dù sao cũng là vô lượng lao tổ pháp bảo nội bộ hết thể đương hành sự cẩn thận đang lúc sinh tiếu điện mọi người so đo thời điểm liêu tàn dương thả mắt nhìn đi phong thần đại điện đệ nhất tầng cũng không có giới trong giới chỉ là điêu lan vẽ tòa nhà trên vách tường đều là thư họa thi tử hắn đổ tốt một mực không có bất quá liêu tàn dương trong lòng đánh cho chủ ý cũng không phải phong thần trong đại điện đồ vật mặc dù bên trong lưu giữ bỏ đồ vật lại chân quý còn có cái này phong thần đại điện đáng giá hướng về liêu tàn dương nhu cầu chính là tòa này phong thần đại điện bản nguyên như đại điện này không phải vô lượng lao tổ luyện chế là kiện vô chủ chi vật liêu tàn dương đại khái có thể trực tiếp lấy ra chính mình dùng nhưng là tòa này phong thần đại điện chính là vô lượng lao tổ luyện chế pháp bảo tất nhiên có đặc biệt khống chế thủ đoạn liêu tàn dương cũng không muốn ngày sau cùng vô lượng lao tổ đối địch đối phương một gọi chính mình pháp bảo liền trở thành đồ vật của người khác thư sinh đại nhân phong thần đại điện cấm chế xem như bài trừ hơn phân nửa nhưng là còn có một bộ phận cấm chế không có bài trừ các ngươi tự nhiên cẩn thận Liêu Tản Dương nói xong, thư sinh mày nhắc lại, cái này Liêu Tản Dương vì sao muốn cùng chính mình nói những lời này? Chẳng lẽ hắn muốn trợ chính mình đoạt bảo hay sao? Hắn hội ngốc đến đem thuộc về mình đồ vật hiến cho người bên ngoài. Thư Thánh nghĩ tới đây, trong lòng cẩn thận, mở miệng nói, "Môn chủ, chúng ta đồng tiến phong thần đại điện, đừng cùng tiến cùng lui." Liêu Tản Dương cười thầm nói, "Ta nhưng không có mời các ngươi tiền đến, đừng muốn cùng ta nói chuyện gì cùng tiến cùng lui, các ngươi nếu là hướng về phía trước, tự đi trước." Thư Thánh nghe nói như thế mi đầu dựng thẳng, "Liêu Tản Dương, ngươi nếu muốn chết, ta thành toàn." "A, à, lao tổ." "Thông thông thông." phản phất vật nặng đờ ập đợn nện mặt đất thư thánh thông suốt quay đầu nhìn lại tâm thần run rẩy liễu tản dương cao mày nhìn lấy đột nhiên xuất hiện cố kia kim thân cái này kim thân bị mạch máu quấn quanh miệng bên trong lộ ra hai quả tinh hồng hằn răng trên thân bắp thịt bảy biện ra sát sát tương thần chi khu lúc trước liễu tản dương mới vào vô lượng môn nội viện từng tiến vào phong thần trì này địa cung bên trong kim thân chính là cố này tương thần chi khu tụ tập thiên địa chú án theo gỡ dục chi khí thành tựu bất tử chi thân cường thi chi khu sinh thiếu điện tất cả trưởng lao hướng về sau rút lui trên mặt bọn họ lộ ra kinh dị chi sắc bờ môi phát xanh run rẩy lão tổ lão tổ mới vào phong thần đại điện bọn họ liền tưởng tượng lấy cướp bóc đại lượng bảo vật nhưng là giờ phút này bị dọa đến hồn bay lên trời lúc trước vô lượng lao tổ được xưng là vô lượng huyết ma giết người đầy đồng bọn họ bị vô lượng lao tổ thu phục thành lập sinh tiêu điện dù là vô lượng lao tổ chết bốn ngàn năm cũng không dám sinh ra lòng phản địch thư tử quy kiến qua lão tổ thư thánh lại đối này cương thi lê bái liêu tàn dương tâm đạo nguyên lai thư thánh là chính hắn đặt tên hảo hắn tên thật nguyên lai gọi thư tử quy này tương thần chi khu chừng mắt tinh hồng hai mắt tựa như không có nửa phần thần trí nhưng là hắn lại từng bước một hướng về mọi người tới gần theo hắn tới gần sinh tiếu điện tất cả trưởng lão quỳ xuống một mảnh vô lượng lao tổ dư vi vẫn còn tồn tại liêu tản dương nhìn chăm chú tôn này tương thần chi khu trong lòng sinh ra cổ quái hắn đối cố này tương thần chi khu lại sinh ra cảm giác quen thuộc tựa hồ một cái nhăn mày nhất động là mình quen thuộc người đông nhiên liêu tản dương ý thức được cái này tương thần chi khu hành vi phi thường giống lệ quỷ nghĩ không ra cái này lệ quỷ tiến vào phong thần đại điện liền đạt được chỗ tốt hắn hành động so với chính mình mở nhanh chính mình chưa tiến vào phong thần đại điện hắn đã đã tìm được một kiện ngưỡng mộ trong lòng bà bối Liêu Tàn Dương nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn thấy tương thần chi khu hướng mình lộ ra răng nanh. Liêu Tàn Dương thấy hoa mắt, một cái cự bàn tay thô đã xuất hiện ở trước mặt mình, tốc độ quá nhanh, chính mình lại không kịp né tránh, cái này lệ quỷ không ngờ dám vệ chủ. Thư Thánh bọn người thấy rõ ràng, cái kia cương thi tốc độ nhanh như kinh lôi, trong nháy mắt liền từ trước mắt biến mất, căn bản là không có cách bắt, đương bắt được hắn thân ảnh lúc, hắn đã giơ lên móng vuốt, làm bộ muốn chụp về phía Liêu Tàng Dương. Thật nhanh, Thư Thánh giật nảy cả mình, chính mình lại bắt không đến đầu kia cương thi thân hình, mắt thấy Liêu Tàn Dương ở vào trong nguy hiểm, Thư Thánh cùng sinh tiếu điện bọn người lại bó tay đứng ngoài quan sát hôn trướng ta có thể thu phục ngươi một lần cũng có thể diệt hết ngươi liêu tàn dương cả giận nói trong mắt mọi người này cương thi móng nuốt lúc đầu đã rơi xuống liêu tàn dương tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc nhưng là này một hồi quát hỏi lại làm cho cái kia móng nuốt treo lơ lửng giữa trời tại giữa không trùng không nên đập xuống thư thánh cũng không dám lại khinh thường liêu tàn dương trong lòng càng là vững tin thân phận của hắn hẳn là vô lượng lao tổ truyền thế nếu không có như thế này tương thần chi khu vì sao như thế nghe lời xin một chín chỉ một s thôi ạ, à, cảm ơn mọi người chương một trăm sáu mươi thu phục cương thi vương ngươi, chủ nhân lệ quỷ biết sai lệ quỷ cũng không dám lại liêu Tản dương thần thức dò vào tương thần chi khu nội bộ đem lệ quỷ giam cầm cái này lệ quỷ thực lực mạnh mẽ lại mang ý đồ phản loạn khống chế được cho là viên chiến tướng nếu có lời biếng hẳn phải chết với hắn tay hồng liên nghiệp hỏa sinh ra lệ quỷ cảm nhận được nung khô nỗi khổ mở miệng cầu xin tha thứ nếu không cho ngươi trừng trị ngươi liền không biết ta lợi hại liêu Tản dương nói với lệ quỷ ngón tay chỉ ra một đạo hồng liên hòa diễm đốt tại lệ quỷ trên thân thể giống giống tương thần chi khu đột nhiên phát cuồng kẻ ngã trên đất thân thể lan lộn thư tử quy bọn người thấy kinh hãi Liêu Tản Dương mới được lệ quỷ thời điểm, liền ở trên người hắn bố trí xuống cấm chế, lúc này lệ quỷ chiếm cứ cư Cương Thi Vương Giả Tương Thần Chi Khu, thực lực giải ra, tái sinh lòng phản loạn, phát động cấm chế. Nếu ta không có khống chế ngươi thủ đoạn, có thể nào an tâm? Liêu Tản Dương thần thức tại Tương Thần Chi Khu nội bộ, lệ quỷ đã cùng Tương Thần Chi Khu hòa làm một thể, sinh sinh đoạt vô lượng lao tổ luyện chế mấy ngàn năm thân thể, giờ phút này lệ quỷ không còn là lệ quỷ, mà chính là nhảy ra lục giới luân hồi Cương Thi thủy tổ, chiến lực có thể so với bình thường phái anh tu sĩ, lại bất tử bất diệt. Chủ nhân, lệ quỷ sai, cũng không dám lại, cũng không dám lại. Lệ quỷ thừa nhận đốt cháy thống khổ, trong lòng sớm đã hối hận nếu muốn tái phạm sẽ không dễ dãi như thế đâu liêu tàn dương thu hồng liên nghiệp hỏa thư thánh bọn người trấn kinh bọn họ không biết bên trong cúc chiết chỉ là gặp liêu tàn dương một tiếng gầm thét liền chế trụ tướng thần cương thi đối liêu tàn dương thân phận không hề sinh nghi đủ loại dấu hiệu cho thấy vô lượng lao tổ tất chuyển thế với hắn ngươi biết nên làm như thế nào liêu tàn dương thần thức từ tương thần chi khu thể nội rút ra đối lệ quỷ mở miệng nói thư tử quy bọn người thấy rõ ràng tuy nhiên trong lòng hoang mang cũng không dám hỏi thăm vừa rồi tại lăn lộn đấy đất thống khổ không chịu nổi cương thi thủy tổ từ dưới đất bò dậy, thần sắc lụi bại đi đến lôi công tháp chỗ, thân thể nhoáng một cái, tiến vào lôi công trong tháp, giống như manh thú về lồng. cương thi hiện thân thời điểm, tốc độ cực nhanh, chảo phong mãnh liệt, thư tử quy bọn người môn tự vấn lỏng, cũng không dám đánh cược, trăm phần trăm có thể chế trụ như thế hung hãn chi vật lại không nghĩ, liêu tàn dương một tiếng gầm thét, lại để cương thi thủy tổ nói gì ngay nấy. nay các loại thủ đoạn vừa ra, nguyên bản đối liêu tàn dương còn có khinh thị sinh tiếu điện tất cả trưởng lao thu hồi lòng kinh thị, rốt cục đem liêu tàn dương bày ở cùng bọn hắn ngang nhau vị trí phía trên, không hề bởi vì liêu tàn dương là nguyên anh cảnh giới mà khinh mạ thư tử quy nhìn lấy liêu tàn dương suy nghĩ một lát vừa rồi hắn đã dự định xuất thủ đánh giết liêu tàn dương đem trong đại điện bảo vật chiếm làm của riêng nhưng là hiện tại sinh ra lần này sự cố thu nổi sát âm. môn chủ hảo thủ đoạn ngươi ngược lại là nói một chút phong thần đại điện còn có cỡ nào nguy hiểm thư tử quy mở miệng nói ra liêu tàn dương xem thư tử quy nói ra điện chủ mưu đồ nhiều năm như vậy cần gì phải hỏi ta thư tử quy xem hắn trưởng lao nói phong thần trong đại điện có chúng nhiều bảo vật mỗi một tầng đều có bảo vật tồn tại nhưng đánh phá thủ hộ đã bảo môn chủ mong rằng ngươi không muốn ngăn cản ta đợi. các ngươi tự đi trước thuận tiện liêu Tản dương xông thư tử quy phát tay xem ra cũng không thèm để ý trong đại điện bảo vật bực này thần sắc tất nhiên là để thư tử quy không hiểu chút nào cho dù phía trước ngăn chặn trung điệp thư tử quy cũng phải một đường rét đi qua thư tử quy gia tộc chính là tu tiên đại tộc lúc trước vô lượng lao tổ đoạt thư tử quy gia tộc trọng bảo gác lại tại phong thần trong đại điện giờ phút này thư tử quy đến đây chính là đánh lấy lấy hồi gia tộc trọng bảo suy nghi mới vừa vào đại điện lúc sinh ra đánh giết liêu tàn dương ý nghĩ cũng là trả thủ vô lượng lao tổ thư tử quy cùng sinh tiếu điện mọi người thấy liêu tàn dương trong lòng sinh ra phức tạp tình cảm người này là vô lượng lao tổ chuyển thế chi thân trưởng khống một bộ phận phong thần đại điện quy tắc chính mình giờ phút này muốn đi phong thần đại điện và bảo đoạt được là vô lượng lao tổ bảo vật lúc đầu thư tử quy dự định nhập đại điện về sau tìm kiếm cái lý do đem đánh giết tránh khỏi sinh thêm sự cố nhưng là tướng thần cương thi xuất hiện quy thuận đem hắn kế hoạch xáo trộn giờ phút này nếu là đánh phần thắng không cao không đánh lại sợ bị tình kế hồ trưởng lão người ở đây bồi môn chủ thư tử quy rốt cục làm ra một cái song toàn quyết định chỉ có thể từ bỏ hồ trưởng lão lợi ích để hắn ở đây cùng đi liễu tàng hàn dương phòng ngừa hắn làm dùng âm như quỷ cái gì đợi mình tại trong đại điện vơ vét thật tốt chỗ phân cho hồ trưởng lão một chút Tổ trưởng lão không có cam lòng, nhưng là đối mặt Điện Chủ quyết định, hắn cũng chỉ có thể tuân thủ. Tại liêu Tàn Dương một bên, quen chân ngồi xuống, Thư Tử Quy bọn người tiến vào Phong Thần Đại Điện tầng thứ hai. Liêu Tàn Dương xem Thư Tử Quy bọn người, thầm nghĩ, thật cho là ta phá vỡ đại trận, là cho các ngươi làm giá y thì sao? Đánh đi, chiến đến càng kịch liệt càng tốt, chỉ có ngươi bọn họ đánh cho kịch liệt, ta mới có thể rút ra Phong Thần Đại Điện tinh hoa. Liêu Tàn Dương hai mắt nhắm lại, điều tức lấy, lôi công tháp là úp, ngọn tháp tiến đụng vào Phong Thần Đại Điện. Ở bên ngoài xem ra, là hai tòa cự đại kiến trúc va chạm tại một chỗ. Phong hầu bọn người nắm chặt quyền đầu, tâm thần thần, thần trường theo môn chủ tiến vào là sinh tiếu điện đông đảo toại anh cường giả dạ, bọn họ lo lắng môn chủ một cây chẳng chống vững nhà phong hầu nhìn một chút môn chủ phân thân hắn vẫn như cũ nâng đệ nhất phong cương vực khí tức kéo dài từ phân thân khí tức đến xem phong chủ cũng không có nguy hiểm thoát đi nơi đây mã trưởng lao đã trở về sinh tiếu điện trong thách thất hắn từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn tay hắn vẫn như cũ đang run run dậy, trong đại điện hắn xuất hiện mãnh liệt cảm ứng trong đầu hiện ra một bức tranh quyền phong thần đại điện sụp đổ thư thánh đầu thân hai điểm hắn trưởng lão cũng bị xé thành vô số đoạn tàn mát đó là luyện mục đồng dạng khủng bố cảnh tượng mã trưởng lão một mình trốn tới hắn không dám xác định bức tranh đó là như thế nào xuất hiện nhưng là chân thật như vậy phong thần trong đại điện hổ trưởng lao quay đầu nhìn về phía liêu tàn dương trong lòng hoang mang hắn phá vỡ đại trợn lại cũng không tiến đến bà bảo mà chính là tùy ý người bên ngoài tiến bảo hắn mục đích đến là cái gì trước đây không lâu tại hổ trưởng lao xem ra vô lượng lao tổ chuyển thế chi thân ngàn ngàn vạn chỉ cần vô lượng lao tổ một khắc không có chuyển thế này chuyển thế chi thân liền không đủ gây sợ nhưng khi liễu tàn dương thu phục tướng thần cương thi ý nghĩ thế này thật to đổi mới ông long phong thần đại điện run dậy kịch liệt một phen hổ trưởng lao đứng người lên hình thần thức thả ra nhưng không có gì cả loại này run dậy tiếp tục sau một lát khôi phục lại bình tĩnh liêu tản dương vẫn như cũ xếp bằng ở trong đại điện thử nghiệm hấp thu phong thần đại điện tinh hoa bất quá phong thần đại điện vẫn như cũ phòng thủ kiên cố tìm không được nửa phần thời cơ còn chưa đủ a à? liêu tản dương mở mắt nhìn hộ trưởng lão liếc một chút sau mở miệng nói ra vị trưởng lão này ngươi vì sao không tiến hướng thử một lần có lẽ có đại cơ duyên chờ đợi ngươi hộ trưởng lão quay đầu nhìn về phía liêu tản dương hỏi ngược lại ngươi lại vì sao không đi ta nếu là cả tòa phong thần đại điện khác đồ vật ta trứng mắt liêu tản dương nói ra Hổ trưởng lão càng phát ra cảm giác liêu tàn dương tại vận dụng âm mưu chỉ là cái này âm mưu tiềm phục tại nơi nào hắn không thể nào biết được hổ trưởng lao thầm nghĩ thật không biết điện chủ vì sao muốn thay đổi chủ ý nếu đem hắn đánh giết ở đây cần gì bực này phong bị đông nhiên một vết nước xuất hiện tại phía trên cung điện tí tách tí tách vết màu thấm ra một cỗ thi thể rơi xuống hổ trưởng lão nhìn lại quá sợ hãi xin một chín chỉ một s thôi ạ, à, cảm ơn mọi người chương một trăm sáu mươi xà thốt tượng long vũ long vũ người thế nào Hổ trưởng lão nhào tới trước nâng lên long vũ thi thể một đạo cự đại vết đao xuyên qua long vũ ngực phổi một đạo diệt chỉ thần hồn hổ trưởng lão hai mắt toát ra không cam tâm thần sắc linh lực vận chuyển kiện hàng long vũ thân thể nhưng là long vũ đã thần hồn đã tán thi thể cũng chỉ là một bộ thể xác long vũ hổ trưởng lao giống giận mắt hổ rơi lệ hắn cùng long ngũ luôn luôn giao hảo tịnh xưng long hổ trưởng lão giờ phút này hắn gặp long trưởng lao thân tử thần sắc bi phẫn đại kỳ nộ cùng đại nguy cơ cùng tồn tại giờ phút này hổ trưởng lão không có leo lên phong thần trên đại điện mấy tầng sinh ra may mắn cảm giác nếu là cùng nhau đi tới chỉ sợ chết có thể là hắn trong ngực hắn long ngũ đầu não bông xuống mặc cho hổ trưởng lão kêu gọi không có nửa phần đáp lại ngươi nhất định là ngươi âm mưu quỷ kế hại chết long vũ hổ trưởng lão đem long ngũ chậm rãi buông xuống quay đầu nhìn về phía liêu tàn dương nhìn hàm hàm tới một cái hổ đầu đại đao xuất hiện tại hổ trưởng lao trong tay chỉ hướng liêu tàn dương sau lưng hiện hóa mánh hổ hạ sơn công pháp tựa như manh thú hổ khiếu sơn lâm liêu tàn dương nhìn lấy hổ trưởng lão từ dưới đất đứng lên nhìn lấy chết đi long trưởng lão ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít tở, đã có một tên vai anh tu sĩ vất lạc cái này phong thần trong đại điện quả nhiên là nguy cơ trùng trùng hắn nhìn về phía nắm lấy hổ đầu đao hổ trưởng lão mở miệng nói ngươi nói là ta âm mưu ta muốn hỏi ngươi là ta mời các ngươi tiến vào phong thần đại điện còn là các ngươi không kịp chờ đợi tiến vào hổ trưởng lão nghe nói liêu tàn dương lời nói cả giận nói đã bên trong gặp nguy hiểm ngươi coi cáo chi ta đợi ngươi vì sao không nói một thanh hổ đầu đao lóe ra đao mang long vũ tử vong đã để hổ trưởng lão đánh mất lý trí liêu tàn dương nhìn lấy hổ trưởng lão nói ra ta chưa từng mời các ngươi tiến vào nhưng các ngươi đến các ngươi khăng khăng muốn đi tầm bảo cùng ta có cái gì liên quan đến ở trong đó hung hiểm còn muốn ta nói ngươi coi thật không rõ ràng phong thần trong đại điện nguy hiểm không cũng là ngươi quỷ kế là người âm lưu, hổ trưởng lão vẫn giống giận, căn bản không nghe liêu tản dương giải thích. Ta chỉ cần cái này phong thần đại điện mà thôi, cũng không ham bên trong pháp bảo. Về phần người này tử vong, chính là tầm bảo đại giới, nếu không có làm tốt tử vong chuẩn bị, làm gì đến đây. Liêu tản dương vừa dứt lời, nay hổ trưởng Lao đem linh lực quán thâu đến hổ đầu đao bên trên, long vũ là chết tại vô lượng lao tặc trong tay, mà ngươi lại là vô lượng lao tặc chuyển thế chi thân hôm nay giết ngươi, trước lấy một cái lợi tức. Một thanh hổ đầu đao long lánh đa mang, hướng liêu tản dương chém tới, trắng bóng đao mang chiếu giỏi một phương. Cưỡng từ đoạt lý, vẫn là sớm có dự mưu chỉ sợ là thư tử quy đã sớm đã thông báo nếu có thân người chết trước đem ta chém giết liêu tàn dương lách mình né qua đao mang nói ra lời này về sau hộ trưởng lão thần sắc khẽ biến lộ ra nhưng đã bị liêu tàn dương đoán đúng thư tử quy tiến vào trước đại điện đã làm ra bàn giao nếu có người xuất hiện thương vong trước chém xuống liêu tản dương giờ phút này long vũ trưởng lão thân tử hộ trưởng lão cảm thấy lâm nhiên quyết định chấp hành điện chủ sớm làm xuống bàn rào, giết liêu tản dương hộ trưởng lão gặp nhất đao thất bại lần nữa nhấc lên hổ đầu đao hướng liêu tản dương chém tới ken 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 một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn tại liêu tàn dương trước mặt hổ đầu đao mang chạm tại trên người người này lại phát ra kim qua thanh âm hổ trưởng lão quá sợ hãi nghiêm mặt nhìn lại ngăn tại liêu tàn dương trước mặt rõ ràng là một bộ cương thi vừa mới bị liêu tàn dương thu phục cương thi thủy tổ tướng thần đã ngươi ta đã vạch mặt vậy ta liền đem ta mưu đồ cáo chi ngươi hiện tại ta vô pháp điều phong thần đại điện tinh hoa cần đem phá hư mà các ngươi cướp trắng trận phong thần trong đại điện bảo vật hiển nhiên vi phạm phong thần đại điện dụ ý chiến đấu không cách nào tránh khỏi đương phong thần đại điện tổn hại đạt tới một cái điểm tới hạn ta sẽ đoạt chi liêu tàn dương nói xong hổ trưởng lão cao mày người này vì sao đem chính mình lưu đồ nói thẳng ra chẳng lẽ hổ trưởng lao trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng lần nữa nhìn về phía liêu tàn dương thời điểm thình lình phát hiện hắn thân ảnh dần dần tan dã phân thân cái này liêu tàn dương cũng là một bộ phân thân hổ trưởng lao ám đạo không tốt bỗng nhiên hắn cảm giác phần lưng đau xót quay đầu nhìn lại thình lình phát hiện liêu tàn dương vô thanh vô tức đứng sau lưng tự mình theo tại chính mình phía sau lưng trên bàn tay lóe ra ngọn lửa màu đỏ hồng liên nghiệp hỏa hổ trưởng lao hướng về sau tránh đi lúc lôi công tháp lui về phía sau tướng thần cũng tiến vào lôi công trong tháp đây cũng là giả một thanh âm vang lên giống như chế rêu hổ trưởng lão hổ trưởng lão cảm giác được tê cả ra đầu cái này liễu tàn dương đem xà trưởng lão thần thông học cái thông hiệu đạo lý phân thân chi thuật chính là xà trưởng lão bản mệnh thần thông bình thường hắn chỉ biết hiểu xà trưởng lão có thể hóa ra một cỗ hóa thân nghĩ không ra liễu tàn dương hóa ra hai cỗ hoặc không có càng đa phần hơn thân thể xuất hiện lôi công tháp hoàn toàn thoát ly phong thần đại điện đại trận lần nữa phục hồi như cũ hổ trưởng lão cầm trong tay hổ đầu đao nhìn chăm chú liễu tản dương giờ phút này trong lòng của hắn không dám xác định người này đến là phân thân vẫn là bản tôn chiến đấu đi nếu các ngươi không phá ra phong thần đại điện sẽ vĩnh viễn bị phong ấn ở bên trong đại điện liêu Tàn dương chậm rãi mở miệng hổ trưởng lao rốt cuộc minh bạch trong lòng sinh ra bị trêu đùa cảm giác hổ đầu đao chém tới liêu Tàn dương thân hình hoàn toàn biến mất như vậy đại phong thần đại điện đệ nhất tầng chỉ còn lại có hổ trưởng lão một người phát cùng dùng hổ đầu đao chém về phía tư phương phong thần đại điện bên ngoài liêu Tàn dương ngược lại hai tay chắp sau lưng nhìn về phía tự nhiên mà thành đại trận lúc trước mình bị vây ở đại trận bên trong ba năm không biết đại trận này có thể vây khốn thư tử quy bao lâu thời gian xa trưởng lão phân thân chi thuật có thể hóa ra hai cái thân hình trước hai cái hóa thân xuất hiện hấp dẫn sinh tiếu điện chú ý một tên hóa thân nâng đệ nhất phong một tên hóa thân phá vỡ phong thần đại điện phong ấn mà tránh thức liêu tàn dương làm theo dùng tấm gương pháp bảo biến mất chính mình thần thức chính là thư thánh cũng không có nhìn ra manh mối sinh tiếu điện đại bộ tờ hờ ở trưởng lão bị nhốt phong thần trong đại điện cho dù liêu tàn dương không chiếm được phong thần đại điện cũng có thể chính mình lớn nhất e ngại sinh tiếu điện thế lực cầm tủ môn chủ còn luyện khí không phong hầu tiến lên bái kiến liêu tàn dương trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc đối với xuất hiện ở trước mặt hắn ba cái liêu tàn dương lại phân biệt không ra bất quá từ lôi công tháp thoát ly phong thần đại điện phạm vi về sau hắn liền rõ ràng môn chủ làm ra hết thảy tựa hồ là nhằm vào sinh tiếu điện tự nhiên muốn luyện chỉ bất quá ta cần mượn sinh tiếu điện chi thủ đem phong thần đại điện phá hư một phen vô lượng lao tổ luyện chế pháp bảo không thể coi thường liêu tản dương một hệ liệt thủ đoạn lừa gạt qua tất cả người làm đại thanh thế nâng mười vạn dặm cương vực đến đây diễn sát mạnh phu làm thư thánh nhận định chính mình tất lấy phong thần đại điện sau đó giả bộ phân thân bị nhìn thấu hiện ra thân hình liêu tản dương được phong thần đại điện trận pháp giam cầm ba ngàn năm tự nhiên sẽ hiểu bên trong ảo diệu không muốn mạo hiểm lập như khiến phân thân tiến về chỉ bất qua cái này phân thân suýt nữa bị lệ quỷ phá hư nhưng cuối cùng vẫn thành công đem sinh tiếu điện đông đảo thoái anh trưởng lão lừa gạt nhập bên trong nếu bọn họ không thể đánh phá phong thần đại điện làm theo bị ưu cấm bên trong liếu tàn dương cố kỵ sinh tiếu điện thế lực biến mất nếu bọn họ đánh vỡ phong thần đại điện cũng hẳn phải chết thương tổn thảm trọng bất lực cùng mình tranh đấu thúng chi mình thừa cơ luyện khí luyện chế ra nhất tôn có thể đối kháng toái anh tu sĩ bà bối cho dù bọn họ đi ra ngoài tìm thủ chính mình cũng sẽ không e ngại vô luận bọn họ như thế nào làm việc chính mình cũng đứng tại người thắng lợi một phương vô lượng môn bên trong thế lực lớn nhất sinh tiếu điện bị hóa giải phong thần trong đại điện thư tử quy đám người cũng không rõ ràng bên ngoài chuyện phát sinh giờ phút này bọn họ đoạt đông đảo đan dược cũng phát bảo đang hướng về cảng cao hơn một tầng đột phá phong thần đại điện chín mươi chín tầng mỗi một tầng đều có trọng bảo có thủ hộ đánh vỡ thủ hộ liền có thể đoạt bảo vô tận dụ hoặc hấp dẫn lấy bọn họ tiến lên dù là có chỗ thương vong cũng sẽ không tiếc hổ trưởng lão cảm giác bị u cầm đứng lên bốn phía đã lâm vào tối tăm đang mang lấp lóe hắn bổ về phía tư phương lại tựa như bổ trong không khí hắn chạy vọt về phía trước được cũng cảm giác tại như có như không bắt ngát trong bóng tối tiến lên giờ phút này hắn phương tỉnh táo lại liêu tản dương quả nhiên đang mưu đồ bọn họ chỉ bất qua cái mưu này vẽ tử vừa mới bắt đầu chính là nhằm vào bọn họ hắn tử vừa mới bắt đầu liền vài kế tiếp cục gậy ông đập lưng ông nếu ta phá phong mà ra tất sát ngươi hổ trưởng lao tỉnh táo lại hắn đã suy nghĩ tới hết thể mất tích là từ hắn tiến vào phong thần đại điện sau bắt đầu khi đó liền có sơ hở mà theo thế nhưng là chính mình nhưng không có chú ý tới bị lợi ích che đậy hai mắt ta lúc đầu có thể phát hiện hổ trưởng lao hối hận không thôi hắn lúc đầu có thể chính mình tiến phong thần đại điện mà bảo làm gì nâng đệ nhất phong cương vực đến đây, như một mình đến đây, thần không biết quỷ không hay. về sau lại tùy ý chính mình bọn này sinh tiếu điện ngoại nhân tiến vào, không buồn không giận, lại không mệnh chính mình môn nhân tiến vào, đây cũng là một sơ hở, có thể là mình được phong thần trong đại điện bảo vật hấp dẫn, đem xem nhẹ. a, à, nha, nha, Hộ trưởng lao nhớ tới đào tẩu mã trưởng lão, lần nữa phẫn nộ, lập tức đến yêu, ngươi hẳn là cùng hắn một đám, ngày sau ta tất xác ngươi. phong thần trong đại điện phát sinh đủ loại sự tình, thư thánh bọn người vượt quan, còn không nhận thấy được nguy cơ, mà Hộ trưởng lão bị nốt mặc dù nhưng đã phát giác liếu tàn dương âm mưu lại không cách nào truyền lại lòng tham không đủ xa thú tượng cái này là các ngươi tự tìm trách không được ta liêu tản dương nhìn lấy phong thần đại điện chậm rãi mở miệng hộ pháp liêu tản dương mở miệng nói ra đông đảo đệ tử môn nhân quay chung quanh tại liêu tản dương bên người cầm trong tay pháp bảo phòng ngừa có người trước tới quấy rầy ba cái liêu tản dương đồng thời thi triển đại pháp lực luyện hóa đệ nhất phong mười vạn dặm cương vực linh khí giống như internet đồng dạng tụ lại đi qua đem đệ nhất phong hoàn toàn bao phủ của bạo linh lực khuấy động đệ nhất phong thượng đông đảo sinh linh cảm giác được hủy diệt khí tức nhưng mà một cái hát tháp rộng mở cửa tháp từ trong tháp chuyển ra đủ loại sinh cơ đệ nhất phong đông đảo sinh linh điên cuồng hướng lôi công tháp dũng mánh lao tới từ giờ khắc này bắt đầu liễu tàn dương mới chính thức bắt đầu luyện hóa đệ nhất phong vô lượng môn nội điện đông đảo trưởng lão thần xác cảm đạm ngã ngồi tại trên chỗ ngồi giờ phút này bọn họ phương bừng tỉnh đại ngộ người này trở về về sau thi lôi đỉnh thủ đoạn cầm tù sinh tiếu điện đây là duy nhất có thể ảnh hưởng chống lại bọn họ thế lực giờ phút này thực lực mạnh mẽ sinh tiếu điện tất cả trưởng lão bị đều cầm tù tại phong thần trong đại điện chỉ còn lại có một cái mã trưởng lão có thể đào thoát nhưng một cái mã trưởng lão một cây chẳng chống vững nhà liêu tàn dương thi đến hảo thủ đoạn luyện khí là giả diễn sinh tiếu điện là thật trong lòng bọn họ sinh ra mồ hôi lạnh nếu là bọn họ theo sinh tiếu điện tiến vào phong thần đại điện giờ phút này cũng sẽ bị cầm tù nguyên lai thiên hàng hoành tài không phải cái gì tường điềm báo tham luyến tài bảo cuối cùng hội dẫn tới họa sát thân xin một chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người chương 162, thiên hạ võ đạo thịnh hội ba cái liêu tàn dương bị vô lượng môn chúng môn đồ bảo vệ linh lực biên chế lưới lớn đem đệ nhất phong cương vực hoàn toàn bao phủ vô lượng môn bên trong liễu tàn dương đã có thể tùy ý làm vậy không có bất kỳ người nào bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản hắn nội điện trưởng lão nhìn nhau về sau vậy vây tay hào riêng phần mình trở về chính mình ở lại chỗ liêu tàn dương một hệ liệt thủ đoạn đã để bọn họ cảm giác giống như cao sơn ngưỡng chỉ phất tay trong thiên hạ thế lực mạnh nhất tụ lại lấy 13 ba vị thoái ánh tu sĩ sinh thiếu điện bị cầm tù bực này bá lực bực này mưu lực không phải bọn họ cảm tưởng tượng vô lượng môn khu vực bên ngoài một chỗ phồn nhân loại hoa thành trấn trong góc sạch sẽ, sẽ trong tiểu viện có một lão giả uống trà xanh đục ngầu hai mắt dần dần sáng ngời giống như trong bầu trời đêm ngôi sao hắn đứng người lên nhìn về phía hướng chính đông đem chén trà đặt lên bàn sắc mặt lộ ra ưu ám liếu tàn dương à liếu tàn dương nghị không ra ngươi trưởng thành nhanh như vậy lại siêu thoát ta ngô cương luân hồi trưởng khống lao ra lao ra cái kia ăn cơm chưa một cái nha hoàn thanh âm thanh thúy em hai giống như lưu hành, lão nhân thư thái hai mắt lần nữa hỗn đột, một miệng cũng biến thành mơ hồ không rõ nô ăn lão nhân tại nha hoàn nâng đỡ chậm rãi đi trở về ốc xá bên trong từ thất thập nhị phong phong chủ sau khi chết lại cả đời luân hồi vô lượng môn phong thần trì địa điểm cũ nguyên bản mười vạn giảm cương vực tại linh lực gác bách dưới đã cắt giảm đến vật lý, khắp nơi ngưng kết tại một chỗ, cứng rắn còn hơn sắt thép. Liêu Tản Dương cái trán đã toát ra mồ hôi, mặt khác hai cô hóa thân cũng lộ ra cực kỳ suy yếu. Đã đến cực hạn. Liêu Tản Dương nói xong, chắp tay trước ngực, mặt khác hai cô hóa thân cũng xuất hiện khép lại linh lực thần thái. Tòa kia hắc sắt tháp cao lớn lên theo gió, tựa như mang chúc phá đất mà lên, tiến triển cực nhanh. Một tòa chọc trời mà đường tháp cao xuất hiện tại phương thế giới này ở trong. Vô lượng môn chúng đệ tử trên 9 tầng trời, tháp cơ cắm rễ ở mặt đất cấp tốc sinh trưởng, tòa này hắc tháp tại bọn họ nhìn kỹ trưởng thành, mang đến giác quan trùng kích thị phi phàm. Theo hắc tháp cao lớn, bọn họ thân hình không được lui lại hát tháp cắm rễ ở mặt đất lúc lúc đầu chỉ có trăm triệu phương viên bọn họ nhìn xuống hát tháp một ngày ở giữa tòa này hát tháp tăng ba trăm dặm cao một năm trăm dặm bọn họ nhìn thẳng hát tháp hai ngày bên trong hát tháp tăng ngàn dặm cao năm ngàn dặm bọn họ ngưỡng mộ hát tháp sau bảy ngày hát tháp độ cao vì thiên hạ chú mục vô lượng môn trăm vạn dặm cương vực bên trong đều nhìn thấy này tòa cự đại hát tháp này hát tháp quanh thân có lôi điện vật quanh kình thiên mà đừng mục đích chi cuối cùng không nhìn thấy đỉnh tháp cao không biết mấy phần vô lượng môn đệ tử xuống lại tại hát tháp chung quanh hơi ngược trần cắt bụi liêu tàn dương hai cỗ hóa thân rốt cục linh lực khô kiệt sụp đổ thu hát tháp cửa tháp rộng mở đệ nhất phong khu vực quần quận lấy ngã vào hát trong tháp cửa tháp ầm ầm đóng cửa vô lượng môn chúng đệ tử bông lỏng một hơi thành liêu tàn dương thu công đệ nhất phong cương vực hoàn toàn dung nhập vào lôi công tháp giới trong giới chỉ bất qua phân biệt rõ ràng còn chưa hoàn toàn thành tựu một thể mấu chốt nhất một điểm chính là giờ phút này lôi công tháp vô pháp thu nhỏ căn bản là không có cách đứng ở trong lòng bàn tay giết địch đấu pháp một tòa phong thần đại điện treo ở không trung một tòa lôi công tháp đỉnh thiên lập địa hai tòa kiến trúc giống như xa xa nhìn nhau lôi long cùng lệ quỷ từ lôi công trong tháp bay ra lôi long hóa thành công tử văn nhã đứng ở liễu tàn dương trước mặt cầm trong tay quả giấy mặt quan như ngọc ai dám suy nghĩ hắn là tính như liệt hỏa thiên uy trưởng không giả lệ quỷ đã hóa thân thành cương thi hai cái nanh nổi bật thân thể so sắt thép còn cứng rắn hơn hung uy khiếp người luôn luôn trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình tu sĩ nhìn thấy hắn cũng chỉ dám đi theo đường vòng có hai người này liên thủ mặc cho toái anh tu sĩ tập kết đến đây cũng khó thoát bại vòng một đường liêu Tàn dương đối lôi long cùng lệ quỷ nói hai người các ngươi ở đây thủ hộ lôi công tháp ai dám dò mong muốn giết không tha vâng lệ quỷ cùng lôi long tuân lệnh lệ quỷ thực lực mạnh mẽ về sau vốn có phản tâm nhưng là bị liêu tản dương dùng hồng liên nghiệp hỏa giáo hấn một lần về sau an phận thủ thường đứng lên giờ phút này lệ quỷ nhảy ra lục giới bất tử bất diệt thực lực mạnh tại thoái anh sơ cấp cảnh giới trước ít có địch thủ lệ quỷ cùng lôi long nắm tay tại lôi công tác trước hóa thân hai tôn thiên thần người lạ đường vào liêu tản dương xuất lĩnh vô lượng môn chúng đệ tử trở về phong môn giờ phút này thất thập nhị phong phía trên bầu trời trong trẻo đệ nhất phong cương vực bị rời đi về sau ban ngày cùng đêm tối cùng tồn tại kỳ quan tiêu tán liêu tản dương trở về thất thập nhị phong về sau phong hầu xuất linh trăm vạn môn đồ bãi phục một mảnh hô to cung nên môn chủ trở về cung nên môn chủ trở về mọi người cùng kêu lên hô to liêu tàn dương nhìn về phía rộng rãi môn đồ vươn tay cánh tay phong hầu bọn người đứng dậy vô lượng môn bên trong tu vi thấp đệ tử hướng liêu tàn dương nhìn lại thầm nghĩ môn chủ quả nhiên danh bất hư truyền tu vi cao tuyệt không biết ta khi nào tài năng tu đến môn chủ cảnh giới cỡ này một chút đệ tử nhìn lấy liêu tàn dương nghĩ thầm luôn có một ngày ta định tu đến môn chủ cảnh giới hô quát ngàn giảm vô lượng môn bên trong không biết có bao nhiêu đệ tử nhìn về phía liêu tàn dương sinh lòng kính ngưỡng kính sợ mộ trong lòng bọn họ có một cái ý niệm trong đầu nhất định phải tu thành nguyên anh cảnh giới thành vị thiên hạ ở giữa trí cường giả liêu tản dương nhìn lấy vô lượng môn chúng đệ tử đệ tử trong đầu đủ loại suy nghi tràn ngập mà đến theo các ngươi ta uy phong bắt diện các ngươi nhưng biết ta trải qua bao nhiêu gặp chắc trở các ngươi nhưng biết ba ngàn năm giam cầm tuyến nguyện các ngươi nhưng biết vì tu được nguyên anh cảnh giới xông qua bao nhiêu sinh tử quan được qua bao nhiêu hoàng tiền lộ ta từng giết bao nhiêu người cướp đoạt qua bao nhiêu linh bảo liêu tản dương không phải tài hoa bộc lộ hàng người lại không có cường đại sư tôn dẫn đường từng bước một đi tới gian nan hiểm trở dị thường long đong hắn ánh mắt nhìn về phía hồng liên nhìn về phía trong lâu nhìn về phía hoàng kim cung đệ tử các ngươi có đại cơ duyên các ngươi so ta may mắn bởi vì các ngươi trưởng thành mới bắt đầu liền gặp được ta liêu tản dương chậm rãi mở miệng nói liêu tản dương tại luyện khí kỳ ngừng chân trăm năm kim đan kỳ hơn nghìn năm trong lúc đó căn vốn chưa bao giờ gặp nguyên anh tu sĩ chỉ điểm nếu có thể lựa chọn liêu tản dương tình nguyện không muốn bất luận cái gì bảo vật chỉ cần có nguyên anh tu sĩ chỉ điểm hết thể đều có như vì vô danh sư chỉ đạo là tu tiên giả lớn nhất trở ngại liêu tản dương được mấy ngàn năm chặng đường ăn uổng, cùng nhau đi tới khắp nơi trên đất bụi gai bị đâm đến đầu rơi máu chảy gặp được ta liền là các ngươi lớn nhất đại cơ duyên hơn xa hết thảy liêu tản dương thanh âm truyền khắp vô lượng môn nếu là bên cạnh người mà nói những lời này định bị cho rằng cuồng vọng hồng liên trọng lâu bọn người trong vòng trăm năm kết thành nguyên anh nỗ lực chiếm một bộ phận nhưng đại bộ tờ hờ phải quy công cho liêu tản dương dạy bảo nếu không có hắn chỉ điểm hồng liên bọn người tất tại đường quanh co đụng lên đến đầu rơi máu chảy như từ từng đạo từng đạo tử lộ bên trong tìm được chính đồ không biết sống ngủ mấy ngàn năm nỗ lực tu hành đi liễu tản dương đối chúng đệ tử nói ra hắn nói ra vài câu cái này vài câu lời trong lòng trong lòng sinh ra cảm khái nội điện bên trong tất cả trưởng lão nghe liễu tản dương lời nói trong lòng sinh ra cảm khái bọn họ cũng chỉ vượt mọi trông gai một đường đi tới đối liễu tản dương lời nói sinh ra tán thành môn chủ đi vũ vô lượng môn chúng đệ tử hô quát nội điện trưởng lão mặc lão hổ đứng người lên hình mở miệng nói ai muốn theo ta tiến về phụ tá môn chủ tái tạo vô lượng môn huy hoàng mặc lão hổ thanh âm tại vô lượng môn nội điện truyền ra hơn mười tên trưởng lão hiện thân mở miệng nói chúng ta nguyện đi theo ngươi qua tìm nơi nương tựa môn chủ tốt chúng ta hiện tại liền tiến về Mạc lão hổ cùng hơn mười tên nguyên anh hậu kỳ trưởng lao thu thập kiện hàng khởi hành tiến về vô lượng môn bọn họ từ liêu tàn dương trong lời nói cảm nhận được cộng minh liêu tàn dương trở về đại điện bên trong vừa hấp một cái trả mặc lão hổ bọn người giá vân mà đến tiến vào đại điện bên trong không đợi liêu tàn dương đứng dậy mặc lão hổ bọn người liền tới đến liêu tàn dương trước mặt không người tới đất liêu môn chủ ta đợi nguyện đi theo phụ tá người thành tựu vô lượng môn chi sự nghiệp to lớn. Tốt. liêu tàn dương vỗ tay một cái đem mặc lão hổ bọn người dịu dắt đứng lên mệnh thanh phong minh bày xuống cái bảng, dâng lên tiên trả mặc lão hổ mở miệng nói môn chủ kể từ hôm nay chúng ta liền rời khỏi nội điện trở thành vô lượng môn tọa hạ đệ tử liêu tàn dương khoát tay nói mặc trưởng lão lời ấy sai rồi các ngươi vốn là trưởng lão chi vị làm sao có thể với hạ mình tại vô lượng môn bên trong các ngươi cũng là trưởng lão chi vị chấp trưởng vô lượng môn quyền hành vô lượng môn dung nhập mặc lão hổ các loại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thực lực lần nữa phóng đại đại phái đệ nhất thiên hạ khôi phục thực lực trong tu tiên giới đã bình tĩnh trở lại vân cư tự một trận hỗn chiến để rất nhiều môn phái chịu đau khổ một chút môn phái điêu linh một chút môn phái cuộc khởi tiên quốc cũng không tiếp tục là tu tiên bên trong người đàm luận đối tượng cùng vân cư tự bị tiêu diệt so sánh cùng vô lượng môn phản loạn so sánh tiên quốc sự tình lộ ra không có ý nghĩa mấy năm hưu sinh dưỡng tức tu tiên trong chính phái không biết là ai nhắc lên diễn vo câu chuyện hiện ra càng ngày càng nghiêm trọng chi thế vô lượng môn thực lực quá mạnh bài trừ bên ngoài còn lại thiên hạ môn phái đều là liên hợp nâng hành đệ tử diễn vo tỷ thí đạo pháp liền diệu nếu là tán tu cảm thấy mình đạo thuật tinh diệu cũng có thể tiến về lần này diễn vo tên là thiên hạ võ đạo thịnh hội liêu tàn dương tại đứng tại lôi công tác trước ánh mắt nhìn về phía phong thần đại điện tòa đại điện này y nguyên vững chắc hóa thần tu sĩ quả nhiên không tầm thường luyện chế một bộ pháp bảo lại sinh sinh vây khốn mười vị toái anh tu sĩ liêu tàn dương tại phong thần đại điện lưu lại ấn ký về sau bước ra rời đi như phong thần đại điện có gì thường hắn nhưng lập tức chạy về vô lượng môn khôi phục lại bình tĩnh môn hạ đệ tử cũng cắt từ tu hành lẫn nhau nghiên cứu và thảo luận đạo pháp hết thể khôi phục chính quy cái này trương mãi xuyên một đi không trở lại cũng không biết hắn lôi kéo đến báo thủ vô lượng lao tổ thế lực không có liêu tàn dương suy nghĩ dính đến chính mình đủ loại tình thế trong gói u minh liêu tàn dương cảm giác thiên hạ này võ đạo thịnh hội không thể tầm thường so sánh giống như có cự đại âm như hướng mình báo phủ không thành thiên hạ tu sĩ như ngưng tập hợp một chỗ như sinh ra một cỗ chống lại vô lượng môn thế lực liền cực kỳ không ổn ta cần muốn đích thân đi điều tra một phen bên trong đại điện liêu tản dương thông suốt đứng dậy hướng nhìn ra ngoài thầm nghĩ đương muốn ra ngoài hành tẩu một phen thiên hạ võ đạo thịnh hội có thiên hạ tu sĩ tề tụ một đường ta ngược lại mau mau đến xem các ngươi muốn làm ra một cái manh mối gì liêu tàn dương cho phong hầu bàn giao một phen về sau đi ra vô lượng môn cương vực tu vi bị ẩn tảng nguyên anh sơ kỳ kim Đan kỳ trúc cơ kỳ bước ra vô lượng môn lãnh địa về sau liêu tàn dương đã hóa thân thành một tên trúc cơ tu sĩ không chút nào thu hút trong thiên hạ trúc cơ tu sĩ nhiều vô số kể thêm ra một cái trúc cơ tu sĩ không người biết đến cũng không biết mình cái này trúc cơ tu vi hội sẽ không nhận ước hiếp liêu tản dương hành tàu ở trong vùng hoang dã trên đường nhỏ ngoài trăm dặm chính là một tòa phạm nhân thành thị trong thiên hạ người nào cũng sẽ không nghĩ tới chấp nắm quyền thiên hạ trôi một lời có thể dùng đồ thán thương sinh một câu có thể diệt bất luận cái gì tu tiên môn phái vô lượng môn môn chủ đã hóa thân một người trúc cơ tiểu tu sĩ hướng đi một phạm nhân thành trấn nếu là thật sự có kim đan đại tu sĩ không biết trời cao đất rộng tiến lên ước hiếp sẽ có một phen phá có ý tứ sự tình trình diễn xin một chín chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người chương một trăm sáu mươi ba hai cái tiểu tu sĩ liêu tản dương ở giữa rừng đường nhỏ hành tẩu được ba mươi bốn mươi dặm mặt trời gây gắt phía dưới đường dần dần bao quát lộ diện lật lộ ra hoàng thổ hoàng thổ tích lũy thật dày một tầng đạp xuống qua phát ra phốc phốc thanh âm chuyến này lại đi năm mươi dặm chính là phan tiên Trấn, đến là nên nhìn cho kỹ phương thế giới này liêu tản dương ám đạo tiên quốc cảnh nội nguyễn yêu đứng tại viện lạc dưới tàng cây hòe bóng cây tầng tầng nàng ánh mắt nhìn chăm chú một cái phương hướng sư phụ chất phát khuôn mặt tại trong óc nàng vùng đi không được nhưng mà trí nhớ chỗ sâu cái kia cầm trong tay ma kiếm từ trên trời giáng xuống thân ảnh, thể phải mang chính mình đi tìm một trận phong hoa tuyệt đại nam nhân thủy chung không thể bị lãng quên. Nguyệt yêu khép hờ hai mắt, hai cái thân ảnh tấp nập xuất hiện tại trong đầu của nàng. Vô lượng môn, một thân hồng trang nữ tử nhìn chăm chú một đoàn đống lửa, tự lẩm bẩm, dù là ngươi tận lực xa lánh ta, ta cũng không quan tâm, ta tâm. Ở chỗ này, đống lửa bên trong dần hiện ra một bóng người, đó là một cái lạnh lùng bóng lưng, như đêm ấy lạnh lùng. Liêu Tản Dương một thân màu xanh trường sam, con phong cách cổ xưa võ kiếm, hơi có vẻ non nớt khuôn mặt, bộ dáng kia tựa như vừa bước ra sơn môn môn phái đệ tử. Liêu Tản Dương ngẩng đầu nhìn lại, Phan Tiên Trấn đã gần trong căng thức, gặp lên đường nhỏ cuối cùng tụ tập thành một đầu đại đạo, có thể mặc cho ba con ngựa cùng tồn tại mà đi. Liêu Tản Dương được đến cũng không vội vã, lần này nhập thế, hắn không chỉ có muốn dò xét Thiên Hạ Võ Đạo Đại hội, càng muốn thừa cơ ngộ được thuộc về mình đại đạo, đột phá toai anh cảnh giới, hướng hóa thần kỳ giáo bước tiến lên. Xa xa nhìn lại, một tòa thành quét xuất hiện tại Liêu Tản Dương trong tầm mắt, Phan Tiên Trấn đến. Một bóng người chiếu nghiêng mà ra, Liêu Tản Dương ngừng chân, một thân hắc bảo thân hình nam tử cao lớn đem hắn ngăn ở giữa đường. "Bằng hữu, ta gặp được điểm phiền phức, còn cần ngươi khẳng khái một phen." người này nhìn từ trên xuống dưới liêu tàn dương tựa hồ tại ước lượng lấy liêu tàn dương chất béo phì gầy chúc cơ trung kỳ tu hành bất nhập lưu công pháp trong túi liền pháp bảo đều không có chỉ có mấy khối tàn thứ hạ phẩm linh thạch cùng một cái phụ chú người đây là muốn cất tiền liêu tàn dương đem tên nam tử này nhìn cái thông thấu dạng này tu vi lại cũng đi ra học nhân kết nói càng là không có mắt muốn đánh cướp chính mình bằng hưu tay ta đầu không dư giả, dạ, giống ngươi một điểm ngày sau ta giàu có trả lại ngươi ngươi biết ngươi tại đánh cướp người nào a à? liêu tàn dương nhìn lấy cái này chúc cơ tu sĩ mở miệng hỏi một câu nói kia càng đem người áo đen hỏi mộng ngay tại chỗ liêu tàn dương thật muốn nói cho ngươi ngươi tại đánh cướp một cái nguyên anh tu sĩ ngươi đây không phải vội vàng chịu chết ta bất quá hôm nay liêu tàn dương tâm tình không tệ liền dự định cùng cái này tiểu tu sĩ hảo hảo chơi đùa một phen làm cái việc vui ngươi muốn bao nhiêu liêu tàn dương nói xong người áo đen lại giật mình ngay tại chỗ nguyên bản hắn coi là muốn chém giết một trận chỗ nào nghĩ đến chỗ này người lại sảng khoái như vậy cướp tiền hắc bảo nam nhân nhìn lấy liêu tàn dương định bình tĩnh tâm thần cắn răng nói một khối trung phẩm linh thạch liêu tàn dương đem thần thức dò vào trăm vạn dặm bên ngoài lôi công tháp giới trong giới bên trong cách không trộm tới một khối trung phẩm linh thạch liêu tàn dương lật tay một cái đem trung phẩm linh thạch nắm trong tay ném cho người áo đen t người áo đen hai mắt tỏa ánh sáng tiếp nhận trung phẩm linh thạch lần nữa nhìn về phía liêu tàn dương ánh mắt cùng thần sắc có biến hóa đa tạ đạo hữu việt thủ xin hỏi đạo hữu đại danh ngày sau phong lôi tử tất báo đại ân người áo đen cung kính nói ra trong lòng âm thầm suy nghĩ nói người này vừa ra tay liền là một cái trung phẩm linh thạch chắc hẳn hắn lai lịch rất lớn tám chín phần mười là nào đại môn phái đệ tử đi ra ngoài lịch luyện cần hỏi nhiều hơn một phen mới tốt ta là liêu tàn dương lời nói chưa nói xong một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện tại liêu tàn dương bên cạnh thân liêu tàn dương ngửi được một cô hoa nhải mùi thơm ác gặp chuyện bất bình nữ tu sĩ cũng chỉ có chút cơ trung kỳ nhưng là vẫn như cũ đem thanh thủy kiếm rút ra chỉ hướng người áo đen khẽ kêu nói trần phong lôi ngươi lại ở chỗ này cướp bóc tu sĩ mau đưa linh thạch trả lại với hắn liêu tàn dương nhìn lấy một thân tử y hiền nữ hải nàng che mặt từ xa dáng người tinh tế gió nhẹ quét phía dưới váy cho ngược lại là có một phen đặc biệt vật vị một thân hắc bảo trần phong lôi nhìn thấy nữ tử này về sau trau mày quát vẫn yên cô Đương ta kính ngươi là phan tiên trấn người nhà họ vân có nhiều né tránh nhưng là ngươi như thế hùng hổ do người đem ta trần ra mặt mũi đặt nơi nào trần phong lôi ngươi ở chỗ này cướp bóc thế nhưng là muốn bại hoại trần gia môn phong mau đưa linh thạch trả lại cho thiếu niên này một thân tử y thể vân yên nói xong liễu tản dương nghe được rõ ràng chính mình quả nhiên bị người nhìn thành thiếu niên ta nếu không còn lại như thế nào trần phong lôi nói xong trong ánh mắt hiện lộ sắc cơ vân yên nếu ngươi khăng khăng muốn thay hắn ra mặt đừng trách ta xuất thủ không lưu tình hắc bảo trần phong lôi cũng giơ lên một thanh lợi kiếm đem linh thạch thu vào trong túi háo. đại đạo tri thượng một tên tử y y nữ tu sĩ cùng một tên hắc bảo tu sĩ rằng co hai người đều là trúc cơ tu sĩ tử y y nữ tu sĩ sau lưng còn có một người nhìn lấy hai người tựa hồ bị hai tên trúc cơ trùng kỳ tu sĩ chấn nhiếp trần phong lôi gặp vân yên quyết định muốn vì cái này tiểu tu sĩ ra mặt cảm thấy phẫn hận nếu là bị nàng quân lấy miễn không lại chịu đau khổ vân yên đề phòng trần phong lôi hạ tại phan tiên trấn cũng có được một chút danh khí thủ đoạn tàn nhẫn tại phan tiên trấn thế hệ trẻ tuổi trong đám người gọi người nghe tin đã sợ mất mật qua trần phong lôi giơ tay đánh ra một đạo phụ chú tấm chú này đang phi hành bên trong biến thành một bàn tay đại hỏa chim hướng vân yên cùng liễu tàn dương bay đi phi hành bên trong cũng có được điệu minh thanh âm a chúc cơ trung kỳ toàn lực nhất kích hỏa điều thuật vân yên quá sợ hai hướng lui về phía sau tránh cùng lúc đó hắn quay đầu nhìn về phía liễu tàn dương đã thấy thiếu niên này đần độn đồng dạng cũng không né tránh thậm chí không có bất kỳ cái gì phản ứng mau tránh vân yên tức hồn hển hô hào giờ phút này nàng đã rời khỏi mấy chục trượng phạm vi đã không có cứu viện năng lực trần phong lôi gặp tu sĩ trẻ tuổi không tránh không cần cũng là sau một lúc hối hận hắn lúc đầu không có giết người chi niệm chỉ là muốn mưu chút tiền tài nhưng là tu sĩ này tại chính mình phụ chú về sau vờ ơ im mà không tránh đây không phải tự tìm đường chết ta hòa điệu này thuật chính là uy lực cự đại phụ chú hỏa diễm hưng hực liền là bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không nguyện ý ngày tháng liêu tản dương nhìn lấy phong hành tốc độ cực trần hòa điệu thuật thầm nghĩ nghĩ không ra coi ta trò chơi chi tác lại có truyền thừa hòa điệu này phụ chú chính là liêu tản dương tại năm ngàn năm trước sáng tạo ra đến một đạo thuật pháp vì trúc cơ đệ tử tự vệ mà chế cầu chính là uy lực lớn thực hiện phép thuật đơn giản này tu sĩ trẻ tuổi nhanh tránh đi a à. vẫn yên cầm kiếm hô quát bằng hữu thật có lỗi trần phong lôi mở miệng nói ra hỏa điệu đã bổ nhào vào liễu tàn dương trước mặt theo bọn hắn nghĩ còn muốn né tránh đã trễ ai tên là vân yên Tử y y hẻ hả nữ hải quay đầu sang chỗ khác không nguyện ý nhìn thấy cái này cái tu sĩ trẻ tuổi chết thảm tràn diện vê anh mạnh liệt hỏa diễm bạo phát hỏa điệu hóa thành một trượng phương viên đại hỏa cầu đem liễu tàn dương báo phủ trần phong lôi người đổ tài sát hại tính mệnh ta hôm nay muốn thế thiên hành đạo từ y y hẻ hả nữ hải nói xong bỗng nhiên quay đầu nhìn lại này hỏa cầu khổng lồ xuất hiện biến đổi lớn này tu sĩ trẻ tuổi không tránh không né gặp đại hỏa cầu đánh tới về sau tiện tay vung đi. Nơi lòng bàn tay hình như có vòng xoáy, cháy hừng hực hỏa diễm đều bị hút vào trong bàn tay hắn, phảng phất trong bàn tay hắn có một cái hát động phai mở hỏa diễm. Hắn biểu lộ vẫn như cũ đạm mạc, thế nhưng là hắn hời hợt thi triển không biết tên thần thông, đem cự đại hỏa diễm cắn nuốt sạch sẽ. Loại kia hung diễm lại căn bản không có đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vẫn yên tâm ở bên trong lấy được Trần An, đồng thời đối liêu Tản Dương tu luyện công pháp tò mò, mà Trần Phong lôi lại là lâm vào chấn kinh cùng trong sự sợ hãi, hắn thi triển phù chú uy lực như thế nào, hắn tâm như minh kính, chính là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ đụng phải hỏa điệu này, thuật cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm hóa giải liêu tản dương nhìn lấy trần phong lôi mở miệng nói ngươi muốn linh thạch ta liền cho ngươi linh thạch lúc này ngươi vì sao lại muốn giết ta ngươi cho rằng ta chưa từng giết người sao lúc đầu liêu tản dương không muốn cùng bực này tiểu tu sĩ so đo chính mình đường đường vô lượng môn môn chủ hắn nguyện ý muốn linh thạch cho hắn một cái linh thạch cũng không sao vì bực này việc nhỏ tự tay đánh chết một tên trúc cơ tiểu tu sĩ chuyến đi chắc chắn làm trò hề cho thiên hạ vì mặt mũi liêu tản dương không muốn xuất thủ thế nhưng là cái này tiểu tu sĩ làm cho người rất chán ghét nếu là không cho hắn một chút giáo hấn hắn liền không biết trời cao đất rộng xin một chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người chương một trăm sáu mươi bốn vân yên đạo hữu quyết nhủ liêu tàn dương hướng về trần phong lôi cất bước đi đến một thân tử y để vân yên cầm trong tay màu xanh biết thanh thủy kiếm thất thần trí vừa rồi lấy tu sĩ trẻ tuổi phất tay thối hỏa diễm tiêu sái chiếu vào trong óc nàng nhớ tới vừa rồi hỏa diễm đột kích thời điểm hắn thần sắc ở đâu là đần độn mà là một loại khinh miệt tiểu nhỏ hỏa diễm căn bản không bị hắn để ở trong mắt khó trách hắn không tránh không né vân yên nhìn lấy liêu tàn dương trong lòng dâng lên hiếu kỳ đối với hắn thối hỏa diễm thủ pháp rất lợi hại đặc biệt chẳng lẽ là thần thông hay sao liêu tàn dương đi đến đen bảo trần phong lôi trước mặt đưa tay ra nói ta hối hận Ta muốn thu hồi linh thạch." Trần Phong Lôi nhãn châu chuyển động, hướng lui về phía sau một bước, nhưng là làm hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, cái này cái tu sĩ trẻ tuổi phảng phất không núc ních, vẫn như cũ đứng ở trước mặt hắn, đưa tay. "Đạo hữu, ta chính là Phan Tiên chấn người Trần gia, ta tổ ra ra càng là Vô Lượng môn nội môn đệ tử, Kim Đan sơ kỳ đại tu sĩ." Trần Phong Lôi bị Liêu Tản Dương thối hỏa diễm thủ đoạn chấn nhiếp, tâm sinh ý sợ hãi, liền vận dụng Trần gia tên tuổi tiến hành đe dọa, hy vọng đem đối phương hoảng sợ chạy. "Vô Lượng môn, Kim Đan tu sĩ." Liêu Tản Dương sắc mặt càng thêm âm trầm, Vô Lượng môn đệ tử gia tộc càng như thế ngu cuồng xem ngày sau sau chính mình trở lại về môn phái muốn cho bọn hắn định vị quý củ trần phong lôi gặp liêu tản dương trầm tư thần sắc cho là hắn bị vô lượng môn tên tuổi hụ sợ thần sắc hòa hóa lại mở miệng nói đạo hữu ta trần phong lôi quảng giao hảo hữu hôm nay gặp mặt đạo hữu có chút hợp ý ngày sau chúng ta uống máu tiểu, thành anh em kết bái ngươi chính là huynh đệ của ta tại phan tiên trấn mặt đất ca ca nói chuyện khá tốt dùng liêu tản dương gặp trần phong lôi nói đến thẳng khái nếu là kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên tất bị lừa gạt không tiết mạng sống máu chảy đầu rơi đưa ta linh thạch liêu tản dương bất vi sở động trần phong lôi cảm giác nhức đầu thầm nghĩ cái này cái tu sĩ trẻ tuổi coi là thật không dễ lừa, trần phong lôi đánh định đào thoát chủ ý từ trong túi lao lấy ra một đạo phù chú đập vào trên hai chân quay người liền trốn tốc độ như bay vụt mũi tên càng thêm để hắn cảm giác chuyện kinh khủng phát sinh này tu sĩ trẻ tuổi chân không động nhưng là thân thể nhẹ nhàng bay lên thủy chung tại trần phong lôi bên cạnh thân trần phong lôi đi vội nhưng là đứng ở bên cạnh hắn tu sĩ trẻ tuổi vẫn như cũ đưa tay dù là tại di chuyển nhanh chóng bên trong thân hình hắn cũng chưa từng phát sinh qua bất kỳ biến hóa nào phản phất trần phong lôi cùng tu sĩ trẻ tuổi cùng trên thuyền thuyền nhỏ phi nhanh nhưng không cách nào ảnh hưởng đến trên thuyền hai người lần này Trần Phong Lôi rốt cuộc biết chính mình đã trúng thiết bản bên trên, cái này cái thế ngã ngã đầu rơi máu chảy. Đưa ta linh thạch. Liêu Tản Dương thanh âm giống như như ác ngọng tại Trần phong lôi bên tai vang lên. "Ta cho, ta cho ngươi chính là." Trần Phong Lôi dừng bước lại, từ trong túi áo lấy ra một khối trung phẩm linh thạch tức giận bất bình địa ném tới Liêu Tản Dương trong tay. "Chưa đủ." Liêu Tản Dương ước lượng trong tay trung phẩm linh thạch mở miệng nói ra, hắc bảo Trần Phong Lôi trên mặt toát ra khó coi thần sắc, cả ngày đều là ta ăn cướp người bên ngoài, nghị không ra hôm nay muốn bị đánh cướp một phen. Vân Yên cũng đuổi ở đây, nhìn lấy bị quản chế Trần Phong Lôi, trên mặt toát ra ý cười hai con mắt hiếp thành hạng nhất cái này trần phong lôi tổng ở chỗ này làm sàng làm bậy hôm nay rốt cục đạt được báo ứng nàng thu hồi thanh thủy kiếm nàng đã nhìn ra lại có mười cái cái trần phong lôi cũng sẽ không là cái này cái tu sĩ trẻ tuổi đối thủ trần phong lôi nhăn nhó từ trong túi láo lấy ra một khối tàn thứ hạ phẩm linh thạch hắn đem linh thạch đưa ra này thống khổ thần sắc phảng phất tại các hàn thịt liêu Tản dương xưa nay không thiếu linh thạch hắn mới mở miệng giữa thiên địa tu sĩ đều nóng gối đến đây đem vạn thiên cực phẩm linh thạch hai tay đưa lên hắn làm như thế chỉ là muốn trừng trị một chút cái này tiểu tu sĩ chưa đủ liêu tàn dương tiếp nhận một khỏa tàn thứ linh thạch về sau tiếp tục mở miệng không đạo hữu ta thật không có trần phong lôi gặp liêu tàn dương vẫn chưa đủ quyết định chắc chắn liêu mình nỗi buồn tài một cái muốn định chính mình không có linh thạch chẳng lẽ hắn còn có thể soát người không thành nơi này chính là phan tiên trấn khu vực là cửa nhà mình ngươi có ngươi trong túi còn có mười một khối hạ phẩm linh thạch các loại linh phủ tam thập tứ trương bồi nguyên đan dược mười bốn hạt hết thể giao ra Liêu tàn dương lời nói như trọng truy đồng dạng đem trần phong lôi đánh ngộng thế nào làm sao ngươi so ta còn rõ ràng ta ta trần phong lôi nhận thua trần phong lôi phát giác được trực tiếp từ trong túi láo cởi xuống túi chữ vật rất thẳng thắn giao ra tiểu gia hỏa nhớ kỹ lao phu một câu không có bản lãnh liền đừng đi ra nếu không có họa sát thân liêu tàn dương nói xong giờ phút này vân yên ở một bên cười ra tiếng dưới cái nhìn của nàng cái này cái tu sĩ trẻ tuổi tuyệt đối niên kỷ còn thiếu nhưng lại học người bên ngoài nói lao khí hoành thu lời nói tuy nói tu sĩ chú nhan hữu thuật nhưng là từ cảm giác bên trên liền có thể phát hiện manh mối văn bối biết trần phong lôi nhìn lấy liêu tàn dương khẽ cắn môi quay người trở về phan tiên trấn lần này xem như cá không có đánh tới phản lưới rách trần phong lôi nghĩ. "Tiểu bối, ngươi có bản lĩnh đừng chạy, chờ ta tụ tập nhân mã, cả gốc lẫn lãi vơ vét trở về." "Ngươi trẻ tuổi, Phan Tiên trấn Trần gia thế nhưng là đại thế lực, ngươi vẫn là mau trốn đi, nếu là Trần Phong lôi liên lạc Trần gia khó xử ngươi, ngươi muốn ăn đau khổ lớn." Vân Yên đi đến Liêu Tản Dương thân thể vừa mở miệng khuyên nhủ nói. Liêu Tản Dương nhìn lấy Vân Yên nói, đa tạ cô nương việt thủ. "Việc nhỏ mà thôi, không sao." Vân Yên khoát tay nói. Liêu Tản Dương quay người, đem trên thân phong cách cổ xưa vỏ kiếm gỡ xuống sách trong tay, thuận tay đem túi chữ vật thắt ở trên vỏ kiếm, hướng về Phan Tiên trấn đi đến một thân tử y hỉa vân yên nhìn lấy liêu tản dương cử động nghi ngờ trong lòng lại gặp liêu tản dương hướng về phan tiên trấn đi đến cảm thấy tức giận mở miệng nói ngươi người này làm sao như thế không biết tốt xấu ta đều nói cho ngươi phan tiên trấn gặp nguy hiểm ngươi đắc tội trần ra nơi đó chính là long đàm hồ huyện ta cũng che chở không ngươi liêu tản dương mắt biết thai ngơ bước về phía phan tiên trấn cước bộ kiên định vân yên đổi kịp liêu tản dương cước bộ nói ngươi cái này tiểu tu sĩ làm sao cố chấp như vậy mặc dù ngươi có một ít thủ đoạn nhưng là ngươi một người có thể đối kháng bao nhiêu người trần gia tại phan tiên trấn có chút cơ tu sĩ hơn trăm người tộc trưởng càng là kim đan sơ kỳ đại tu sĩ thế lực tại phan tiên chấn số một liêu tàn dương cước bộ vẫn như cũ hướng về phan tiên chấn rào bước tiến lên tiểu tu sĩ ngươi thật không sợ chết sao bọn họ lao tổ tông thế nhưng là vô lượng môn nội môn đệ tử vô lượng môn ngươi cuối cùng cũng biết là đại phái đệ nhất thiên hạ mặc dù sau lưng ngươi có cường đại môn phái nhưng là so vô lượng môn như thế nào vô lượng môn người lại là đại ma đầu giết người vô số hắn liền ma vực cùng vân cư tự dạng này thế lực bá chủ đều diện ngươi sư môn có thể mạnh hơn ma vực mạnh hơn vân cư tự vân yên đau khổ khuyên đủ lấy liêu tàn dương rốt cục dừng bước lại vân yên gặp cái này tiểu tu sĩ rốt cục cải biến tâm ý mở miệng nói cái này đúng không phan tiên Trấn vẫn là đừng đi nhanh hắn địa phương vô lượng môn thế lớn trêu trọc không nổi liêu tản dương nhìn lấy một thân tử ý ỉ từ xa che mặt vân yên nói như vô lượng môn không đến liền thôi nếu bọn họ dám đứng ra ta tất đại khai sát giới thanh lý môn hộ vân yên nghe liêu tản dương lời nói trong đầu quanh quẩn lấy mấy cái tử cuồng vọng vô tri tìm đường chết nàng làm sao biết trong miệng nàng đại ma vương vô lượng môn môn chủ liền đứng ở trước mặt nàng như vô lượng môn thật có hạng giá áo túi cơm làm sàng làm bậy liêu tản dương tất thanh lý môn hộ xin một chín mươi chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người chương một trăm sáu mươi lăm nhập thế tu hành phan tiên chấn xuất hiện tại liêu tàn dương trước mắt thành trì cao lớn cẩn trọng thành gạch bên trên có pha tạp rêu xanh hiện lộ lấy tòa thành trì này đã lâu thành trì cửa có tám tên tu sĩ chấn giữ đều là luyện khí thập tam tầng cảnh giới tiến vào phan tiên chấn người phần lớn là phạm nhân cũng có một phần nhỏ luyện khí cảnh giới tu sĩ phạm nhân vào thành cần giao nạp tiền tài mà tu sĩ làm theo không cần giao nạp bất kỳ vật gì nguyên người, người này thật sự là không biết tốt xấu vân yên đi tại liêu tàn dương bên cạnh đối với cái này cái tu sĩ trẻ tuổi không nghe khuyên cáo hết sức tức giận khoảng cách thành môn còn có bảy tám bách bộ liêu tàn dương ngừng chân dừng lại nhìn về phía vân yên nói ngươi cũng là phan tiên trấn người ta gia tộc là phan tiên trấn vân gia địa vị hiển hách nếu là ngươi khăng khăng muốn nhập phan tiên trấn ta vẫn còn có cái biện pháp bảo toàn ngươi chỉ là hủy khuất ngươi một phen vân yên đánh giá liêu tàn dương sinh ra một cái ý niệm trong đầu ngươi cũng đã biết thiên hạ võ đạo đại hội liêu tàn dương mở miệng nói ra vân yên tựa hồ căn bản không có nghe được liêu tàn dương tra hỏi mà chính là tự lo nói trong lòng mình ý nghĩ nếu là ngươi thay hình đổi dạng một phen, như người bên ngoài hỏi, ngươi liền xưng là ta sư đệ, ngược lại là có thể bằng vào vân gia cùng sư môn ta huy danh hóa giải thủ án. Ta muốn hỏi là, ngươi có thể giải thiên hạ võ đạo đại hội tình huống? Lần này, Vân Yên rốt cục mở miệng, cái này ta tự nhiên là biết, thiên hạ chính đạo tề tụ một đường, nghiên tập công pháp, linh giáo đạo thuật, sư môn ta bên trong trưởng môn cũng nhận mời, đến lúc đó có thể tiến đến xem lễ. Khi nào? 20 năm sau hoa quang đính thượng. Nhà ngươi trưởng môn không tham gia luận võ a? Liêu Tản Dương nói xong, Vân Yên mày nhăn lại, ngươi người này thật sự là kỳ quái có thể xem lễ thiên hạ võ đạo thịnh hội đã cực làm vinh quang tham gia luật võ ngươi thật coi người nào đều có thể tham gia dạng này tỷ thí a à. ngươi là này nhà môn phái đệ tử liêu tàn dương hỏi kỳ lân môn ngươi nghe nói qua tại thú triều trùng kích vào hoàn hảo không chút tổn hại đạo phái ta chính là kỳ lân môn đệ tử đời thứ năm vẫn yên rơi lên cảm nhấc lên sư môn nàng cảm giác được xuất phát từ nội tâm tự hào kỳ lân môn liêu tàn dương nhớ tới luân hồi lão nhân lưu lại bộ kia vạn ma đồ nó liền treo ở kỳ lân trong môn bọn họ đem môn phái xây ở động phủ mình trung quanh càng đem chính mình nhận làm bọn họ lão tổ cái này vân yên cùng mình ngược lại là có chút sâu xa vậy ngươi có thể trải qua thú triều liêu Tản dương nói xong vân yên nhớ lại năm đó chẳng cảnh khi đó nàng chỉ có 9 tuổi bái nhập kỳ lân môn hai năm có thừa thú triều được hơn vạn vật đều hủy loại tiết như thủy triều yêu ma vây khốn sân môn khiến cho người hoảng sợ lúc này trong ngộng chắc chắn sẽ có một cái cao lớn thân ảnh xuất hiện gầm lên giận dữ quát lui vô tận yêu ma mặc dù nhưng đã nhớ không rõ hắn dung mạo thế nhưng là này quát lui vạn ma chẳng cảnh lúc thường xuất hiện trong ngậu. cũng không biết kiếp này có thể hay không gặp đến lao tổ đáng hận ta tuổi còn nhỏ không nhớ ra được lao tổ hình dạng cho dù là nhìn thấy cũng không nhận ra vân yên tự nói lấy một thân tử y thì vân yên đắm chìm trong trong hồi ức không thể tự thoát ra được ngươi chịu đứng ra trượng nghĩa cứu ta làm báo đáp ta liền đem hấp thu hỏa diễm thần thông truyền thụ cho ngươi liêu tản dương bỗng nhiên mở miệng vân yên nghe nói như thế vui mừng ngứng mày chỉ là nàng mới mở miệng lại là mặt khác một phen ngữ khí tuy nhiên ngươi thần thông rất lợi hại nhưng là ngươi tu vi vẫn là quá yếu chỉ có chút cơ kỳ mà thôi phan Thiên trấn bên trong nhưng có kim đan tu sĩ tỏa trấn ngươi là học vẫn là không học liêu tản dương mở miệng nói ra học vì cái gì không học liêu tàn dương hấp thu hỏa diễm thuật pháp rất đơn giản chỉ là mở ra giới trong giới đem hỏa diễm dẫn đạo tiến giới trong giới bên trong cùng trong túi chữ vật lấy vật tương đồng khác biệt là cần linh lực dẫn đạo mới có thể đem các loại đánh tới pháp thuật đưa vào giới trong giới bên trong liêu tàn dương cùng vân yên nói xong môn thần thông này nguyên lý về sau vân yên quá sợ hãi nghe đơn giản như vậy nhưng lại dị thường thực dụng thật đơn giản như vậy vân yên không thể tin được ai nói đơn giản đầu tiên ngươi cần phải có không gian cực lớn giới trong giới pháp bảo xin hỏi ngươi có a à? liêu tàn dương nói xong vân yên tràn đầy phấn khởi lấy ra một cái túi chữ vật hết sức rêu ra hướng liêu tàn dương lắp động một cái nói ra ta cái này túi chữ vật là sư phụ ta cho ta bên trong có 10 triệu không gian đủ lớn đi nguyên bản nàng cho rằng liêu tàn dương sẽ lộ ra hâm mộ thần sắc như túi chữ vật loại bảo vật này phần lớn mở ra nhất phương không gian trong tay nàng túi chữ vật là bình thường túi chữ vật không gian gấp 10 lần dạng này không gian thu hẹp không chịu nổi bất luận cái gì thuật pháp tối thiểu nhất muốn trăm giảm phương viên theo liêu tàn dương trăm giảm phương viên giới trong giới xem như đơn giản quy mô chính mình lôi công trong tháp giới trong giới trong vòng nghìn dặm có thể tiếp nhận vài anh tu sĩ toàn lực nhất kích vân yên nhìn về phía liêu tàn dương lại không biết nên nói cái gì túi chữ vật không gian có thể trăm trượng đã là cực hạn trăm dặm phương viên không gian đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày đã ngươi cứu ta ta liền đưa ngươi một kiện chính mình giới trong giới pháp bảo tùy tiện không muốn bày ra liêu tàn dương nói xong tùy ý sờ đến một khối luyện khí tài liêu trong khoảnh khắc khối này luyện khí tài liêu hóa thành một chiếc vòng tay liêu tàn dương tại thủ trạc bên trong đánh vào hơn trăm đường trận pháp ổn định một cái phương viên trăm dặm giới trong giới một cái hô hấp ở giữa liêu tàn dương liền sáng tạo một cái tại giới trong giới pháp bảo theo phổ thông tu sĩ đây cũng là trọng bảo đối liêu tàn dương tới nói luyện chế vật như vậy hạ bút thành văn không tốn sức chút nào liêu tàn dương đem vòng tay đưa cho vân yên nói có giới trong giới pháp bảo về sau ngươi muốn cần phải vận dụng linh lực hấp dẫn thuật pháp đem đặt vào đến giới trong giới bên trong liêu tàn dương truyền thụ cho vân yên bực này thần thông nhu cầu cực cao đầu tiên phải có chữ vật loại pháp bảo giới trong giới không gian phải lớn vẹn vẹn cái này một hạng liền đem tuyệt đại bộ phận tu sĩ ngăn cản bên ngoài nhưng là chính mình bực này pháp bảo người còn cân dạng này ngăn địch thủ đoạn a như thế thuật pháp xem như nhất là gà mở thần thông vân yên đem thần thức dọ vào vòng tay bên trong rộng mở trong sáng thiên địa để cho nàng trở nên kiếp sợ nàng đem thần thức rút ra lại đem vòng tay trả về cho liễu tàng hàn dương thần sắc giống như thụ sùng nhược kinh như thế trọng bảo ta làm sao dám thu ngươi còn không phải cho ta ta cứu ngươi chỉ là không quen nhìn trần phong lôi huống hồ y theo lực lượng ngươi căn bản sẽ không e ngại hắn cái này trọng bảo ngươi vẫn là thu trở về đi vân yên trong ngày thường chỉ nghe pháp bảo tên chưa từng thấy tận mắt chính là ông tổ nhà họ vân trong tay cũng chỉ có một kiện pháp bảo nhưng xưa nay không bày ra tại kỳ lân trong môn nàng địa vị thấp căn bản tiếp xúc không đến chính mình pháp bảo kim đan tu sĩ chính là sư tôn của nàng trong tay cũng chỉ có một kiện ngụy pháp bảo mà thôi cầm đi ta có rất nhiều vật như vậy liêu tản dương nói ra nhưng là vân yên căn bản không dám đi tiếp trong nội tâm nàng tràn ngập hoang mang người này đến có cỡ nào bối cảnh như thế pháp bảo lại có thể tùy ý đưa người người nếu không muốn vậy ta liền hủy nó đi lưu chi vô dụng cái này vòng tay pháp bảo vốn là liêu tản dương vì vân yên tiện tay lợi chế giờ phút này gặp nàng không muốn chính mình giữ lại cũng không có một chút tác dụng nào lập tức liền muốn đem bóp nát hủy đi không muốn hủy như thế trọng bảo a vân yên đưa tay vòng tay bật lại yêu quý nắm trong tay cái này mai vòng tay cũng không đáng chú ý thậm chí có chút xấu xí nhưng là vân yên lại yêu quý thời khắc bởi vì cái này chính là một món pháp bảo một kiện khó gặp không gian pháp bảo cái này đạo thần thông nguyên lý ta đã hoàn toàn nói cho ngươi siêng năng tu luyện thuận tiện liêu tàn dương nói xong hướng phan tiên chấn thành môn đi đến vân yên nhìn liêu tàn dương liếc một chút cẩn thận từng ly từng tí đem vòng tay cất kỹ thầm nghĩ vô công bất thụ lộc đã ngươi đem trọng bảo đưa cho ta nhất định là muốn mượn ta vân nhà thế lực che chở ngươi tốt, xem ở trọng bảo trên mặt mũi người nào như đối địch với ngươi chính là cùng ta vân ra là địch Vân Yên gấp đi hai bước, đi theo Thượng Liêu Tản Dương thân hình. Nhập thế, nhập thế, nhập thế tu hành. Liêu Tản Dương mở miệng nói ra, hắn đang nhắc nhở chính mình, lần này là phải thật tốt cảm ngộ thuộc về mình đại đạo, trùng kích toại anh cảnh giới, không tranh đấu, không chém giết. Theo Liêu Tản Dương, như đột phá toai anh cảnh giới, tại phương thế giới này bên trong trừ vô lượng lao tổ cùng luân hồi lao nhân, chính mình lại vô địch tay, trừ phi còn có chính mình không biết hóa thần tu sĩ tồn tại. Mấy tên phạm nhân từ Liêu Tản Dương bên người đi qua, tập tiền tài vào thành mà đi. Này đội tùy thời xa xa nhìn thấy Vân Yên đến, liền vội vàng tiến lên, thần sắc cung kính nói ra nhị tiểu thư ngươi lại qua thế thiên hành đạo lần này trần phong lôi có thể là mười phần chật vật ừ lần này ngược lại là hảo hảo mà giáo hơn hắn một phen vân yên thuận miệng nói ra mấy tên thủ thành tu sĩ hướng liêu tản dương nhìn lại sinh lòng hoang mang người kia là ai vì hà nhị tiểu thư theo sát người này sau lưng nhị tiểu thư nghe nói trần gia lão tiểu tử lại tới vân gia để hôn một tên thủ thành tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra câu này lời vừa ra khỏi miệng vân yên liễu mi dựng thẳng cả giận nói thế gian sao có vô sỉ như vậy chi đồ ta đã trước mặt mọi người cự tuyệt hắn hắn lại còn không chỉ tiến thối Vân Yên cùng thủ thành tu sĩ nói chuyện thời khắc, Liêu Tản Dương đã đi vào Phan Tiên trấn bên trong, nhìn lấy lui tới phàm nhân, Liêu Tản Dương sinh lòng cảm khái, nếu ta không phải đạp vào tu lượt đường, cũng có thể vượt qua dạng này cả đời sinh hoạt, vì sinh kế buôn ba lao lực, chính mình muốn tìm lá luân hồi đại đạo, sinh sôi không ngừng chi đạo. Vân Yên gặp Liêu Tản Dương đã vào thành, bước nhanh đuổi kịp qua. Liêu Tản Dương nói với Vân Yên, "Vân Yên cô đương, ta muốn tại cái này Phan Tiên trấn thuê kế tiếp bên ngoài, mở cái trước bói toán toán mệnh bày hàng. Ngươi hội bói toán chi thuật?" Vân Yên mở miệng nói, "Không biết." Liêu Tản Dương nói ra, vậy ngươi mở cái gì toán mệnh bói toán quầy hàng liêu tản dương nhìn lấy vân yên lộ ra nụ cười nói ra bói toán mặc dù không hiệu nghiệm nhưng còn không phải còn có trò lừa gạt ta chỉ lừa gạt thiên hạ này si nhân vân yên sờ sờ trong ngực vòng tay nay pháp bảo vẫn tại trong ngực nằm nàng nhìn về phía liêu tản dương lộ ra hổ nghi ánh mắt ngươi coi thật muốn tại phan tiên trấn bói toán đúng tốt ta cái này liền giúp ngươi đang nháo thành phố tìm được một chỗ tốt chẳng sợ vân yên nói xong liêu tản dương khoát tay một cái nói ở chết một gẫu có thủy chi chỗ tốt nhất vân yên nghe liêu tản dương lời nói trong lòng sinh ra hoang mang người bên ngoài đều là tìm kiếm nơi náo nhiệt hắn tại sao phải lựa chọn chỗ hẻo lánh đang lúc vân yên cân nhắc địa điểm thời điểm một tiếng gầm thét chuyển đến sau đó chính là dạy đặc tiếng bước chân cũng là hắn ngươi nhìn hắn trên thân kiếm còn chọn ta túi chữ vật liêu tản dương quay đầu nhìn lại nay trần phong lôi xuất lĩnh lấy mười mấy trúc cơ tu sĩ đang hướng về chính mình chạy nhanh đến sắc khí đằng đằng một đám trúc cơ tiểu tu sĩ muốn ra tay với nguyên anh tu sĩ xin một chín chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người tháng một năm chương một lĩnh hội đại đạo liêu tản dương đứng tại giữa đường tả hữu có muôn hình muôn vẻ phạm nhân kinh doanh các loại mua bán phần lớn là buôn bán bài vóc các loại quả vật các loại cũng có con tuổi người ngồi trộm hồm ở bên đường trần phong lôi xuất lĩnh tầm mười tên trúc cơ tu sĩ khí thế hung hung đến đây nguyên bản tại mặt đường ngược lên đi phạm nhân nhao nhao mau né vì đám người này tránh ra một đầu thông lộ trên đường ngừng lại lộ ra trống trải chỉ có liêu tàn dương khí định thần nhàn hành cầu, đối đối diện vọt tới tu sĩ nhìn như không thấy phong cách cổ xưa vỏ kiếm đoạn trước buộc lên một cái túi chữ vật hết sức dễ thấy thình lình chính là trần phong lôi túi chữ vật liêu tàn dương sau lưng một thân tử y hệ vân yên căm tức nhìn trần phong lôi bọn người tiểu tử Ngươi là gan thật to lớn vợ ơi mà thực có can đảm tiến vào phan tiên trấn ngươi cũng đã biết đây là của ta giới là long bàn lấy là hổ nằm lấy trần phong lôi xuất lĩnh lấy đông đảo trúc cơ tu sĩ đem liếu tàn dương xúm lại ở giữa trần phong lôi nhìn lấy trên vỏ kiếm treo chính mình túi chữ vật tâm phẫn nộ càng là khó mà ngăn chặn cái này đã không chỉ là khiêu khích mà chính là nhục nhã cái này tuyệt đối là không thể chịu đựng trần đại ca theo ta thấy hắn bất quá là người trúc cơ sơ kỳ cảnh giới căn bản không cần đại ca độc thủ ta một người liền có thể đánh nga hắn một tên gia tướng trang phục tu sĩ mở miệng nói ra tuyệt đối không thể xem thường hắn Hắn thần thông có chút cổ quái. Trần Phong Lôi khai miệng nhắc nhở. Liêu Tản Dương nhìn lấy một đám tiểu tu sĩ ở trước mặt mình dương nhanh muốn vớt, bộ kia nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng làm cho người buồn cười. Các người muốn chết phải không? Liêu Tản Dương nhìn lấy bọn này Trần gia tu sĩ, chậm rãi mở miệng, sắc mặt tâm chầm xuống, hắn không muốn giết hại, nhưng là luôn có dạng này coi trời bằng vùng tu sĩ đi lên đụng, không đâm đến đầu rơi máu chảy, quyết không quay đầu lại. Trần Phong Lôi, ngươi như khang khang thương tổn hắn, chính là cùng ta Vân gia là địch. Vân Yên đi đến Trần Phong Lôi cùng Trần gia gia tướng trước mặt, lần nữa lộ ra thanh thủy kiếm. Lần này đi theo trần phong lôi đến đây đông đảo gia tướng tình thế khó xử đứng lên vân gia nhị tiểu thư cản ở chỗ này bọn họ không nên động bởi vì trần gia tiểu công tử cảm mến tại vân yên nếu là thương tổn cái này vân gia nhị tiểu thư chẳng những vân gia sẽ không khoan dung bọn họ tiểu công tử càng biết đối bọn hắn động đao trần đại ca ngươi nhìn cái này nên làm thế nào cho phải a à? một tên gia tướng mở miệng nói ra trần phong lôi nhìn lấy vân yên sắc mặt tái nhuận cái này vân yên khắp nơi với mình đối nghịch nguyên bản hắn coi là liễu tàn dương tất không dám vào phan tiên trấn tiến tới cùng vân yên mỗi người đi một ngả chạy về phía hàn phương chính mình dẫn người qua chặn giết người này tránh được mở vân yên chỉ là không nghĩ tới hắn lại đi theo vân yên nhập phan tiên trấn quyết ý thụ vân ra che chở vân yên ngươi coi thật muốn vì hắn ra mặt trần phong lôi tính kế một phen được mất về sau mở miệng nói ra không tệ vân yên nói ra tốt này ta hôm nay liền tha hắn một lần như hắn dám đơn độc xuất hiện ta tất giết hắn ta nhìn ngươi có thể hay không mỗi thời mỗi khắc đều theo ở hai bên người hắn trần phong lôi nói xong giơ cao thủ trưởng quát hôm nay xem ở vân yên tiểu thư trên mặt mũi tha hắn một lần chúng ta đi trần phong lôi cùng đông đảo nhà sắp xoay người liền muốn ly khai một chút gia tướng quay đầu nhìn liêu tàn dương một dạng thần tình kia phảng phất tại nói tiểu tử ngươi đi vận cất chó bọn họ mới vừa đi ra ba bước một thanh em giống như trời nắng tiếng sấm ta thả các ngươi đi sao vân yên quay đầu nhìn về phía liêu tàn dương trong ngực không gian phát bảo đã ngươi muốn cùng trần gia hoàn toàn quyết liệt ta cùng ngươi điên cùng đến trần phong lôi cùng đông đảo nhà sắp xoay người trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ trong lòng bọn họ đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu kẻ này quá mức càng rỡ liêu tàn dương dẫn theo kiếm đi đến trần phong lôi trước mặt đối phía sau hắn đông đảo gia tướng làm như không thấy ngươi chỗ ỉ lại phan tiên trấn trần gia ta không để trong mắt như có vô lượng môn nhân thay ngươi ra mặt ta tất giết hắn liêu tản dương lời nói cũng không nhiều nhưng là lần này trần phong lôi hoàn toàn cảm giác được loại kia tâm sinh sợ hãi tại phan tiên trấn bên ngoài liêu tản dương nói qua lời như vậy nhưng là khi đó chính mình cũng không thèm để ý giờ khác này ở phan tiên trấn bên trong hắn còn nói ra như thế lời nói liền không thể không khiến người nghĩ sâu tính kỹ chẳng lẽ hắn chỉ là cuồng ngạo ngươi đến là ai trần phong lôi khí thế yếu ba phần đem các ngươi túi chữ vật đều giao ra làm trừng phạt liêu tản dương đối trần phong lôi sau lưng ra tướng nói ra ngươi quá cản rỡ hôm nay ta liền một tên gia tướng mở miệng liêu tàn dương dơ lên cổ kiếm vỏ kiếm bay ra điểm ở tên này gia tướng trên ngực tê liệt cảm giác chuyển khắp toàn thân danh gia này đem thân thể cứng ngắc tại chỗ vỏ kiếm giống như linh hoạt ngón tay lấy ra danh gia này đem túi chữ vật treo ở vỏ kiếm đoạn trước t trần phong lôi sau lưng sở hữu gia tướng đều chấn kinh vỏ kiếm kia bay ra tựa như du ngư bọn họ căn bản là không có cách bắt Giao không giao. cổ kiếm bay trở về đến liêu tàn dương trong tay tiểu lộ thân thủ liền đem mọi người chấn nhiếp đông đảo gia tướng nhìn về phía trần phong lôi vừa rồi bị vỏ kiếm đánh trúng ở ngực tu sĩ cũng có chút cơ trung kỳ nhưng là giờ phút này lại không thể động đậy chính là bị phong bế thần thức bực này phong bế thần thức thủ pháp rất khó hóa giải trừ phi tu vi cao hơn liếu tàng dương thế nhưng là trong thiên hạ lại có bao nhiêu thoái anh tu sĩ ven đường có một ít phạm nhân thấy rõ ràng một cái tuổi trẻ tu sĩ hù sợ một đám trần gia tu sĩ khiến cho bọn họ không dám núp đích liêu tàn dương gặp trần gia đông đảo gia tướng căn bản không có giao ra da túi chữ vật ý tứ xuất thủ lần nữa đã các ngươi không nguyện ý nhận trừng trị vậy liền tiếp nhận càng tàn khốc hiện thực đi vỏ kiếm lần nữa bay ra lại vừa hóa thành mười trong khoảnh khắc liền phong bế sở hữu gia tướng thần thức đã các ngươi không nguyện ý từ nơi này đầu trên con đường tu tiên đi xuống vậy ta thành toán các ngươi để cho các ngươi thành làm một cái phổ phổ thông thông phạm nhân liêu tản dương dứt lời tại những này gia tướng trong hai trong lúc nhất thời thiên địa nhan sắc đều tối tăm trần phong lôi quá sợ hãi nguyên bản hắn cho là mình xuất lĩnh một đám trúc cơ trùng kỳ gia tướng đến đây tất vạn vô nhất thất có thể chỗ nào nghĩ đến về số lượng nhiều ít cũng không hình thành ưu thế theo hắn đến đây đông đảo tu sĩ trong khoảnh khắc liền bị chế phục không hề có lực hoàn thủ liêu tản dương nhìn về phía trần phong lôi mở miệng nói ngươi là kẻ cầm đầu phạt ngươi hai mươi năm phòng mệnh, phong bế thần thức tiếng nói kết thúc nguyên bản giống như trung niên trần phong lôi cấp tốc giàn mua đứng lên trên mặt lên nếp vốn một đầu tóc đen dày đặc cũng chóc ra một nửa lưu lại tóc muối tiêu cái này làm sao có thể trần phong lôi giơ tay lên trên mu bàn tay lại xuất hiện ra đố mồi hành tàu cũng chầm chậm tiền bối ta biết sai tiền bối trần phong lôi cảm giác được pháp lực đều là ngã quỳ gối liêu tản dương trước mặt dập đầu ta đã cho ngươi thời cơ nhưng là ngươi không có chân quý liêu tản dương đem trên vỏ kiếm tầm mười con túi chữ vật luật dưới nhìn cũng không nhìn liền đem nắm ở trong tay cuồn bạo linh lực hiện lên thủy cái này tầm mười con túi chữ vật bên trong linh thạch phụ chú cũng hóa thành hạt bụi tự giải quyết cho tốt đi Liêu tàn dương rời đi lưu lại một bầy tang thần hồn đồng dạng trần ra bên trong người đây hết thể đều bị vân yên để ở trong mắt khó mà miêu tả chấn kinh sông lên đầu phong bế thần thức rút ra thọ nguyên đối trong túi chữ vật đồ vật nhìn cũng không nhìn liền đem hủy đi hắn là thân phận gì lại không thèm để ý đông đảo trong túi chữ vật linh thạch phụ chú trần phong lôi cùng một đám gia tướng trở về trần gia cao đại trạch viện trần gia đệ tử dâng lên lửa giận nhưng là trần gia tộc trưởng xem xét phong bế trần phong lôi thủ pháp chi về sau trần an mọi người quả nhiên là một người trong khoảnh khắc liền đem bọn ngươi tất cả mọi người phong bế thân thức bất lực phản kháng vâng này người thủ pháp cái gì trôi kiếm này tựa như du lòng vô pháp né tránh trần phong lôi mở miệng nói ra hắn hàm răng chóc ra mấy viên nói tới nói lui cũng không có ngày xưa hùng phong trần gia tộc trưởng chỉ là trúc cơ hậu kỳ cho dù là hắn cũng không có khả năng trong nháy mắt chế phục mười tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ mà rút ra thọ mệnh bực này thuật pháp càng là chưa từng nghe thấy các ngươi an tâm tính dưỡng ta sẽ tìm người giúp các ngươi mở ra phong ấn về phần thù này phải trang báo ta cần dò xét một phen trần gia tộc trưởng sai người đem trần phong lôi bọn người khiến đi giữa thiên địa cường giả quá nhiều trần gia chỉ là giọt nước trong biển cả trong lòng của hắn hết sức rõ ràng có thủ đoạn như thế tuyệt đối không phải phổ thông tu sĩ như tùy tiện đem đắc tội sợ cho trần gia mang đến diệt môn chi họa một ngày về sau vẫn yên vì liêu tàn dương mua tòa tiếp theo tiểu viện khu nhà nhỏ này chỗ phan tiên trấn nơi hẻo lánh bên trong viện sau có một đầu dòng nước được qua các phàm nhân giặt quần áo nấu cơm đều dựa vào con sông này liêu tàn dương tiến vào trong tiểu viện chỉ gặp trong nội viện có một gốc lê thụ giờ phút này đã sinh ra xanh lê dưới cây lê có một cái bàn gỗ hai đầu băng ghế Ốc xá tuy có chút tan hoang nhưng cũng có thể ở lại không tệ vân yên cũng tiến vào tiểu viện nàng vì liêu tản dương tìm kiếm vài chỗ viện lạc cũng có cao lớn tính đường một chút trong sân còn có tiểu hoa viên thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác nhìn chúng chỗ này viện lạc ta muốn hỏi ngươi một vấn đề chuyện gì nói đi liêu tản dương đem ốc xá chỉnh lý một phen nói ra người sư tòng này môn vân yên đối liêu tản dương hết sức tò mò hắn chỗ thi triển thần thông đều mười phần hiếm thấy vô luận là thu nạp công kích thần thống vẫn là tức đoạt thọ nguyên thần thông từ có nghe nói hay không qua ta học đạo sư môn sớm đã không có liêu Tản dương tùy ý lấy ra một mảnh vải vàng tìm đến bút mặc tại hoàng bố thượng viết xem bệnh toán bệnh đo bói lành giữ khu tà tránh quỷ cầu phúc cầu mưa vân yên nhìn thấy tin phục cầu mưa sau cười nói ta cũng sẽ vân vũ thuật vẹn vẹn tiểu thành bất quá ta trong môn có sư thúc có thể thi triển bực này pháp thuật tới tiêu trăm mẫu điện viên liêu Tản dương cũng không làm đáp lại đem viện lạc quản lý sạch sẽ về sau ngẩng đầu nhìn hướng tại bờ sông đánh quần áo phụ nữ các nàng vui cười trò chuyện với nhau cây gậy trong tay rơi xuống nện ở trên quần áo phát ra băng băng tiếng vang bờ sông một chút thạch đầu đã bị nện đến lo mờ không biết bao nhiêu thế hệ ở đây giặt quần áo vo gạo luân hồi không thôi đây cũng là luân hồi nhưng là đại đạo lại ở phương nào liêu tàn dương tu luyện mấy ngàn năm thường tại kim đan kỳ vượt qua hơn nghìn năm trên con đường tu tiên mỗi đi một bước đều tràn ngập long đong lĩnh ngộ đại đạo lại làm sao dễ dàng bất quá bản tôn đã đi qua một lần cho liêu Tản dương lưu lại kinh nghiệm quý báu lần này lại tìm kiếm đại đạo hội thiếu đi đông đảo đường quên co bản tôn a cũng không biết ngươi người ở phương nào nhưng là ta hội phá vỡ phương thế giới này đi tìm ngươi ta ngược lại muốn xem xem là người phương nào bắt ngươi giờ phút này bày ở Liễu tàn dương trước mặt nỗi băn khoăn còn có rất nhiều tiên quốc đông đảo nguyên anh cảnh giới đại yêu tử vong còn không có đầu mối đến là người phương nào xâm nhập tiên quốc đánh giết bọn hắn không được biết đối mặt không biết cường địch cần muốn tăng lên lực lượng đây cũng là liêu tàn dương nhập thế lĩnh hội đại đạo nóng lòng tiến vào toại anh cảnh giới nguyên nhân căn bản cường địch ở trong tối cần có sức mạnh bản thân chương 167, kỳ lân muốn đến liêu tàn dương ở chỗ này ở lại tuy nhiên bói toán cột cờ đã dựng nên mà lên vân yên thường thường ngồi lên một hai cách giờ nhưng lại ít người đến hỏi quẻ ngày mới lên liêu tản dương ở trong viện mua kiếm cùng kỳ ma kiếm ngập trời hung diễm bị thu lại tại phong cách cổ xưa vỏ kiếm bên trong người nào cũng nhìn không ra đây là một thanh ma kiếm nó theo liếu tản dương chinh chiến thu nạp không ít và khí giờ phút này đang luyện hóa bên trong trên cây xanh lê phát ra hơi vàng nhan sắc lại có hơn một tháng liền có thể hoàn toàn thành thục đến lúc đó lây xuống một chút cũng có thể phẩm vị một phen Dừng kiếm thức liếu tản dương đem kiếm độc tại sau lưng nhấc lên toán mệnh bảng hiệu đi ra ngoài cửa mấy cái hài đồng ngồi trồn hổm ở đầu phố trong tay cầm gậy gỗ cũng không biết đang chơi đùa lấy cái gì một chút nam nhân ăn cơm xong liền đi đồng ruộng nông làm còn có một số người bước lên gánh tiến về phan tiên chấn phồn hoa khu vực giao hàng tạp vật mấy cái hài đồng gặp tàn dương đi ra có một chút e ngại thần sắc bất quá vẫn là có lớn mật hài đồng đi đến liêu tàn dương trước mặt nói ra chúng ta có thể hái nhà người quả lê ăn sao trước kia đại thẩm liền để cho chúng ta qua hái hài đồng thanh em rất lợi hại thanh thúy liêu tàn dương nhìn lấy mấy cái hài đồng trên mặt bọn họ tràn ngập chờ mong liêu tàn dương nhìn lấy bọn này hài đồng lắc đầu ai đến đây cha hỏi thiếu niên rũ cụp lấy đầu thần sắc vô cùng thất lạc quả lê vị đạo rất tốt cam điểm ngon miệng hàng năm bọn họ cũng sẽ ở tháng này phần bên trong qua ăn trong nội viện gốc cây kia thượng quả lê các ngươi phải cho ta viện từ nhổ cỏ cho thủ tới nước ta mới để cho các ngươi hái liêu tàn dương nói xong mấy cái tên trên mặt thiếu niên lộ ra nét mừng thật tốt chúng ta cái này qua cho ngươi viện tử nhổ cỏ cho thụ tới nước bọn họ ném trong tay gậy gỗ chạy vào liêu tàn dương chỗ viện tử nhổ cỏ tới nước liêu tàn dương dẫn theo toán mệnh bảng hiệu đi đến bờ sông tìm kiếm một cái đá xanh ngồi xuống con sông này có rộng bảy tám trượng nước sông chạy xuôi thư giãn bờ sông cắt mịn có thể thấy rõ ràng hắn tiện tay đem bảng hiệu dựa vào ở trên tảng đá ngẫu nhiên có bảy cá từ thủy du qua phan tiên trấn bên trong vân ra chính tụ tập một đám người người cầm đầu chính là một tên diện mục xấu xí thanh niên người này ăn mặc một thân hồng bảo sau lưng tùy tùng trong tay dẫn theo các loại châu đáo linh thạch vân yên ta biết ngươi trong nhà ngươi đi ra nhìn một chút ta hiện chất tiểu nữ nhà ta đang tu luyện khẩn yếu con đầu là tuyệt đối không thể thành thân không thể thành thân đính hôn tổng là có thể đi nhạc phụ đại nhân liêu tản dương chính đang tự hỏi luân hồi chi đạo một bóng người vội vã đi tới xa xa nhìn thấy liêu tản dương sau mặt lộ vẻ vui mừng ngươi làm sao chạy tới nơi này ta tìm ngươi rất lâu người tới chính là một thân tử y để vân yên trên mặt nàng vẫn như cũ mang mạng che mặt người bình thường không thể gặp chân dung nhưng là từ diện mạo bên trong liền nhưng biết nữ tử này tất có khinh quốc khinh thành chi tướng diện mạo ngươi lại tới tìm ta chuyện gì ta tới tìm ngươi bài toán vân yên đi đến liêu Tản dương chính diện mở miệng nói ra liêu Tản dương nhìn lấy vân yên trên mặt toát ra ý cười nói cô nương ngươi có việc mừng tới nhà vân yên nghe được liêu Tản dương lời nói sinh lòng tức giận nói ngươi thế nhưng là nghe nói trần ra để thân sự tình đừng nghe ngoại nhân truyền ôn ta cận kề cái chết cũng sẽ không gả cho này cái bao cỏ liêu tàn dương khoát tay nói không là chuyện này mà chính là ngươi sư môn người tới mà lại có lai lịch lớn ngươi sầu khổ hội bởi vì hắn đến mà hóa giải ai có thể đến phan tiên trấn ngươi tất nhiên là lừa gạt ta liêu tản dương im lặng không nói vân yên căn bản không tin tưởng liêu tản dương biết cái gì bói toán chi thuật về phần hắn nói chuyện vân yên cũng chỉ tin ba phần thời gian trôi qua rất nhanh trong trước mắt lại tiếp cận buổi trưa ngươi trò lừa gạt nói lộ ra vân yên ở chỗ này ngồi chơi một buổi sáng chờ đợi liêu tản dương nói tới hóa giải người lại căn vốn không có bất kỳ người nào đến người môn phái ở trong ai nói thuật mạnh nhất chính là hắn đến ai nói thuật mạnh nhất nếu bàn về đạo thuật tự nhiên là trưởng môn nhưng là trưởng môn từ không xuất sân môn như thế nào lại đến phan tiên trấn ngươi lại tại lừa gạt ta trưởng môn tuyệt đối sẽ không đến vân yên đang nói từng đợt phong lôi chi thanh từ thiên tế vang lên phan tiên trấn đông đảo tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại toát ra hướng về chi xác trên đường chân trời xuất hiện một cái cự đại thần hành thuyền này sấm rền thanh âm chính là tổng thần hành chu bên trên chuyển đến Trưởng môn là trưởng môn thần hành thuyền lão nhân gia ông ta làm sao lại hàng lâm phan tiên trấn a à, làm sao ngươi biết trưởng môn sẽ đến ta không nói cho ngươi ta muốn đi bãi kiến lao tổ vân yên trên mặt toát ra kích động thần sắc điều động một thanh phi kiếm hướng về thần hành thuyền bay đi trong đầu dâng lên nghi hoặc lại thật bị hắn nói chúng cái này thần hành trên thuyền người vừa tới không phải là người bên ngoài chính là trưởng môn vương đạo viễn nguyên bản hắn coi là kiếp này kết anh vô vọng ai biết tại lao tổ trong động phủ lại có đột phá khổ tu hơn mười năm về sau lại có kết anh dấu hiệu hiện lên giờ phút này hắn khiếm khuyết chính là một phen lịch luyện vương đạo viễn không chế thần hành thuyền đến phan tiên chấn về sau tòng thần hành chu thượng nhảy xuống sau lưng hắn cẳng có thập tam tên kim đan tu sĩ làm bạn toàn bộ là kỳ lân môn trường lão tại thủy tổ trong động tu đến kim đan viên mãn chỉ kém một cơ hội liền có thể bước vào nguyên anh cảnh giới ở ngoài ngàn dặm ta tựa hồ cảm giác được lão tổ khí tức vương đạo viễn mở miệng nói ra hắn mấy cái tên trưởng lão tâm tình kích động trưởng môn sư huynh gần nhất tại thủy tổ trong động tu hành một đạo thần thông có thể cảm ứng lão tổ phương vị bọn họ lần này quy mô rời núi chính là đi truy tầm lão tổ các bộ cung thỉnh lão tổ hồi sơn môn quyền trưởng cát khôn sáng tạo kỳ lân môn huy hoàng lão tổ tất tại phan tiên trấn có lẽ cải biến dung mạo theo ta thấy đến lão tổ cũng không muốn tiết lộ thân phận của mình các ngươi lại phải cẩn thận làm việc tuyệt không thể để lộ ra lão tổ ở chỗ này sự tình nếu không chọc giận lão tổ lão tổ lần nữa rời đi chúng ta coi như khó tìm cần tuân trưởng môn pháp chỉ cái này vương đạo viễn bọn người dòng chống khua trưởng đến là vì tìm kiếm tìm bọn hắn thủy tổ liêu tàn dương thế nhưng là cái này mục đích chỉ có bọn họ mấy tên kim đan tu sĩ biết được ngoại nhân cũng không rõ ràng vương đạo viễn đến kinh hãi phan tiên chấn mấy cái phương đại thế lực chỉ nói cái này thập tam tên kim đan hậu kỳ đại tu sĩ liền không phải bọn họ có thể trêu chọc loại kia thân phận loại kia địa vị không cách nào so sánh cho dù là mạnh nhất trần gia lão tổ cũng bất quá là kim đan sơ kỳ tại vô lượng môn làm một cái nội môn đệ tử mà thôi trần gia tiểu công tử đầy bụi đất từ vân ra đi tới than thở nói mỹ nhân kia còn không chịu tiếp nhận ta à chán nở dê lẽ lại hắn coi trọng người bên ngoài hay sao trần nhị ai một tên diện mạo xấu xí tu sĩ đáp hắn tu vi cũng đạt tới luyện khí thập tam tầng ta để ngươi nhìn chằm chằm vân yên tiết tử ngươi đến là đuổi kịp không có cái này diện mục xấu xí trần gia tiểu công tử giận dữ mắng mỏ lấy ta trần nhị muốn nói lại thôi lần này có thể tính chọc giận trần gia tiểu công tử hắn tức giận dơ lên bàn tay đánh vào gia tướng trần nhị trên mặt đem tại vân gia bị khinh bị toàn rơi tại gia tướng trên thân ngươi đến cho ta nói a à? vân yên tiên tử gần nhất đều đang làm cái gì trần nhị nhìn lấy nổi giận chủ tử mở miệng nói công tử ta không nên nói nói gần nhất vân yên tiên tử luôn luôn qua tìm một cái toán mệnh tu sĩ trẻ tuổi lúc trước nhị gia chính là bị người này phế tu vi trần nhị nói xong trần gia tiểu công tử nổi giận nói tốt, ta nói vân yên tiên tử làm sao không để ý tới ta nguyên lai là tìm kiếm một cái nhân tình nhìn ta không giết cái này to gan lớn mật hàng người đi chúng ta qua chặt tiểu từ kia trần nhị ngươi ở phía trước mặt dẫn đường lấy trần gia tiểu công tử nói xong nổi giận đùng đùng nhanh chân đi qua nhưng là hắn lại cảm giác sau lưng không có người đi theo Quay đầu nhìn lại, không chỉ có Trần Nhị không núp đích, hắn mười mấy người cũng không núp đích. Hôn trưởng, phản các ngươi, ngay cả ta lời nói đều không nghe. Công tử nhà họ Trần nói xong, Trần Nhị mở miệng nói, công tử, chúng ta không thể đi. Hơn mười cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đều đánh không lại hắn, chúng ta một đám luyện khí tu sĩ đi qua, đây không phải là muốn chết sao? Công tử nhà họ Trần nghe nói như thế, tỉnh táo lại, âm thầm suy nghĩ nói, đứng đi trước tìm phụ thân nói một chút, bước lên phụ thân lửa giận về sau, xuất lính đại đội nhân mã diệt người này, ta xem ai còn dám thân cận nhà ta vân yên tiên tử vân yên đã không chế phi kiếm đi đến vương đạo viễn các loại tu sĩ trước mặt mở miệng nói ngũ đại đệ tử vân yên bái kiến trưởng môn bái kiến các vị trưởng lão vương đạo viễn nhìn lấy vân yên nói ừm, ngươi đệ tử này thiên tư rất tốt vân yên nghe được vương đạo viễn khích lệ thụ sùng nhược kinh lại nói trưởng môn nhà ta liền tại phan tiên trấn như trưởng môn không chê ốc xá đơn sơ liền ở nhà ta xuống đi vương đạo viễn suy nghĩ vân ra tại phan tiên trấn rất nhiều nhân mạch nếu là mượn nhờ người kiểu này mạch tìm kiếm lên sư tổ đến muốn dễ dàng rất nhiều xin một chín mươi chỉ một s thôi ạ, à, cảm ơn mọi người chương một trăm sáu mươi tám bói toán vương đạo viễn mở bàn tay thân hành thuyền cấp tốc biến hóa cuối cùng chỉ có một hạt đậu phộng lớn nhỏ rơi vào trong lòng bàn tay vân yên phía trước dẫn đường thần xác hết sức kích động bất quá nàng trong lòng cũng nổi lên chấn kinh chẳng lẽ này tu sĩ trẻ tuổi coi là thật hội bói toán hay sao hắn làm sao lại đo lường tính toán đến trưởng môn hành tung chẳng lẽ hắn thật có kinh thiên vĩ địa thông thần ngự quỷ trí năng bất quá chính mình chưa từng hỏi ra hắn tên họ bất phàm như thế người tất nhiên có cực thần bí bối cảnh vương đạo viễn các loại mười bốn người kim đan tu sĩ hướng về phan tiên trấn vân phủ bay đi kỳ lân môn đến oanh động phan tiên chấn loại kia chấn động đem phan tiên chấn nội tu sĩ quấy cái long trời lở đất kỳ lân môn cũng là một phương đại phái mặc dù không so được hạng nhất môn phái nhưng là cũng nắm trong tay vạn lý cương vực vân phủ đã biết được kỳ lân môn trưởng môn giá lâm bận trước bận sau thu thập đỉnh viện vân gia tộc trưởng tự thân lên tay dùng vải đỏ đem vân gia bảng hiệu che khuất vải đỏ thượng thư kỳ lân môn đệ tử phủ vân gia tộc trưởng xuất lĩnh vân gia toàn bộ tộc nhân chờ đợi tại bên ngoài ba dặm vân gia tộc trưởng xoa xoa tay mong mọi cùng trông mong lúc trước vì đưa tiểu nữ nhập kỳ lân môn hắn là thực sự phá vô số cánh cửa tốn hao không biết bao nhiêu linh hạch vì chính là vinh diệu vân gia giờ phút này kỳ lân môn trưởng muốn đến nếu là ở vân gia ở hơn mấy ngày bằng vào kỳ lân môn vô thượng uy danh vân gia tất thăng chức rất nhanh làm sao còn chưa tới vân gia tộc trưởng bốn phía hỏi thăm tộc trưởng lúc này mới qua một khắc đồng hồ không nên gấp kỳ lân môn chúng nhiều tiền bối khẳng định ngủ lại chúng ta vân gia đường đệ mở miệng trấn an tộc trưởng ừm có đạo lý có đạo lý vân gia tộc trưởng bất quá chúc cơ hậu kỳ tại tu tiên giới không chút nào thu hút tại phan tiên trấn chống đỡ lấy như vậy đại gia nghiệp độc lòng vân tộc dài cân nhắc chân nhìn quanh gặp vẫn là không có kỳ lân môn chúng bóng người tung lại mở miệng nói ra đông đảo tiền bối sẽ không tiến về chỗ hắn đi. Tộc trưởng yên tâm, vân yên là kỳ lân môn đệ tử, về tình về lý đều sẽ ở tại chúng ta vân gia. lại có người mở miệng chấn an vân tộc dài. thế nhưng là giờ phút này vân tộc dài chỗ nào nghe được dưới lời nói này, kỳ lân môn chúng nhiều tiền bối một khắc không đến, hắn liền giống như hỏa thiêu hỏa liệu. không thành, ta muốn đi nên chúng tiền bối. vân gia tộc trưởng hướng về thần hành thuyền rơi xuống đất phương đi đến, đầu hai bước còn có thể ổn định rơi xuống đất, duy trì vân gia gia chủ hình tượng, về sau liền không lo được cái gì hình tượng, nhanh chân hướng về phía trước chạy tới phan tiên chấn bên trong thai to mặt lớn vân ra trùng trùng điệp 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 từ mặt đường thượng chạy trong khoảnh khắc chính là hoàng thổ phấn khởi rốt cục vân tộc dài nhìn thấy vân yên cùng mười bốn vị khí thế ép người kim đan đại tu sĩ vân gia tất cả mọi người quý nên vương đạo viễn bọn người kỳ lân môn môn chủ vương đạo viễn đem vân gia tộc trưởng dịu dắt đứng lên về sau nói ra ta đợi đường tắt nơi đây không biết có thể tại quý phủ để ở mấy ngày tiền bối chớ nói ở mấy ngày từ hôm nay ta vân gia hết thể liền quy trưởng môn sở hữu mặc cho tiền bối an bài vương đạo viễn hiền lành thái độ khiến vân gia tộc trưởng thụ sùng nhược kinh trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải thừa này cơ hội tốt đem Vân gia đưa về Kỳ Lân Môn hạ, nếu là có hạnh trở thành Kỳ Lân Môn một chỗ biệt viện, đó mới là đại phú quý hàng lâm. Vương Đạo Viễn các loại Kỳ Lân Môn kim đan tu sĩ và ở Vân gia, Phan Tiên trấn bên trong manh động, hắn mấy gia tộc lớn nhau nhau thương nghị ứng đối ra sao, cùng Vân gia giao hảo một bộ phận gia chủ quyết định tiến đến bái kiến Vân tộc dài, như có cơ hội gặp một lần Kỳ Lân Môn chúng nhiều tiền bối, cho là một chuyện may mắn. Kỳ Lân Môn chúng người vào ở Vân gia, Vân gia bên trong răng đèn kết hoa, Vương Đạo Viễn cũng vô ý ngăn cản. Trong sân, Vương Đạo Viễn hành sự đạo pháp, tìm kiếm thủy tổ vị trí không thu hoạch được gì bất quá hắn có thể khẳng định là thủy tổ tất tại phan tiên trấn không thể nghi ngờ Trần gia tộc trưởng tại trên đại sành trầm mặc không nói hắn cảm giác được này có lực lượng cường đại hắn tu vi chỉ có kim đan sơ kỳ trong ngày thường tại phan tiên trấn hô mây gọi mưa nhưng là kỳ lân môn chúng người đến để hắn sinh ra dự cảm bất tưởng kim đan hậu kỳ cảnh giới căn bản không phải hắn có thể đối kháng sau này một đoạn thời gian đương ước thúc trần gia đệ tử không được lô mãng hành sự đang trần gia tộc trưởng suy nghĩ thời điểm trần gia tiểu công tử xông tới liền khóc lớn tiếng não cha nha ngươi có thể phải làm chủ cho ta có người đem ta vân yên tiên tử cướp đi Trần gia tộc trưởng nghe vậy giận lên, vọt đến tiểu nhi từ trước mặt bắt hắn lại cổ áo, một cái miệng rộng quất xuống, còn dám nói bậy, ta đào ngươi ra. Cái này tiểu công tử bị đánh ngộng, hắn không biết phụ thân đối với mình luôn luôn nhẹ lời thì thầm, chưa từng đánh qua chính mình, làm sao hôm nay hắn lại không cho mình làm chủ. Như thằng a, đó là kỳ Lân môn tiền bối đến, ngươi không thể nói bậy, Đông đảo Kim đan tiền bối như thế nào coi trọng Vân yên cái tiểu nha đầu này, ngươi như lại nói bậy tất cho ta Trần gia mang đến ngập đầu họa. Trần gia tộc trưởng chấp trưởng gia tộc hơn trăm năm, làm trở thành phan tiên trấn lớn nhất đại gia tộc, tự nhiên có một bộ xử thế chi đạo. Hắn tên thật chính là gọi Trần Hồ lại được người xưng làm trần hồ có thể thấy được hắn gian trá về sau hắn cũng dứt khoát đem hồ chữ đổi thành cáo trần nhược trực nghe được phụ thân người này lập tức minh bạch phụ thân là hiểu lầm mở miệng nói cha ta làm sao dám vọng nghị kỳ lân môn tiền bối ta nói là phế nhị ca tu vi tiểu tử kia hắn từ trong tay của ta cướp đi vân yên hiện tại vân yên đối ta hờ hững trần hồ nghe được lời này về sau diện mạo hơi nhữu như kỳ lân môn không có trèo lên vân gia môn cửa hôn sự này mình ngược lại là có bảy tám phần năm chắc nhưng là hiện tại một điểm không có ngươi cái bất tranh khí đồ vật ngươi nếu là tu luyện tới trúc cơ cảnh giới tiểu nha đầu kia làm sao có thể cự tuyệt ngươi hết lần này tới lần khác ngươi tu vi chỉ có luyện khí tầng năm mất hết ta trần ra mặt mũi trần hồ giận dữ mắng mỏ lấy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lúc này trần phong lôi từ bên ngoài đi tới khuôn mặt đã giàn mua hắn bổ nhào vào trần hồ dưới chân thanh em giàn mua cha ngươi đi van cầu kỳ lân môn tiền bối giải khai ta phong ấn như thế còn sống còn không bằng chết trần phong lôi bị liêu tàn dương phong tu vi lại dùng du long thôn vệ hắn hai mươi năm thọ nguyên giờ phút này hắn đã hiện ra tuổi già sức yếu bộ dáng cứ tiếp như thế nhiều thì mười năm ít thì năm năm tất hóa thành nhất phủng hoàng thổ cái này Trần Hồ cùng Vân gia tộc trưởng cũng không có quá nhiều giao tình, càng thừa số nữ việc hôn ước huyên náo tan dã trong không vui, chính mình đi cầu hắn, dễ dùng à. Nhưng nhìn con thứ hai thảm trạng, Trần Hồ quyết định chắc chắn đi vào phòng tối, đem chính mình chân tàng mấy chục năm pháp bảo lấy ra, hắn đối với cái này vật dị thường chân ái, nghĩ đến lập tức liền phải thuộc về người khác sở hữu, đau lòng không thôi. Hắn lại mang theo đại lượng linh thạch, một mình đứng dậy tiến về Vân gia phủ đệ. Liêu Tản Dương tại bờ sông trên tảng đá ngồi ngay ngắn, như nhập định, mấy tên khiêng cái quốc nông hộ từ Liêu Tản Dương bên người đi qua, bọn họ tùy ý nhìn một chút Liễu Tản Dương toán mệnh bằng hiệu, lại gặp Liêu Tản Dương niên kỷ còn nhẹ, toát ra vẻ khinh miệt rõ ràng không tin liễu tàn dương thật có bói toán trí năng trong lòng bọn họ giữ lại tròm dâu bạc thơ tóc bạc mặt hồng hào láo giả mới có thể làm người tin phục liễu tàn dương bỗng nhiên mở miệng nói mấy người các ngươi cần mau mau chạy về nhà bên trong trong nhà có hỏa hổ họa, nếu là trễ thượng một bước chống không hối hận a à, ngươi người trẻ tuổi kia vờ ơ ý mà nguyền rủa chúng ta đòi đánh hay sao một tên tuổi trẻ khí thịnh nông phu tiến lên đối liễu tàn dương giận dữ mắng mỏ lấy liễu tàn dương lại ngậm miệng lại không cần phải nhiều lời nữa mặc cho cái này phạm nhân hô quát mấy tên khác cao tuổi nông phu nhớ thương trong nhà thầm nghĩ rằng tin có không thể tin không vẫn là chỉ nhanh về thăm nhà một chút đi nếu không có thái họa trở lại tìm hắn tính sổ sách bọn họ lôi kéo tuổi trẻ nông phu quay lại gia trang trước khi rời đi trẻ tuổi nông phu vẫn như cũ đối liêu tản dương hô quát nói nhược ra bên trong vô sự ta định trở về đánh cho ngươi đầu rơi máu chảy nhìn ngươi là có hay không còn dám nguyền rủa chúng ta xin một chín mươi chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người chương 169, người trong lòng liêu tản dương ở trên tảng đá ngồi chơi này mấy tên nông phu về nhà tốc độ tăng tốc nếu không có liễu tàn dương lời nói bọn họ tuyệt đối không có hốt hoảng như vậy chỉ bất quá đám bọn hắn vừa đi vừa nói nếu là trong nhà không có bốc cháy ta chắc chắn đem nói lung tung người đánh té xuống đất bọn họ trên trán toát ra mồ hôi cước bộ càng thêm vội vàng rốt cục đi đến đầu phố xa xa nhìn về đến trong nhà khói bếp bị mờ phản phất đã ngửi được thơm nước đồ ăn cũng không bốc cháy hôn chứng a quả nhiên là lừa gạt chúng ta các ngươi về trước đi ta qua tìm hắn tính sổ sách nông phu kéo lên ông quần nắm chặt trong tay cái quốc xài bước tới lui phương hướng đuổi chuẩn bị đi tìm liễu tản dương lý luận nhị tiểu tử ngươi trở về ăn cơm xong lại đi tìm hắn cao tuổi nông phu khuyên nhủ lấy tên là nhị tiểu tử nông phu đang nổi nóng ai cũng ngăn không được mấy tên nông phu cũng chỉ có thể mặc cho hắn rời đi nhị tiểu tử nổi giận đùng đùng nện bước nhanh chân vờ y mà nguyền rủa ta nhìn ta đánh không chết ngươi cao tuổi nông phu đi hướng mình nhà vừa đi đến cửa miệng khói đặc trong nháy mắt bốc lên này lửa cháy phương hướng chính là nhị tiểu tử nhà lửa cháy á hỏa hoạn á nhanh cứu hỏa là nhị tiểu tử nhà mấy tên cao tuổi nông phu trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng bị vậy coi như mệnh nói chuẩn quả nhiên lửa cháy mấy tên nông phu chạy về đến nhà dẫn theo thùng gỗ tới thế nhưng là lửa cháy địa phương là nhị tiểu tử nhà để đặt tại phòng ốc đằng sau đống cỏ khô hỏa thế cùng một chỗ chính là lớn lên theo gió nơi đây khoảng cách dòng sông vài dặm nước xa không hiểu gần khác chính dẫn theo cái quốc nhị tiểu tử vừa mới kết hôn không lâu trong nhà mới đắp nhà lá cái tuổi này tiểu họa tử hỏa khí chính vượng chạy như bay dưới nhận tâm muốn giáo hấn người trẻ tuổi kia một hồi hắn chính bước nhanh đi lại đông nhiên cảm giác được không thích hợp quay đầu liếc mắt một cái thình lình ở giữa nhìn thấy khói đặc trùng tiên ánh lửa kia chiếu đỏ nửa bầu trời bốc cháy nhị tiểu tử cảm giác trong lòng không ổn trong tay cái cuốc rơi trên mặt đất hắn chạy vội hướng ra chạy vừa qua khi hắn đi đến đầu phố thình lình nhìn thấy chính mình mới đắp nhà lá đã đốt thành một mảnh trong nháy mắt mất hết can đảm hắn hai mắt bị hỏa thế chiếu đỏ xuống tìm nước cứu hỏa đại hỏa trọn vẹn đốt nửa canh giờ rốt cục dập tắt lần này đại hỏa đem nhị tiểu tử nhà đốt một sạch sẽ gặp nhau khá gần quê nhà cũng bị hỏa thai họa đáng được ăn mừng là hỏa bị kịp thời dập tắt không có tạo thành tổn thất lớn hơn Ô à, nhị tiểu tử ngồi dưới đất khóc giống tiếng khóc tê tâm liệt phế nhị tử ngươi đừng khóc chúng ta người không có việc gì còn có thể làm lại từ đầu nhị tử nàng dâu ở bên cạnh an ủi tuổi trẻ nông phu. Nhị tử mẹ, ngươi không sao chứ? Một chút quê nhà đem một tên lão phu nhân dịu đến một bên, không được an ủi. Tất cả mọi người nghe nhị tiểu tử tiếng khóc, cảm động lây, nhà ai bị đại hỏa đều sẽ đau lòng. Mấy tên cùng nhị tiểu tử đồng thời trở về nông phu đi vào nhị tiểu tử bên người, phẫn nộ quát, khóc khóc, chỉ biết khóc, còn không mau qua bái tạ ân nhân, hắn cứu ngươi một nhà lao tiểu tánh mạng, nếu không phải là chúng ta kịp thời trở về, còn không biết muốn tiêu hủy bao nhiêu thứ. Ta khóc cũng là hận ta không có nghe hắn chỉ ngôn, nếu là ta nghe lời, sớm về đến trong nhà kiểm tra một phen, không, có lần này tai họa nhị tiểu tử sờ làm nước mắt từ dưới đất đứng lên liêu tàn dương tại trên tảng đá mở miệng nói phúc họa lên nhau ngươi làm thế nào biết là họa không phải phúc ta tìm ân nhân tạ tội cầu hắn khoan dung ta tuổi trẻ nông phu giờ phút này cũng không lo được thu thập cái gì gia sản hết thể đều được không hắn đứng người lên lại đi tìm liêu tàn dương chỉ bất quá lần này hắn cũng không tiếp tục tuyên bố qua đánh nhau với hắn mấy tên cao tuổi nông phu đem trên đường về một cái tuổi trẻ thầy tướng số cảnh cáo từng cái cáo chi chúng quê nhà tất cả mọi người không, không khiếp sợ vợ y mà thật có như thế thần nhân có không cần đoán cũng biết chi năng bọn họ tự nhiên biết cái thế giới này cũng có rất nhiều thần tiên vừa rồi giữa trưa lúc liền có thần tiên ngồi đại thuyền từ trên trời giáng xuống quê nhà an ủi nhị tử người một nhà một chút quê nhà đi vào nhị tử trong nhà dọn dẹp phế tích mấy tên cao tuổi nông phu ngắm nghĩa một mặt thiêu đến chỉ còn một nửa xà nhà bỗng nhiên hô, nhị tử nặng dâu ngươi mau tới trận này đại hỏa cứu ngươi một nhà a tiểu tức phụ đi đến phế tích bên trên nhìn về phía nông phu chỉ xà nhà trong lúc nhất thời sắc mặt thay đổi Tây kia xả nhà đúng là giống ruột còn có một số không có bị thiêu chết con kiến từ xả nhà bên trong leo ra ta nói làm sao nửa ngày luôn có con kiến đốt ta ba ngày liền có con kiến khắp nơi bỏ loạn nguyên lai bọn họ lại đem nhà gắn ở trên xả nhà nhị tử nàng dâu các ngươi nhân họa đắc phúc muốn là buổi tối bị con kiến cắn đứt xả nhà hậu quả khó nói a à. nhân quả luân hồi không phải họa không phải phúc liêu Tản dương ở trên tảng đá châm tư hắn phảng phất bắt được cái gì chỉ cần đem lộ ra liền có thể vào toái anh cảnh giới liêu tàn dương rời đi sống một mình tiểu viện quay lại ra trang tên kia vì nhị tử nông phu đi vào bờ sông này trên tảng đá đã không có người trẻ tuổi kia không được chọc giận thần tiên mới tốt ngày sau như gặp lại tiểu thần tiên tất khấu tạng nhị tử hờ ơ mờ hực tìm kiếm bốn phía không nhìn thấy liễu tản dương bóng dáng trở về về nhà vân ra cánh cửa bị thực sự phá phan tiên trấn tu tiên gia tộc toàn bộ đến đây tiếp một số người nguyện đưa lên hậu lễ cầu vân tộc dài dẫn tiến một phen thế nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ bị cự tuyệt ở ngoài cửa chính là trần hồ tự mình đến đây nguyện ý đưa lên một món pháp bảo cũng bị vân tộc dài cự tuyệt vân tộc dài làm sao không muốn thu quà tặng thay bọn họ dẫn tiến một phen nhưng là hắn không nên hắn sợ chọc giận kỳ lân môn chúng nhiều tiền bối trần hồ về đến trong nhà về sau dầu dĩ không vui nhị tử bị này cái tu sĩ trẻ tuổi phong tu vi chính mình hao hết tâm lực lại không cách nào phá giải con trai của lão nghiêng mộ vân gia nhị nha đầu lại bởi vì người này cản trở ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn người có bản lãnh gì trần hồ một bụng tức giận liền muốn rơi tại liêu tản dương trên thân trần lao nô cho ta liên hệ phan tiên trấn mỗi cái gia chủ ta muốn xuất trọng kim vì ta nhị tiểu tử chữa bệnh ai có thể giải khai hắn phong ấn ta nguyện ý đem món pháp bảo này đưa lên trần hồ trong mắt dần hiện ra ưu ám ánh mắt liêu tản dương trở về ở lại vị lạc trong sân cỏ dại bị bạt sạch sẽ dưới cây lê mặt cũng bị quay lại một khối bị trọn vẹn tưới nước một phen hắn ở chỗ này ở lại thời gian lại trải qua an ổn đứng lên ban đêm trăng sáng lên cao liêu tàn dương đứng ở trong viện bốn phía có phạm nhân hãn tiếng vang lên nhập thế tu hành thông nộ đại đạo mơ hồ trong đó một đạo nối liền trời đất vô hình cây cột xuất hiện tại liêu tản dương phía trên trong nhân thế luân hồi đại đạo nộ gia hình còn chưa hiểu thấu đáo bản chất liêu tản dương thu hồi suy nghi cây cột tiêu tán bốn phía vang lên dưới mèn tiêu to hắn trở lại ốc xá bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi đếm rõ số lượng này liêu tản dương chính ở trong viện mua kiếm vân yên xông vào trong sân tất cả đều bị ngươi nói chúng là trưởng môn tự mình đến ngươi đến là thế nào đoán đúng vân yên tiến lên giữ chặt liêu tản dương tay hỏi vân yên tay yếu đuối không xương ấm trượt như ngọc liêu tản dương ngẩng đầu nhìn vân yên liếc một chút chính mình như thế nào sinh ra như thế suy nghĩ. hắn tu luyện mấy ngàn năm đối tình yêu nam nữ đã mười phần mờ nhạt nhưng là giờ phút này lại phát giác được dị dạng cảm giác uy ngươi làm sao vân yên tay tại liêu tản dương trước mắt đung đưa mở miệng hỏi tại sao lại sinh ra tình cảm liêu tản dương trong lòng hoang mang đây là mấy ngàn năm qua chưa bao giờ phát sinh qua sự tình vân yên gặp liêu Tản dương lâm vào trong châm tư trong lòng khí muộn đi đến dưới cây lê lấy xuống một khóa xanh lê cắn một cái nhất thời chua xót cảm giác tràn ngập mà đến ngươi có muốn hay không đi gặp nhà ta trưởng môn đã ngươi sư môn đã không có không bằng bái kỳ lân làm thầy cho ta làm tiểu sư đệ như thế nào vân yên không kiêng nể gì cả nói ra không tốt liêu tản dương nói ra ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi lai lịch nói cho ta một chút ngươi cố sự vân yên nói ra liêu tản dương nhìn lấy vân yên lại dâng lên tâm động cảm giác giờ phút này vân yên vẫn như cũ từ xa che mặt lộ ra thần bí tuấn mỹ ngươi muốn nghe thật cố sự vẫn là nghe giả cố sự liêu Tản dương ngồi tại vân yên đối diện đi qua một phen cảm nộ về sau liêu tàn dương trong lòng dĩ nhiên minh bạch chính mình sinh ra tình cảm chính là lĩnh hội luân hồi đại đạo mang đến kết quả chính mình hoàn toàn mở rộng cửa lòng thể ngộ đại đạo tự nhiên sinh ra các loại tình cảm tự nhiên là nghe thật vân yên sinh ra hứng thú từ khi hắn nhìn thấy liêu tàn dương lần đầu tiên liền bị hắn thần bí hấp dẫn tiện tay đưa tặng pháp bảo có thể đoán được trường muốn đến dạng này người tràn ngập bí mật liêu tàn dương viện lạc bên ngoài tụ lại lấy một đám người người cầm đầu diện mục xấu xí giờ phút này càng là xúc động phẫn nộ dị thường vân yên a vân yên Ta đối với ngươi si tình một mảnh, ngươi lại tại này riêng tư gặp tình lang. Ta không giết các ngươi, ta liền không họ Trần. Vụ trộm trước người tới chính là Trần gia Trần Nhược Trực, giờ phút này hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Trơ mắt nhìn lấy ô yếm nữ tử cùng một nam nhân khác vui cười. Công tử, không thể động a, à, chúng ta đánh không lại hắn. Đi theo Trần Nhược Trực đến đây gia đình khuyên đủ nói. Ta nhịn không được, ta thực sự nhịn không được. Trần Nhược Trực xong mắt đỏ bừng, ngươi không thấy được à? Vân Yên đang cùng nam nhân kia nói giỡn Công tử, người này đắc tội chúng ta Trần gia, chẳng lẽ lao ra hội từ bỏ ý đồ? giờ phút này lão gia đã dùng trọng bảo tụ lại phan tiên chấn sở hữu gia tộc nếu là nhị gia phong ấn còn không có giải khai lão gia chỉ cần thoáng sử dụng một chút thủ đoạn một đoàn tu sĩ tất nhiên thay công tử ra mặt đem người này đánh giết trần nhược trực rốt cục nhịn xuống lửa giận trong lòng ta liền để ngươi lại cản rỡ mấy ngày hắn xuất lĩnh lấy đông đảo gia tướng trở về trần gia liêu tàn dương tại trong sân đối trần gia sự tình như lòng bàn tay đừng bảo là nho nhỏ phan tiên chấn vạn lý cương vực cũng lại liêu tàn dương thần thức bao phủ phía dưới một ngọn cây cọn thấy rõ thư thái đây cũng là liêu tàn dương bói toán nhiều lần linh nghiệm nguyên nhân ta sinh ra ở một cái nông hộ trong nhà trong nhà giàu có ta thở nhỏ khổ thi thư chuẩn bị mưu cầu một cái công danh đằng sau bị một tên đạo sĩ thu nhập một tưởng bắt đầu tu hành trường sinh chi thuật liêu tàn dương nói vẫn yên lặng lặng nghe về sau ta liền ở trên con đường này cũng càng chạy càng xa lại quên tu tiên chỗ bản tâm lúc đầu ta chỉ là muốn học đạo thuật luyện trường sinh bất lao đang dược cho phụ mẫu phục dụng thế nhưng là phụ mẫu sớm đã qua đời ta đang dược cũng không có luyện thành xin một chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người chương 170, đại ẩn, ẩn tại thành thị ta tại kim đan kỳ ngừng chân thật lâu rốt cục đột phá nguyên anh cảnh giới liêu tản dương bỗng nhiên dừng lại câu chuyện nhìn lấy đắm chìm trong cố sự bên trong vân yên nói ra sắc trời không còn sớm ngươi nếu là muốn nghe ngày mai ta tiếp tục kể cho ngươi vân yên phảng phất tử trong say mê tỉnh lại lầm bầm mở miệng nói ra tốt đặc sắc cố sự nghe được ta đều mê mẩn ngươi dự định lưu ở chỗ này qua đêm a thái dương đã chôn nửa đoạn dưới ai nha trời tối ngươi nhưng làm đại sự của ta cho chậm trễ trưởng môn muốn dạy ngã pháp thuật vân yên đột nhiên nhớ tới trưởng môn nói với nàng có thể tại xế chiều thời điểm chỉ đạo một chút nàng pháp thuật kết quả bởi vì nghe cố sự mê mẩn lại đem dạng này đại sự quên ở sau vân yên vội vã đi ra cửa viện thậm chí không kịp cùng liêu tàn dương cáo biệt nàng âm thầm đoán trách chính mình cũng không biết trưởng môn có thể hay không tức giận chính mình nếu như ngươi muốn học pháp thuật ta có thể dạy ngươi a liêu tàn dương âm thanh vang lên vân yên bay đầu nhìn liêu tàn dương một cái nói tuy nhiên ngươi cố sự rất lợi hại đặc sắc nhưng là nằm mơ ban giữa ngày vẫn là bất làm thì tốt hơn vân yên căn bản không tin tưởng liêu tàn dương lại là nguyên anh đại tu sĩ nàng chưa bao giờ chưa có tiếp xúc qua nguyên anh tu sĩ nhưng là nghe nói nguyên anh đại tu sĩ có thôi sơn đảo hải chi năng một trưởng vô giới có thể vị đi một tòa phan tiên trấn loại kia chính mình thần quỷ chi năng đại tu sĩ há sẽ như thế bình dị gần gũi đồng thời nhiều lần bị trúc cơ tu sĩ khiêu khích liêu tản dương đem cửa sân cài đóng nhấc lên ma kiếm trở về ốc xá cửa phòng quan bế viện lạc lần nữa khôi phục kiến tĩnh phan tiên trấn hoàn toàn náo nhiệt kỳ lân môn chúng nhiều kim đan tu sĩ là một kiện đại sự oanh động toàn trấn kế tiếp sự tình cảm làm phan tiên trấn tu sĩ điên cuồng phan tiên trấn thứ nhất đại tu tiên gia tộc trần gia trọng bảo tìm kiếm y, -y, 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 -y người nào như giải khai trần nhị công tử phong ấn lấy một cái sơ cấp pháp bảo làm tạ ơn pháp bảo khiến cho sở hữu tu sĩ điên cuồng đồ vật tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật không có gì hơn linh thạch phi kiếm ngụy pháp bảo mà pháp bảo loại này cực phẩm bảo vật thì là không nên yêu cầu xa vời giờ phút này một kiện tránh thức sơ cấp pháp bảo bày tại bọn họ trước mắt đủ để khiến bọn họ điên cuồng vân ra bên trong một chỗ sắc màu rực rỡ trong sân kỳ lân môn trưởng giáo vương đạo viễn đứng trước mặt đứng thẳng các sư đệ đông đảo sư đệ đối với thủy tổ hành tung nhưng có thu hoạch vương đạo viễn mở miệng hỏi bọn họ đi vào phan tiên trấn về sau liền lặng lẽ tìm hiểu phan tiên chấn nội tu sĩ tình huống đem từng cái so với về sau không thu hoạch được gì trường môn sư minh thủy tổ nếu là lặn dấu đi định nan lấy tìm kiếm muốn tìm đến thủy tổ rất khó một người tu sĩ mở miệng nói ra vương đạo viễn vớt cằm nói sư đệ nói không sai thủy tổ không có hiển lộ thân phận nhất định trà trộn tại trong phố xá tu hành tiểu ẩn ẩn vũ giã đại ẩn ẩn tại thành thị trường môn sư minh nếu chúng ta tìm được thủy tổ thủy tổ không chịu trở về chủ trì kỳ lân môn lại nên làm như thế nào lại một kim đàn tu sĩ mở miệng nói ra vương đạo viễn nghe nói như thế sắc mặt tâm trầm trên trời rơi xuống đại nạn hôn loạn phân tranh nổi lên bốn phía như thủy tổ nhất định không chịu chủ trì kỳ lân môn chúng ta không thể không ở ẩn tại hoang dã trong núi sâu vương đạo viễn sớm đã phát giác được kỳ lân môn ngược điểm thiên hạ hỗn loạn kỳ lân môn lại là môn đồ đông đảo tự nhiên là các tu tiên môn phái lôi kéo đối tượng cự tuyệt cùng đều là thái họa trước có ma vực bị diệt sau lại vô lượng môn đại loạn trước đây không lâu vân cư tự cũng bị thiên hạ chúng môn phái dẹp điên tiến tới đại hôn chiến thương vong tu sĩ vô số loạn tượng đã sinh vương đạo viễn dần dần cảm giác bất lực trèo chống kỳ lân môn vô luận như thế nào cũng phải tìm đến thủy tổ như thủy tổ không trở về chủ trì sân môn ta liền tự sát tại thủy tổ trước mặt vương đạo viễn nói đến thần sắc khẩn thiết kỳ lân môn chúng nhiều kim đan tu sĩ đặt quyết tâm vô luận vận dụng loại thủ đoạn nào dù là lấy cái chết bức bách cũng phải đem thủy tổ mời hồi sân môn chủ trì đại cục nếu là muốn suy nghĩ đến tiềm tàng tại trong phố xá thủy tổ còn cần phải mượn người nhà họ vân mạch chờ ngày mai chúng ta liền mệnh vân gia phái ra nhân thủ tìm kiếm thủy tổ vương đạo viễn mở miệng nói ra thủy tổ sẽ có hay không có phát giác cố ý tránh ra chúng ta rời đi nơi đây vương đạo viễn lắc đầu nói thủy tổ sinh hoạt tại trong phố xá chính là cảm lộ nhân sinh tất sẽ không dễ dàng rời đi các ngươi cứ yên tâm đi hôm sau liêu tản dương sớm tỉnh lại cầm bói toán bảng hiệu đi ra cửa mấy cái kia hải đồng sớm tỉnh lại chờ đợi tại liêu tản dương ngoài viện trong tay bọn họ mang theo bầu nước tiểu cái quốc những vật này gặp liêu tản dương rời đi bọn họ liền lần nữa công việc lưu bù lên từ trong sông múc nước tới tiêu lê thụ liêu tản dương lần này đi đến phan tiên chấn một chỗ phố xá sâm mất bên trong gồng gánh lấy các loại hàng hóa hành thương đã đến đến riêng phần mình chiếm cứ vị trí đem hàng hóa bông xuống bắt đầu một trời sinh mà tính toán trà quán đã sớm mở cửa buôn bán liêu tản dương đi vào một nhà trong quán trà trong quán trà có bảy tám chiếc bàn liêu Tản dương cứ gọi thượng một bình trà đem toán mệnh bảng hiệu dựa vào trên bàn quay đầu nhìn phố xá sâm ớt trên đường người đi đường dần dần nhiều càng có một ít số tuổi tiểu hài từ đồng chạy đến trên đường chơi đùa nhân sinh cảm lộ đem tại trong phố xá mở ra liêu tàn dương tại trên con đường tu tiên hành tẩu mấy ngàn năm tâm sớm đã chết lặng lần này trở về phố phường sinh ra khác cảm động đã từng hắn hô phong hoán vũ rất ít hơn lộ diện hành tẩu đã từng hắn nhất tâm tu luyện thanh tâm quả dục không sai mà lần này nhập thế vốn vui giận tình các loại tình cảm theo nhau mà đến liêu tàn dương làm theo mở rộng cửa lòng toàn bộ tiếp nhận liêu tàn dương đang bưng một ly trà tiểu uống toán mệnh ngươi cho ta mà tính toán mệnh tướng ta khi nào có thể phát tài một cái sợi dâu có lên đầu đầy loạn phát lưu manh đi đến liêu tàn dương trước mặt hắn mặc trên người cũ nát áo vải phục bên hông buộc lấy một đầu dây đỏ hai cái đầy mơ đại thủ lộ ra dơ bẩn tiện mệnh một đầu vô phúc thích cờ bạc phá tịch khỏa thi chó chuột làm thức ăn liêu tàn dương thuận miệng nói ra mặc dù cái này lưu manh bất học vô thuật nhưng là liêu tàn dương quẻ ngữ đơn giản mình nhất thời liền đem hắn tức giận đến nổi trận lôi đỉnh người muốn ăn đòn lưu manh vén tay áo lên vung mạnh quyền liền đánh trên nắm tay mang theo phong thanh liễu tàn dương nhìn cũng bị nhìn tránh cũng không tránh trong tay vẫn như cũ bưng chén trà uống trà thường ba ngươi vậy mà tại cái này một tiếng gầm thét từ trà quán bên ngoài vang lên lưu manh nghe được cái này âm thanh gầm thét dọa đến thu quần đầu chuẩn bị chạy trốn ba tên đại hán xông vào trong quán trà đem cái này lưu manh kéo tới trên đường ngươi nợ tiền lúc nào còn hãy cho ta gom góp hơn mấy ngày nhị đương ra lại thư thả ta mấy ngày đi đánh cho ta hai tên đổ quán tay chân đối cái này lưu manh quyền đấm cước đá một phen đánh cho hắn máu me đầy mặt mới thu tay lại trong quán đánh bạc người sau khi rời đi cái này lưu manh từ dưới đất bò dậy nhìn về phía liêu tàng dương khắp khuôn mặt là phẫn nộ tiểu tử ngươi xem náo nhiệt chờ ta đánh cho ngươi đầy mặt nở hoa nhìn ngươi còn dám hay không trò cười ta trong phố xá hơn mười người nông phu chính nổi giận đùng đùng hướng về trần thợ mộc nhà đi đến cây kia xả nhà chính là trần thợ mộc tự mình chọn lựa mộc đầu ai biết đúng là căn giống ruột mộc suýt nữa rước lấy đại họa một cái tuổi trẻ nông phu trong lúc vô tình quay đầu nhìn thấy trong quán trà liêu tàng dương thần xác đại hỷ đối theo hắn đến đây mấy tên nông phu nói tiểu thần tiên tiểu thần tiên ở chỗ này đây lúc này lưu manh chạy tới liêu tàn dương trước mặt vung quyền đầu liền muốn đánh tới cái này trẻ tuổi nông phu chính là trong nhà mất đại hỏa nhị tiểu tử giờ phút này hắn nhìn thấy một tên phố phường vô lại đang muốn đối tiểu thần tiên động quả đấm giận dữ này lưu manh ta nhìn ngươi dám động tiểu thần tiên tuổi trẻ nông phu một bước xông vào trà quán một cái nắm lấy lưu manh tay hắn nông phu cũng xông vào trà quán đem lưu manh vây quanh ở chính giữa nhị tiểu tử nhìn về phía liêu tàn dương quỳ bái nói tiểu nhân vương nhị bái kiến tiểu thần tiên hôm đó vương nhị mạo phạm tiểu thần tiên mong rằng tiểu thần tiên xin đừng trách phan tiên chấn trần ra vì phá mở phong ấn đến đây đông đảo tu sĩ thúc thủ vô sách mắt thấy pháp bảo đang ở trước mắt lại không cách nào thu hoạch được trần phong lôi phong ấn cổ quái kiên cố khó mà phá giải giờ phút này trần gia tụ lại hơn phân nửa phan tiên trấn gia tộc chúc cơ tu sĩ mấy trăm người càng nắm chắc hơn tên kim đan tu sĩ vì trần gia pháp bảo cố ý phá quan mà ra không xa ngàn dặm chạy đến đ nhiên một người mở miệng nói nếu là giết hạ phong ấn người cái này phong ấn không phải tự sụp đổ a à? đúng a à. lòng tham lam khó mà khống chế phan tiên chấn nội tu sĩ vì một kiện sơ cấp pháp bảo đã quyết ý đem bố trí xuống phong ấn người đánh giết trần hồ trên mặt lộ ra âm hiểm nụ cười thầm nghĩ, mặc dù ngươi lai lịch bí ẩn, nhưng ngươi làm sao có thể lấy sức một mình đối kháng toàn bộ phan thiên trấn. Xin một chín mười, chỉ một s thôi ạ, à, cảm ơn mọi người. chương 171, giận. trong quán trà, vương nhị lễ Lê bái, liêu tản dương đem bị đỡ dậy. một chút trà khách bắt đầu hỏi thăm nguyên do, đi theo vương nhị đến đây đông đảo nông hộ bắt đầu giảng thuật hôn qua chuyện phát sinh, cái này trẻ tuổi thầy bói đo bên trong vương nhị nhà cháy, vây xem đám người phát ra sợ hãi thản phục. này lưu manh trên toát ra giọt lớn giọt lớn mồ hôi lạnh, vừa rồi cái này đoán mệnh người trẻ tuổi cũng cho mình bói một quẻ, này quẻ luôn thế nhưng là cực kỳ không ổn á. À giờ phút này hắn đã bị nông hộ trục xuất khỏi trà quán hắn nhìn lấy liêu tàn dương bóng lưng thầm nghĩ không thành nhất định phải phá chính mình bài tượng nếu không còn sống mọi việc không thuận chết bị chó ăn này thật đúng là thắng tốt trà quán bên ngoài một tên lao hán ngừng xe lừa đi vào trà quán vừa rồi vương nhị bọn người lời nói hắn nghe được nhất thanh nhị sở lại gặp liêu tàn dương trên biển hiệu viết cầu phúc cầu mưa phảng phất trong lòng bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng mặc dù nhưng cái này toán mệnh tu sĩ tựa hồ tuổi tắc không lớn nhưng là hắn cũng không nói hoài tới rất nhiều lao hán tách ra đám người đi đến liêu tàn dương trước mặt nói ra tiểu sư phụ ngươi coi thực biết cầu mưa biết một chút thi vân bố vũ thần thông liêu tản dương nói xong vương nhị lập tức mở miệng nói tiểu thần tiên nói có thể cầu mưa liền có thể cầu mưa Người lao hán này không muốn rông dài tiểu thần tiên a ngươi mau cùng lao hán ta đi một chuyến đi trễ ta tiểu tôn nữ mệnh liền ném lao hán một phát bắt được liêu tản dương tay liền đi ra ngoài vương nhị cướp thay liêu tản dương giao tiền trả nước vây quanh đi ra ngoài phen này động tĩnh huyên náo không nhỏ phố phường đường đi tụ mãn xem náo nhiệt đám người một chút xông đến liêu tản dương trước mặt lấy ra một chút tiền tài nhao nhao năn nỉ liêu tản dương thay bọn họ bói một quẻ mạng người quan trọng a tiểu thần tiên nhanh lên xe lửa ta mang ngươi tiền đến lao hán này chính là vội vàng một cỗ xe lửa đến đây trên đường đi đi rất gấp cắt nguyên bản cường tráng mao lưu cũng lộ ra mặt mà tù mày cho Người lao hán này làm sao bá đạo như vậy chúng ta trước hết để cho vị này tiểu sư phụ cho chúng ta bói một quẻ dùng không được thời gian quá dài người trung quanh tụ lại hơn trăm người bên trong gần nửa số trách cứ cái này lao hán ngăn trở đường đi không cho rời đi nhà ta cháu gái đang bị vu bà nói là hạn bạn chuyển thế mấy ngày nữa như không mưa liền muốn thiêu chết nàng ta vội vàng đi cứu mệnh các ngươi không cần ngăn cản lao hán nói đến kích động trong lúc nhất thời đúng là nước mắt tuôn đầy mặt cứu người quan trọng mau đi đi vậy xem người cũng minh bạch nặng nhẹ liêu tàn dương ngồi lên xe lửa đem bảng hiệu đặt ở cha du di một chút quê nhà từ trong nhà lấy ra một chút cơm canh túi nước cùng có khô dặn dò ngươi mau mau trở về cứu mạng đi những vật này trên đường ăn đa tạ đa tạ chư vị viện thủ lao hắn lái con lửa xe rời đi đầu này phố xá xâm mất đường phố hướng phan tiên trấn bên ngoài tiến đến trên đường lấy ra những cơm kia ăn lung tung ăn mấy cái miệng uống mấy mụn nước ra phan tiên trấn xe lửa một đường hướng nam Liễu tản dương lấy tại con lửa trên xe nhìn lấy bận rộn phạm nhân tái sinh cảm khái phương thế giới này bên trong mỗi người đều có được chính mình độc nhất vô nhị vận mệnh hướng về riêng phần mình quỹ tích tiến lên đánh xe lão hàn vốn là thiện trò chuyện người nhưng là giờ phút này hắn lòng nóng như lửa đốt lời nói ở giữa tràn ngập đối quê nhà ngu muội phẫn nộ đối vu bà tàn nhẫn cửu hận nhà ta liền tại nam phương ngoài trăm dặm năm ngoái mùa đông tuyết thủy đầu xuân sau lại hạn ba tháng nếu là lại không mưa lại là một trận năm mất mùa đáng hận này vu bà nói nhà ta cháu gái là hạn bạc truyền thế đốt chết ta cháu gái tự nhiên trời mưa cái này đơn thuần nói vậy nói vậy lão hán này nghe nói phan tiên trấn có thần tiên tồn tại không xa trăm dặm đổi tới phan tiên trấn cắn răng giao thành quan tiền đi tìm có thể bố vân làm mưa thần tiên vì chính là cứu cháu gái tánh mạng được một ngày ngay xuống núi lao hán lái xe lừa đuổi 70 dặm lộ trình mắt thấy trời tối đường là đuổi không thành tiểu thần tiên chúng ta nghỉ ngơi một đêm ngày mai buổi trưa liền đến chúng ta cái kia khu vực Tốt. vậy liền nghỉ ngơi một ngày liêu tản dương ngồi tại con lửa trên xe một đường đi tới sinh ra một phen mới lạ thể nghiệm bao nhiêu ngàn năm hắn chưa bao giờ giống hôm nay một dạng nhà nhã nhìn lấy phạm nhân chọn gánh từ bên người đi qua đó là muôn hình muôn vẻ người thần thái cũng là có khác biệt lớn phan tiên chấn trần ra bên trong Trần Hồ đứng tại trên đại sảnh, như có điều suy nghĩ. Trần Phong lôi phong ấn không cách nào phá giải, không xa ngàn dặm chạy đến mấy tên Kim Đan Tu sĩ cũng thúc thủ vô sách. Điều này làm hắn trong lòng sinh ra bất an, trong lòng của hắn chờ chờ, đến có nên hay không lại đi treo chọc người kia. Thế nhưng là chính mình âu yếm nhị tử thành một cái gần đất xa trời phàm nhân, nếu là tùy ý hắn tiếp tục như vậy, ra không mấy năm liền người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thôi thôi a, à. người bố trí xuống phong ấn cực kỳ hiếm thấy, nhưng là ngươi có thể đối kháng mấy tên Kim Đan Tu sĩ sao? Chẳng lẽ ngươi có thể đối kháng Phan Tiên Trấn Sở hữu Tu sĩ? Đi qua hắn suy đoán cái này cái tu sĩ trẻ tuổi tuy nói lai lịch bí ẩn có chút hiếm thấy thần thông nhưng là hắn tu vi chỉ có chút cơ cảnh giới đây cũng là trần hồ khí chỗ bất quá chính mình muốn đánh giết người này cần đứng tại đạo nghĩa phía trên mới ổn thỏa giờ phút này phan tiên trấn bên trong không phải trần ra một chi độc đại kỳ lân môn chúng nhiều tiền bồi đến đó là không thể bỏ qua lực lượng như chọc giận một người xuất thủ ngăn cản chính mình kế hoạch sợ rằng sẽ cho một mồi lửa cần đem người này nói xấu một phen mới tốt trần hồ định ra âm mưu sau sai người áp dụng xuống dưới thiên chưa sáng rõ lao hắn liền không kịp chờ đợi vội vàng xe lửa hướng ra bên trong đi đến lao hán nhà gần trong găng tấc ruộng đất khô nước hoa màu đã hề hoài nếu là lại hạn cái bảy tám ngày nhất định chết khéo lao hán cây roi quất vào trên lưng lửa tốc độ lại mau một chút giờ phút này hắn hận không thể bay về đến trong nhà đem cháu gái giải cứu ra tới gần giữa trưa chạy vội xe lửa rốt cục sông vào một tòa thôn trấn con lửa tốc độ xe không giảm trực tiếp chạy về phía thôn trong trấn khoảng cách rất xa liền nhìn ở đây tụ tập rất nhiều người trên mặt mọi người hiện lộ lấy vẻ phẫn nộ thiêu chết hạt bạn thiêu chết hạt bạn Lão hắn lái xe lửa đuổi tới phía ngoài đoàn người hạng hắn từ trên xe nhảy xuống lôi kéo liêu tản dương tay hô lớn nói ta đem thần tiên mời về có thể thi vân bố vũ trên trời rơi xuống cam lộ mọi người quay đầu nhìn lại nhìn thấy lao hán về sau trong ánh mắt toát ra cựu hận chi ý một số người phẫn nộ quát cũng là người nuôi ra hạ bạn người hố hại chúng ta một chút trung niên tiến lên bắt lấy lao hán cánh tay hô thiêu chết hắn thiêu chết hắn không nên đắc tội thần tiên nếu không có các ngươi tốt nhìn lao hán hô to nhưng là bị đông đảo chỉ trích thanh em ép xuống một số người tiến lên liền muốn cởi bỏ liêu tàn dương bảng hiệu thậm chí yêu cầu liền liêu tàn dương cùng nhau tiêu chết trong đám người trên cây cột cột một tên bảy tám tuổi tiểu nữ hải trên mặt bị vẽ đầy cổ quái hoa văn một ánh mắt thú ám lao nữ nhân toàn thân bao phủ tại hắc bào phía dưới ánh mắt vượt qua mọi người hướng liêu tản dương nhìn lại giờ phút này phan tiên trấn bên trong cũng có tu sĩ bắt đầu tụ tập dòng chống khua chiên muốn đi thay trần gia nhị công tử phá phong ấn đem này tà tu chém giết trong truyền thuyết cái kia phong ấn trần phong lôi tu sĩ chính là tà tu đoạt người thọ nguyên cướp người thế nữ không chuyện ác nào không làm bọn họ chuyến này đánh giết này liều chính là thế thiên hành đạo trần gia bên trong mấy tên kim đan tu sĩ cũng có xuất thủ chi ý bọn họ đều là từ ngàn dặm bên ngoài chạy đến vì chính là trần hồ trong tay sơ cấp pháp bảo giờ phút này bọn họ cũng không xuất thủ chỉ là đang đợi trần hồ một cái hứa hẹn trong khoảnh khắc phan tiên Trấn chúng tu sĩ tụ tập trúc cơ tu sĩ mấy trăm người luyện khí tu sĩ lại không xuống hơn ngàn người chu sát tà ma trả hết nợ bình tình thế bọn họ hô lên vang dội khẩu hiệu bày biện ra một bức lẫm nhiên chủ quan bộ dáng liêu tản dương bị mấy tên thanh tráng bắt lấy bả vai cánh tay một số người mang tới dây thừng liền muốn đem trói lại lao hán kia đã bị đẩy ngã xuống đất bị người trói cái rắn chắc vây ở trên cây cột chuẩn bị cùng nhau thiêu chết liêu tản dương đột nhiên cười nhìn về phía chung quanh chửi mắng phẫn nộ đám người mở miệng nói nếu là ta trước kia tính khí tất sát được các ngươi chó gà không tha cái này vừa nói một câu âm thanh giống như lôi động nắm chặt liêu tàn dương cánh tay thanh tráng đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc hai tay che lỗ thai máu tươi từ khe hở bên trong chạy ra bọn họ lăn lộn trên mặt đất Thê tâm liệt phế kêu khóc lấy ồn ào đám người hoàn toàn yên tĩnh vừa rồi hô to thiêu chết liêu tàn dương người lộ ra hoảng sợ thần sắc tất cả mọi người nhìn về phía liêu tàn dương cũng không dám lại tới gần liêu tàn dương hướng về trung ương đi đến không người dám cản cách ra một con đường tùy ý liêu tàn dương thông qua hắn đi đến cây cổ trước tiện tay qua lao hắn cùng cô bé kia dây thừng quay đầu nhìn về phía một thân hắc bào vu bà thiêu chết nàng liền có thể mưa xuống sao cái này vu bà tại tòa này thôn trấn bên trong có lấy trí cao vô thượng quyền lực chữa bệnh cũ quỷ chiêu hồn mưa xuống nàng bị thôn trấn bên trong người tôn thờ ngoại hương nhân thôn chúng ta chấn sự tình ngươi không nên đúng tay vẽ con này là hạn bạn chuyển thế nếu không giết nàng thương thiên hội hàng đại hạn hán trừng phạt thế nhân mà ngươi tất đột từ đầu đường vu bà nói xong đám người chung quanh lần nữa hiện lộ ra thành kính thần sắc chỉ là giờ phút này bọn họ cũng không dám mở miệng trong lòng bọn họ đối liêu tàn dương đã sinh ra e ngại không cần đến những ngày về vặt ta chỉ cần hô to ba tiếng giáng xuống mưa to liêu tản dương trung khí mười phần nhưng là chỉ có lao hán kia tin hắn người khác đối liêu tản dương tràn ngập vẻ khinh miệt đối liêu tản dương lời nói bọn họ không tin người trẻ tuổi ta khuyên ngươi rời đi nơi đây nếu không tả linh hội phụ thân vu bà nói xong câu đó tụ lại ở chỗ này người nhao nhao lui về phía sau trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc bọn họ đối tả linh mười phần hoảng sợ ta không sợ tả linh liêu tản dương tùy ý nhìn nói với vu bà hắn tâm như minh kính cái này vu bà bất quá là cái tiểu tiểu quỷ tu mà thôi lúc trước liêu tản dương dẹp tiên ma vực dạng này quỷ tu chết ngàn vạn cái này vu bà bất quá là dư người ta lao hán ôm cháu gái nhìn về phía liêu tàn dương hắn mong mọi liêu tàn dương tranh thủ thời gian thi vân bố vũ cứ như vậy cháu gái của mình liền sẽ không bị tiêu chết vu bà nhìn về phía liêu tàn dương kinh nghi bất định nhưng là nàng ra vẻ chấn định ngươi ngược lại là làm mưa một phen để ta xem một chút đúng vậy a à, ngươi nếu là không có thể mưa xuống liền mau chóng rời đi nơi đây lại có một ít người cao cất lên bọn họ đối vu bà tin phục cắm rễ rất sâu phan tiên trấn tu sĩ đã tụ tập đầy đủ mấy tên kim đan tu sĩ cũng nhận được trần hồ hứa hẹn tu vi cao khống chế phi kiếm tu vi thấp vận dụng linh phủ thi triển thủ đoạn mọi người đồng tâm hiệp lực đồng dạng muốn đem liêu Tản dương cái này tà tu chém giết phong khởi liêu Tản dương nhìn chăm chú thương khung thanh âm chọc tan bầu trời trăm vạn dặm bên ngoài thủ hộ lôi công tháp lôi long nghe được liêu Tản dương la lên thân hình bỗng nhiên biến mất trong khoảnh khắc tuấn di đến liêu Tản dương vị trí cựu thiên trí thượng côn bạo thiên uy trợt hạ xuống chuyên thuộc về nguyên anh đại thừa tu sĩ uy áp chuyển đến phan tiên trấn bên trong sát khí đằng đằng hơn ngàn tu sĩ bị bỗng nhiên xuất hiện thiên uy dọa đến quỳ dạp xuống đất trong lòng bàn tay phi kiếm cũng vứt bỏ mấy tên kim đan tu sĩ đứng tại chỗ run lên cầm cập tất cả mọi người không biết ngày này uy truyền lại từ nơi nào chỉ là kỳ lân môn vương đạo viễn tâm tình kích động cao giọng nói lao tổ nhất định là lao tổ lao nhân ra ông ta mấy tên kim đan tu sĩ âm thầm cân nhắc xem ra hôm nay không thể đánh giết tên tu sĩ kia cho cái này lao tiền bối rời đi lại đánh giết với hắn không chỉ là bọn họ đông đảo trúc cơ tu sĩ cũng là đánh lấy dạng này suy nghĩ. thế nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đạo này thiên uy chủ nhân chỉ là bọn họ chặn đánh giết người bồi dưỡng linh thú mà bọn họ chặn đánh giết người càng là chấp trưởng thiên hạ trưởng môn nhân một phái xin một chín chỉ một s thôi ạ à. cảm ơn mọi người chương một trăm bảy mươi hai thi vân bố vũ liêu Tản dương điều đến lôi long tuy nhiên thi vân bố vũ pháp thuật hắn cũng biết một ít nhưng là đó cũng không phải hắn cầm chiêu pháp thuật hắn pháp thuật phần lớn lấy giết địch tiến công làm chủ đối với lôi long tới nói mưa xuống chi thuật làm theo gần như bản năng những này ngu mội mọi người ban đầu vốn không tin liêu tàn dương biết cái gì thi vân bố vũ thuật bởi vì bị bọn họ tôn thờ vu bà đã nói nếu như không khoảnh khắc cái hạn bà chuyển thế nữ hoa thiên liền sẽ không trời mưa bọn họ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ phong khởi liêu tàn dương giơ bàn tay lên lôi long trên chín tầng trời tụ lại mây đen theo liêu tàn dương tiếng nói kết thúc phương viên trăm dặm địa vực trong khoảnh khắc liền cuồng phong gào thét đại phong cùng một chỗ tất cả mọi người sắc mặt đều biến phàm trên mặt người lộ ra mừng rỡ mà vu bà sắc mặt trắng bệnh không có huyết sắc dù là mọi người lại ngu muội giờ phút này nhìn thấy nhấc lên gió mát cũng biết mưa rào tầm tã sắp đến cái này cái này chính là thần tiên thủ đoạn Bái kiến thần tiên trong đám người cũng không biết người nào nói một câu quỳ mọc xuống đất đám người trung quanh cũng quỳ thành một mảnh toàn thân bao phủ tại dưới hắc bảo quỷ tu trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng nguyên bản nàng dự định y và ván linh đem cái này tu sĩ trẻ tuổi đánh giết nhưng là giờ phút này nàng lại phát hiện chính mình khống chế ván linh ngừng bước không tiến càng không dám tới gần liêu tàn Hàn dương nàng chỗ ý lại thủ đoạn đối liễu tàn dương mất đi hiệu lực gió lạnh phơ phất lôi long trên chín tầng trời gầm thét lao hán ôm cháu gai kinh ngạc nhìn liễu tàn dương hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người cho dù hắn đem tự mình liêu tàn dương mang ở đây nhưng là cái này tuổi trẻ thầy bói đến có hay không hô mây gọi mưa bản sự hắn cũng không dám khẳng định lần này quyết định hắn thấy là một trận đánh bạc bất quá hắn thắng mây tụ liêu tàn dương lần nữa hét to bàng bạc mây đen đè xuống coi là thật ứng mây đen áp thành thành muốn phá vỡ câu nói kia toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đen xuống thần tiên thủ đoạn a lần này không còn có người nghi vấn liêu tàn dương hoán vũ chi năng nay vu bà trong lòng tràn ngập hối hận chấn kinh e ngại Đông nhiên nàng ngẩng đầu vô cùng tận thiên uy từ trên trời chuyển đến ép tới nàng nằm dạp trên mặt đất cũng không dám lại đứng dậy loại kia cùng bạo thiên uy để cho nàng khó có thể chịu được. phan tiên chấn bên trong đông đảo tu sĩ đã sớm quỳ thành một mảnh này lôi long đến thời điểm bọn họ chính là trước hết nhất cảm ứng được một nhóm người lôi long tiếng giống giận dữ âm bị nghe tại bọn họ trong thay sớm đã dọa đến sợ vỡ mật thiên uy khó giỏ bọn họ ở trong lòng cầu nguyện có thể tuyệt đối đừng là đại tu sĩ đối chiến nếu không thay bay vạ gió phía dưới bọn họ chỉ sợ khó có thể sống sót lôi long trên chín tầng trời thi triển hết thần thông tiếng sấm xuyên phá vân đoan mưa rơi theo liễu tản dương lời nói mưa to hàn lâm đông đảo phàm nhân hoan hô lên liễu tản dương nhìn về phía này vu bà nói tiểu tiểu quỷ tu cũng dám lần nữa quấy phá ma vực dương nghiệt. này vu bà gặp liễu tản dương một câu nói toạc ra thân phận nàng cũng lại cố kỵ không cho phép nhiều quay người liền muốn chạy trốn ở trước mặt ta ngươi cũng dám trốn liêu tàn dương nhìn lấy vu bà bóng lưng quỷ này tu chỉ có chút cơ cảnh giới tại liêu tàn dương trước mặt nàng sao có thể thành công đào thoát chết liêu tàn dương mở miệng nói thanh âm kia giống như lợi kiếm đồng dạng bắn thủng vu bà thần thức trong nháy mắt phai mở quỷ tu thần trí màn mưa bên trong một thân hắc bảo vu bà ngã tại nước mưa bên trong hoàn toàn mất sinh cơ liêu tàn dương không chê phía dưới trời mưa đến mặc dù lớn lại sẽ không thành họa một nén nhang sau liêu tàn dương hô có nói mưa rừng lôi long thu thi vân bố vũ chi năng trong khoảnh khắc mây đen tan hết lại hiện ra mặt trời gay gắt trong không khí tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát cầu mãi nước mưa phạm nhân tại vũng bùn bên trong vui cười phan tiên trấn bên trong sở hữu tu sĩ cảm giác thiên uy yếu dần nhao nhao đứng người lên thu thập rơi trên mặt đất đồ vật chạy về chỗ ở bên trong không dám xuất hiện nữa trần hồ mời đến mấy tên kim đan tu sĩ cũng là lòng còn sợ hãi vừa rồi này khủng bố thiên uy lệnh bọn họ khó mà kháng cự liêu Tản dương khiến lôi long trở về vô lượng môn tiếp tục đóng giữ lôi công tháp đa tạ thần tiên mưa xuống liêu tàn dương đi đến lao hán bên người cô bé kia trên mặt hoa văn màu đã bị nước mưa rửa sạch thể hiện ra một bức trắng loãn khuôn mặt nha đầu nhanh cảm ơn thần tiên ân cứu mạng lao hán đối bên người nữ hoa nói ra liêu tản dương nhìn lấy chung quanh phạm nhân giờ phút này trên mặt bọn họ hiện ra lấy thành kính chi sắc phản phất vừa rồi đối liêu tản dương đối xử lạnh nhạt quan sát cũng không phải là bọn họ người bé con này ta nhìn rất có tuệ căn tiến đến phan tiên trấn vân ra tìm kiếm cơ duyên có thể thực sự tiết lộ bốn phía đám người nhìn về phía lao hán dưới thân nữ hoa trên mặt toát ra các loại thần sắc tiểu thần tiên ngươi nhìn hài tử nhà ta có hay không tuệ căn Từng đối liêu tản dương nói năng lô mã người lại tiến tới góc mặt khiến cho nhân tâm sinh chán ghét phiền liêu tản dương chấp nhất toán mệnh bảng hiệu hướng về trấn đi ra ngoài đối người chung quanh cảm ơn cũng không trả lời một chút thanh trắng đã đem vu bà thi thể bỏ tại trên cây cột cái này yêu hại quê nhà đốt nàng liêu tản dương nắm lấy bói toán bảng hiệu hướng về phan tiên trấn phương hướng đi đến thuộc về mình một trận sâu xa chưa kết giờ phút này còn đi không được cái thứ hai rời đi nơi đây người chính là lao Hán kia cùng hắn cháu gái nhà hắn sớm đã bán thành tiền đổi lấy tiến vào phan tiên trấn thành quan tiền đối với đến đây hắn không còn có nửa phần lưu luyến dù là hắn ở chỗ này sinh hoạt cả một đời đây cũng là một loại cảm nộ, nhận mê hoặc người thậm chí không rõ thị phi không phân biệt liêu tản dương cảm giác được mình đã sờ đến đại đạo biên giới chỉ thiếu chút nữa liền có thể hiểu thông đại đạo tiến vào toái anh cảnh giới phan tiên trấn trần ra trong phủ đệ trần hồ lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán vô thượng tiên uy chuyển đến thời điểm hắn cũng bị dọa đến có quắp tại một chỗ không nên vọng động nguyên anh tu sĩ căn bản không phải hắn có thể chống lại lực lượng giờ phút này tiên uy tận tán hắn rốt cuộc khôi phục tinh thần xem ra vị tiền bối kia đã rời đi chính mình mưu đồ vẫn là muốn tiếp tục tiến hành mấy tên kim đan tu sĩ đi vào đại sảnh về sau trần hồ sai người vì bọn họ phụng dâng trà thơm mở miệng nói chư vị chớ kinh hoàng hơn tuy nhiên tiên uy khủng bố nhưng là này lão tiền bối đã rời đi trần hồ ngươi cần tính ra vị tiền bối kia vì sao mà đến nếu ngươi chặn đánh giết người cùng tiền bối kia có sâu xa tha thứ chúng ta vô pháp thực hiện hứa hẹn một tên kim đàn tu sĩ mở miệng nói ra trần hồ gật đầu nói đó là tự nhiên chư vị yên tâm ta nhất định sẽ tra rõ ràng tiền bối kia vì sao chuyện tới tới dạng này tự nhiên tốt nhất chúng ta sẽ chờ ngươi kết quả nếu là lập lờ nước đôi kết luận chúng ta liền không phục hồi mấy tên kim đàn tu sĩ liền trả đều không uống liền ngự không rời đi trần hồ nhìn lấy mấy tên tu sĩ bóng lưng ánh mắt u ám thầm nghĩ sớm tôi muốn đem mấy người các ngươi ra hỏa chém giết đoạt các ngươi sở hữu bảo vật Trần Hồ tự nhiên không có tùng tâm, hắn phái ra người đi bốn phía tìm hiểu, thế muốn tìm tới vị kia nguyên anh tiền bối một chút dấu vết để lại. Trần gia bên trong, Vương đạo viên thần tình kích động, ở trước mặt hắn tụ lại lấy kỳ lân môn chúng nhiều sư đệ, hắn mở miệng nói, ta có thể khẳng định đó chính là lão tổ, khí tức kia tràn ngập lão tổ vị đạo, không bình thường dày đặc vị đạo, chỉ là không biết sao, lão tổ hội hiện lộ ra bản thân lực lượng, tại trong phố xá lịch luyện, bản thân lực lượng không nên tùy tiện thi triển, nếu không liền mất nhập thế chi tâm. Có phải hay không là lão tổ gặp được tình địch? Một người tu sĩ mở miệng nói ra. Vương đạo viên nghe được lời này lắc lắc đầu nói, thủy tổ cũng không xuất thủ, chỉ là hiện lộ ra lớn lao thiên uy chẳng lẽ lao tổ là tại khuyên bảo ta đợi hay sao kỳ lân môn chúng người lắc đầu lý do này cũng nói không thông sau cùng vương đạo viễn nói ra các vị sư đệ chúng ta tìm kiếm thủy tổ kế hoạch tạm thời hoãn một chút chớ tức giận hơn thủy tổ liêu tản dương sinh hoạt trở về bình thản nộ được đại đạo bước vào toại anh cảnh giới chính là rời đi ngay. phan tiên trấn bên trong liên quan tới tà tu nghe đồn càng ngày càng nhiều tin đồn phong ấn trần phong lôi tà tu tại phan tiên trấn bên trong đại khai sát giới các loại liêu tản dương ở trong viện nhìn lấy gốc cây kia lên thụ mở miệng nói các ngươi ngược lại là tận hết sức lực à tới đi nếu các ngươi không đến ta còn ngại không đủ náo nhiệt lần này nhập thế liêu tàn dương nắm lấy trò chơi nhân thế tâm tính càng náo nhiệt càng tốt dạng này chính mình cảm ngộ mới khắc sâu tài năng càng nhanh bước vào cảnh giới cao hơn xin một chỉ một s thôi ạ à, cảm ơn mọi người